Chương 48. Dương huyện biến đổi lớn. Nguồn Mê truyện audio.com. Tiểu Bạch hóa hình thành công, lý Mộ phiền não cũng theo đó mà tới. Hóa hình trước đó nàng chỉ là muốn lấy thân báo đáp, hiện tại đã muốn cho lý Mộ sinh con. Liễu Hàm Yên liền đứng ở bên cạnh, lý Mộ lời nói thấm thía đối với tiểu Bạch nói ra. Kỳ thật đâu, báo ân phương thức có rất nhiều loại, không nhất định nhất định phải lấy thân báo đáp, hoặc là sinh con cái gì, ta đã từng cứu ngươi một mạng, về sau ngươi cũng có thể cứu ta, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là hảo hảo tu luyện, tương lai vì mổ mổ báo thù. Tiểu Bạch bị hắn dời đi chủ đề, nghĩ đến chết đi mổ mổ cùng tộc nhân, chăm chú nhẹ gật đầu, kiên định nói. Ta sẽ thật tốt tu luyện, vì mổ mổ báo thù. Lý mộ thấy được liễu hàm yên khóe miệng ý cười, thật hẳn là để nàng nhìn xem, hắn lúc ấy là thế nào nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt hai con rắn kia. Tiểu biệt thắng tân hôn, sau khi ăn cơm xong, liễu hàm yên rất sớm đã đi tới lý mộ gian phòng. Hai người tay trong tay ngồi ở trên giường, liễu hàm yên đột nhiên hỏi, ngươi về sau dự định làm sao đối với tiểu bạch lý mộ nói nàng hiện tại không nhà để về tạm thời trước hết để cho nàng để ở nhà đi thiên hồ bộ tộc báo ân đằng sau liền sẽ rời đi đây cũng là các nàng truyền thống liễu hàm yên nói làm sao báo ân chẳng lẽ ngươi thật muốn nàng vì ngươi sinh con sao lý mộ lại ngửi thấy một tia ghen tuông vừa cười vừa nói ta muốn để cho ngươi vì ta sinh liễu hàm yên quả nhiên do dám chuyển xấu hổ nhẹ nhàng bóp lý mộ một chút nói ra hay là để vãn vãn cho ngươi sinh đi nàng thích nhất hai tử từ dương huyện sau khi trở về lý mộ sinh hoạt khôi phục khó được bình tĩnh trong nhà môn không có chuyện gì hắn mỗi ngày chỉ cần nhìn xem sách nhìn đến hạ nha về nhà cùng liễu hàm yên làm một chút đồ ăn song song tu thời gian trải qua rất thư thái duy nhất không được hoàn mỹ chính là nhà môn thanh nhàn không có chuyện để làm con rắn kia ngay tại lý mộ trước mắt lúc ẩn lúc hiện nhìn tâm hắn phiền hắn có thể cảm giác được con rắn này đối với hắn hận ý chưa tiêu trong lòng không chừng đang đánh cái gì chủ ý xấu. Hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu, nhìn vài trang sách, Bạch Thính Tâm liền lại từ bên ngoài lay động tiến đến, hỏi. Ngươi cùng ta tỷ tỷ là thế nào nhận biết, ta luôn cảm thấy quan hệ của các ngươi không thích hợp, nàng lần trước sau khi về nhà, liền thường xuyên mất hồn mất vía. Lý mộ nói. Trùng hợp nhận biết. Làm sao trùng hợp? Trở về hỏi ngươi tỷ tỷ. Bạch Thính Tâm trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, ở trước mặt Lý Mộ đi tới đi lui, nói ra. Các ngươi đều không nói cho ta, nhất định có vấn đề." Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói ra. "Nói lên tỷ tỷ ngươi, ta cũng có một vấn đề." Bạch Thính Tâm nói. "Vấn đề gì?" Lý Mộ hỏi. "Vì cái gì cha ngươi là bạch xà, tỷ tỷ ngươi là bạch xà, ngươi lại là thanh xà, ngươi sẽ không phải là từ bên ngoài nhặt được a?" À? Bạch Thính Tâm cả giận nói. "Ngươi mới là từ bên ngoài nhặt được." Nàng không tiếp tục để ý Lý Mộ, đi một mình đi ra bên ngoài, trên mặt cũng hiện ra vẻ hoài nghi hỏi ra vấn đề kia đằng sau, Lý Mộ hai ngày cũng không thấy Bạch Thính Tâm, ngay tại hắn coi là yêu này chịu không được huyện nha nhàm chán, chạy về trên núi thời điểm, lại thấy được nàng xuất hiện tại trị phòng. Bạch Thính Tâm nhìn xem Lý Mộ, nói ra. Ta cho ngươi biết, ta đương nhiên là cha mẹ ta thân sinh, ta mổ mổ chính là một đầu thanh xà, ta không có theo cha ta, theo ta mổ mổ. Lý Mộ không rõ ràng các nàng xà tộc di truyền quy luật, chỉ là muốn hai ngày nữa an tĩnh thời gian, hiện tại hắn an tĩnh thời gian chấm dứt, cả một cái buổi sáng, nàng đều tại Lý Mộ trước mắt lúc ẩn lúc hiện, cố tình không để cho hắn an tĩnh đọc sách. Lý Mộ để sách xuống, nói ra. Ngươi có thể hay không an tĩnh một hồi? Bạch Thính Tâm nói. Không có khả năng. Lý Mộ nói. Nếu không ta kể cho ngươi cái cố sự, ngươi về sau đừng phiền ta. Bạch Thính Tâm dời cái ghế dựa, ngồi tại Lý Mộ đối diện, nói ra. Ngươi nói trước đi. Lúc trước có đầu thanh xà. Tiếp xuống đâu? Nàng rất ưa thích đáng ghét sau đó thì sao? Sau đó nàng liền chết. Bạch Thính Tâm hiển nhiên đối với cố sự này rất không hài lòng, thế là Lý Mộ ném cho nàng một bản vân yên các xuất bản Bạch xà truyền, để chính nàng nhìn. Bạch yêu vương tại trên con cái giáo dục hiển nhiên làm không tệ, con thanh xà này vậy mà cũng có thể hiểu biết chữ nghĩa, bưng lấy quyển sách này, nhìn say sưa ngon lành. Vì để cho nàng không đến phiền chính mình, Lý Mộ dứt khoát đem, lưu trai, toàn tập cũng cho nàng chuyển đến, rất nhanh, Bạch Thính Tâm liền trầm mê tiểu thuyết, không cách nào tự kiềm chế, Lý Mộ mang tai, rốt cục thanh tịnh rất nhiều. Bạch Thính Tâm xem hết cuối cùng một bộ lưu trai, hỏi Lý Mộ nói. Nhân loại các ngươi đều nói tình yêu tình yêu, tình yêu là cái gì? Lý Mộ không hứng thú cùng nàng đàm luận tình yêu, nói ra. Chờ ngươi trưởng thành liền đã hiểu. Bạch Thính Tâm khép sách lại, nói ra. Tình yêu thật sự có tốt như vậy sao? Ta cũng muốn tìm một người nói chuyện tình yêu. Nàng đi ra trị phòng, tại nha môn dạo qua một vòng đằng sau, lại quay lại đến, nói ra trong nha môn này liền dung mạo ngươi đẹp mắt nhất ngươi cùng ta đàm luận thế nào lý mộ không chút nghĩ ngợi nói chẳng ra sao cả ta có người thích bạch thính tâm liếc mắt nhìn hắn nói ra không nói liền không nói ai mà thèm ngươi nhìn ta tìm một cái sau ngươi càng đẹp mắt nàng thoại âm rơi xuống bên ngoài lại có tiếng âm truyền đến liễu cô nương tới a à? lý mộ tại trị phòng ngươi đi vào đi liễu hàm yên đi đến trị phòng nhìn thấy bạch thính tâm lúc có chút sửng sốt một chút hỏi lý mộ nói nhanh hạ nha đi. Nàng có đôi khi sẽ đến nha môn, chờ Lý Mộ cùng nhau về nhà, Lý Mộ đứng người lên, nói ra. Đi thôi. Mặc dù vẫn chưa tới hạ nha thời gian, nhưng hắn tại nha môn cũng không có chuyện gì, sớm một khắc đồng hồ hai phút đồng hồ trở về, triệu bộ đầu cũng sẽ không nói cái gì. Bạch Thính Tâm nhìn xem Liễu Hàm Yên, hỏi. Nàng chính là người người ưa thích. Liễu Hàm Yên nhìn về phía Bạch Thính Tâm, hỏi. Vị này là. Lý Mộ nói. Không cần để ý nàng, chúng ta đi bạch thính tâm nhãn châu xoay động bỗng nhiên ông lý mộ cánh tay uốn éo người nói đêm hôm đó trên giường thời điểm còn nói thích nhất người ta hiện tại có tân hoang liền không để ý tới người ta lý mộ đem cánh tay từ ngực nàng rút ra nắm tay liễu hàm yên tại bạch thính tâm trong ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác lạnh nhạt đi ra ngoài hắn cùng liễu hàm yên ở chung lâu như vậy trải qua bao nhiêu hiểu lầm giữa hai người làm sao có thể ngay cả chút điểm này tín nhiệm cũng không có liễu hàm yên cùng tay hắn dắt tay đi ra quận nhà mới nhìn lý mộ hỏi ngươi làm sao đắc tội nàng? Lý mộ nói. Một đầu xà yêu, ở dưới tay ta bị thất thế, từ đó về sau liền kết xuống cựu oán. Liễu hàm yên kinh ngạc nói. Xà yêu làm sao lại tại huyện nha? Lý mộ nói. Chuyện này nói rất dài dòng, trở về từ từ nói. Nói lên bạch thính tâm, liền không thể không nói tới bạch ngâm tâm, nhất lên lý mộ cùng bạch ngâm tâm nhận biết quá trình, lại không thể không nói tới tô hòa, thẳng đến tối cơm qua đi, lý mộ mới đưa mọi chuyện cần thiết cùng liễu hàm yên nói rõ ràng. Liễu Hàm Yên sau khi nghe xong, chú ý điểm đã không tại Bạch Thính Tâm, hỏi Lý Mộ nói. Ngươi còn có một vị khác xà yêu bằng hữu, cùng một vị nữ quỷ bằng hữu. Lý Mộ lập tức giải thích nói. Ngươi đừng có hiểu lầm cái gì, tâm ý của ta đối với ngươi, thiên địa chứng giám, cùng các nàng chỉ là bằng hữu, nếu có nửa câu lời nói dối, liền để ta thiên lôi đánh xuống. Âm âm. Thoại âm rơi xuống, một trận trầm đục, bỗng nhiên từ Lý Mộ đỉnh đầu truyền đến. Hắn giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại lúc, phát hiện nguyên bản bầu trời trong xanh, tại trong thời gian thật ngắn, bỗng nhiên quyển tích lấy mây đen, trong mây đen, điện quang lấp lóe, sau đó liền truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Lý Mộ nhìn một chút Liễu Hàm Yên, ít hầu giật giật, nói ra: "Tin tưởng ta, ta không có bản sự này. Ta cũng không nói không tin ngươi." Liễu Hàm Yên nắm tay của hắn, bỗng nhiên cảm giác trên mặt mát lạnh, lúc ngẩng đầu lên, kinh hỉ nói: "Tuyết rơi." Lý Mộ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy bay lả tả bông tuyết từ không trung bay xuống xuống tới. Bắc quận mùa đông, mặc dù rét lạnh, nhưng những năm qua sẽ rất ít tuyết rơi năm nay một trận tuyết này rơi đặc biệt sớm mà lại quỷ dị không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chỉ qua một khắc đồng hồ trên trời mây đen liền không hiểu tán đi rơi trên mặt đất bông tuyết cũng tan rã không thấy tăm hơi nếu như không phải trên mặt đất còn có từng mảnh vết ướt không có ai biết vừa mới hạ trận tuyết vãn vãn cùng tiểu bạch đã hưng phấn chạy đến chuẩn bị chồng tuyết nhân tuyết lớn bỗng nhiên đình chỉ lại thất vọng đi trở về gian phòng sáng sớm hôm sau lý mộ đi vào nha môn phát hiện trong trị phòng bầu không khí mười phần ngưng trọng hắn vừa mới đi vào trị phòng triệu bộ đầu liền lập tức nói ra chuẩn bị một chút sau nửa canh giờ chúng ta muốn đi dương huyện lần trước dương huyện ôn dịch bọn hắn mới vừa trở lại không có mấy ngày liền lại muốn đi dương huyện mà lại vội như vậy lý mộ nghi hoặc hỏi dương huyện đã xảy ra chuyện gì triệu bộ đầu nghiêm nghị nói đêm qua dương huyện ra một tên lợi quỷ đồ dương huyện huyện lệnh cả nhà huyện nha hơn 10 tên bộ khoái, cùng dương huyện nào đó phú thương phụ tử. Lý mộ nhất thời kinh ngạc, mệnh quan triều đình bị đồ cả nhà, huyện nha bị huyết tẩy, đại chu có bao nhiêu năm, chưa từng sinh ra loại vụ án ác liệt này. Hắn vô ý thức hỏi. Là sở Giang Vương làm? Không phải. Triệu bộ đầu lắc đầu, nói ra. Dương huyện tin tức truyền đến, nói là dương huyện huyện lệnh, tính cả phụ tử phú thương kia, quan thương cấu kết, để một nữ tử được quan chí tử, lại không nghĩ rằng, nữ tử kia trước khi chết, chứa ngập trời oán khí, đêm đó liền hóa thành tuyệt thế hung quỷ, đem người hãm hại qua nàng, đồ sát hầu như không còn. Lấy huyện nha lực lượng phòng ngự, cho dù là đệ tứ cảnh quỷ vật, cũng không có khả năng công phá, mà người bình thường sau khi chết, nhiều nhất hóa thành âm linh, oán khí cực nặng, giống lâm quyển loại kia, bị to lớn oan khuất mà chết, được sự giúp đỡ của Tô Hòa, cũng chỉ là đệ nhị cảnh oán linh, lý mộ khó có thể tin nói. Hung quỷ kia cảnh giới gì? Triệu bộ đầu trầm mặt một lát, nói ra. Đệ ngũ cảnh. Lý mộ một mặt khó có thể tin, bật thốt lên. Cái này sao có thể? Sở Giang Vương tu hành bao nhiêu năm, cũng mới đệ ngũ cảnh, làm sao lại có người vừa mới chết, liền có thể lập tức có được đệ ngũ cảnh đạo hạnh. Triệu bộ đầu nói. Theo huyện nha may mắn còn sống sót bộ khoái nói, nữ tử kia trước khi chết, ngửa mặt lên trời buồn rầu, hô lên một câu. Lý mộ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không ổn, hỏi. Lời gì? Triệu bộ đầu hồi ức một lát, nói ra. Vì thiện thụ nghèo khó càng mệnh ngắn, tạo ác hưởng phú quý lại thọ duyên. Đất vậy. Ngươi không phân tốt xấu như thế nào địa, trời cũng, ngươi sai khám hiền ngu uổng làm trời. Lý mộ ngay ngốc đứng tại chỗ, não hải vù vù một mảnh. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thổi ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en. Chương 49, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nguồn Mê truyện audio com Là thiện thụ nghèo khó càng mệnh ngắn, tạo ác hưởng phú quý lại thọ duyên. Đất vậy Ngươi không phân tốt xấu như thế nào địa, trời cũng, ngươi sai khám hiền ngu uổng làm trời. Nữ tử kia trước khi chết hô lên câu này, chính là trong Đậu Nga Oan, nội dung. Đậu Nga Oan, Lý Mộ chỉ ở Vân Yên Các nói qua một lần, về sau lo lắng chỉ thiên chửi rủa gặp xét đánh, liền rốt cuộc không dám nói qua, làm sao có thể từ dương huyền một nữ tử trong miệng nói ra lý mộ trước tiên nghĩ tới là nàng này cùng hắn đến từ đồng dạng thế giới rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì đột nhiên nhìn về phía triệu bộ đầu hỏi nữ tử chết oan kia có phải hay không chúng ta tại dương huyện gặp qua vị tiểu ăn mày kia triệu bộ đầu lắc đầu nói ra tạm thời còn không có điều tra rõ ràng lý mộ lẩm bẩm nói nhất định là hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch ngày đó quận thành trận kia không hiểu thấu mưa to đến cùng là thế nào tới tại một thế giới khác đậu nga oan là hư cấu chết oan uổng mạng người phần lớn không có trầm oan đắc tuyết ngày lại càng không có trước khi chết phát hạ thề nguyện liền có thể cảm thiên động lực lời thề từng cái ứng hiện nhưng đây là một cái huyền bí thế giới quỷ dị thế giới này có các loại khó mà giải thích thần kỳ lực lượng thế giới này thiên đạo có đặc biệt vận hành quy luật tuy khó lấy lý giải nhưng lại chân thực tồn tại vô luận là thần thông hay là đạo thuật đều là lấy chú ngữ hoặc chân ngôn câu thông thiên địa có thể vận dụng loại lực lượng thần kỳ kia Người tu hành lấy đạo thể câu thông thiên địa, nếu là vi phạm lời thề, thật sẽ bị thiên địa trừng phạt. Ở chỗ này, ngẩng đầu ba thước có thần minh, nói chuyện phải cẩn thận, thiên địa càng không thể chửi loạn. Trong hai câu nói kia, nhất định có một câu nào cùng đạo thuật chân ngôn đồng dạng, có thể câu thông thiên địa chi lực, gây nên thiên địa cộng minh, sinh sinh đem một cái âm linh tăng lên tới loại cảnh giới kinh khủng này. Lý Mộ Sở Dĩ không thể giống nữ tử kia đồng dạng, là bởi vì hắn không có oán khí, ngập trời oán khí, tăng thêm thiên địa cộng minh, mới sáng tạo ra dạng này một vị tuyệt thế hung linh. Lý mộ nổi lòng khó bình lúc, chợt có một vị bộ khoái nghi ngờ nói. Kỳ quái, hai câu này làm sao quen thuộc như vậy? Đột nhiên, hắn vỗ đầu một cái, nói ra. Ta nhớ ra rồi, ngày đó ta tại quận thành mới mở quán trà nghe sách, những lời này là thuyết thư lan kia nói, vụ án này kẻ cầm đầu, là thuyết thư lan kia, đầu nhi, chúng ta muốn hay không trước tiên đem thuyết thư lan kia chọc tới. Vô vô vô, bắt ngươi con mẹ ngươi a. À. Triệu bộ đầu nhìn không được tại trên đầu của hắn hung hăng gõ một cái, nổi giận mắng. Trọng điểm là thuyết thư lan kia sao, trọng điểm là nữ tử kia được quan mà chết, oán khí kinh động thiên địa, thu được thiên địa tán thành, ngươi còn dám bắt loạn người, là muốn tái tạo liền một cái hung linh, đồ quận nha sao. Bộ khoái kia run run một chút, ông đầu, cũng không dám lại nói thêm nữa. Triệu bộ đầu thở sâu, nói ra. Dương huyện huyện lệnh chuyện ác làm tận, tự có trời thu, nhưng chung quy là mệnh quan triều đình, lý mộ, lâm việt, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, một hồi theo hai vị đại nhân tiến về dương huyện. Lý mộ hỏi. Chúng ta muốn đi diệt trừ tên kia hung linh sao? Triệu bộ đầu thở dài, nói ra. Ai diệt trừ ai, còn chưa nhất định, chúng ta cần đề phòng, là sở giang vương, như vậy hung linh xuất thế, sở giang vương nhất định sẽ cực lực lôi kéo, một khi nàng bị sở giang vương thu phục, đây đối với toàn bộ bắc quận tới nói, đều là một trận hạo kiếp. Lý mộ nghĩ đến tiểu ăn mày kia con mắt thanh tịnh, nắm đấm liền không khỏi nắm chặt. Là thiện thụ nghèo khó càng mệnh ngắn, tạo ác hưởng phú quý lại thọ duyên thiên huyễn thượng nhân cũng đã nói với hắn lời giống vậy lúc kia lý mộ đối với cái này khịt mũi coi thường giờ phút này mới khắc sâu cảm nhận được thế giới nhìn như quang minh này vẫn luôn ẩn tàng có không muốn người biết hắc ám cổ kim đều là như vậy một huyện huyện lệnh bị diệt môn huyện nha cũng bị huyết tẩy loại chuyện này từ đại chu lập quốc đến nay cũng chưa từng xảy ra mấy lần tất nhiên sẽ gây nên triều đình cực độ coi trọng bắc quận là ép không xuống chuyện này quận nha đã đem tin tức do dịch quán truyền hướng trung quận tin tưởng triều đình chẳng mấy chốc sẽ làm ra phản ứng hung linh làm loạn dương huyện huyện nha đã hủy lần này bắt quận quận thừa quận úy sẽ dẫn đầu lục đại bộ đầu cùng hơn 10 tên bộ khoái tiến về dương huyện giữ gìn dương huyện yên ổn bọn hắn muốn đối kháng không chỉ hung linh kia còn có rất có thể sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sở giang vương cùng dưới tay hắn quỷ tướng lý mộ chỉ có nửa canh giờ thời gian hắn đến về nhà nói cho liễu hàm yên một tiếng một lát sau liễu hàm yên đứng ở trong viện bất mãn nói vừa mới về nhà không có mấy ngày, tại sao lại muốn đi? Lý mộ nắm tay của nàng, giải thích nói. Dương huyện bỗng nhiên phát sinh một kiện đại án, nhất định phải lập tức chạy tới, nếu không, có thể sẽ có càng nhiều bách tính lâm vào nguy hiểm. Liễu Hàm Yên hỏi. Vậy lần này đi mấy ngày? Lý mộ nói. Còn không biết, bất quá chỉ cần Dương huyện sự tình giải quyết, ta liền sẽ lập tức gấp trở về. Liễu Hàm Yên thở dài, yên lặng giúp Lý mộ thu thập xong hành lý, nhẹ nhàng ôm hắn, đem đầu tựa ở lòng ngực của hắn, nói ra, chú ý an toàn. Cùng Liễu Hàm Yên vuốt ve an ủi sau một lát, Lý Mộ lợi dụng tốc độ nhanh nhất đi quận nha. lần này quận thừa đại nhân cùng quận úy đại nhân đều muốn đi trước Dương huyện, không thể cùng lần trước một dạng đến trễ. Hắn một lần nữa chạy về huyện nha thời điểm, người còn không có đến đủ. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Lý Tứ cũng đứng ở trong đám người. Lý Tứ chỉ chỉ mặt của hắn, đối với Lý Mộ ánh mắt ra hiệu một phen. Lý Mộ lau trên mặt dấu sau môi, cũng chỉ chỉ Lý Tứ mặt, hắn hai bên trái phải trên khuôn mặt, đều có một cái cự đại dấu sau môi. Lý Tứ đưa tay chà sát mặt, Lý Mộ hỏi. Ngươi cũng muốn đi dương huyện. Lý Tứ khẽ thở dài, nói ra. Nhạc phụ đại nhân nói, đạo hành của ta tới quá nhanh, để cho ta ra ngoài nhiều tôi luyện tôi luyện, về sau mới có thể bảo vệ dịu dịu. Lý Tứ pháp lực, đều là dựa vào pháp lực cùng hồn lực cưỡng ép tăng lên, chỉ có ngưng hồn pháp lực, nhưng không có ngưng hồn thực lực, miệng cọc gan thỏ, hoàn toàn chính xác cần tôi luyện. Một bóng người từ bên ngoài đi tới, thanh xà kia nhìn thấy trong viện một màn lúc, kinh ngạc nói. Các ngươi muốn đi đâu? Lý mộ nói. Dương huyện. Ta cũng muốn đi. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra. Rốt cuộc có chuyện có thể làm, những ngày gần đây, ta đều nhằm chán chết rồi. Triệu bộ đầu đi lên trước, nói ra. Lần này đi Dương huyện, nguy hiểm trùng điệp, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vì thính tâm cô nương an toàn, ngươi hay là lưu tại quận nha đi. Bạch thính tâm nhíu mày, hỏi. Ngươi có ý tứ gì, ngươi nói là thực lực của ta quá yếu sao? Triệu bộ đầu bất đắc dĩ nói. Ta không có ý tứ này. Bạch Thính Tâm hừ một tiếng, lường Lý Mộ một chút, nói ra. Lý Mộ sẽ bảo hộ ta, ngươi đã đáp ứng cha ta. Lý Mộ lắc đầu, nói ra. Ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm, càng không bảo vệ được ngươi. Bạch Thính Tâm nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi trên giường thời điểm cũng không phải nói như vậy. Ngô. Lý Mộ che miệng của nàng, nói ra. Ngươi muốn đến thì đến, nếu quả thật gặp được nguy hiểm gì, ta chỉ có thể bảo trụ ngươi một đầu xa mệnh, đến lúc đó cục tay cục chân, chính ngươi gánh chịu hậu quả nhất thanh nhất bạch hai con rắn này, quả thực là hai thái cực. Đồng dạng là một cái mẹ sinh, bạch ngâm tâm đơn thuần giống một đóa hoa trắng nhỏ, làm sao mùi mùi của nàng cứ như vậy trà xanh. Bạch thính tâm lấy ra tay lý mộ, cả giận nói. Lần sau lại che miệng của ta, ta liền cắn ngươi, hạ độc chết ngươi. Lý mộ lường nàng một chút. Ngươi lần sau thiếu nói lung tung. Xà yêu này hiển nhiên không biết lễ nghĩa liêm sĩ, động một chút thì là trên giường như thế nào, người không biết, còn tưởng rằng người khác yêu không kỵ, kế dính vào liễu hàm yên đằng sau lại dính vào bạch yêu vương bạch thính tâm tại lý mộ nơi này náo loạn một hồi đằng sau liền không lại để ý đến hắn ở trong sân đi tới đi lui khi thì tại bọn bộ khoái trước mắt dừng lại cẩn thận chu đáo đám người bị nàng nhìn sợ hãi trong lòng trở ngại bối cảnh sau lưng của nàng cũng không dám nói cái gì bạch thính tâm một bên nhìn một bên cẩn thận nói thầm cái này quá già rồi cái này quá xấu cái này vừa già lại xấu cái này quá béo cái này quá gầy ở trong sân dạo qua một vòng đằng sau, nàng lần nữa đi vào Lý Mộ cùng Lý Tứ bên cạnh. Nàng đầu tiên là nhìn Lý Tứ một chút, lắc đầu nói. dáng dấp ngược lại là có thể, chính là quá gầy, dương khí cũng không đủ, xem xét cũng không phải là xử. Nàng cuối cùng đi đến Lý Mộ trước người, ở bên cạnh hắn đi lòng vòng, một hồi tại trên cánh tay hắn đâm đâm, một hồi lại vỗ vỗ lòng ngực của hắn, nói ra. Không cao không gầy lại có thịt, dương khí so với bọn hắn cộng lại đều nhiều, nguyên dương khẳng định vẫn còn ở đó, nàng liếm môi một cái, nói với Lý Mộ. Nếu không ngươi vứt bỏ nữ nhân ngực lớn kia, cùng với ta đi, nhà ta có vô số đến không hết linh ngọc, ngươi muốn dùng bao nhiêu liền dùng bao nhiêu, cha ta còn có rất nhiều bảo vật, ngươi tùy ý chọn. Nếu để cho Liễu Hàm Yên nghe được câu này, vãn vãn cùng Tiểu Bạch hôm nay có thể sẽ ăn vào canh rắn, Lý Mộ mỉm cười, xích lại gần bên tai của nàng, nói ra. Thật có lỗi, ta liền ưa thích nữ nhân ngực lớn. Bạch thính tâm cúi đầu xuống, nhìn một chút chính mình vùng đất bằng phẳng, không cam lòng nói, nữ nhân kia có gì tốt, trường ngực lớn một chút, không còn gì khác. Lý mộ không còn phản ứng nàng, liễu hàm yên tốt, chính hắn biết là được rồi, không đủ cùng ngoại xà nói vậy. Mọi người tại quận nhà trong viện lại đợi một khắc đồng hồ, hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới. Một vị chính là Lý Mộ đã quen thuộc thẩm quận úy, một vị khác nam tử trung niên, trên thân mặc dù không có sóng pháp lực, cho Lý Mộ cảm giác lại sâu không lường được. Thân phận của hắn không cần đoán đo, Trần Quận Thừa, phụ thân của Trần Diệu Diệu, Lý Tướng Nhạc Phụ, quận nha hai vị tạo hóa cảnh cường giả một trong, thực lực so thẩm quận úy còn cao hơn một cảnh giới. Triệu bộ đầu đầu tiên là đem bạch thính tâm sự tình nói cho thẩm quận úy, thẩm quận úy nhìn nàng một cái, cũng không nói cái gì. Trần quận thừa giơ tay lên, một đạo bạch quan từ trong tay áo bắn ra, hóa thành một cái cự đại phi thuyền, phiêu phù ở đám người trên đỉnh đầu. Hắn thả người nhảy lên đầu thuyền, nói ra. Tất cả lên đi. Đám người nhao nhao nhảy lên phi thuyền, trần quận thừa tay kết pháp ấn, lý mộ phát giác được, phi thuyền bên ngoài xuất hiện một cái vô hình lồng khí, sau đó phi thuyền này liền phóng lên tận trời, thẳng hướng ngoài thành mà đi. Lý Mộ đứng ở trên phi thuyền, phi thường bình ổn, cảnh vật dưới chân đang nhanh chóng lui lại, phi thuyền này tốc độ sau cao giai thần hành phù còn nhanh hơn hơn hai lần. Chưa tới nửa giờ sau, Dương Huyện, phi thuyền từ trên trời giáng xuống, rơi vào Dương Huyện huyện nha. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thổi ghé đọc và cảm nhận Chuyện đã en đã en chương 50 tuyệt thế hung linh nguồn mê truyện audio com hôm nay ánh nắng rất tốt đám người đứng tại dương huyện huyện nha trong viện lại có chút không rét mà run lý mộ đám người trước mắt chỉnh tề trưng bày 19 bộ thi thể 13 tên bộ khoái dương huyện huyện lệnh một nhà bốn miệng Vương Thị Phú Thương phụ tử thi thể, đều ở nơi này. Những người này đều là hai mắt trận lên, miệng há lớn, sắc mặt cực độ hoảng sợ, trước khi chết hiển nhiên hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. 19 người chết không nhắm mắt, sợ hãi nhìn lên trời, tràn cảnh đáng sợ, một chút tư lịch chưa đủ bộ khoái, nhìn thoáng qua đằng sau, liền nhao nhao cúi đầu xuống, không còn dám xem lần thứ hai. Liền ngay cả từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất thanh xà, đều trốn đến Lý Mộ sau lưng, sắc mặt hơi trắng bệch. Lý Mộ dùng thiên nhãn thông xem xét một phen, nhìn thấy 19 người này thể nội trống rỗng, không hồn không phách, dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, hẳn là khi nhìn đến nữ quỷ kia trong nháy mắt, liền bị hút tam hồn thất phách, mới lưu lại loại thảm trạng trước khi chết này. Dương huyện huyện lệnh, đạo hành mặc dù không cao, nhưng cũng có tụ thần tu vi, nguyên thần của hắn, tại tuyệt thế hung linh kia trước mặt, đồng dạng cũng không thể chống nổi một cái chớp mắt. Trần quận thừa mặt trầm như nước, quét những thi thể này một chút, lớn tiếng nói. Dương huyện huyện nha hiện tại ai đang quản sự tình? Dương huyện giống như Dương khâu huyện, chỉ là huyện nhỏ có lệnh không thừa cũng không úy trần quận thừa thoại âm rơi xuống đằng sau một tên tiểu lại chạy lên trước vội vàng nói bẩm đại nhân huyện lệnh đại nhân cùng bộ đầu đại nhân đều đã chết bởi hung linh kia chi thủ tiểu lại là huyện nha ngục tốt ngài có lời gì hỏi tiểu lại là được trần quận thừa thở sâu nói ra đem việc này tiền căng hậu quả cho bản quan như thật nói ra tiểu lại run rẩy một chút run giọng nói ra là như vậy vương viên ngoại phụ tử ngày bình thường cùng huyện lệnh đại nhân quan hệ rất thân Vương thị phụ tử, ngày lễ ngày Tết, cho huyện lệnh đại nhân hiếu kính đều không ít, huyện lệnh đại nhân đối với bọn hắn rất nhiều trong năm, hôm qua, cái kia công tử Vương gia ở bên ngoài cướp giật hai tên nữ tử hồi phủ, trong đó một vị là Dương huyện một nông hộ chi nữ, một vị khác là một tên hình dạng duyên dáng tiểu ăn mày. Hắn nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói: Công tử Vương gia đem nông hộ chi nữ kia bắt về đến nhà về sau, muốn áp dụng gian dâm, lại không cẩn thận thất thủ đưa nàng đánh chết, nông hộ kia cáo lên huyện nha vương thị phụ tử đã sớm cho huyện lệnh đại nhân một số lớn chỗ tốt đem nữ tử kia chết giá họa tại tiểu ăn mày kia trên thân ngục tốt kia sắc mặt tái nhật rung giọng nói bọn hắn bọn hắn âm thầm đánh chết tiểu ăn mày kia phụ thân chôn ở bãi tha ma lại muốn tại trong đại lao xử tử tiểu ăn mày kia làm thành nàng sợ tội tự sát dáng vẻ đem án này làm thành bàn sắt tiểu ăn mày kia trước khi chết chỉ thiên chửi rủa kêu oan nàng sau khi chết bên ngoài bỗng nhiên sấm sét vang dội trên trời rơi xuống tuyết lớn về sau nàng liền hóa thành ác quỷ lấy mạng Huyền lệnh đại nhân một nhà, vương thị phụ tử, còn có những bộ khoái kia, tất cả đều chết tại trong tay của. Nàng. Trần quận thừa nắm đấm nắm chặt, giận dữ nói. Hỗn trướng A. Hắn vừa dứt lời, nhà môn bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Một tên bộ khoái chạy vào, hoảng hốt vội nói. Đại nhân, không xong, có rất nhiều bách tính xông vào. Trần quận thừa một bước đi ra, xông vào huyện nhà bách tính, trước mặt bỗng nhiên giống như là nhiều một bức bức tường vô hình, cũng đã không thể tiến lên một bước. Trần Quận Thừa sắc mặt không giận tự uy, nhìn xem bọn hắn, hỏi: Bản quan chính là bắt quận quận thừa, các ngươi ban ngày ban mặt, mạnh mẽ xông tới huyện nha, đến cùng ý muốn như thế nào? Nghe nói là quận thành quan viên, đám người nghị luận một phen, nhao nhao quỳ xuống. Đại nhân, thảo dân có oan tình muốn cáo. Thảo dân cũng có oan. Cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng ta. Trần Quận Thừa nhìn xem hỗn loạn tràn diện, mở miệng lần nữa, âm thanh vang dội tại mọi người ở giữa quanh quẩn, các ngươi dựa theo trình tự lập, từng bước từng bước nói. Từ quận thành vừa mới chạy đến Dương huyện đám người, không có dự liệu được, bọn hắn đi vào Dương huyện đằng sau, đầu tiên phải đối mặt, lại là quần tình như nước thủy triều bách tính. 19 bộ thi thể bị tạm thời đặt ở nội đường, Trần quận thừa tự mình mở nha, để Dương huyện bách tính kêu oan. Một người trung niên đầu tiên đi đến trong đường, quỳ xuống đằng sau, cao giọng nói. Đại nhân, Thảo Dân muốn cáo vương thị vương luân, Dương huyện huyện lệnh Trần Xuyên, một năm trước đó. Vương Luân sai người đem Thảo Dân nữ nhi bắt tiếng trong phủ, điếm ô tiểu nữ trong sạch, tiểu nữ không chịu nhục nổi nhảy giếng tự vẫn tiểu dân đem vương luân cáo trạng lên nha môn dương huyền huyền lệnh trần xuyên không chỉ có không làm thảo dân làm chủ còn đánh thảo dân 20 đại bản nói thảo dân vu hãm người tốt đem thảo dân nữ nhi định là trượt chân rơi giếng trần quần thừa nhìn thoáng qua triệu bộ đầu hỏi nhớ kỹ sao một bên triệu bộ đầu để bút xuống nói ra nhớ kỹ trần quần thừa vừa nhìn về phía trung niên nhân kia nói ra án này bản quan tra rõ ràng về sau sẽ trả ngươi công đạo kế tiếp một lão giả đi tới nói ra thảo dân muốn cáo vương thị vương bác dương huyện huyện lệnh trần xuyên vương gia xâm chiếm tiểu lão nhị điền sản ruộng đất huyện lệnh đại nhân lại đem thảo dân điền sản ruộng đất sắp xếp cho vương gia trần quận thừa gật gật đầu nói ra kế tiếp thảo dân cáo dương huyện huyện lệnh trần xuyên vợ thảo dân cáo dương huyện huyện lệnh trần xuyên chi nữ thảo dân cáo dương huyện huyện lệnh trần xuyên chi tử thảo dân cáo dương huyện bộ đầu tề ngọc thảo dân cáo dương huyện bộ khoái ngụy bằng huyện nha tiền đường trần quận thừa hỏi thăm triệu bộ đầu ở một bên ghi chép lý mộ đứng ở nội đường nghe một hồi liền đi ra ngoài người dương huyện bách tính cáo trạng đơn giản là vương gia phụ tử dương huyện huyện lệnh cả nhà cùng chết đi những dương huyện bộ khoái kia những người này lấy dương huyện huyện lệnh trần xuyên là cậy vào khi nam phách nữ việc ác bất tận trong đó vậy mà liên lụy đến hơn 10 cái cọc nhân mạng bản án dương huyện bách tính tính mệnh trong mắt bọn hắn cùng có rác không khác những người này tại trong sự kiện hôm qua đều không ngoại lệ tất cả đều bỏ mình. Dương huyện trong huyện nha, may mắn sống sót, đều là chút phổ thông sai dịch. Bạch thính tâm tái nhật nghiêm mặt cùng đi ra, nói ra. Nhân loại các ngươi thật là đáng sợ, ta về sau cũng không tiếp tục hút nhân loại dương khí. Dương huyện bách tính kêu oan, rồng rã tiếp tục đến xế chiều, huyện nha bên ngoài, còn có không ít người tại xếp hàng. Trần quận thừa hỏi xong một người đằng sau, liền đóng lại nha môn, mệnh người còn lại ngày mai lại đến. Triệu bộ đầu nhìn xem ghi chép một sắp thật dày tình tiết vụ án hồ sơ, vuốt vuốt chua sót không gì sánh được cổ tay, nói ra. Người có thể lớn, trời không thể lừa gạt, bọn hắn cái chết, chính là thiên lý báo ứng, chết không có gì đáng tiếc. Trần Quần thừa hỏi. Có hung linh kia tin tức sao? Thẩm Quận úy nói ra. Hôm nay ban ngày, Dương huyện lại có mấy người tử vong, đều là các nơi làm nhiều việc ác ác bá điêu dân, hung linh kia mục đích tự hồ rất rõ ràng. Hắn thở dài, nói ra nàng làm vốn nên là chúng ta triều đình làm sự tình trần quận thừa lắc đầu nói dương huyện sự tình triều đình chẳng mấy chốc sẽ biết được trần xuyên thê tử chính là lại bộ thị lan chi muội hai năm này nếu không phải người này cản trở trần xuyên huyện lệnh vị trí đã sớm đến cùng cũng sẽ không tại dương huyện làm săn làm bậy trêu ra như vậy mầm tai vạ bao quát lý mộ bọn người ở tại bên trong dương huyện bách tính không có người đồng tình chết những người này nhưng triều đình cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hung linh kia tồn tại mặc dù triều đình dưới tình huống bình thường không nguyện ý treo chọc đệ ngũ cảnh cường giả nhưng độ sát mệnh quan triều đình cả nhà huyết tẩy nha môn chuyện này đã chạm tới triều đình ranh giới cuối cùng phía trên sẽ không cũng không có khả năng tha cho nàng hung linh kia không hề rời đi dương huyện vẫn còn tiếp tục giết người mặc dù giết đều là người đại gian đại ác bắt quận quan phủ nhưng cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn đồng dạng là đệ ngũ cảnh trần quận thừa sáng sớm ngày thứ hai liền rời đi huyện nha đi tìm hung linh kia lại luôn chậm nàng một bước để ngủ cảnh hung linh, nếu là tận lực ẩn nấp tự thân khí tức, cùng cảnh người tu hành, rất khó phát hiện. Dương huyện huyện lệnh vừa chết, huyện nha do quận nha người tới tiếp quản, trước kia nhận hết lấn ép bách tính, liền không có lo âu và cố kỵ. Trong mấy ngày này, đến nha môn kêu khổ kêu oan bách tính không ngừng, lý mộ bọn người, cơ hồ đều tại nha môn xử lý những chuyện này. Lấy huyện lệnh Trần Xuyên cầm đầu những người này, phạm vào tội ác, tội lỗi chồng chất, tại trong quá trình ghi chép, tức giận đến Lý Mộ có chút đau đầu hắn không cảm thấy hung linh kia đã làm sai điều gì ngược lại cảm thấy thống khoái những người này chết không có gì đáng tiếc đại chu luật pháp không quản được triều đình không thu tự có trời thu từ một loại nào đó góc độ tới nói bọn hắn cũng không phải là chết bởi hung linh kia chi thủ mà là chết bởi thiên khiển quỷ vật ban đầu lực lượng đến từ oán khí oán khí càng nặng sau khi chết hóa thành quỷ hồn thực lực liền càng mạnh nếu là các nàng oán khí có thể kinh thiên động địa gây nên thiên địa cộng minh có cực thấp xác suất tại sau khi chết trong thời gian cực ngắn, hóa thành tuyệt thế hung linh. Tiểu ăn mày kia bị ác thiếu bắt đi, vốn là người thù hại, lại ngược lại bị vu oan trở thành hung thủ giết người, trên thân bị oan khuất, có thể so với đậu Nga, trước khi chết quán khí ngập trời, lại trùng hợp hô lên có chân ngôn tác dụng câu nói kia, gây nên thiên địa dị tượng, thành tựu tuyệt thế hung linh. Lý mộ kỳ thật có chút hoảng hốt, nếu là tra cứu kỹ càng, vị này hung linh, nhưng thật ra là hắn tạo nên. Nếu như triều đình muốn thu được về tính sổ sách, Vân Yên các cùng hắn, đều không trốn khỏi liên hệ. Bất quá, nếu là có cơ hội lựa chọn lần nữa, Lý Mộ Đại Khái hay là sẽ nói ra đậu Nga cố sự. Nếu là không có đậu Nga oan, không có quận thành trận kia mưa, không có tiểu ăn mày kia ở ngoài vân yên các tránh mưa, thế gian này có lẽ sẽ thiếu một vị hung linh, nhưng lại sẽ thêm một vị chết oan oan hồn, mà những người vốn nên xuống địa ngục kia, lại có thể tiếp tục làm hại thế gian. Trong mấy ngày nay, hung linh kia còn tại không ngừng hành động, dương huyện địa phương khác, quỷ vật quấy phá sự tình, cũng dần dần nhiều hơn. Rất hiển nhiên, có một cái phía sau màn đẩy tay, ý đồ đem dương huyện thậm chí toàn bộ bắc quận thế cục triệt để đảo loạn triều đình đối với chuyện này phản ứng so lý mộ dự đoán nhanh hơn vẹn vẹn qua năm ngày liền có khâm sai từ trung quận đi tới dương huyện đồng thời mang đến một tin tức phàm đại chu người tu hành người có thể tru diệt ác quỷ này có thể đạt được thiên giai phù lục một tấm hoặc thiên phẩm đang dược một viên cũng có thể lựa chọn một kiện địa giai pháp bảo loại ban thưởng này đủ để cho bắc quận cực kỳ xung quanh các quận vô số người tu hành lâm vào điên cuồng ngu xuẩn Dương huyện huyện nha, Trần Quận Thừa lạnh lùng nhìn xem một tên nam tử âm nhu, nói ra. Sở Giang Vương thủ hạ quỷ tướng, cũng đang tìm kiếm ác quỷ kia, triều đình cử động lần này là muốn triệt để đem hung linh này đẩy hướng Sở Giang Vương sao. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, đồng hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông ly trận kiếp diệt. Chương 51. Không thể nhìn được nữa là minh chủ. Nguồn. Mê truyện audio com Nam tử âm nhu cười lạnh một tiếng, nói ra. Chỉ là đệ ngũ cảnh tiểu quỷ, cũng dám xưng vương, mặc kệ nữ tử kia có gì nguyên nhân, giết mệnh quan triều đình, huyết tẩy huyện nha đều xúc phạm triều đình ranh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm, nhất định phải làm cho nàng hồn phi phách tán trần quận thừa phất tay áo mà ra hai người tan rã trong không vui triệu bộ đầu đi lên trước hỏi đại nhân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ trần quận thừa nói đem dương huyện bách tính cáo trạng hồ sơ sửa sang lại đến đưa đến quận nhà phái người đi trấn áp dương huyện các nơi làm loạn ác quỷ cẩn thận đề phòng sở giang vương thủ hạ thẩm quận úy đi lên trước nói ra nàng tuy là oan khuất chí tử nhưng cũng đích thật là xúc phạm triều đình ranh giới cuối cùng nếu không thể cầm nàng quy án là bắt quận thất trách triều đình nơi đó không tiện bàn giao. Ta lo lắng chính là sở Giang Vương. Trần Quận thừa sắc mặt nghiêm túc, nói ra. Sở Giang Vương đến Bắc Quận, nhất định có mục đích nào đó, hắn ở chỗ này thời gian càng dài, mưu đồ liền càng lớn, bây giờ, thủ hạ của hắn đã có 16 tên hồn cảnh quỷ vật, nếu là ngay cả hung linh này cũng thu phục, thế lực của hắn tất nhiên tăng nhiều. Là muốn cẩn thận đề phòng hắn. Thẩm Quận quý nhẹ gật đầu, lại hỏi. Nghe nói bọn hắn nhờ giúp đỡ phù lục phái tổ đình, có hồi âm sao? Bị cự tuyệt. Trần Quận thừa hừ lạnh một tiếng, nói ra. Để ngũ cảnh hung linh, nhất định phải xuất động chiêu phong thủ tọa mới có thể thu phục, phù lục phái nghe nói nàng này là bởi vì hàm oan mà chết, trước khi chết dẫn động thiên địa cộng minh, mới hóa thành hung linh, cự tuyệt xuất thủ, bọn hắn ngay cả sơn môn đều không thể đi vào. Mấy ngày nay, Lý Mộ tại Dương huyện huyện nha nhiệm vụ chính là chỉnh lý hồ sơ, mỗi ngày đều sẽ nghe được có quan hệ hung linh kia sự tình. Trần Quận Úy vẫn luôn đang đuổi nàng, nhưng vẫn không có đuổi kịp triều đình cũng phái tới không sai giám sát bắt quận quan phủ diệt trừ ác quỷ xúc phạm triều đình mặt mũi cùng tranh giới cuối cùng này đồng thời lớn thêm treo giải thưởng dùng để hấp dẫn bắt quận người tu hành rất lớn một bộ phận người tu hành đều đồng tình hung linh kia gặp phải không muốn xuất thủ nhưng phong phú treo giải thưởng cũng hoàn toàn chính xác hấp dẫn đến một nhóm người lớn chỉ bất quá bọn hắn liên thủ vây quét hung linh kia nhiều lần nhưng không có một lần thành công phàm là vây quét hung linh kia người tu hành đều bị hút khô pháp lực mặc dù tính mệnh có thể giữ lại nhưng tu hành căn cơ lại hủy về sau chỉ có thể biến thành phàm nhân nghe nói triều đình đã từng phái người hướng bạch vân sơn xin giúp đỡ nhưng lại bị phù lục phái tổ đình cự tuyệt đạo môn tu hành coi trọng thuận theo thiên đạo đương nhiên sẽ không đối với bị thiên đạo công nhận quan hồn xuất thủ phù lục phái không xuất thủ tại cái này bắt quận tạm thời không người có thể làm sao hung linh kia mà theo chết dưới tay nạn ác đồ càng ngày càng nhiều lại thêm hấp thu những người tu hành kia pháp lực thực lực của nàng cũng tại càng lúc càng tăng không sai kia đã phái người đi mời viện binh, nghĩ đến không lâu sau đó, liền sẽ có lợi hại hơn người tu hành chạy tới nơi này. Bạch Thính Tâm mấy ngày nay an tĩnh rất nhiều, đối với bên người tất cả mọi người rất đề phòng, tiến vào Lý Mộ chỗ trị phòng, thấp thỏm hỏi. Ngươi nói, hung linh kia sẽ tới hay không tìm ta? Lý Mộ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, hỏi. Nàng tìm ngươi làm gì? Bạch Thính Tâm lo lắng nói ra. Các ngươi không phải nói, nàng mấy ngày nay, giết rất nhiều người xấu sao, ta, ta trước kia cũng hút qua người dương khí, Nàng sẽ tới hay không giết ta?" Lý Mộ cuối cùng biết nàng mấy ngày nay sợ sệt nguyên nhân, an ủi: "Yên tâm đi, nàng sẽ không tới tìm ngươi." Bạch Thính Tâm thoáng yên tâm, lại hỏi: "Vì cái gì?" Lý Mộ nói: "Nàng giết những người kia đều là tội ác từng đống ác nhân, bọn hắn vốn là đáng chết, ngươi mặc dù cũng phạm qua sai lầm, nhưng tội không đáng chết." Bạch Thính Tâm yên tâm sau khi, lại hiếu kỳ hỏi: "Nàng làm sao biết người nào là ác nhân, người nào là người tốt?" Lý Mộ giải thích nói: người hại qua người mệnh, trên thân sẽ có sát khí, oán khí, huyết khí cuốn quanh, cũng nhất định khuyết thiếu chính khí, quỷ vật đối với mấy cái này mẫn cảm nhất, tự nhiên phân biệt ra được, trên người ngươi nếu là có những này, đêm hôm đó tại rừng trúc. Lý Mộ còn chưa nói hết, Bạch Thính Tâm truy vấn. Đêm hôm đó tại rừng trúc làm sao? Lý Mộ buông xuống hồ sơ, đối với nàng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói ra: "Ngươi cứ nói đi." Nếu là nàng thật sự là một con ác yêu, ngày đó tại rừng trúc, Lý Mộ đã lấy nàng tính mệnh. Bạch Thính tâm lĩnh hội tới Lý Mộ đáp án, sắc mặt xoát trắng nhợt, thật nhanh chạy ra ngoài. Lý Mộ một lần nữa cầm lấy hồ sơ, khẽ thở dài. Nếu là tiểu ăn mày kia hóa thành hung linh, báo huyết hải thâm cừu đằng sau, liền rời đi Dương huyện, tiến về U Đô cũng tốt, đi một cái không có người tìm tới địa phương tu hành cũng được, luôn có thể lấy một loại hình thức khác tiếp tục tồn tại. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn con đường này, cho dù nàng dết đều là người đáng chết, nhưng Triều đình vì tôn nghiêm cùng mặt mũi, hay là sẽ đem nàng triệt để xóa đi. Dương huyện trên đường núi vắng vẻ nơi nào đó. Hơn 10 tên người tu hành vây quanh ở một đoàn sương mù màu đen bốn phía. Hung linh kia liền tại bên trong. Mọi người cùng nhau xông lên a. Cộng đồng chém giết quỷ này chia đều ban thưởng. Những người tu hành này hô nhau mà lên, các loại phù lục pháp bảo, thần thông thuật pháp đánh vào trong hắc vụ. Hắc vụ tiếp nhận những công kích này, mặt ngoài quay cuồng không ngừng, giống như sôi trào, đám người đang muốn triển khai vòng thứ hai lúc công kích, hắc vụ này bỗng nhiên khuếch tán ra đến, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Ông ao đường núi, thoáng chốc liền yên tĩnh trở lại. Hắc vụ kia thôn phệ hết thảy, kịch liệt quay cuồng, sau một lát, lại co lại. Hơn 10 người nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, trên thân pháp lực hoàn toàn không có. Cách đó không xa, một tên hòa thượng trên thiền trượng vừa mới phát ra kim quang, chớp mắt lại tiêu tán. Trong hắc vụ hiện ra hai đạo điểm sáng màu đỏ ngòm, sau đó liền truyền đến một đạo không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm. Ngươi cũng muốn giết ta sao? A-di-đà-phật hòa thượng kia sờ lên đầu trụi lũi nói ra cô nương ngài hiểu lầm bần tăng là muốn hỏi thăm đường xin hỏi một chút dương huyện huyện thành đi như thế nào trong hát vụ không còn âm thanh nữa truyền đến không để ý đến hòa thượng kia chớp mắt đi xa thật nặng oán khí hòa thượng kia mặc lộ thương xót chi sắc lẩm bẩm nói tiếp tục như vậy nữa tâm trí của nàng sợ rằng sẽ bị mê thất triệt để chìm vào ma đạo a hắn nhìn thoáng qua hát vụ kia biến mất phương hướng không có đuổi theo chậm rãi hướng dưới núi mà đi thân ảnh của hắn biến mất một khắc đồng hồ về sau, một đạo bóng người áo đen, bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Bóng đen kia nhìn về phía trước ngã xuống đất ngất đi hơn 10 tên người tu hành, nhếch miệng, thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, trực tiếp nhào tới. Dương huyện huyện nha. Lý mộ vừa mới biết được, có hơn 10 người người tu hành, chết tại hung linh kia trong tay. Đây là nàng lần thứ nhất đối với vây quét nàng người tu hành hạ sát thủ, trước lúc này, nàng chỉ là sẽ hút khô pháp lực của bọn hắn. Xem một chút đi, đây chính là các ngươi đồng tình hung linh nam tử âm nhu kia chỉ vào trần quận thừa cùng thẩm quận úy, mắng to. Đừng cho là ta không biết, vây quét hung linh kia lúc, các ngươi căn bản không nguyện ý xuất lực, hiện tại chết 15 người, các ngươi hài lòng. Trần quận thừa mặt trầm như nước, thấp giọng nói. Trên người nàng oán khí quá nặng, vết chóc quá nhiều, chỉ sợ đã mất phương hướng tâm trí. Thẩm quận úy lắc đầu, thở dài nói. Kể từ đó, nhất định phải sớm ngày bắt giữ nàng. Nam tử âm nhu hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ta hạn các ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau còn bắt không được hung linh kia ta liền sẽ đem nơi này hết thảy báo cáo triều đình a di đà phật đám người bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng phật hiệu một vị hòa thượng từ bên ngoài đi tới nói ra mười lăm người chết kia cũng không phải là hung linh này cách làm nam tử âm nhung nhìn xem hắn lạnh lùng hỏi ngươi là ai thẩm quận úy đi lên trước nhìn xem hòa thượng kia hỏi huyền độ đại sư hẳn là ở trong đó có ẩn tình khác Huyền Độ thấy được lý mộ, đầu tiên là đối với hắn khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó mới giải thích nói. Bần tăng tận mắt nhìn thấy, hung linh kia chỉ là hút 15 người pháp lực, cũng không thương tính mạng bọn họ, hai người người hẳn là một người khác hoàn toàn. Nam tử âm nhu cau mày nói: "Bản quan dựa vào cái gì tin ngươi một mặt chi từ?" Huyền Độ nói: "Bần tăng có thể lấy Phật tổ danh nghĩa phát thệ. Ít đến bộ kia, bản quan không tin Phật tổ, ngươi dùng Phật tổ phát thệ cũng vô dụng." nam tử âm nhu nhìn về phía trần quận thừa nói ra bản quan chỉ cấp ngươi ba ngày thời gian ba ngày sau đó hung linh kia không có bắt các ngươi nghĩ kỹ tại sao cùng triều đình giải thích huyền độ lần nữa niệm một tiếng phật hiệu nói ra hoàng hoàng tương báo khi nào hung linh kia thực lực cực mạnh nếu là có thể dẫn đạo cảm hóa nam tử âm nhu phất phất tay nói ra đây là triều đình sự tình không tới phiên ngươi một tên hòa thượng xen vào huyền độ nhìn xem hắn nói ra xin đừng nên đánh gãy bần tăng nói chuyện Nam tử âm nhu lặng lẽ nói. Đánh gãy thì như thế nào? Huyền độ nói. Bần tăng tại cùng ngươi nói đạo lý. Nam tử âm nhu nói. Bản quan cùng ngươi không theo đạo lý nào. Bần tăng không thích nhất, chính là người không nói đạo lý. Huyền độ lắc đầu, không tiếp tục nhìn nam tử âm nhu, đi đến lý mộ bên người, nói ra. Lý thí chủ, phiền phức giúp bần tăng cầm một chút thiên trượng. Sau đó hắn vừa nhìn về phía lý mộ bên cạnh bạch ngâm tâm, nói ra. Xà yêu cô nương, phiền phức giúp bần tăng cầm một chút bình bát, tạ ơn. Trần Quận Thừa không biết lúc nào, chạy tới trong phòng. Thẩm Quận Úy ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Mộ ngẩng đầu công phu, huyền độ đã tại trước mắt hắn biến mất. Sau đó, hắn bên tai liền truyền đến quyền quyền đến thịt thanh âm, cùng huyền độ quen thuộc giận mắng. Mẹ ngươi, cho thể diện mà không cần đúng không? Ta cho ngươi biết, lão tử nhìn ngươi rất lâu. Triều đình làm sao vậy? Triều đình không tầm thường a, à, triều đình liền có thể không để ý bách tính chết sống, triều đình liền có thể không phân tốt xấu. Lý mộ đối với huyền độ tính cách, sớm đã có hiểu biết. Tại hắn còn nguyện ý giảng đạo lý thời điểm, tốt nhất cùng hắn giảng đạo lý. Chờ đến hắn không nguyện ý giảng đạo lý, coi như lại thế nào cầu khẩn hắn cũng vô dụng, hắn sẽ chọn dùng nắm đắm nói cho đối phương biết, cái gì là chân chính đạo lý. Lúc này, Trần quần Thừa không thấy bóng dáng, thẩm quận úy thần du vật ngoại. Nguyên bản đứng ở trong sân bộ khoái, cũng đều lựa chọn né tránh. Bạch Thính Tâm bưng lấy bình bát, trừng to mắt, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, trên tay bình bát từ trong tay tróc ra, đập vào trên chân nàng, cũng không hề hay biết. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc đồng ly trận kiếp diệt chương 52 thỉnh cầu nguồn mê truyện audio.com chỉ chớp mắt công phu nam tử âm nhu kia liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích ngã phật từ bi huyền độ xoa xoa vết máu trên tay trên mặt đã khôi phục thương sót biểu lộ thấp giọng nói làm người không thể không nói đạo lý biến mất trần quận thừa không biết lúc nào lại xuất hiện ở trong viện một tay đối với huyền độ thi cái lễ nói ra huyền độ đại sư xin mời huyền độ từ trong tay lý mộ cầm lại thiền trượng lại từ trên mặt đất nhặt lên bình bát đối với lý mộ mỉm cười đi vào huyện nha đại đường đã hôn mê nam tử âm nhu thì là bị người dơ lên trở về lý mộ đang muốn về trị phòng bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu đau thanh xà kia vịnh lý mộ bả vai nâng lên một chân nước mắt đều nhanh muốn chảy ra thống khổ nói chân của ta huyền độ bình bát là một kiện pháp bảo trọng lượng không nhẹ một người trưởng thành vận dụng lực lượng toàn thân mới miễn cưỡng làm động đậy bình bác kia vừa rồi đến rơi xuống nền ở trên chân nàng, xem ra đưa nàng đập không nhẹ. Lý mộ gặp nàng biểu lộ thống khổ, ngay cả cái trán đều rịnh ra mồ hôi lạnh, hỏi. Đau lắm hả? Thanh xà cắn răng nói. Nói nhảm, nện ngươi một chút thử một chút. Lý mộ không quan trọng lắc đầu. Vậy chính ngươi đau lấy đi. Nói xong, liền quay người hướng trị phòng đi đến, thanh xà kia trên mặt lộ ra oán hận chi sắc, khập khiển theo vào trị phòng. Huyện nha trong đại đường, Trần Quận Thừa nhìn xem huyền độ, cười nói nhiều ngày không thấy, huyền độ đại sư pháp lực lại tinh tiến không ít. Huyền độ mỉm cười, hỏi. Vừa rồi người không nói đạo lý kia, là người thế nào? Trần Quận Thừa nói. Là triều đình tới không sai, phụ trách đốc thúc dương huyền huyền lệnh bị diệt môn một chuyện. Huyền độ cao mày nói. Triều đình hẳn là sa đọa đến tận đây, người thiện ác không rõ, thì phi không phân như thế, đều có thể đảm nhiệm không sai. Trần Quận Thừa lắc đầu nói. Quan trường chi phức tạp, viễn siêu huyền độ đại sư có khả năng tưởng tượng vợ dương huyền huyền lệnh kia chính là lại bộ thị lan mùi mùi lần này chỉ sợ là hắn ở sau lưng dùng lực ta đã đem dương huyền bách tính vạn dân thư chuyển giao quận thủ đại nhân quận thủ đại nhân sẽ đích thân tiến về trung quận gặp mặt bệ hạ huyền độ chắp tay trước ngực nói ra người được dân tâm được thiên hạ hy vọng triều đình có thể trả cô nương kia một cái công đạo trả dương huyền bách tính một cái công đạo còn xin đại sư tin tưởng triều đình tin tưởng bệ hạ trần quận thừa thở phào một cái nói ra dưới mắt trọng yếu nhất là tìm tới hung linh kia không có khả năng lại để cho nàng tiếp tục làm bậy cũng muốn bắt được hắc thủ phía sau màn này trả dương huyện một cái an bình trần quận thừa nói xong lại bỗng nhiên nói không biết phổ tể đại sư có thể xuất thủ độ hóa hung linh này huyền độ nói sư thúc tháng trước đã bế quan lĩnh hội tự tại chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan trần quận thừa thở dài nói ra phổ tể đại sư phật pháp cao thâm nếu là hắn có thể xuất thủ, nhất định có thể tiêu trừ hung linh kia âm sát chi khí, độ hóa thành nàng, nếu là triều đình lại phái người đến, chỉ sợ nàng tránh không được hồn tiêu linh tán. Lý mộ chỗ trong trị phòng, hắn để bút xuống, vuốt vuốt mi tâm, đầu ông ông tác hưởng. Bạch thính tâm bị huyền độ bình bác đập chân, tự hồ là có chút nghiêm trọng, đau đến nàng nằm nhoại trên mặt bàn khóc lên, tiếng khóc nghe lý mộ tâm phiền không thôi. Lúc đầu nàng một cái hóa hình xà yêu, liền xem như chân gãy gãy chân, cũng sẽ không như vậy, vấn đề là huyền độ bình Bát kia không phải là phàm vật, thủ Phật quan gia trì không biết bao nhiêu năm, bị bình bác kia đập trúng, cho dù là nàng vận chuyển pháp lực chữa thương cũng vô dụng. Lý mộ bị nàng nhao nhao đau đầu, dứt khoát đi ra trị phòng, nhắm mắt làm ngơ. Một lát sau, Lý Tứ cũng từ trị phòng đi tới, nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi không giúp một chút nàng. Lý mộ kinh ngạc nói. Không phải ngươi nói, nếu là không thích một nữ nhân, cũng đừng có đối với nàng quá tốt, tốt nhất đừng đi trêu chọc sao, lại nói, ta cùng nàng đi quá gần, trở về tại sao cùng hàm yên giải thích cùng tại dương khâu huyện thời điểm khác biệt hiện tại lý mộ đã coi như là nửa cái nam nhân có gia đình ở bên ngoài gặp được những nữ nhân khác nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm trong lòng thời khắc nghĩ đến liễu hàm yên đồng thời ghi nhớ lý tứ dạy bảo lý tứ vuốt vuốt mi tâm nói ra chủ yếu là nàng làm cho đầu ta đau mà lại nàng còn như vậy khóc xuống dưới bị người khác nhìn thấy sẽ cho là ngươi đem nàng làm sao vậy ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể giải thích lý mộ cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy lý tứ nói có đạo lý nếu như tùy ý nàng như thế khóc xuống dưới, chỉ sợ thật sẽ có người hiểu lầm. Vốn là có người hiểu lầm hắn dính vào bạch yêu vương, cứ như vậy, hắn cùng con rắn này sự tình, liền càng thêm nói không rõ. Thế là Lý Mộ đi vào trị phòng, đối với ngay tại nước nở bạch thính tâm nói ra. Ngươi có thể hay không đi địa phương khác khóc, ngươi dạng này ta không có cách nào nhìn hồ sơ. Bạch thính tâm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn một cái, khóc lớn tiếng hơn. Lý Mộ bịt lấy lỗ tai, cắn răng nói. Coi như ta sợ ngươi rồi hắn trực tiếp ngồi xổm người xuống, cầm Bạch Thính Tâm mắt cá chân. Cảm nhận được trên chân truyền đến mãnh liệt cảm giác đau, Bạch Thính Tâm nước mắt lớn khỏa lăn xuống, mắng to. Ta đều như vậy, ngươi còn khi dễ ta, Lý Mộ, ngươi không phải người. Mắng xong đằng sau, nàng cũng cảm giác được trên chân truyền đến tê tê dại dại cảm giác, tự hồ cũng chẳng phải đau đớn. Loại cảm giác này, để nàng dễ chịu đến tận xương tủy, kém chút nhịn không được trên rỉ đi ra. Ngắn mũi mấy hơi thở đằng sau, nàng cảm giác đau liền hoàn toàn biến mất, Lý mộ trên tay kim quang biến mất, đứng người lên, nhàn nhạt nhìn Bạch Thính Tâm một chút, nói ra. Ta là người, ngươi không phải. Bị đập trúng địa phương không có đau đớn như vậy, Bạch Thính Tâm không tin tạ đứng lên nhảy lên, phát hiện vô luận như thế nào không động đầy đau nhất. Đương nhiên, loại cảm giác thoải mái để nàng say mê kia, cũng không cảm giác được. Nàng nhãn châu xoay động, một lần nữa ngã về trên ghế, nhíu mày nói ra. Ai u, đau quá. Lý mộ cái trán hiển hiện mấy đạo hát tuyến, con rắn này đầu óc khẳng định có chút vấn đề, liền xem như chính mình dùng Phật quan chữa khỏi nàng ưu thương, cũng chịu không được nàng vừa vặn cứ như vậy dây vò. Đây là nàng tự làm tự chịu, Lý Mộ không có ý định sẽ giúp nàng, vừa mới dự định ngồi trở lại vị trí của mình, bên tai lại truyền tới chói tai tiếng khóc. Lý Mộ đưa tay bụng miệng nàng lại, Bạch Thính Tâm trừng to mắt đồng thời, Lý Mộ trên tay bỗng nhiên đau xót. Hắn vội vàng rút về tay, Bạch Thính Tâm hung ác nói: "Ta nói qua, ngươi lại đụng miệng của ta, ta liền cắn ngươi." sau đó, nàng lại ý thức được cái gì, hỏi Lý Mộ nói. Ngươi vừa rồi dùng cái tay nào đụng chân ta sao? Lý Mộ dương lên bị nàng cắn qua cái tay kia, bạch thính tâm sửng sốt một cái chớp mắt, che miệng chạy ra ngoài. Nàng chạy so không có thụ thương thời điểm còn nhanh hơn, Lý Mộ lập tức ý thức được, nàng mới vừa rồi là trang. Đôi tỷ muội này, mặc dù tính cách khác biệt cực lớn, nhưng ưa thích bạch chơi tính tình, lại là một dạng. Triệu bộ đầu từ bên ngoài đi tới, quay đầu nhìn thoáng qua che miệng chạy đi bạch thính tâm, giật mình nhìn xem Lý Mộ nói, không thể nào lý mộ hỏi không biết cái gì triệu bộ đầu cả kinh nói thính tâm cô nương mang thai bạch yêu vương biết không lý mộ thật vất vả mới cùng hắn giải thích rõ ràng triệu bộ đầu nghe có chút thất vọng nói ra ta còn tưởng rằng các ngươi cái kia nếu thật là dạng này quận nha cùng bạch yêu vương quan hệ coi như thân mật hơn nói không chừng hắn lần này cũng sẽ giúp chúng ta lý mộ không có ý định tiếp tục cái đề tài này hỏi dương huyện tình huống thế nào không thể là quan a à. Triệu bộ đầu lắc đầu nói. Hung linh kia trên tay nhân mạng càng ngày càng nhiều, mặc dù nàng giết, đều là đại gian đại ác chi đồ, nhưng tiếp tục như vậy nữa, trên người nàng sát khí sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng có thể sẽ ảnh hưởng nàng thần trí, một cái không có thần trí hung linh, sẽ không phân thiện ác tốt xấu, so sở giang vương đối với bắc quận uy hiếp còn lớn hơn. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, tiếp tục nói. Lại càng không tốt chính là, dương huyện lần này nguy cơ, đã bị sở giang vương chú ý tới, hơn 10 người người tu hành kia chết, chính là người của sở giang vương cách làm, Mục đích của bọn nó là đem Dương huyện nước quấy càng đục, bức bách Hung linh kia triệt để đứng tại quan phủ mặt đối lập, đến lúc đó, Hung linh kia khả năng thật sẽ cùng Sở Giang Vương đứng chung một chỗ, biến càng thêm khó có thể đối phó. Lý Mộ nghĩ nghĩ, hỏi: "Nếu như Hung linh kia rơi vào triều đình chi thủ, kết quả sẽ như thế nào?" Triệu Bộ Đầu nói: "Dù là nàng có thiên đại oan khuất, nhưng cũng phạm vào không thể tha thứ tội nghiệt, Dương huyện huyện lệnh các loại kẻ cầm đầu đã chết, chính nàng cũng khó thoát hồn tiêu linh tán." Hắn thở dài khẩu khí, nói ra: hung linh kia sự tình, không phải chúng ta có thể quan tâm, quận thừa đại nhân tự sẽ xử lý, sở gian vương thủ hạ những ác quỷ làm loạn kia, nhất định phải nhanh diệt trừ, người ở đây tay không đủ, ngươi cùng thính tâm cô nương cùng một chỗ, phụ trách dương huyện phía đông mấy cái thôn. Dương huyện tình thế, trong mấy ngày nay, biến rồi lại biến. Cho đến trước mắt, hung linh kia ngược lại không phải khó giải quyết nhất, trên tay nàng nhân mạng tuy nhiều, vết đều là chút đáng chết gian trá ác đồ nhưng đục nước béo cò sở gian vương khác biệt đã có không ít người tu hành chết trong tay bọn hắn giá họa cho hung linh kia thừa cơ thu hoạch người tu hành hồn lực đồng thời bọn hắn hiển nhiên cũng nghĩ đem hung linh kia kéo đến chính mình trận doanh triệu bộ đầu giao phó xong lý mộ nhiệm vụ đằng sau huyền độ từ bên ngoài đi tới một tay đối với lý mộ thi lễ một cái cười nói lý thí chủ đã lâu không gặp lý mộ nói huyền độ đại sư đã lâu không gặp phương trượng thân thể được chứ huyền độ nói nhận được lý thí chủ cứu giúp phương trượng sư thúc đã hoàn toàn khôi phục thường xuyên niệm lên lý thí chủ Bị Huyền Độ cùng Kim Sơn tự Phương Trượng nhắc tới, cũng không phải chuyện tốt, Lý Mộ cười cười, nói sang chuyện khác. Huyền Độ đại sư cũng là vì Hung Linh kia mà đến. Huyền Độ nói: "Bần tăng vốn định độ Hung Linh kia về Kim Sơn tự, lấy Phật pháp cảm hóa nàng, lại không nghĩ rằng đạo hành của nàng vậy mà như thế chi sâu, bần tăng không phải là đối thủ của nàng, đến lúc đó, nếu là có thể vây khốn nàng, chỉ sợ còn cần Lý thí chủ xuất thủ độ hóa." Lý Mộ không có trả lời ngay, mà lại nhìn về phía Huyền Độ, nói ra: Ta muốn để huyền độ đại sư đáp ứng ta một việc. Huyền độ nói. Chuyện gì? Lý mộ khẽ nhả khẩu khí, nói ra. Cô nương kia khi còn sống nhận hết khổ sở oan khuất, cho dù là hóa thành lệ quỷ, cũng chưa từng tổn thương người vô tội, ta hy vọng đại sư có thể xuất thủ bảo vệ nàng. Huyền độ không do dự bao lâu, chắp tay trước ngực, nói ra. A-di-đà Phật, bần tăng đáp ứng ngươi. Đáng chết lý mộ, ngươi vậy mà chạm qua chân của ta lại đụng miệng của ta, ngươi. Bạch Thính Tâm từ bên ngoài giận đùng đùng đi tới, chỉ vào Lý Mộ, đang muốn mở miệng, chợt nhìn thấy đứng tại Lý Mộ bên cạnh Huyền Độ. Huyền Độ mặt lộ từ bi, đối với nàng mỉm cười. A. À. Bạch Thính Tâm hét lên một tiếng, quay người thật nhanh chạy ra ngoài. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông Ly trận kiếp diệt. Chương 53. Chủ động xuất kích. Nguồn. Mê truyện audio.com. Huyền độ tự hồ cho Bạch Thính Tâm lưu lại rất lớn bóng ma tâm lý, nàng lần thứ hai đến trị phòng thời điểm, đầu tiên là ở bên ngoài thăm dò nhìn quanh một phen, thấy chỉ có Lý Mộ một người, mới yên tâm đi tới. Hoa thượng kia đi rồi. Đi bạch thính tâm vỗ vỗ ngực bằng phẳng nói ra hòa thượng kia thật là đáng sợ ta chán ghét hòa thượng cũng chán ghét bác của hòa thượng nàng mang một cái ghế ngồi tại lý mộ phía trước duỗi ra chân nói ra ta chân còn đau ngươi sẽ giúp ta trị một chút yêu vật tự hồ cũng rất hưởng thụ phật quan nhập thể cảm giác bạch ngâm tâm là như thế này bạch thính tâm là như thế này liền ngay cả tiểu bạch cũng rất ưa thích dựa sát vào nhau trong ngực lý mộ để lý mộ dùng phật quan vì nàng khu trừ yêu khí Đương nhiên, nàng hóa hình đằng sau, liền không hưởng thụ được đại ngộ này. Ta không phải ngươi đại phu, còn đâu mà nói, chính ngươi vận chuyển pháp lực chữa thương. Lý mộ rất thẳng thắn cự tuyệt con thanh xa này, nói ra. Ta còn có việc phải làm tại thân, chính ngươi một người ở chỗ này chơi đi. Sở Giang Vương Thủ Hạ, thừa dịp sự kiện lần này, tại Dương huyện làm hại, Lý mộ cần phụ trách mấy cái thôn yên ổn. Triệu bộ đầu vốn là để hắn cùng Bạch Thính Tâm cùng một chỗ phụ trách, hai người lẫn nhau có thế có một cái chiếu ứng, bất quá Lý Mộ có Bạch ất nơi tây trừ phi sở giang vương đích thân đến dưới tay hắn quỷ tướng căn bản không sợ mang theo bạch thính tâm ngược lại là một cái vướng víu gặp lý mộ một người rời đi bạch thính tâm vội vàng đuổi theo ra đi lớn tiếng nói họ triệu nói để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ ngươi chờ ta một chút dương huyện huyện nha nội nha nam tử âm nhu từ trên giường tỉnh lại cảm nhận được toàn thân xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng giận dữ hét hoa thượng đáng chết kia ở nơi nào người tới bắt hắn cho ta cầm xuống hai đạo nhân ảnh từ ngoài cửa đi tới nói ra đại nhân ngài tỉnh nam tử âm nhu nhìn xem hai tên thần thông cảnh người tu hành giận dữ nói các ngươi hiện tại mới trở về vừa rồi chạy đi chỗ nào chết rồi hai người liếc nhau nói ra không phải đại nhân để cho chúng ta đi bắt hung linh kia nam tử âm nhu phí sức đứng lên hỏi hung linh kia bắt được sao một tên thần thông người tu hành nói không có bằng vào chúng ta thực lực của hai người không phải là đối thủ của nàng nam tử âm nhu cắn răng nói phế vật đừng quản âm linh kia cho ta đi bắt hòa thượng kia hắn dám mưu hại mệnh quan triều đình bản quan muốn hắn đầu người rơi xuống đất một tên khác thần thông người tu hành nói hòa thượng kia bắt không được hắn là tâm tông đệ tử mà lại đã tu thành kim thân chúng ta đánh không lại cũng bắt không được nam tử âm nhu hít sâu vài khẩu khí mới bình phục tâm tình nói ra vô luận như thế nào chuyện này nhất định phải cho thị lan đại nhân một cái công đạo tra tra cho ta đem hung linh kia đảng sinh chân tướng, đều tra cho ta rõ ràng. Dương huyện, phía đông nào đó thôn xóm. Một đạo hắc vụ từ trong thôn chạy trốn mà ra, bị từ phía sau đánh tới một đạo kiếm quang chém xuống. Lý mộ một kiếm chém giết một tên tai họa bách tính oán linh, đem phiêu tán hồn lực thu thập lại, một phương hướng khác, còn có một đoạn hắc vụ, đã nhanh muốn chạy trốn hướng phương xa. Lý mộ đang muốn truy kích, hậu phương liền truyền đến bạch thính tâm thanh âm, ngươi đừng động, để cho ta tới. Nàng nhanh chóng đuổi theo, đánh ra một đạo thanh quang, thanh quan kia tiến vào hắc vụ, hắc vụ bốc lên một trận, dần dần lắng lại. Nàng từ trong hắc vụ rút ra hồn lực, đem nó ngưng tụ thành một cái tiểu cầu, chạy đến Lý Mộ bên người, nói ra. Cho ngươi. Lý Mộ nói. Chính ta cũng có thể giải quyết nó. Bạch Thính Tâm xuề bàn tay ra, nói ra. Ta mặc kệ, dù sao con quỷ kia là ta giết. Lý Mộ nhận lấy hồn cầu, cũng không cùng nàng nói nhảm nhiều, bàn tay tản mát ra kim quang, cùng Bạch Thính Tâm duỗi ra tay đụng vào cùng một chỗ bạch thính tâm nhắm mắt lại trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ một lát sau lý mộ thu về bàn tay con mắt của nàng mở ra bất mãn nói ngươi làm sao nhanh như vậy mấy lần trước thời gian so lần này lâu nhiều lý mộ nói con quỷ này hồn lực quá ít chờ ngươi lần sau bắt được lợi hại thời gian tự nhiên là lâu sở gian vương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mấy ngày nay dương huyện xuất hiện rất nhiều quỷ vật quấy đến từng cái thôn gà chó không yên lý mộ bọn người phụng quận thừa đại nhân mệnh lệnh diệt trừ những quỷ vật này, Lý Mộ vẫn còn ngưng hồn giai đoạn, những tiểu quỷ làm ác này hồn lực mặc dù không nhiều, nhưng lại có chút ít còn hơn không, gấp gió thành bảo, vẫn còn có chút tác dụng. Bạch Thính Tâm gặp Lý Mộ cần những hồn lực này, thế là liền chủ động đưa ra, giúp Lý Mộ giết quỷ lấy hồn, đương nhiên, không phải không ràng buộc. Nàng mỗi giết một con quỷ, đối với Lý Mộ kính dân một phần hồn lực, đều muốn cầu Lý Mộ dùng Phật quan để nàng dễ chịu dễ chịu, Lý Mộ suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau, phát hiện đây là một bút ổn trám không xứng mua bán hắn chỉ cần bỏ ra một chút xíu pháp lực, liền có thể đạt được một đầu miễn phí đứa ở, cớ sao mà không làm. Hai người hợp tác, cứ như vậy vui sướng tiến hành xuống dưới, đại đa số thời điểm, Lý Mộ chỉ cần đứng ở một bên nhìn xem, Bạch Thính Tâm liền sẽ giúp hắn giết quỷ lấy hồn, đem hồn lực ngưng tụ tốt đưa tới. Đây là Lý Mộ lần thứ nhất cảm thấy, bị con rắn này theo bên người, tự hồ cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Chỉ tiếc, những quỷ vật này thực lực quá yếu, nếu là có thể giết như vậy một cái hai con hồn cảnh quỷ vật, hẳn là đủ để cho hắn đem còn lại hai hồn cũng ngưng tụ ra. Lý Mộ chợt nhớ tới một chuyện, trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ to gan, truyền âm Sở phu nhân nói: "Ngươi biết Sở Giang Vương thủ hạ 18 quỷ tướng đều ở nơi nào sao?" Sở Giang Vương thủ hạ quỷ tướng cũng không phải là đều tụ tập tại một chỗ, mà là như là thanh diện quỷ cùng Sở phu nhân như vậy, có riêng phần mình sao huyệt, bây giờ Lý Mộ, tại Sở phu nhân trợ giúp dưới, đối phó những đệ tứ cảnh quỷ vật này, quả thực là dễ như trở bàn tay nếu sở Giang Vương có thể phái thủ hạ đi ra làm ác, Lý Mộ cũng có thể chủ động xuất kích, đi tìm bọn họ. Sở Phu Nhân nói, không biết toàn bộ, bọn hắn phân bố tại Bắc quận 13 huyện các nơi, ta chỉ nhận biết số lượng không nhiều mấy cái. Lý Mộ mặc dù không muốn bị sở Giang Vương nhớ thương, nhưng dù sao cũng đã giết qua dưới tay hắn quỷ tướng, giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, dứt khoát lợi dụng bọn hắn, để hắn viên mãn ngưng hồn. Hạ quyết tâm, Lý Mộ đứng người lên, đối với Bạch Thính Tâm nói. Ngươi về trước huyện nha, ta ra ngoài làm một ít chuyện. Bạch Thính Tâm nói. Ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Lý Mộ nói. Nghe lời, chờ ta trở về, để cho ngươi dễ chịu một canh giờ. Một lời đã định. Thoại âm rơi xuống, Bạch Thính Tâm lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, biến mất tại Lý Mộ trước mắt. Thiếu nàng cản trở này, Lý Mộ liền không có nhiều cố kỵ như vậy, tâm niệm vừa động, Bạch ất từ vỏ kiếm bay ra, Lý Mộ nhảy lên thân kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất ở chân trời. Dương huyện, bắc bộ tòa nào đó sơn cốc nơi đây sơn cốc quanh năm bị yên chứng chi khí bao phủ có rất ít người tiếp cận nghe đồn trong sơn cốc này có ăn thịt người ác quỷ mặc dù từ xưa tới nay chưa từng có ai bị ăn nhưng phụ cận bách tính đi đến nơi này đều sẽ đường vòng mà đi liền ngay cả thợ săn tiều phu cũng sẽ không đến gần nơi này ngoài sơn cốc một bóng người bỗng nhiên rơi xuống từ trên không lý mộ cảm nhận được trong sơn cốc này nồng đậm đến cực điểm âm khí nói ra ngược lại thật sự là biết chọn địa phương sở phu nhân hiển lộ ra thân hình, nói ra. Cái kia xích phát quỷ, ngay ở chỗ này. Nàng đem tự thân khí tức phát tán ra, chỉ chốc lát sau, trong sơn cốc nồng vụ quay cuồng, một cái vóc người thấp bé nam tử, từ trong sương mù dày đặt đi tới. Nam tử dáng người thấp bé, kích cỡ chỉ tới lý một phần eo, có một đầu dễ thấy tóc đỏ, nhìn thấy sở phu nhân lúc, giật nảy cả mình, nói ra. Sở phu nhân, ngươi không chết. Hắn dò xét sở phu nhân hai mắt, mừng lớn nói. Không chỉ có không chết, còn tấn thăng đến hồn cảnh, ngươi tìm đến ta làm gì, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, đồng ý cùng ta linh hồn song tu. Sở phu nhân không có trả lời, nên đón nam tử này, là một thanh hàng quan lòe lòe lợi kiếm. Nam tử thấp bé lấy làm kinh hãi, nói ra. Ngươi làm gì, ngươi điên rồi, không sợ điện hạ trừng phạt sao? Hắn vội vàng trốn tránh, bị sở phu nhân chặt vài kiếm, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, lớn tiếng nói. Tốt, ngươi muốn chơi chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Hắn một bàn tay cắm vào ngực, vậy mà từ trong thân thể, túng ra một cây to lớn lan nha bổng, hai tay nắm, mỗi huy động một chút, đều có thể xét đánh lôi đình. Nam tử tóc đỏ có binh khí đằng sau, sợ phu nhân liền không chiếm được cái gì thường phong. Lý mộ núp trong bóng tối nhìn xem, mặc dù cùng là đệ tứ cảnh, nhưng sở phu nhân vừa mới tấn cấp không lâu, pháp lực không bằng cái này xích phát quỷ. Cùng một cảnh giới, thực lực chênh lệch cũng sẽ rất lớn, Lý mộ nhận biết, như Tô Hòa cùng huyền độ, cùng thẩm quận úy, chính là đứng tại đệ tứ cảnh đỉnh phong, hổ yêu cùng thanh ngư tinh phải kém một chút, sở phu nhân loại này vừa mới tấn cấp, dưới tay bọn họ không chống được bao lâu. Căn cứ sở phu nhân nói, cái này xích phát quỷ, là một tên hồn cảnh quỷ tu, tại sở giang vương thủ hạ trong 18 quỷ tướng, xếp hạng 14, lấy sở phu nhân đạo hành, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị thua. Lý mộ từ phía sau cây đi ra, tay kết pháp ấn. Oanh! Một tia chấp từ trên trời giáng xuống, chính giữa cái kia xích phát quỷ đỉnh đầu. Tóc của hắn tất cả đều dựng lên, mặc dù không có trực tiếp bị đánh trực tiếp hồn tiêu, nhưng khí tức trên thân lại tại trong nháy mắt quẻ quải xuống dưới, nguyên bản ngưng thực hồn thể, lập tức liền hư ảo một chút, Lý Mộ tại luyện phách cảnh lúc, liền có thể lấy lôi pháp đánh giết đệ tam cảnh yêu vật, bây giờ hắn đã ngưng hồn, mặc dù còn không thể thốn sát đệ tứ cảnh, nhưng một chiêu này dùng làm đánh lén, cũng có thể xuất kỳ bất ý, đối với đệ tứ cảnh quỷ vật tạo thành thương tổn không nhỏ. Lý Mộ đánh lén thành công, xích phát quỷ hồn thể trở thành nhạc, khí tức quẻ quải, sợ phu nhân trong nháy mắt liền đem thế cục đảo ngược xích phát quỷ tức hỗn hỉnh, nhìn thoáng qua Lý Mộ, đối với sở phu nhân giận dữ nói. Ngươi thế mà cấu kết nhân loại, Điện Hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Oanh! Lại là một tia chớp chính giữa đỉnh đầu của hắn, xích phát quỷ không tránh kịp, thân thể càng thêm suy yếu, trong lòng của hắn vừa tức vừa kinh, tránh về trong sương mù, sở phu nhân không có lãng phí cơ hội, không chút do dự trúc kiếm đuổi đi vào. Lý mộ chỉ cảm thấy trong sương mù dày đặc truyền đến trận trận sóng pháp lực, một lát sau, sở phu nhân từ trong sương mù dày đặt đi tới, trong lòng bàn tay lơ lửng một cái không gì sánh được ngưng thực hồn cầu. Sở Giang Vương thủ hạ quỷ tướng thứ 14, chết. Sở phu nhân đem hồn cầu kia hiến cho Lý Mộ, nói ra. Sở Giang Vương tọa hạ quỷ tướng thứ 12, cũng tại Dương huyện, mặt khác, còn có cái kia là sát quỷ, trường thiệt quỷ, tại cùng Dương huyện lân cận Ngọc huyện. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thủy ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en. Chương 54. Nội ứng là minh chủ. Nguồn. Mê truyện audio com Dương huyện, Bắc Bộ. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên một tòa vách núi tuyệt bích cao chừng trăm trượng. Trong bạch ất kiếm tuôn ra một đoàn sương mù, sở phu nhân hiện thân, đối với Lý Mộ nói. Sở Giang Vương Thủ Hạ, có một quỷ tướng, tên là Đại Đầu Quỷ, ở trong 18 quỷ tướng xếp hạng 12, thực lực so cái kia xích phát quỷ còn muốn thắng được một bậc, ở tại tuyệt bích này dưới trong một chỗ nham động. Lý Mộ quan sát phía dưới vách núi, nói ra. Người xuống dưới đem hắn dẫn lên đến, ta ở phía trên mai phục. Sở phu nhân nhẹ gật đầu, phi thân bay xuống vách núi. Nàng giảm xuống mấy chục trượng, vách núi trên vách đá dựng đứng, hiển lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Cửa hang kia che giấu tại cỏ dài phía dưới, nếu không cẩn thận tìm kiếm, rất khó chú ý tới trong cửa hang quỷ khí âm trầm sở phu nhân cầm kiếm xâm nhập rất nhanh trong động liền truyền đến một trận pháp lực ba động không bao lâu sở phu nhân có chút chật vật từ trong động chạy ra trôi hướng trên vách đá một cái có đầu lâu khổng lồ quỷ ảnh từ trong động đuổi tới quỷ này đầu lâu cực lớn thân thể chỉ có đầu lâu một nửa con mắt như đèn lồng đồng dạng trên mặt mọc lên một tấm giống như ki hốt rác miệng lớn từng tia chất lỏng màu đen từ khóe miệng chảy xuống hắn nhếch lên một cái miệng lớn kinh khủng kia chật chật nói lại là sở phu nhân còn tấn cấp hồn cảnh nếu như có thể nuốt nàng thực lực của ta liền có thể tiến vào quỷ tướng năm vị trí đầu đạt được điện hạ trọng dụng đại đầu quỷ này ngẩng đầu nhìn một chút nhanh chóng phi thân đuổi theo nhưng mà hắn vừa mới bay lên vách núi một đạo lôi đình màu tím liền từ trên trời giáng xuống bổ vào trên đầu của hắn sở phu nhân không thấy một người thanh niên nắm trong tay lấy nàng vừa rồi cầm thanh kiếm kia chính mỉm cười nhìn hắn đây là đại đầu quỷ ý thức sau cùng đạo lôi đình màu tím kia trực tiếp xóa đi linh trí của hắn để thân thể của hắn triệt để hóa thành hồn lực lý mộ vương tây đại đầu quỷ hồn lực biến thành một hồn cầu bị hắn thu nhập thể nội sở phu nhân pháp lực so với ngay lúc đó tô hòa kém không chỉ một chút dưới tình huống bị tô hòa phụ thân lý mộ lôi pháp cùng các loại thần thông có thể địch nổi tạo hóa mà mượn dùng sở phu nhân pháp lực lý mộ đại khái chỉ có thể làm đến đệ tứ cảnh vô địch đây là hắn thông qua mấy lần thực chiến đối với thực lực của mình cho ra chuẩn xác nhất ước định mượn nhờ đạo thuật hắn có thể phát huy ra một tia đệ ngũ cảnh lực lượng chém giết phổ thông đệ tứ cảnh không có vấn đề, nếu là gặp được chân chính đệ ngũ cảnh tồn tại, hay là lực có thua. Loại thực lực này đối phó sở giang vương quá sức, nhưng đối phó với dưới tay hắn quỷ tướng, dễ như trở bàn tay. Theo sở phu nhân nói, sở giang vương thủ hạ trừ quỷ tướng thứ nhất bên ngoài, còn lại quỷ tướng mạnh nhất cũng chỉ có đệ tứ cảnh đỉnh phong, mà cái kia quỷ tướng thứ nhất nửa năm trước đó tại sở giang vương đại lực bồi dưỡng phía dưới vừa mới tấn cấp u hồn cảnh, quỷ tu trung tam cảnh, phân biệt là hung hồn, u hồn, nguyên hồn đối ứng đạo môn thần thông, tạo hóa, động huyền, Phật môn kim thân, pháp tướng, tự tại. Sở phu nhân, xích phát quỷ, đại đầu quỷ, chính là hung hồn. Tô Hòa là mười phần tiếp cận u hồn hung hồn. U hồn cảnh quỷ tướng, lý mộ trước mắt bằng vào tự thân lực lượng, gần như không thể chiến thắng. Hắn thu lại suy nghĩ, nhìn về phía sở phu nhân, nói ra. Kế tiếp. Sở phu nhân nghĩ nghĩ, nói ra. Cách nơi này 50 dặm, Ngọc Huyền cảnh nội, có một cái hoang phế cổ trạch, là sát quỷ là ở chỗ này, hắn ở trong 18 quỷ tướng, xếp hạng thứ 9. Cảm nhận được thể nội mênh mông hồn lực, giết một con nửa hung hồn, cũng đủ để cho hắn đem tam hồn tất cả đều ngưng thực, Lý Mộ ánh mắt nóng bỏng, nói ra. Đi. Ngọc huyện. Nơi nào đó không biết tên thôn, một tên tướng mạo hung hãn nam tử, quỳ rạp dưới đất, thân thể rung như rung rẩy, rung giọng nói. Quỷ gia gia tha mạng, quỷ gia gia tha mạng, ta về sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Ở phía trước của hắn, nổi lơ lửng một đoàn hình người hắc vụ hắc vụ chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một cái hình người, đầu của bóng người con mắt vị trí, có hai đạo quan mang màu đỏ như máu, tự hồ có thể khiếp người tâm hồn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong thôn bách tính quỳ trên mặt đất, mặc dù sắc mặt đều rất yếu ớt, nhưng nhìn về phía nam tử hung hãn kia trong ánh mắt, lại ẩn chứa khoái ý, nam tử hung hãn quỳ trên mặt đất, không có ngày xưa hung tính, thân thể không được phát trung, dưới thân truyền đến một trận tao thúi hương vị. Người đáng chết. Trong Hắc vụ truyền đến một đạo không chứa nhân loại tình cảm thanh âm, thoại âm rơi xuống, nam tử hung hãn kia trong thân thể, bay ra ba đạo hư ảnh, hóa thành điểm 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 sáng, bị hắc vụ kia hấp thu, hấp thu những điểm sáng này về sau, hắc vụ đỉnh chấp, quang mang màu đỏ như máu kia tự hồ càng thêm chói mắt. Hắc vụ quét sạch mà đi, thôn bách tính còn quỳ gối nguyên địa. Lại qua một khắc đồng hồ, mới có nam nhân gan lớn đứng lên, chạy đến nam tử hung hãn kia bên cạnh nhìn một chút, lớn tiếng nói. Chết rồi, hắn chết. Đám người nghe vậy, lập tức phấn chấn. Cuối cùng là chết chúng ta về sau có thế qua ngày tốt lành. Lão thiên có mắt, đã chết tốt, chết tốt lắm a. À. Bọn hắn đối với hung linh kia cuối cùng một tia sợ hãi, theo nam tử kia chết, biến mất không còn tâm tích, nhau nhau quỳ trên mặt đất, đối với hắc vụ kia biến mất phương hướng, lễ bái không thôi. Hắc vụ kia một đường bay đi, tại nơi nào đó vắng vẻ trong núi, bị một đạo bóng người áo đen ngăn cản đường đi. Dưới hắc bào rất nhanh truyền đến thanh âm. Ta chính là sở gian vương tọa hạ quỷ tướng thứ nhất, các hạ giết nhiều người như vậy, triều đình tất nhiên sẽ phái ra cường giả đến diệt trừ ngươi các hạ dù là tu vi lại cao hơn cũng đấu không lại đại chu triều đình không bằng quy thuận sở giang vương điện hạ điện hạ tự sẽ bảo đảm ngươi không lo lăng không đợi hắn nói xong trong hát vụ liền truyền đến một đạo băng lãnh vô tình thanh âm người áo đen nói các hạ cần phải hiểu rõ trong hát vụ khí tức biến cực không ổn định người áo đen biến sắc lập tức tránh ra thân hình nhìn xem hắc vụ kia phiêu hốt đi xa áo bào đen phía dưới trên mặt hắn vẻ kiên dè dạ mới dần dần biến mất tại sao có thể có loại chuyện này trên mặt của hắn đều là vẻ không thể tin được lẩm bẩm nói bất quá mấy ngày nàng liền có như thế kinh khủng tu vi tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không được bao lâu liền ngay cả điện hạ cũng không phải đối thủ của nàng trong rừng lại có hai đạo quỷ ảnh bay ra trong đó một cái rung giọng nói quỷ này uy áp so điện hạ cho ta còn muốn đáng sợ người áo đen nhìn hắn một cái nói ra đó là bởi vì nàng không hiểu được phương pháp tu hành tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ linh trí của nàng sẽ bị sát khí đồng hóa, triệt để trở thành một con hung linh chỉ biết là giết chóc, đến lúc đó, bắt quận coi như có ý tướng. Một đạo quỷ ảnh cũng cười đứng lên, nói ra. Như vậy, chẳng phải là đối với chúng ta càng có lợi hơn. Người áo đen vương tay, trên hai bàn tay, phân biệt ngưng tụ ra một cái hồn cầu. Hắn đem hồn cầu kia đánh vào hai quỷ thân thể, nói ra. Thanh diện quỷ chết rồi, sở phu nhân mất tích, 18 quỷ tướng chỉ còn lại có 16 cái, đây là ta mấy ngày nay thu thập người tu hành hồn lực, hai người các ngươi khoảng cách hồn cảnh chỉ kém một đường sau khi trở về hảo hảo luyện hóa tranh thủ sớm ngày tấn cấp hồn cảnh đa tạ đại nhân hai quỷ kích động hồn thể run rẩy quỳ xuống đất cảm ơn ngay vào lúc này lại có một đạo hồn ảnh từ phía sau tật tóc mà đến thân ảnh chưa đến liền lớn tiếng kêu lên đại nhân không xong không xong người áo đen âm thanh lạnh lùng nói chuyện gì xảy ra hoảng hoảng trương trương hung linh kia bị bắt giữ rồi không không phải hồn ảnh kia rung giọng nói. Xích phát quỷ, đại đầu quỷ, la sát quỷ, hắn, bọn hắn, bọn hắn bị người giết. Cái gì? Người áo đen nghe vậy, thốt nhiên biến sắc, hắn bóp lấy hồn ảnh kia cổ, cả giận nói. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa. Hồn ảnh kia sợ hãi nói. Hắn, bọn hắn hồn đang tắt rồi. Hắn vừa mới nói xong, hát bào nhân thân thể chung quanh, có hát vụ không ngừng tuôn ra, đó là hắn nổi giận tới cực điểm, pháp lực không bị khống chế biểu hiện ba tên hồn cảnh quỷ tướng là bọn hắn hao phí vô số tài nguyên thật vất vả mới tích tụ ra tới loại cấp bậc này quỷ tướng bọn hắn năm năm mới sáng tạo ra 15 cái cái này ba tên quỷ tướng chết giống như là bọn hắn một năm cố gắng ủng phí người kia tại sao phải biết bọn hắn ở nơi nào người áo đen thanh âm xâm nhiên không gì sánh được thanh âm kiềm chế tới cực điểm nhất định là trong chúng ta ra nội ứng đây là bộ truyền thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân pokemon chuyển sang thể loại ngựa thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngựa thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngựa thủy ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en. Chương 55 Truy sát Nguồn Mê truyện audio com Ngọc Huyện Nơi nào đó sơn giả cổ mộ Một đoàn sương mù màu xám, tràn ngập mấy chục trường phương viên, lý mộ hai tay kết ấn, chung quanh bỗng nhiên cùng phong gào thét, sương mù xám dần dần tán đi. Hưu, một cây màu đỏ như máu đầu lưỡi, bỗng nhiên từ trong sương mù bay ra, tốc độ cực nhanh, nhấc lên một trận thanh âm xé gió, trực chỉ đầu Lý Mộ. Ken. Lý Mộ một kiếm chém ra, bạch ức kiếm chém vào trên lưỡi dài kia, vang lên tiếng kim loại, trên đầu lưỡi kia ánh lửa bắn tung tóe, đột nhiên rụt trở về, sương mù bị cuồng phong triệt để thổi tan, hiển lộ ra bên trong một đạo quỷ ảnh gầy go. Sở Giang Vương thủ hạ 18 quỷ tướng, trừ sở phu nhân bên ngoài, có bốn cái phân biệt tại Dương huyện cùng Ngọc huyện dương huyện xích phát quỷ cùng đại đầu quỷ đã bị lý mộ chém giết mấy canh giờ trước đó ẩn nấp tại ngọc huyện trong một chỗ cổ trạch vứt bỏ la sát quỷ cũng chết tại bạch ất kiếm dưới cuối cùng này một con trường thiệt quỷ ở tại trong ngọn núi giả cổ mộ này thực lực không yếu ở trong 18 quỷ tướng xếp hạng thứ bảy đã tại lý mộ thủ hạ ngoan cố chống lại hồi lâu quỷ ảnh gầy gò kia toàn thân khói đen mờ mịt chỉ lộ ra hai con mắt trong mắt hung quang nổ bắn ra nhìn xem sở phu nhân cả giận nói đáng chết sở phu nhân ngươi thế mà phản bội điện hạ ngươi có nghĩ tới hay không kết quả của ngươi? Sở phu nhân tung bay ở phía trên, lạnh lùng nói. Trước lo lắng chính ngươi hạ trang đi. Nói xong, nàng liền thôi động bạch ất, nhìn đón tiếp lấy. Trường thiệt quỷ lấy lưỡi làm vũ khí, đầu lưỡi kia cực kỳ linh hoạt, có thể cứng trắng có thể mềm, lại cũng có thể cùng cầm bạch ất sở phu nhân đấu lực lượng ngang nhau. Đây là dưới tình huống nó bị lý mộ tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, dù sao, làm quỷ tướng thứ bảy, thực lực vốn là so sở phu nhân cao hơn mấy cái bậc thang. Lý mộ xa xa đứng đấy, khi thì hạ xuống một tia chớp, mặc dù phần lớn đều bị trường thiệt quỷ né tránh, nhưng cũng để nó một trận lúng cuốn tay chân, sở phu nhân nắm lấy cơ hội, dần dần chiếm thượng phong. Trường thiệt quỷ mấy lần muốn đào thoát, đều bị lý mộ lấy lôi pháp bức trở về. Hắn lại trúng sở phu nhân một kiếm, không khỏi vừa vội vừa giận, hỏi. Đáng chết, ngươi có dám hay không không tìm giúp đỡ, chân chính cùng ta đấu pháp một trận. Sở phu nhân cười lạnh một tiếng, kiếm thấy càng hung hiểm hơn, trường thiệt quỷ thể nội pháp lực đã hao tổn hơn phân nửa, dần dần không địch lại sở phu nhân, lại bị đâm trúng vài kiếm đằng sau, không cẩn thận trúng một cái lôi đình, hồn thể đã hư ảo đến cực điểm. trong lòng của hắn gần như tuyệt vọng lúc xa xa chân trời, bỗng nhiên truyền đến một trận ngập trời sát cơ, sau đó chính là một đạo phẫn nộ đến cực điểm thanh âm. các ngươi muốn chết? cảm nhận được thanh âm quen thuộc đến cực điểm này, trường thiệt quỷ nhẹ nhàng thở ra, mừng lớn nói: hồn đại nhân, cứu ta! sở phu nhân cảm nhận được cổ khí tức vô cùng cường đại này lúc sắc mặt đại biến thừa dịp trường thiệt quỷ buông lỏng trong nháy mắt một kiếm đâm xuyên lồng ngực của hắn đem hắn hồn lực toàn bộ hấp thụ sau đó liền thật nhanh bay tới lý mộ bên người lo lắng nói ân công đi mau hắn là sở giang vương tọa hạ quỷ tướng thứ nhất sớm đã tấn thăng u hồn u hồn cũng liền tương đương với tạo hóa cùng kim thân cảnh người tu hành về mặt khí thế nhìn muốn sao kim sơn tự phổ tể đại sư yếu hơn một chút lý mộ một tay nắm bạch ức, một tay kết ấn lặng tiếng nói thiên địa vô cực, càng không tá pháp, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Thái ất thiên tôn, lập tức tuân lệnh. Bạch ất kiếm vù vù một tiếng, lý mộ phía sau, xuất hiện vô số kiếm ảnh, vạn kiếm tề động, hướng xa xa bóng đen chém tới. Bóng đen kia thân thể bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành vô số hắc khí, đợi kiếm ảnh kia chém qua đằng sau, lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Phân hồn chi thuật. Lý mộ trong lòng giật mình, thiên huyển thượng nhân trong trí nhớ, có môn này ma tông bí thuật, tu thành thuật này hồn tu, nhưng tại tính mệnh nhận uy hiếp lúc, đem hồn thể chia thành tóp nhỏ, nhờ vào đó né tránh địch nhân phạm vi công kích. Lý Mộ không chút do dự ngự kiếm liền chạy, trảm yêu hộ thân chú là trước mắt hắn có thể phát huy ra mạnh nhất chiêu số, cũng không làm gì được quỷ tướng thứ nhất này, trừ chạy trốn, không có lựa chọn thứ hai. Lấy quyết chữ binh ngự kiếm, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại bên ngoài trăm trường, hướng về một cái hướng khác mau chóng bay đi. Ngươi chạy không thoát. Nhìn tận mắt trường thiệt quỷ bị giết, ngắn ngủi mấy tháng, 18 quỷ tướng chỉ còn lại có 12 cái, cái kia được xưng là hồn đại nhân bóng đen, trong lòng nổi giận đến cực điểm, hướng về Lý Mộ thoát đi phương hướng, tật tốc đuổi theo, âm hàng đến cực điểm thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, trừ hồn luyện phách, để cho ngươi linh hồn mỗi ngày thụ quỷ hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Lý Mộ nghe hậu phương quỷ tướng thứ nhất kia uy hiếp, chạy trốn tốc độ càng nhanh, lại cùng bóng đen kia kéo xa một khoảng cách. Đánh mặc dù đánh không lại đối phương, nhưng hắn cũng đừng hồng tùy tiện đuổi theo giết sở giang vương bốn tên quỷ tướng quỷ tướng thứ nhất kia hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm một bên đuổi vừa mắng không biết còn tưởng rằng lý mộ lột hắn một phần dương cho cốt của hắn lý mộ thôi động pháp lực giữa hai bên rút ngắn khoảng cách lần nữa bị kéo ra hắn hướng phía sau nhìn thoáng qua lắc đầu nói không phải liền là chết bốn tên quỷ tướng đến mức như thế liều mạng a? À? sở phu nhân nghĩ nghĩ nói ra sở giang vương tự hồ rất coi trọng 18 quỷ tướng năm năm qua hắn vẫn muốn đem chúng ta tất cả đều tăng lên tới hồn cảnh trở lên, đem lấy được tất cả hồn lực đều cho chúng ta. 18 vị hồn cảnh Lý mộ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cả kinh nói. Hắn không phải là muốn bày thập bát âm ngục đại trận A. À. Những ngày này đến, Lý mộ đem thiên huyễn thượng nhân lưu lại ký ức tiêu hóa không ít, đối với một chút ma đạo thủ đoạn, cũng có hiểu biết. Thập bát âm ngục đại trận là một loại uy lực cực mạnh ma đạo trận pháp, do 18 tên hung hồn cảnh giới quỷ tu bày xuống, lại thêm sở giang vương chủ đạo, có thể vây chết đệ lục cảnh động huyền. 18 quỷ tướng, vừa vặn đối ứng thập bát địa ngục, sở giang vương nhọc lòng bồi dưỡng được 18 tên quỷ tướng, nếu như không phải có bệnh ép buộc, chính là muốn gom góp thập bát âm ngục đại trận. Đương nhiên, hắn 18 quỷ tướng, có 5 cái đã chết tại lý mộ trong tay, một cái cũng đã trở thành lý mộ quỷ, 18 quỷ tướng chỉ còn lại có 12 cái, nhiều nhất bày bãi xuống thập quỷ khốn thần trận, còn nhiều ra hai cái dự bị. Kém 8 cái quỷ tướng, trận pháp uy lực liền muốn hao tổn hơn phân nửa đại khái chỉ còn lại có không tới ba thành khó trách cái này quỷ tướng muốn tìm hắn liều mạng đổi lại lý mộ chính mình cũng nhìn không được phía sau có u hồn theo đuổi không bỏ trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi lý mộ thay đổi phương hướng hướng xa xa dãy núi bay đi sớm tại bị quỷ tướng thứ nhất này truy sát trước tiên trong lòng của hắn liền đã có đối sách quỷ tướng thứ nhất sát khiến ngập trời lý mộ trực tiếp bay về phía một tòa quen thuộc ngọn núi Tại Quỷ Tướng kia sắp tiếp cận ngọn núi thời điểm, bỗng nhiên từ trong núi này truyền ra một cổ cường đại yêu khí, sau đó chính là hừ lạnh một tiếng. Lăng. Quỷ Tướng kia thân thể tật tốc lơ lửng, nhìn qua ngọn núi kia, lộ ra nồng đậm vẻ kiên dè. Tại Bắc Quận, có thể có như thế yêu khí, chỉ có một vị. Hắn lơ lửng giữa không trung, đối với phía dưới ông quyền nói ra: Gặp qua Bạch Yêu Vương, tại hạ là Sở Giang Vương tọa hạ Quỷ Tướng thứ nhất, vô ý quấy rầy yêu vương, người này giết ta bốn tên quỷ tướng, còn xin yêu vương đem hắn giao cho ta trong ngọn núi, truyền đến một đạo không có tình cảm thanh âm. Sau ba hơi thở, còn chưa cút, liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Yêu vương hẳn là phải cứ cùng điện hạ đối nghịch. Một. Bạch yêu vương ngươi. Hai. Chữ ba không có lối ra, quỷ này liền vòng quanh một mảnh hát vụ, cũng không quay đầu lại phi tóc trời đi. Lý mộ rơi vào trong núi nơi nào đó, đối diện trước nam tử trung niên ông quyền, nói ra. Đa tạ bạch yêu vương cứu. Bạch yêu vương hỏi. Ngươi là thế nào chọc sở giang vương? lý mộ nói sở gian vương thúc đẩy thủ hạ tại dương huyện làm ác ta giết hắn thủ hạ mấy tên quỷ tướng bạch yêu vương mặc lộ dị sắc nói ra sở gian vương thủ hạ quỷ tướng phần lớn là đệ tứ cảnh ngươi có thể lấy đệ nhị cảnh giết chết bản vương quả nhiên không có nhìn nhầm lý mộ ngượng ngùng cười cười bạch yêu vương không nhắc lại việc này nói ra những ngày này thính tâm cho ngươi thêm phiền toái không phiền phức ở trước mặt bạch yêu vương lý mộ tự nhiên không có khả năng ghét bỏ nữ nhi của hắn nói ra Mấy ngày nay, thính tâm cô nương cũng bị dân trừ hại, chém giết mấy tên làm ác quỷ vật. Thính tâm tính tình ngang bướng, quỷ khuất tiểu huynh đệ. Bạch yêu vương nhìn về phía nơi xa, nói ra. Quỷ vật kia còn không có rời đi, ta để nhị đệ tam đệ hộ tống ngươi trở về. Bạch ngâm tâm từ phía sau chạy đến, nói ra. Ta cũng muốn đi. Nhìn thấy bạch ngâm tâm lúc, lý mộ phản xạ có điều kiện có chút trung chân. Bạch yêu vương hỏi. Ngươi đi làm cái gì? Bạch ngâm tâm nói thính tâm ở bên ngoài ta không yên lòng, ta muốn đi bảo hộ nàng. Bạch yêu vương cuối cùng vẫn đáp ứng bạch ngâm tâm, để nàng cùng một chỗ đi cùng, cái này khiến lý mộ có chút chột dạ, bởi vì hai tỷ mùi này nhìn hắn ánh mắt, không có gì khác nhau. Hiện tại bạch ngâm tâm, đã là ngưng đang yêu tu, thực lực không yếu, tại bạch yêu vương thủ ý dưới, cùng thanh ngưu tinh, hổ yêu, thử yêu cùng một chỗ, hộ tống lý mộ về dương huyền huyền thành. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, Đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông ly trận kiếp diệt. Chương 56. Tỷ mùi tâm tư. Nguồn. Mê truyện audio.com Thanh Ngưu Tinh cùng Hổ Yêu sớm đã ngưng đang nhiều năm, hai người liên thủ, ngay cả ngay lúc đó Tô Hòa đều có thể áp chế, lại có bạch ngâm tâm cùng thử yêu hai cái ngưng đang yêu vật, dọc theo con đường này, quỷ tướng thứ nhất kia không còn có xuất hiện. Tuy nói hắn là đệ ngũ cảnh u hồn, chưa hẳn sợ mấy người liên thủ, nhưng cuối cùng vẫn là kiên kỵ bạch yêu vương. Bạch thính tâm tại cổng huyện nha chờ trong mòn con mắt, nhìn thấy bạch ngâm tâm lúc, kinh ngạc nói. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bạch ngâm tâm hừ một tiếng, hỏi. Ngươi không hy vọng ta tới sao? Bạch thính tâm vội vàng nói, không có không có thanh ngưu tin cùng hộ yêu theo lý mộ cùng đi huyện nha một là hộ tống hai là mang thử yêu này đến nhận tội nếu là khác yêu vật tại bắc quận trải ôn dịch lừa gạt bách tính niệm lực chỉ sợ hạ tràng sẽ không rất tốt nhưng trần quận thừa dù sao cũng phải cho bạch yêu vương mặt mũi này thử yêu lưu tại huyện nha giống như bạch thính tâm lấy công chuộc tội lý mộ tìm tới triệu bộ đầu hỏi Giết một cái hung hồn cảnh quỷ tướng xem như bao lớn công lao có thể đi vào phòng chữ địa tuyển bảo bối sao để tứ cảnh hung hồn Triệu bộ đầu lắc đầu, nói ra. Dựa theo quy củ, chém dết làm ác đệ tứ cảnh yêu quỷ, có thể tại phòng chữ huyền tuyển một dạng bảo vật, hai lần trước ngươi có thể đi vào phòng chữ huyền, là huyền úy đại nhân phá lệ nguyên nhân. Lý mộ lại hỏi. Dết một cái không được, bốn cái đâu? Triệu bộ đầu sửng sốt một chút, nói ra. Cái này, ta phải đi hỏi một chút quận úy đại nhân. Không bao lâu, hắn liền lúc trước đường đi tới, nói ra. Quận úy đại nhân để cho ngươi đi vào. Lý mộ đi vào huyện nha tiền đường, Ông quyền nói. Gặp qua quận úy đại nhân. Thẩm quận úy cầm hồ lô, ngửa đầu ực một hớp rượu, nói ra. Ngươi nếu là có thể chém giết sở giang vương thủ hạ một vị hung hồn cảnh quỷ tướng, trở lại quận nha, bản quan phá lệ cho phép ngươi tiến phòng chữ địa tuyển một vật. Lý mộ trong lòng vui mừng, hỏi. Nếu như ta có thể giết bốn cái, có phải hay không có thể tuyển bốn kiện bảo bối? Thẩm quận úy liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Bản quan nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi nếu là có thể chém giết sở giang vương bản quan đem phòng chữ địa đưa ngươi câu nói này quận thủ đại nhân nói còn tạm được hắn một cái quận úy không có loại quyền hạn này bất quá lý mộ cũng không muốn lấy giết sở giang vương hắn đem sở phu nhân phóng xuất nói ra cầm chứng cứ cho đại nhân nhìn sở phu nhân đưa tay tại trước mặt một vòng trong hư không hiện ra bốn bức hình ảnh tụ thần cảnh tu vi liền có thể làm cho trải qua tràn cảnh lấy hình ảnh tái hiện tự như hiện trường tự trực, động huyền người tu hành huyền quan thuật càng là lợi hại, có thể vượt qua không gian, thời gian thực quan trắc một địa phương khác tràn cảnh hình ảnh. Lý Mộ chỉ vào bốn bức hình ảnh kia, từng cái nói ra. Đây là xích phát quỷ, sở gian vương tọa hạ quỷ tướng thứ 14, đây là đại đầu quỷ, sở gian vương tọa hạ quỷ tướng thứ 12, đây là la sát quỷ, sở gian vương tọa hạ quỷ tướng thứ 9, đây là trường thiệt quỷ, sở gian vương tọa hạ quỷ tướng thứ bảy. Thẩm quận úy một ngụm rượu phun ra ngoài, giật mình nói. Ngươi lại giết bốn cái. Lý mộ mỉm cười nói. Sở phu nhân vừa lúc biết cái này bốn cái quỷ tướng chỗ, dù sao bọn hắn đều làm nhiều việc ác, liền thuận tay liền đem bọn hắn giết. Tốt. Thẩm quận úy từ trên ghế đứng lên, nói ra. Bản quan quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, chờ trở lại quận nha, bản quan cho phép ngươi tại phòng chữ địa tuyển bốn kiện bảo vật. Đa tạ đại nhân. Lý mộ hài lòng lúc trước đường đi ra, đến quận nha, hắn mới chính thức cảm nhận được bộ khoái khoái hoạt. Đã có thể vì dân trừ hại, còn có thể thu hoạch hồn lực, trở lại huyện nha, còn có không ít ban thưởng nhưng cầm gấp đôi thu hoạch gấp đôi khoái hoạt đi đến trong viện cũng nhìn thấy hai con rắn bạch thính tâm nhìn lý mộ một chút nói ra ngươi nói một canh giờ vì không để cho con thanh xà này kéo chân hắn lý mộ là đã đáp ứng nàng sau khi trở về để nàng hưởng thụ một canh giờ phật quan giờ phút này cũng không tốt đổi ý hắn đi đến bạch thính tâm trước mặt nói ra đi thôi bạch ngâm tâm hồ nghi hỏi cái gì một canh giờ Bạch thính tâm tại bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Không được. Bạch ngâm tâm lắc đầu, quả quyết nói. Ngươi đã hóa hình trở thành loài người, liền muốn học tập nhân loại lễ nghi, chẳng lẽ chưa nghe nói qua nam nữ thụ thụ bất thân sao? Lý mộ rất tán đồng bạch ngâm tâm lời nói, trong cơ thể hắn góp nhặt bốn vị quỷ tướng hồn lực, đang nghĩ ngợi trước tiên luyện hóa bọn chúng, thật sớm một chút ngưng tụ tam hồn, có thể không trên người bạch thính tâm lãng phí thời gian, tận lực không cần lãng phí. Bạch thính tâm lắc đầu nói. Ta mặc kệ, ta cũng không phải người, Ta mới không học bọn hắn lễ nghi." Bạch Ngâm Tâm bắt hắn lại cổ tay, nói ra: "Ta là của ngươi tỷ tỷ, ta có trách nhiệm thay cha quản giáo ngươi." "Đừng a à tỷ tỷ." Bạch Thính Tâm vô cùng đáng thương nhìn xem nàng, nói ra: "Đây là ta giúp hắn bắt lấy nhiều quỷ mới thật không dễ dàng đổi lấy, ta chờ rất lâu rất lâu đâu." Bạch Ngâm Tâm kiên quyết nói: "Không được, ta nói không được thì không được." Bạch Thính Tâm ôm nàng cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc, nói ra: "Nếu không, ta phân cho ngươi nửa canh giờ." bạch ngâm tâm trừng nàng một chút. Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi dụ hoặc sao? Một lát sau, Lý Mộ đi vào trị phòng, quay đầu lại hỏi nói. Hai người các ngươi ai tới trước? Bạch Thính Tâm nói. Ngươi là tỷ tỷ, ngươi trước. Bạch Ngâm Tâm nói. Tỷ tỷ hẳn là để cho muội muội, ngươi trước. Lý Mộ nghĩ nghĩ, trưng cầu các nàng ý kiến nói. Nếu không các ngươi cùng một chỗ. Các nàng tỷ muội hai người mỗi người nửa canh giờ, hay là sẽ trì hoãn một canh giờ thời gian, chẳng cùng một chỗ dạng này còn có thể cho hắn tiết kiệm nửa canh giờ thời gian quản lý phương diện lý mộ hay là rất nghiêm túc thanh bạch nhị xà thương lượng đằng sau cảm thấy dạng này liền không có ai trước ai sau khác nhau cũng không có đưa ra dị nghị lý mộ vốn nghĩ ngay tại trị phòng được rồi bạch thính tâm lại nói muốn đi nạn ở khách sạn dạng này nàng liền có thể nằm nằm hiển nhiên muốn sau ngồi dễ chịu lý mộ vốn không muốn phiền toái như vậy nghĩ lại huyện nha nhiều người phức tạp không chừng sẽ có người ở sau lưng nghị luận vẫn là đi phía ngoài tốt hắn nhẹ gật đầu nói ra vậy liền đi ngươi nơi đó đi nhìn xem ba người đi ra huyện nha một tên quận nha bộ khoái từ trị phòng thò đầu ra nói ra chật chật tuổi trẻ thật tốt a à? một tên khác bộ khoái nói bổ sung chỉ là tuổi trẻ vô dụng còn muốn dáng dấp tuấn tiếu lại có một tên bộ khoái nói tuổi trẻ tuấn tiếu cũng không đủ hiện tại nữ tử còn ưa thích có thực lực lại tuổi trẻ tuấn tiếu lại có thực lực bị quận úy đại nhân coi trọng không phải mỗi người đều là lý mộ a à? cho nên nói lý mộ đã cầm xuống bạch yêu vương hai cái nữ nhi đây không phải rất rõ ràng sao dương huyện huyện thành trên đường phố lý tứ nắm cả trương sơn bả vai hỏi sao ngươi lại tới đây trương sơn nói còn không phải liễu cô nương lo lắng lý mộ vừa đi nhiều ngày như vậy ngay cả một chút tin tức đều không có ta liền đến nhìn xem lý mộ có thế có chuyện gì ta mang ngươi huyện nha tìm hắn lý tứ vừa mới mở miệng chợt phát hiện cái gì đưa tay chỉ phía trước nói ra không cần đi huyện nha, đây không phải là hắn à. Lý. Trương Sơn giơ tay lên, đối với Lý Mộ Quơ Quơ, nhìn thấy hắn cùng hai vị nữ tử tuổi trẻ đi vào khách sạn, sửng sốt một cái chớp mắt, khó có thể tin nói. Lý Mộ thế mà mang những nữ nhân khác đi khách sạn mướn phòng, hay là hai cái. Sau nửa canh giờ, Lý Mộ từ khách sạn lầu hai trong phòng trên đi ra, đi xuống thang lầu lúc, hai chân một trận như nhũng ra, suýt nửa ngã xuống đi. May mắn có một đôi tay từ bên cạnh vương ra, kịp thời đỡ lấy hắn lý mộ quay đầu lại đang muốn cảm ơn nhìn thấy người kia lúc vẫn không khỏi sững sờ hỏi sao ngươi lại tới đây trương sơn lắc đầu nói lý mộ ngươi làm ta quá là thất vọng ngươi có biết hay không liễu cô nương đến cỡ nào lo lắng ngươi ngươi thế mà thế mà mang nữ nhân tới loại địa phương này lý mộ giải thích nói ngươi hiểu lầm các nàng không phải ngươi trương sơn nói ta tận mắt thấy ngươi không cần đến gạt ta mặc dù ta tại liễu cô nương thủ hạ làm việc nhưng chúng ta là huynh đệ lần này ta giúp ngươi giấu giếm lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lý mộ bất đắc dĩ nói sự tình thật không phải như ngươi nghĩ trương sơn thở dài nói ngươi có phải hay không cho là ta rất dễ bị lừa hay là ngươi cùng hai vị kia cô nương tại gian phòng nửa canh giờ chỉ là ngồi uống trà nói chuyện phím trên thực tế lý mộ thật chỉ là ngồi nửa canh giờ ngay cả trà đều không có uống hắn không muốn lại phí sức giải thích lắc đầu nói ngươi trở về nói cho các nàng biết dương huyện sự tình còn muốn một chút thời gian, đợi đến sự tình giải quyết, ta liền sẽ trở về. Khách sạn lầu 2, một gian thượng đẳng trong phòng khách, bạch ngâm tâm tỉ mùi trên mặt, đồng thời lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Bạch thính tâm thoải mái rên rỉ một tiếng, nói ra. Tỉ tỉ, ta ta cảm giác tu vi đều tăng lên một chút, nếu không chúng ta đem hắn bắt về, mỗi ngày đều giúp chúng ta tăng cao tu vi đi. Bạch ngâm tâm lường nàng một chút, nói ra. Đừng có nằm mộng, phụ thân sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Có biện pháp nào có thể mỗi ngày như vậy chứ? Bạch Thính Tâm một tay chống đỡ cái cầm, bỗng nhiên nói ra. Dứt khoát ta gả cho hắn đi, ta gả cho hắn, liền có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Bạch Ngâm Tâm lường nàng một chút, nàng đã từng cũng cùng mùi mùi một dạng, có loại ý tưởng ngây thơ này, cho đến ngày nay, nàng đã biết, lấy chồng không phải tùy tiện nói một chút, mỗi lần nghĩ đến tình hình lúc đó, liền sẽ hận không thể tìm đầu kẻ đất chui vào. Mấy tháng nay, nàng mười phần hoài niệm đoạn thời gian kia kinh lịch, hoài niệm tòa phòng nhỏ trong nước kia, liền đới suy nghĩ đến lý một số lần đều nhiều rất nhiều nàng nhìn về phía bạch thính tâm nói ra gả cho hắn cũng không chỉ mỗi ngày dạng này ngươi còn muốn cho hắn giặt quần áo nấu cơm còn muốn cùng hắn đi ngủ cho hắn sinh con à nguyên lai lấy chồng phiền toái như vậy à vậy ta vẫn không lấy chồng bạch thính tâm lập tức cải biến chủ ý lại nói được rồi coi như ta muốn gả cho hắn hắn cũng không thích ta à hắn đã có yêu mến nữ nhân bạch ngâm tâm sửng sốt một chút hỏi cái gì hắn có người thích rồi bạch thính tâm kinh ngạc nói ngươi ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Chẳng biết tại sao, bạch ngâm tâm tâm lý bỗng nhiên dâng lên một loại chua sót cảm giác, hỏi. Hắn ưa thích nữ nhân dáng dấp ra sao? Bạch thính tâm trên mặt hiện ra vẻ ghen ghét, nói ra. Dáng dấp rất xinh đẹp, ngược lại lớn cái mông lại vẫn lên, nam nhân làm sao đều ưa thích dạng này, ta nếu là con hồ ly liền tốt, hồ ly tinh dáng người đều rất tốt, mê cũng có thể mê chết hắn. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, Đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông Ly Trận Kiếp Diệt. Chương 57. Huyền độ kế sách. Nguồn. Mê truyện audio com sở giang vương thủ hạ lại chết bốn tên quỷ tướng đằng sau rốt cục yên tĩnh rất nhiều Dương Huyện cùng nó xung quanh, cũng không thấy nửa ác quỷ tai họa bách tính, mà hung linh kia, cũng rời đi Dương Huyện, bắt đầu ở Ngọc Huyện liên tiếp hiện thân, ngắn ngủi hai ngày thời gian, trên tay lại nhiều mấy đầu ác đồ tính mệnh. Lý Mộ đưa Trương Sơn rời đi Dương Huyện đằng sau, trở lại huyện nha, lại lấy được một tin tức. Triều Đình phái tới cường giả đã đến Bắc quận, nghe nói có tạo hóa cảnh Tu Vi, giờ phút này, đã tiến về Ngọc Huyện, đuổi theo vết hung linh kia. Triệu bộ đầu đang muốn rời đi Nha Môn, lại nói. Triều đình phái tới cường giả đã đi Ngọc Huyện, chúng ta đang muốn cùng quận thừa đại nhân đi qua, người có muốn hay không đi theo, loại cấp bậc này đấu pháp, ngày bình thường có thế không phổ biến, vừa vặn có thể thật dài kiến thức. Lý mộ nhẹ gật đầu, cùng hắn đi ra huyện nha, ngồi lên phi thuyền, thẳng đến Ngọc huyện mà đi. Ngọc huyện cùng Dương huyện lân cận, ước chừng 2 phút đồng hồ công phu, phi thuyền liền trên không trung lơ lửng, trần quận thừa đứng tại đầu thuyền, cuối người nhìn về phía nơi xa. Lý mộ phát giác được, xa xa trên cánh đồng bát ngát, truyền đến trận trận mãnh liệt sóng pháp lực. Nơi đó có hai đạo khí tức, đều là cường hoành không gì sánh được, trong đó một đạo sát khí trùng thiên, cho dù là cách xa nhau xa như vậy, đều để trong lòng người phát lạnh, mà đổi thành một đạo về mặt khí thế, cũng không thua nửa phần. Phi thuyền xa xa rơi trên mặt đất, Lý Mộ nhìn thấy một tên người áo xanh lơ lửng giữa không trung, đối diện với của hắn, một đoàn hắc vụ, tản mát ra khí tức kinh khủng. Người áo xanh đỉnh đầu, một thanh trường kiếm lóe ra thanh quan, bay múa không chừng, lằn không một chém, liền có một đạo kiếm khí chém về phía hắc vụ kia. Lý Mộ xa xa, cũng có thể cảm nhận được kiếm khí kia lăng lệ. Kiếm khí kia chém về phía Hắc vụ, Hắc vụ mặc dù sẽ tiêu tán một bộ phận, nhưng trong đó khí tức cũng trở nên càng ngày càng ngang ngược. Trần Quận Thừa hơi biến sắc mặt, nói ra: "Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ nàng sẽ triệt để mất đi linh trí, trừ đưa nàng triệt để gạt bỏ, không có biện pháp khác." Lý Mộ nhìn xem Hắc vụ kia, thở dài. Mười ngày trước, nàng vẫn chỉ là một tên hoa quý thiếu nữ, bây giờ lại trở thành bộ dáng này, Dương Huyền huyền lệnh cùng dưới tay hắn ác lại, chết không có gì đáng tiếc hắc vụ tiêu tán một bộ phận, tự hồ cũng kích phát hung linh kia nổ khí, hướng về người áo xanh quét sạch mà đi. Người áo xanh một tay kết ấn, đối với hắc vụ kia một chỉ, nói khẽ. Định. Chung quanh thời gian phản phất đứng im, cuốn tới hắc vụ, bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Người áo xanh phúc thủ ép hướng về phía trước, trong hư không, ngưng tụ thành một cái cự đại trong suốt bàn tay, hướng về hắc vụ vỗ tới. Hắc vụ sụp đổ ra, nhưng trong chớp mắt lại ngưng tụ cùng một chỗ, chỉ là khí tức lại sau vừa rồi yếu đi một chút thẩm quận úy lắc đầu, nói ra. Pháp lực của nàng mặc dù cường đại, nhưng lại không hiểu được âm quỷ chi thuật, nếu không căn bản sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh tan. Trần quận thừa mắt lộ ra lo lắng, nói ra. Trên người nàng oán khí nặng hơn, oán khí càng nặng, thực lực của nàng liền càng mạnh, lại bức bách như thế xuống dưới, có lẽ sẽ ra biến cố gì. Lý mộ trong mắt lóe lên kim quang, lần nữa nhìn về phía hắc vụ kia lúc, phát hiện trong đó huyết sắc càng nặng. Lúc này, người áo xanh kia tay nắm pháp quyết, trên phi kiếm, thanh quan đại thịnh, trên không trung ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thanh quan chi kiếm hắn phất phất tay cự kiếm kia lợi dụng thế xét đánh lôi đình hướng về hắc vụ chém xuống trong hắc vụ không có biến hóa dưới nền đất chợt xuất hiện một đoàn nồng đậm hắc khí hắc khí kia ngưng tụ thành một thanh cự đao đón nhận thanh quan kiếm ảnh đao kiếm va nhau chớp mắt chôn vùi vào vô hình một đạo mãnh liệt khí lãng từ trong đụng chạm tâm khuếch tán ra đến nơi xa đám người quần áo bị khí lãng thổi bay phất phới lý mộ nhìn xem xuất hiện tại hung linh kia bên cạnh bóng người áo đen không lộ ra dấu vết thối lui đến trần quận thừa cùng thẩm quận úy sau lưng quỷ tướng thứ nhất cũng không có chú ý tới lý mộ mà là nhìn xem hung linh kia nói ra thấy được chưa đây chính là triều đình sát mặt bọn hắn sẽ không quản ngươi nhận lấy bao nhiêu oan khuất cẩu quan hại ngươi bọn hắn trơ mắt nhìn ngươi giết cẩu quan báo thù bọn hắn liền muốn ngươi hồn linh hoạt tán cùng chết ở trong tay bọn họ không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ phản kháng thế đạo dối trá bất công này thẩm quận úy nhìn xem người áo đen chậm rãi đi tới trong ánh mắt tràn đầy sát ý sau một khắc cước bộ của hắn liền đột nhiên đình trệ. Cùng lúc đó, mọi người ở đây đều phát giác được nhiệt độ chung quanh tựa hồ thấp xuống một chút. Âm âm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, phát hiện phía trên trên bầu trời có mây đen đang nhanh chóng tụ tập, điện quang chớp loạn, trong mây đen hình như có vô số lôi đình ấp ủ, tuyết long ngỗng từ không trung bay xuống, mang tới là một trận thấu xương ý lạnh. Trần Quần Thừa cùng người áo xanh kia sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Oanh một đạo thô to không gì sánh được lôi đình màu tím, bỗng nhiên từ không trung hạ xuống, thẳng tắp bổ về phía người áo xanh kia. Lôi đình tốc độ cực nhanh, người áo xanh trong lúc vội vàng, triệu hồi phi kiếm ngăn cản, phi kiếm kia tại lôi đình màu tím phía dưới, bị đánh thanh quan ảm đạm, người áo xanh thân hình tật tốc hạ lạc, rơi trên mặt đất lúc, khóe miệng tràn ra một đạo tơ máu. Quỷ tướng thứ nhất sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, mừng lớn nói: "Chính là như vậy." Trần Quận thừa mắt lộ ra chấn kinh, lẩm bẩm nói: "Đạo thuật trong hắc vụ, hào quang màu đỏ thắm hiện lên, truyền đến không giống nhân loại thanh âm lạnh như băng. Các ngươi đều phải chết. Trần Quận thừa mặc lộ tiếc núi, nói ra. Nàng đã triệt để không có linh trí. Thiên địa phát sinh dị tượng đằng sau, hung linh kia khí tức đang nhanh chóng kéo lên, người áo xanh nhìn Trần Quận thừa một chút, cả giận nói. Ngươi còn đang chờ cái gì? Trần Quận thừa xuất hiện tại bên cạnh hắn, nói ra. Nếu không phải ngươi kích phát oán khí của nàng, làm sao lại thành như vậy? Người áo xanh lạnh lùng nói bây giờ nói những này đã vô dụng nàng đã đã mất đi nhân tính hôm nay chưa trừ diệt hậu hoạn vô tận người ta liên thủ mau chóng diệt trừ nàng quỷ tướng kia khặt khặt cười một tiếng nói ra các ngươi thử một chút qua trong giây lát trong mây đen kia lại rơi xuống hai đạo lôi đình người áo xanh trong tay áo bay ra một cái chuông đồng gắn vào đỉnh đầu của hắn lôi đình rơi vào trên chuông đồng chỉ phát ra một tiếng chuông vang liền bị trừ khử cùng vô hình trần quận thừa trong tay thì là xuất hiện một cái cổ thuận hắn đem cổ thuận ném ra thuẫn này cấp tốc phòng lớn, lôi đình đánh vào trên thuẫn, cũng như trâu đất xuống biển, không có tiếng động. Mây đen kia lan tràn phạm vi cực lớn, cũng có mấy đạo lôi đình, hướng lý mộ đám người đỉnh đầu bổ tới. Lôi đình này chỉ là màu trắng, quy lực kém xa công kích người áo xanh cùng trần quận thừa, thẩm quận úy bóp một cái pháp quyết, nguyên địa xuất hiện một nửa trong suốt lòng ánh sáng, lôi đình màu trắng đánh vào trên lòng ánh sáng, bị lòng ánh sáng hấp thu. Lý mộ ngẩng đầu nhìn lòng ánh sáng bên ngoài lôi đình, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác huyền diệu tự hồ chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, những lôi đình này liền sẽ tiêu tán. Thế là hắn thật nghĩ như vậy. Mấy đạo lôi đình, còn không có đánh trúng lòng ánh sáng, liền bỗng nhiên tiêu tán, giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua một dạng. Triệu bộ đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gãi đầu một cái, hỏi. Làm sao tản? Đang toàn lực duy trì lòng ánh sáng thẩm quận quý bỗng nhiên xoay người, nhìn xem Lý Mộ, mắt lộ ra kỳ dị cùng kinh ngạc. Lý Mộ nhìn xem bầu trời kia mây đen, loại cảm giác huyền diệu kia lần nữa dâng lên tự hồ chỉ cần hắn động động suy nghĩ, mây đen chiếm cứ mảng lớn bầu trời kia, cũng sẽ triệt để tán đi. Lý mộ nhìn về phía đang cùng trần quần thừa đấu pháp tên kia quỷ tướng, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, một đạo màu tím tráng kiện lôi đình, bỗng nhiên hạ xuống, thẳng tắp bổ về phía quỷ tướng kia đỉnh đầu. Quỷ này thân thể chia thành tóp nhỏ, lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, né tránh lôi đình đủ để cho hắn trọng thương này, quay đầu nhìn xem hắc vụ kia, giận dữ nói. Người đang làm gì? Hắc vụ một trận mãnh liệt, trong sương mù, hai đạo màu đỏ như máu ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Lý Mộ phương hướng. Nhìn thấy Lý Mộ trong nháy mắt, hắc vụ kia bắt đầu kịch liệt quay cuồng, tự như sôi trào đồng dạng, sau một khắc, trên trời mây đen tiêu tán, hắc vụ kia vậy mà chớp mắt đi xa, ngoài dự liệu của mọi người. Quỷ tướng kia thấy vậy, sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, cũng không chút nào do dự phi tốc bỏ chạy. Hung linh này đào tẩu, chỉ còn lại có hắn một người, không thể nào là cái này hai tên tạo hóa người tu hành đối thủ. Trần Quần Thừa cùng người áo xanh kia cũng không có truy kích, đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ hơi có kinh ngạc. Một lát sau, Trần Quận Thừa lắc đầu nói. Hung linh này thực lực quá mạnh, lại có quỷ tướng kia tương trợ, chỉ dựa vào hai người chúng ta, không cách nào đưa nàng thu phục, về trước huyện nha, bàn bạc kỹ hơn. Vừa mới trở lại huyện nha, Lý Mộ cái ghế đều không có ngồi ấm chỗ, triệu bộ đầu liền đi tới, nói ra. Đại nhân tìm ngươi. Lý Mộ biết sự tình vừa rồi đã khiến cho thẩm quận quý chú ý, mặc dù hắn không muốn để cho người khác biết, hung linh này sở dĩ sẽ sinh ra, căn nguyên kỳ thật tại hắn, nhưng hắn cũng rõ ràng, nhà môn sở dĩ còn không có tra chuyện này, là bởi vì hung linh này sự tình còn không có giải quyết. Chờ đến dương huyện sự tình giải quyết, bọn hắn nhất định sẽ tra được vân yên cát. Đến lúc đó, nếu như Lý Mộ không chủ động đứng ra, Liễu Hàm Yên liền muốn gánh vác lên toàn bộ trách nhiệm. Triệu bộ đầu mang Lý Mộ tới, chính mình liền lui ra ngoài, Lý Mộ đi vào tiền đường, phát hiện thẩm quận úy cùng Trần Quận Thừa đều tại. Thẩm quận úy nhìn xem hắn, nói ra. Ngồi. Lý Mộ tìm một cái ghế tọa hạ, hắn hiểu rõ trần quần thư cùng thẩm Quận úy cùng đợi đến triều đình tra được chẳng trước cùng bọn hắn thẳng thắng thẩm Quận úy đi thẳng vào vấn đề hỏi sự tình vừa rồi lý mộ nói thẳng là ta trần quần thư kinh ngạc nói ngươi sao có thể khống chế hung linh kia đạo thuật trừ phi đạo thuật này là ngươi sáng tạo lý mộ một năm một mười nói đậu nga oan cố sự là ta tại trà lâu giảng lúc ấy ta cũng không biết một câu kia lời hát sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng càng là có thể sáng tạo ra loại đạo thuật này. Quả là thế. Thẩm quần quý trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, nói ra. Ngươi mặc dù không có sáng tạo ra một thức này đạo thuật, nhưng đạo thuật này lại là bởi vì ngươi mà sáng tạo, hung linh kia, kỳ thật cũng là bởi vì ngươi mà sinh. Lý mộ hỏi. Triều đình có thể hay không vì vậy mà truy cứu ta? Trần quận thường nghĩ nghĩ, nói ra. Quận thủ đại nhân đã vào kinh diện thánh, còn không có kết quả, việc này mặc dù bởi vì ngươi mà lên, nhưng sai không ở ngươi, nếu là triều đình thật truy cứu trách nhiệm, quận nhà sẽ hết sức bảo trụ ngươi. Bần tăng cũng có một vạn toàn kế sách. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Huyền độ từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Lý Mộ nói ra. Lý thí chủ nếu là ở Kim Sơn tự xuất gia là tăng, chính là đệ tử Phật môn, hung linh kia mặc dù bởi vì ngươi mà sinh, nhưng lại không phải ngươi chi tội, triều đình nếu muốn truy cứu trách nhiệm, ta Phật môn có thể dốc hết sức chống được. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thổi ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en. Chương 58 Người cởi chuông Nguồn Mê truyện audio.com Thẩm quận úy nghĩ nghĩ, nói ra Pháp này rất hay, lý mộ ngươi có thể suy nghĩ một chút, liền xem như quận nha bảo hộ không được ngươi, tầm tông nhất định có thể bảo vệ ngươi, chờ tránh thoát một kiếp này, ngươi đều có thể lại hoàn tục, không ảnh hưởng thành gia. Huyền độ nhìn nhiều thẩm quận úy hai mắt, cuối cùng vẫn không nói ra cái gì. Trần quận thừa lắc đầu, nói với Lý Mộ. Ngươi không cần lo lắng quá mức, những ngày gần đây đến, hung linh này sự tình, đã truyền khắp các quận, ai đúng ai sai, trong lòng bách tính tự có một cây cái cân, bây giờ trọng yếu nhất là độ hóa hung linh kia. Nếu là linh trí của nàng hoàn toàn bị sát khí ăn mòn, vì bắt quận bách tính an nguy, cũng chỉ có thể diệt trừ nàng, nàng bây giờ còn có được cứu. Thẩm quận úy nhắc nhở. Quán khí của nàng càng cường đại, thực lực cũng càng mạnh, chúng ta buộc nàng thật chặt, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Trần quận thường nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lý Mộ, nói ra. Cởi chung phải do người buộc chung, hung linh kia bởi vì Lý Mộ mà sinh, chỉ sợ cũng chỉ có người có thế độ hóa nàng. Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra. Ta thử một chút đi việc này không nên chậm trễ nhất định phải đuổi tại triều đình phái ra càng nhiều cường giả trước đó lắng lại việc này sự tình tiếp tục náo loạn không phải là chúng ta có thể thu tràng. trần quận thừa mở miệng lần nữa nói ra huyền độ tiến lên một bước nói ra bần tăng nguyện cùng lý thí chủ cùng một chỗ đi tìm hung linh kia liên quan tới hung linh kia trần quận thừa thẩm quận úy đã cùng lý mộ huyền độ đạt thành nhất trí trần quận thừa lưu tại huyện nha kéo lấy triều đình vị kia tạo hóa cảnh cao thủ lý mộ huyền độ cùng thẩm quận úy rời đi huyện nha đi tìm hung linh kia. Ba người đứng tại trên phi thuyền, thẩm quận úy cảm thán một tiếng, nói ra. Mấy chục năm trước, cũng có người trước khi chết chứa ngập trời oán khí, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, thực lực thẳng bức đệ lục cảnh động huyền, nhưng nàng báo sinh tử đại thù đằng sau, cũng không có dừng tay, mà là làm hại thế gian, mấy ngàn dân chúng vô tội chết thảm tay nàng, một lần kia, ngay cả siêu thoát đại năng đều bị kinh động, tự mình xuất thủ, đưa nàng diệt sát. Chuyện này, Bần Tăng cũng có chỗ nghe nói. Huyền Độ nói lấy phàm nhân oán khí, sau khi chết nhiều nhất hóa thành ác linh, nữ tử kia bị quan phủ oan giết, hóa thành lợi quỷ, kỳ thực là bị ma tông khống chế, mới có khủng bố như thế tu vi, lần này hoàn toàn khác biệt, phàm nhân trước khi chết chỉ thiên chửi rủa, lại bị thiên địa tán thành, có được đệ ngũ cảnh tu vi, đơn giản chưa từng nghe thấy. Là thiện thụ nghèo khó càng mệnh ngắn, tạo ác hưởng phú quý lại thọ duyên. Thẩm quận quý nhìn xem Lý Mộ, nói ra, Hai câu này đã máu lời nói, lột xuống trên triều đình rất nhiều người che giấu chi bố, bọn hắn ngồi ở vị trí cao, lại không bằng một vị tiểu lại thấy rõ, hẳn là xấu hổ. Hiếp yếu sợ mạnh, không phân tốt xấu, sai khám hiền ngu. Huyền độ nhìn xem lý mộ, tán thán nói. Chỉ thiên mắng địa, đương kim trên đời, có như thế đảm khiến người tu hành, duy lý thí chủ một người. Lý mộ lúng túng nói. Đại sư quá khen, quá khen. Hắn không có cao như thế còn, cũng không có như thế phẫn thanh hắn lúc ấy chẳng qua là muốn giúp vân yên các nhiều mời chào chúc kinh doanh nơi nào sẽ nghĩ đến chỉ là hai câu nói vậy mà lại gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy vì chính mình trêu chọc phải phiền phức ngập trời thẩm quận úy tiếc núi nói ta vốn cho rằng mấy chục năm trước chuyện kia có thể làm cho bọn hắn hấp thụ đến một chút giáo huấn nghĩ không ra mấy chục năm sau đồng dạng một mạng sẽ còn trên bắt quận diễn a di đà phật huyền đỗ lắc đầu nói ra thế nhân ngu muội bọn hắn một lần lại một lần tái diễn đồng dạng sai lầm bần tăng nhiều năm qua, độ người độ quỷ độ yêu vô số, cuối cùng là phát hiện, yêu quỷ dễ độ, người duy nhất khó độ. Ra huyện thành, thẩm quận úy xuất ra một cái la bàn, trên la bàn kim đồng hồ phi tốc vận chuyển, cuối cùng chỉ hướng một cái phương hướng. Hồn cảnh quỷ tu, có thể che lấp tự thân khí tức, tránh thoát phù lục cùng pháp bảo dò xét, nhưng hung linh kêu oán khí trùng thiên, lại giết rất nhiều người, quanh thân quay chung quanh huyết khí sát khí, cho dù là tại ngoài mấy chục dặm, cũng có thể bị tùy tiện phát giác được. Phi thuyền hướng về phía trước vài dặm, cuối cùng tại trên một chỗ núi hoang rơi xuống. Nơi này hiển nhiên là một chỗ bãi tha ma, bốn phía khắp nơi đều là nhô ra ngôi mộ, có chút ngôi mộ trước, đứng thẳng lấy một bia, nhưng đại bộ phận đều là chút lẻ loi trơ trọi đóng đất. Một chỗ đóng đất phía trước, nổi lơ lửng một đoàn sương mù màu đen. Sương mù kia quay cùng không ngừng, mặt ngoài hiện ra vô số mặt người, những người kia mặt mũi cùng nhau hung ác, đối với lý mộ ba người, im ắng gào thét ta di đà Phật. Huyền độ mặt lộ từ bi, nói ra. Cô nương, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ trong hát vụ truyền đến một đạo thanh âm thống khổ. Ta đã không quay đầu lại được. Đạo thanh âm này sau khi truyền ra, ngữ điệu vừa vội chuyển, hai đạo hồng quang từ trong hát vụ bắn ra, điềm nhiên nói. Chết, 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 các ngươi đều phải chết. Thẩm quận úy lắc đầu nói. Những sát khí này, đã ăn mòn tâm trí của nàng, nàng chẳng mấy chốc sẽ triệt để biến thành chỉ biết giết chóc hung linh. Huyền độ buông xuống thiên trượng, nói ra. Muốn cứu nàng, nhất định phải xua tan ngoài thân thể nàng sát khí nhìn xem hát vụ kia hướng bên này cuốn tới lý mộ đi về phía trước một bước hát vụ kia bỗng nhiên dừng ở giữa không trung trong hát vụ lần nữa truyền đến thanh âm thống khổ không không được ta không thể thương tổn ân công ngay tại lúc này huyền độ bỗng nhiên mở miệng thân thể kim quang đại phóng thẩm quận úy hướng bốn phía ném ra vài lần lá cờ những lá cờ kia thật sâu cắm vào mặt đất mặt cờ quan mang lóe lên liên kết thành một cái trận phát đem hát vụ kia nhốt ở bên trong hát vụ vừa chạm vào cùng kim quang, liền phát ra xuyệt xuyệt tiếng vang trong hát vụ truyền đến thống khổ gào thét sau một khắc ba người trên đỉnh đầu lôi quang lấp lóe mây đen lần nữa tụ tập có bông tuyết bắt đầu bay xuống lý mộ ngẩng đầu nhìn một chút quơ quơ ống tay áo trên bầu trời mây đen tiêu tán lôi quang cũng tiêu tán hắn thở dài bàn tay phát ra kim quang nhàn nhạt đối với hát vụ kia vương tay nói ra dừng tay đi tiếp tục như vậy nữa liền thật không cách nào quay đầu lại hồng quang lập lòe hát vụ kịch liệt quay cuồng tựa hồ là đang dãy giụa ân công cuối cùng một cái run rẩy tay nhỏ từ trong hắc vụ duỗi ra chậm rãi cùng lý mộ tay cầm cùng một chỗ kim quan dọc theo hai người nắm tay tràn vào trong hắc vụ đem hắc vụ chậm rãi xua tan hiện ra trong đó một thiếu nữ chính là lý mộ gặp qua hai lần tên tiểu ăn mày kia trên người nàng sát khí cùng huyết khí quay chung quanh từ từ ngã quỵ ở trước mặt lý mộ khóc lóc đau khổ nói cha chết rồi ta cũng đã chết ta giết nhiều người như vậy ân công ta nên làm cái gì lý mộ ngồi sống người xuống nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng nói ra Ngươi không có sai, là chúng ta có lỗi với ngươi, là triều đình có lỗi với ngươi." Hoa wow. Thiếu nữ nhào vào Lý Mộ trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra, khóc thương tâm gần chết, đau đến không muốn sống. Nàng là hồn thể, nước mắt vừa mới chảy xuống liền tiêu tán trên không trung. Thẩm Quận Úy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thở dài, trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy. Huyền Độ niệm một tiếng Phật hiệu, mặt lộ đau khổ, hắn nhìn xem Lý Mộ, nói ra: "Nàng nếu là cùng các ngươi trở về, nhất định khó thoát triều đình truy cứu trách nhiệm." trên người nàng hung sát chi khí quá nặng, không phải một sớm một ngày có thế trừ, nếu như không để cho bần tăng mang nàng về kim sơn tự, lấy chúng tăng Phật Pháp, từ từ khu trừ trong cơ thể nàng huyết khí sát khí, giúp nàng siêu độ. Trên người nàng sát khí quá nặng, Lý Mộ dùng tâm kinh cũng không thể một lần khu trừ, đi theo huyền độ về kim sơn tự, dùng Phật Pháp từ từ độ hóa, đối với nàng mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Lý Mộ nhìn xem thiếu nữ kia, hỏi. Ngươi nguyện ý đi theo huyền độ đại sư trở về sao? Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói ra, ta đều nghe ân công. Lý mộ nhìn xem nàng, nói ra. Trên người ngươi sát khí quá nặng, những sát khí này sẽ ảnh hưởng tâm trí của ngươi, đối với ngươi sau này tu hành cũng bất lợi, ngươi trước đi theo huyền độ đại sư trở về, hắn có thể khu trừ trong cơ thể ngươi sát khí, cũng có thể bảo hộ ngươi. Thiếu nữ nhìn xem dưới chân ngôi mộ, nói ra. Ta muốn cho cha lập một khối bia. Thẩm quận úy phất phất tay, đem xa xa một tảng đá lớn đưa tới. Lý mộ tâm niệm vừa động, bạch ất bay ra, vài kiếm đằng sau, cự thạch này liền biến thành một tấm bia đá tại thiếu nữ yêu cầu dưới lý mộ tại trên bia mộ dùng bạch ất khắc xuống hai hàng chữ tiên phụ từ công chi mộ bất hiếu nữ tiểu ngọc lập từ tiểu ngọc đây là thiếu nữ danh tự thiếu nữ quỳ gối trước mộ bia im ắng dập đầu mấy cái đứng dậy đằng sau lại quỳ ở trước mặt lý mộ cung kính dập đầu ba lần nói ra ân công tái tạo chi ân tiểu ngọc ngày sau lại báo a di đà phật huyền độ cầm lấy thiền trượng nói ra tiểu ngọc cô nương chúng ta đi thôi tiểu ngọc đối với lý mộ bái một cái đi theo huyền độ rời đi huyền độ cuối cùng còn về đầu nhìn lý mộ một chút dặn dò nếu là triều đình khó xử lý thí chủ kim sơn tự đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở nhìn xem huyền độ rời đi thẩm quận úy đưa tay khoác lên lý mộ trên bờ vai nói ra lý mộ a à lý mộ ngươi thật để bản quan lau mắt mà nhìn ta rất chờ mong ngươi về sau nếu như đến trung quận sẽ nhấc lên dạng gì bọc nước lý mộ thở dài một cái nói ra chuyện này qua đi chỉ sợ ta cũng không làm được bao lâu bồ khoái. Sẽ không? Thẩm quận úy chắc chắn nói. Nếu là không có loại người như ngươi, đại chu triều đình, chính là triệt để một đầm nước động, là thiện thụ nghèo khó càng mệnh ngắn, tạo ác hưởng phú quý lại thọ duyên, bao nhiêu người có thể xem thấu điểm này, nhưng dám giống như ngươi chỉ thiên chửi rủa, lớn tiếng nói ra được, lại có mấy cái. Có thế vãn hồi tiểu ăn mày, Lý Mộ trong lòng thở vào một hơi, nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu, hỏi. Đại nhân, vì sao thức đạo thuật kia, tiểu ngọc có thể thi triển, ta lại không thể. Thẩm quận quý ánh mắt thâm thúy, nói ra. Đạo thuật thần thông, huyền diệu mênh mông, đến nay cũng không có người có thể nhầm ngó toàn bộ ảo diệu, thức đạo thuật kia, mặc dù bởi vì ngươi mà sáng tạo, nhưng muốn thi triển, lại là muốn lấy oán khí câu thông thiên địa, ngươi không có oán khí của nàng, tự nhiên thi triển không được. Lý mộ có chút thất lạc, thức đạo thuật kia uy lực, sau so quyết chữ, lâm, còn mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngay cả tiểu ngọc cũng không có thi triển ra toàn bộ uy lực, làm ra đến như vậy mạnh đồ vật, chính hắn lại không dùng đến hai người cưỡi thẩm quận quý phi thuyền trở lại huyện nha lúc trần quận thừa đi ra tiền đường cùng thẩm quận quý ánh mắt đối mặt thẩm quận quý nhìn lý mộ một chút đối với hắn khẽ gật đầu trần quận thừa trên mặt tươi cười lần nữa đi vào tiền đường đối với người áo xanh kia nói là thời điểm đi tìm hung linh kia mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ hoang nhất hải, 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông ly trận kiếp diệt. Chương 59. Thánh chỉ kết luận. Nguồn. Mê truyện audio com Người áo xanh cùng Trần Quận Thừa rời đi Nha Môn, một lúc lâu sau, lại đi mà quay lại. Trần Quận Thừa đi vào Nha Môn, tiếc núi nói ra, Bắc quận 13 huyện đều không có tung tích của nàng, nàng không phải đã rời đi Bắc quận, chính là bị đi ngang qua cường giả diệt sát, đáng tiếc a, à, nàng cũng là người đáng thương. Người áo xanh mặt lộ khinh thường, nói ra. Đây là các ngươi Bắc quận chuyện xấu xa, ngươi than thở cái gì, nếu như các ngươi trì hạ nghiêm cẩn, như thế nào lại ủ thành như vậy bi kịch. Trần quận thừa hỏi. Đạo hữu sống lâu trung quận, chẳng lẽ còn không biết, có một số việc, chúng ta cũng bất lực. Người áo xanh cười lạnh một tiếng, nói ra trước đó bất lực, sau đó ngược lại là lừa trên gạt dưới. Trần Quận Thừa khó hiểu nói. Đạo hữu đây là ý gì? Những chuyện này không liên quan gì đến ta, chỉ cần hung linh kia không còn làm hại, nhiệm vụ của ta liền đã hoàn thành. Người áo xanh không có tiếp tục cái đề tài này, nói ra. Ta thụ triều đình chi mệnh, đến đây diệt hung linh này, bây giờ hung linh chi họa đã lắng lại, ta cũng muốn về trung quận phục mệnh, sau này còn gặp lại. Hắn đối với Trần Quận Thừa ông quyền, đằng vân mà lên, thoáng qua biến mất tại thiên không thẩm quận úy đi tới, hỏi. Hắn có phải hay không đã nhìn ra? Ai biết được? Trần quận thừa cười cười, nói ra. Có một số việc, khó được hồ đồ. Sau nha truyền đến một trận vội và tiếng bước chân, nam tử âm nhu kia chạy đến, lo lắng hỏi. Người đâu? Thẩm quận úy nhìn xem trên mặt máu ứ động chưa tiêu nam tử âm nhu, nói ra. Đi. Án này còn chưa điều tra rõ, hắn làm sao có thể đi trước? Nam tử âm nhu trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nói ra bản quan đã tra ra, bắt quận sở dĩ sẽ xuất hiện hung linh kia là bởi vì một tòa tên là Vân Yên Các Trà Lâu, bản quan mệnh lệnh các ngươi bắt quận địa phương đem cái kia Vân Yên Các có liên quan vụ án tất cả đám người, tất cả đều bắt lại chờ xử lý. Trần quận thừa nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, Trà Lâu kia thế nào? Nam tử âm nhu âm thanh lạnh lùng nói, Trà Lâu kia nói một cái cố sự. Nói cố sự cũng có tội. Phổ thông cố sự tự nhiên vô tội, nhưng này cố sự sáng tạo ra một cái tuyệt thế hung linh để dương huyện huyện lệnh một nhà thảm tao diệt môn để dương huyện nhiều như vậy dân chúng vô tội gặp nạn các ngươi có nghĩ tới hay không trà lâu kia giảng cố sự này có mục đích gì phía sau lại có người nào sai sử động cơ của bọn hắn là cái gì cố sự kia là tại chăm chọc ai muốn phá vỡ cái gì phá hư cái gì ám chỉ cái gì nam tử âm nhu sắc mặt âm trầm nói ra là thiện thụ nghèo khó càng mệnh ngắn tạo ác hưởng phú quý lại thọ diên cỡ nào người cả gan làm loạn vậy mà nói ra loại cuồng ngôn này vọng nghị triều chính chỉ trích triều đình không giết không đủ để lập uy hung linh kia chính là thiên địa tạo nên, hẳn là, Phùng Lan Trung còn muốn hủy thiên diệt địa hay sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh từ cổng huyện Nha truyền đến, nam tử âm nhu quay đầu lại, nhìn thấy một tên lão giả tóc hoa râm, từ bên ngoài đi tới. Nam tử âm nhu giật mình, kinh hãi nói. Tề ngự sử, ngươi làm sao lại tới đây? Lão giả thản nhiên nói. Bản quan phụng bệ hạ chi mệnh, vì bắt quận hung linh sự tình mà tới. Lý mộ ngồi tại trong trị phòng, cùng bạch ngâm tâm tỉ mùi hai mắt nhìn nhau hắn đã có thể xác định, yêu vật dễ dàng đối với tâm kinh dẫn động Phật quan nghiện, tự như là lý mộ cùng đối với liễu hàm yên song tu nghiện một dạng. Hắn dùng phổ thông pháp kinh tại trên người các nàng làm qua thí nghiệm, từ bạch năm tâm tỉ mùi trên phản ứng ra kết luận, để các nàng nghiện nhân tố quyết định, ở chỗ tâm kinh, mà không phải Phật quan. Đời trước bệnh nặng mới bắt đầu, mẫu thân vì hắn, cái gì xem cái gì miếu đều bái, thậm chí còn mua một đống Phật học điển tịch, chính mình mỗi ngày tụng kinh không nói, còn để lý mộ cùng nàng cùng một chỗ, những Phật kinh kia, Lý Mộ kiên trì nhìn một phần nhỏ, về sau mẫu thân ngoài ý muốn sau khi qua đời, hắn liền rốt cuộc không có nhìn qua. Đi qua trong vòng mấy tháng, Lý Mộ trải qua vô số lần nếm thử, hắn nhớ kỹ trong tất cả kinh thư, phát hiện chỉ có tâm kinh, có thể ở thế giới này gây nên thiên địa cộng minh. Tới cho đến trước mắt, hắn còn không có hiểu thấu đáo tâm kinh, toàn bộ huyền bí. Bạch xà thanh xà hai tỷ muội nhìn xem Lý Mộ, trong mắt đều lộ ra khát vọng. Lý Mộ bất vi sở động, trừ liễu hàm yên bên ngoài, bất kỳ cái gì nữ nhân, nữ quỷ, nữ yêu đối với hắn nghiền, đều là phiền phức. Bạch thính tâm bờ môi giật giật, tự hồ là trốt cục nhìn không được muốn cùng Lý Mộ nói cái gì lúc, triệu bộ đầu cao hứng bừng bừng từ bên ngoài đi tới, nói ra. Lý Mộ, triều đình người đến. Ai, ngươi đừng vội thu dọn đồ đạc, lần này là chuyện tốt. Triệu bộ đầu ngăn lại Lý Mộ chạy trốn ý nghĩ, nói ra. Lần này tới ngự sử, là phụng bệ hạ chi mệnh, bệ hạ đạo thứ nhất thánh chỉ, chính là miễn đi tiểu cô nương kia chịu tội, không chỉ có như vậy, nàng còn để bắt quận quan phủ vì dương huyện huyện lệnh cùng nó một nhà lập tượng để bọn hắn pho tượng quỳ gối nha môn trước tiếp nhận bách tính thoá mạ tỉnh táo dương huyện về sau quan lại triệu bộ đầu nước miếng văn tung tóe nói xong sùng kính nói nữ hoàng vạn tuế lý mộ chỉ quan tâm một việc hỏi trong thánh chỉ không có nói tới ta đi triệu bộ đầu lắc đầu nói ra không có lý mộ nhẹ nhàng thở ra đồng thời ngoài cửa bỗng nhiên tiếng bước chân sau đó liền có ba người từ bên ngoài đi tới một vị là trần quận úy một vị là thẩm quận thừa người cuối cùng là một tên lão giả tóc hoa râm lý mộ chưa từng gặp qua nhưng hắn nhìn thấy lão giả kia lúc ánh mắt vẫn không khỏi ngưng tụ lão giả này theo lý mộ rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi nhưng hắn trên thân nhưng dù sao để lý mộ cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc đó là niệm lực khí tức lý mộ cẩn thận cảm thụ tại lão giả kia chung quanh thân thể đã nhận ra nồng hậu dày đặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất niệm lực lão giả đi vào trị phòng về sau bạch ngâm tâm tỉ mùi nhíu mày chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu rất nhanh liền đi ra ngoài thẩm quận úy đi lên trước nhìn một chút lão giả kia đối với lý mộ nói vị này là tề ngự sử Phụng mệnh lệnh của bệ hạ đến giải quyết bắt quận hung linh sự tình lý mộ đứng người lên chắp tay nói gặp qua tề ngự sử tề ngự sử nhìn xem lý mộ nói ra nghĩ không ra có thể nói ra phen này kinh thiên động địa ngôn luận đúng là dạng này một vị người trẻ tuổi thật là khiến chúng ta xấu hổ vị này trung quận tới ngự sử, tự hồ cũng không có truy cứu trách nhiệm ý tứ, Lý Mộ thoáng yên tâm. Tề ngự sử cũng không cùng Lý Mộ nói thêm cái gì, chỉ là để hắn đem đậu Nga oan duyên cớ sự tình sao chép một phần, Lý Mộ chép xong đằng sau, giao cho thẩm quận quý, hỏi. Dương huyện đã không có sự tình gì, ta có thể trở về quận thành đi. Thẩm quận quý nhẹ gật đầu, nói ra. Nơi này không có việc của ngươi, ngươi đi về trước đi. Bởi vì tiểu ngọc cô nương sự tình, những ngày này, Lý Mộ tâm lý một mực rất ngột ngạt, người chết không có khả năng phục sinh, hiện tại kết cục, đã coi như là tốt nhất. Nữ hoàng bệ hạ thánh chỉ, đem việc này kết luận, nàng bị huyền độ mang về Kim Sơn tự siêu độ, dương huyền huyền lệnh bọn người, sẽ được vĩnh viễn đính tại trên sĩ nhục trụ lịch sử. Lý mộ dẫn đạo tiểu ngọc quay đầu, còn thuận tiện chém giết sở giang vương thủ hạ bốn vị quỷ tướng, thu được đầy đủ hồn lực, trong nửa tháng, liền có thể đem tam hồn hoàn toàn cô động, tiến vào tụ thần. Với hắn mà nói, tam hồn cô động, không cần đi phí hết tâm tư thu thập cảm xúc, còn lâu mới có được thất phách phức tạp như vậy, dùng thời gian, cũng xa nhỏ hơn luyện phách. Hắn về trị phòng thu thập xong đồ vật, Bạch Thính Tâm tựa ở trên cửa, hỏi. Ngươi muốn đi rồi. Bạch Thính Tâm bởi vì trước kia hút người dương khí, bị Bạch Yêu Vương phạt tại quận nhà lấy công chuộc tội, hiện tại bị tù kỳ đầy, cũng có thể về núi. Lý Mộ cổng lên bao quần áo, đối với nàng phất phất tay, nói ra. Hữu Duyên gặp lại. Chờ một chút. Bạch Thính Tâm lập tức chạy vào, nói ra. Dù sao ngươi đều phải đi, nếu không. Lý mộ nghĩ nghĩ, nói ra. Một lần cuối cùng. Bạch thính tâm vui vẻ ra mặt, nói ra. Ngươi chờ một chút, ta đi gọi tỷ tỷ. Bạch yêu vương đối với Lý mộ có ân, cuối cùng này một lần, liền coi như là hoàn lại ân tình của hắn. Tiêu hao một bộ phận pháp lực, thỏa mãn bạch thính tâm nguyện vọng, Lý mộ một khắc cũng không nguyện ý lưu thêm, ra dương huyện huyện thành đằng sau, liền ngự kiếm mà đi, thẳng đến quận thành mà đi. Trong trị phòng, bạch thính tâm vương tay, tại bạch ngâm tâm trước mắt lung lay, hỏi. Tỷ, ngươi thế nào?" Bạch Ngâm Tâm đứng người lên, nói ra. "Không có gì, chúng ta cũng trở về đi thôi." Bạch Thính Tâm kéo tay của nàng, đi ra huyện nha, nói ra. "Trên núi tu hành thật nhàm chán a, à, chúng ta qua mấy ngày nữa tìm đến Lý Mộ chơi đi." Hai người đi ra huyện nha, chỉ chốc lát sau, nam tử Âm Nhu cũng đi ra đại môn, nói ra. "Hồi Trung quận." Phía sau hắn một tên thần thông người tu hành hỏi. "Cứ như vậy trở về, thì lan đại nhân nơi đó chỉ sợ không tiện bàn giao." nam tử âm nhu lườm liếc miệng, nói ra. Bệ hạ điều động ngự sử đến đây, bản quan có biện pháp nào, thì lang đại nhân trách tội cũng trách tội không đến trên đầu chúng ta, ai bảo mùi phu của hắn kích thích kêu ca nữa nha. Bắc quận, nơi nào đó hoang vắng trong núi sâu. Người áo đen cúi đầu quỳ gối một chỗ quỷ khí âm trầm miệng huyệt động chỗ, không biết qua bao lâu, động huyệt mới truyền đến một đạo phiêu hốt thanh âm, chuyện gì? Người áo đen đem vùi đầu càng sâu, nói ra. Điện hạ, thuộc hạ làm việc bất lợi, không có mời chào thành công hung linh kia trong động trầm mặt một lát mới có thanh âm truyền ra hung linh kia vốn cũng không tại trong kế hoạch có nàng càng tốt hơn thiếu nàng cũng không ngại chỉ cần 18 quỷ tướng có thế tề tự là được người áo đen thân thể run rẩy nói ra 18, 18 quỷ tướng ra một chút ngoài ý muốn trong sơn động thanh âm đột nhiên trầm xuống trừ thanh diện quỷ cùng sở phu nhân còn có cái gì ngoài ý muốn người áo đen thanh âm càng phát ra run rẩy xích phát quỷ đại đầu quỷ là sát quỷ trường thiệt quỷ, bị một tên người tu hành nhân loại chém giết. Trong sơn động trầm mặt hồi lâu, mới có thanh âm nói. Nói cách khác, bản vương 18 quỷ tướng, chỉ còn lại có 12 vị, người có biết, bản vương kế hoạch 5 năm, là vì cái gì? Người áo đen quỳ rạp trên đất, vội vàng nói. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định mau chóng gom góp 18 quỷ tướng, xin mời điện hạ lại cho thuộc hạ thời gian nửa năm. Không có thời gian. Trong động truyền đến thở dài một tiếng, đột nhiên hỏi. Người đi theo bản vương bên người bao lâu? Người áo đen lập tức nói ra. Có 5 năm, năm. Trong động thanh âm nói. 5 năm, năm, thật là có chút không nở a. À. Người áo đen sửng sốt một chút, sắc mặt đại biến, hóa thành một đoàn hát vụ, không chút do dự xoay người liền chạy. Nhưng mà sau một khắc, trong huyệt động liền truyền đến một đạo kinh khủng hấp lực, đem đoàn hát vụ kia, tất cả đều hút vào. Hang động chỗ sâu, hai đoàn u quan lấp lóe, thở dài nói. Tăng thêm hồn lực của ngươi, hẳn là đủ để bổ đủ 18 quỷ tướng. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thổi ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en. Chương 60 Dân ý kéo lên Nguồn Mê truyện audio.com Trở lại quận thành đằng sau, Lý Mộ cuối cùng qua vài ngày nữa thanh tịnh thời gian. Phạm lần này tiến về dương huyện bộ khoái sau khi trở về đều có nghỉ ngơi nửa tháng kỳ một tháng qua phần lớn thời gian đều đi công tác ở bên ngoài lý mộ rốt cục có đầy đủ thời gian ở nhà hảo hảo bồi bồi liễu hàm yên cùng vãn vãn nhưng mà hắn thanh nhàn đằng sau liễu hàm yên lại bận rộn vân yên các mấy ngày nay đặc biệt bận biệu trà lâu từ sáng sớm đến tối khách nhân nối liền không dứt nửa tháng này đến dương huyện hung linh giáng thế huyết tẩy huyện nha tru cẩu quan vết ác lại sự tích đã sớm truyền khắp toàn bộ bắc quận bắt quận quan phủ đối với việc này cũng không có tận lực giấu giếm bách tính không khó thăm dò được ở trong đó nội tình tục truyền hung linh kia chỉ là một tên phổ thông nữ tử là bởi vì tại quận thành vân yên các trà lâu nghe đậu nga oan bị dương huyền cẩu quan kia oan uổng trước khi chết bắt chước đậu nga chỉ thiên chửi rủa phát hạ sau khi chết hóa thành lợi quỷ báo thù thề nguyện oán khí của nàng tăng thêm câu kia thề nguyện cảm động thiên địa gây nên thiên địa chiếu cố lại thật để nàng hóa thành lợi quỷ báo huyết cừu này đơn giản đại khoái nhân tâm Tin tức sau khi truyền ra, vô số dân chúng tràn vào Vân Yên Các, điểm danh muốn nghe đậu Nga Oan, Lý Mộ Nguyên Bản còn có điều cố kỵ, nhưng triệu bộ đầu tự mình tìm tới Vân Yên Cát, truyền đạt quần thủ đại nhân mệnh lệnh. Bắc quận không chỉ có muốn đại lực tuyên truyền đậu Nga Oan nguyên cớ sự tình, còn muốn đem cải biên thành hí khúc truyền sướng, nghe nói, việc này phía sau, có nữ hoàng bệ hạ ý tứ. Lý mộ từ đó, nhìn ra vị này nữ hoàng bệ hạ nghiêm túc quan trường lại trị quyết tâm. Nàng muốn lấy đậu Nga Oan cùng từ tiểu ngọc sự tình, chấn nhiếp đại chu 36 quận địa phương quan phủ, để những địa phương này quan phủ mẫu viên, thời khắc đối với bách tính sinh mệnh bảo trì kính sợ, giảm bớt sai án oan án phát sinh. Cử động lần này có lợi cho ngưng tụ dân tâm, càng có lợi hơn tại bách tính niệm lực ngưng tụ. Mà Dương huyện huyện lệnh cũng bị nàng dựng nên thành một cái mặt trái điển hình. Hắn quỳ xuống đất tượng đá, bị đứng ở Dương huyện huyện nha phía trước, thủ bách tính thoá mạ, cũng sẽ bị lịch sử vĩnh viễn ghi khắc. Cử động lần này khiến cho triều đình tại Dương huyện, thậm chí cả Bắc quận dân ý kịch liệt kéo lên, đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Quận thành quốc miếu, mỗi ngày đến đây thăm viếng bách tính, từ quốc miếu cửa ra vào, bài xuất bên ngoài mấy dặm, có bách tính thậm chí ngày thứ hai ban đêm liền canh giữ ở bên ngoài, chỉ vì ngày kế tiếp có thể cái thứ nhất tiến vào, ngày gần đây, quốc miếu hương hỏa chi cường thịnh, vượt qua bất kỳ một cái nào chùa miếu đạo quán. Mà Lý Mộ, cũng cảm nhận được nổi danh tư vị. Bắc quận quan phủ, hiển nhiên quan trọng theo thánh ý, đem việc này đại lực tuyên dương ra ngoài. Nhưng việc này nếu là truy cứu nguyên nhân, nhưng thật ra là bắt quận thậm chí cả triều đình bê bối, dù sao, chuyện này tại bắt quận phát sinh, nghiêm chỉnh mà nói, là quận thủ quận thừa trì hạ bất lực, nếu như quận thành có thể sớm đi ước thúc dương huyện huyện lệnh, căn bản sẽ không có loại oan án này phát sinh. Cho nên bọn họ chỉ có thể mở ra lối riêng, đem lý mộ đẩy ra, tạo nên ra một cái không sợ cường quyền, có can đảm phản kháng hắc ám, cùng ghê tẩm thế lực làm đấu tranh chính trực tiểu lại hình tượng, vừa đúng giờ đi tiêu điểm. Đậu Nga Oan là lý mộ giảng. Hung linh kia là bởi vì đậu Nga Oan mà sinh trùng hợp lý mộ là quận nha bộ khoái là người của triều đình có thể đại biểu quận nha cũng có thể đại biểu triều đình cứ như vậy chỉ cần triều đình đối với án này xử lý thỏa đáng không có kích thích quá lớn kêu ca lý mộ quang minh liền có thể che lại dương Huyền, huyện huyện nha hắc ám thậm chí cái này vốn là bắt quận sai lầm triều đình chỗ bẩn bản án ngược lại biến thành đáng giá rêu rao ưu điểm cũng là tụ lại lòng người thủ đoạn lý mộ vốn không muốn cao điệu nhưng khi hắn đi ở trên đường dân chúng chung quanh đều đối với hắn quan tới cặp mắt kính nể, không cần hắn chủ động dẫn đường, cũng có liên tục không ngừng niệm lực ở trên người hắn ngưng tụ lúc, hắn cũng không có lời gì có thể nói. Loại niệm lực này, nguồn gốc từ bách tính tín nhiệm, nếu như có thể lâu dài tiếp tục giữ vững, sẽ là một cổ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Cho dù là phạm nhân, thân có cường đại như thế niệm lực, cũng có thể làm cho yêu tà tránh lui. Lý mộ đi đến quận nha cửa ra vào, hai tên nha dịch nhìn thấy hắn, lập tức nói. Gặp qua Lý bộ đầu. Trở lại quận nha về sau, thẩm quận úy liền thăng lên lý mộ chức trước mắt dưới tay hắn cũng không có mang bộ khoái trực tiếp đối với thẩm quận úy phụ trách lý mộ đối với hai người mỉm cười ra hiệu đi vào nha môn một tên nha dịch nhìn xem hắn kính nể nói lý bộ đầu tiên quận nha ngày đầu tiên ta liền biết hắn có dũng khí nhưng lại không biết hắn thế mà như thế có lá gan mắng triều đình coi như xong liền thiên địa cũng dám mắng một tên khác nha dịch hâm mộ nói lý bộ đầu thật là là nhân sinh bên thắng a mới đến nha môn hai ba tháng liền thăng lên bộ đầu bên người còn có nhiều như vậy mỹ nhân làm bạn, nghe nói vân yên các nữ trưởng quỷ, bạch yêu vương hai cái nữ nhi, đều là nữ nhân của hắn. Lý mộ đi vào tiền đường, thẩm quận úy không có gì bất ngờ xảy ra đang uống rượu, hắn ngẩng đầu nhìn đến lý mộ, tinh thần hơi có phấn chấn, ngoát nói. Lý mộ tới a, à, tới theo giúp ta uống một chút. Không được không được. Lý mộ liên tục khoát tay, nói ra. Ta đến nhưng thật ra là nhận lấy ban thưởng. Ngươi không nói ta đều quên. Thẩm quận úy để bầu rượu xuống, nói ra ngươi chết sở giang vương thủ hạ bốn tên quỷ tướng ta đã bẩm báo qua quận thủ đại nhân cho phép ngươi tiến phòng chữ địa chọn lựa bốn kiện đồ vật ta đoán triều đình hẳn là cũng sẽ đối với này có chỗ ban thưởng nhưng chỉ sợ còn phải chờ mấy ngày này quận nha tàn bảo cắt phòng chữ huyền lý mộ đã xe nhẹ đường quen phòng chữ địa còn là lần đầu tiên tới những thứ kia sau phòng chữ huyền ít đi rất nhiều để đặt phù lục trên kệ chỉ có chút ít mấy tấm đều là địa giai phù lục dưới tình huống bình thường tạo hóa cùng động huyền người tu hành mới có thể viết ra địa giai phù lục, mà địa giai phù lục lại phân thượng trung hạ tam giai, nơi này phù lục đều là địa giai hạ phẩm. Thẩm quận úy nhất nhất giới thiệu nói. Một tấm này là tử tiêu lôi phù, trong đó phong ấn một thức lôi pháp, có thể đánh giết đệ tứ cảnh yêu quỷ, đối với người tác dụng cũng không lớn, dù sao, ngươi không dựa vào phù lục, cũng có thể đánh giết hung hồn cảnh quỷ tướng. Luyện hóa cái kia bốn tên quỷ tướng hồn lực, Lý Mộ Tam hồn đã 10 phần cô động, tùy thời có thể lấy tiếng giai tụ thần, đến lúc đó, lấy hắn tự thân pháp lực, cũng có thể phóng xuất ra lôi đình màu tím, đương nhiên sẽ không đem cơ hội dùng tại trên tử tiêu lôi phù này. Thẩm quận úy tiếp tục nói. Đây là kiếm phù, bên trong phong ấn một thức kiếm quyết, có tạo hóa cảnh cường giả một kích, đồng dạng có thể đánh vết đệ tứ cảnh, ngươi hẳn là cũng không cần cân nhắc. Đây là một tấm ngũ hành động phù, kích phát phù này, có thể thi triển một canh giờ ngũ hành động thuật. Đây là địa giai thần hành phù, lấy tụ thần tu vi thôi đồng, ngự phong tốc độ, có thể so với động huyền, nhưng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ thẩm quận úy nhất nhất giới thiệu đi qua lý mộ suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau tuyển tấm kia đê giai thần hành phù địa giai công kích loại hình phù lục có thể phát huy ra tạo hóa cường giả một kích chi lực có thể thuấn sát đệ tứ cảnh nhưng lý mộ mượn nhờ sở phu nhân cũng có thể lực áp đệ tứ cảnh tất cả phù lục công kích với hắn mà nói đều là gân gà ngược lại là đất này giai thần hành phù đối với hắn tác dụng to lớn hôm đó nếu là có phù này tại thân hắn cũng sẽ không bị quỷ tướng thứ nhất kia đuổi lâu như vậy cần cầu viện bạch yêu vương mới có thể thoát khốn tuyển phù lục Lý Mộ lại nhìn phía Pháp Bảo một hàng kia. Địa giai Pháp Bảo giá trị cao hơn tại cùng giai phù lục cùng đang dược, Dù sao hai người sau đều là duy nhất một lần. Pháp Bảo nếu là yêu quý một chút, có thể đưa tiễn mấy đảm nhiệm chủ nhân. Bởi vậy, phong chữ địa chỗ trưng bày Pháp Bảo kỳ thật chỉ là huyền giai thượng phẩm. đương nhiên phẩm cấp này Pháp Bảo đã so Lý Mộ Bạch ức tốt hơn không ít. Bạch ức chỉ là huyền giai hạ phẩm pháp khí, nhưng hắn đối với Lý Mộ ý nghĩa lại không thể vật dụng giai cân nhắc. Lý Mộ không có lựa chọn binh khí mà là lựa chọn một dạng phụ trợ tính phi thuyền pháp bảo. Ngự kiếm mặc dù tiêu sái, nhưng lại không có khả năng mang người, phi thuyền tốc độ không chậm, có thể lớn có thể nhỏ, là cực thụ người tu hành yêu thích một loại thay đi bộ pháp khí. Nghĩ đến thời gian nhàn hạ, có thể dùng nó chở liễu hàm yên cùng vãn vãn tiểu bạch du sơn ngoạn thủy, vây lại mệt mỏi còn có thể ngủ ở trên thuyền, lý mộ không chút do dự lựa chọn nó. Thẩm quận úy đi đến tiếp theo sắp xếp giá gỗ bên cạnh, tiếp tục giới thiệu nói. Những đan dược này, đại khái có thể chia làm bốn loại, loại thứ nhất là cố bản bồi nguyên, tăng tiếng pháp lực, loại thứ hai đồng dạng dùng làm chữa thương, loại thứ ba đang dược dùng cho đấu pháp, nổ tung đằng sau, quy lực bất phàm, cuối cùng một loại, đều là chút đặc thù công dụng, dưỡng hồn đan, hóa yêu đan loại hình, ngươi càng không dùng được. Lý Mộ cầm lấy một cái bình sứ màu ngà sữa, hỏi. Hóa yêu đan là cái gì? Thẩm quận úy giải thích nói. Đan này có thể hóa đi yêu vật trên người yêu khí, người tu hành không tận lực mở ra thiên nhãn, không phát hiện được các nàng yêu vật thân phận, trung quận một chút quan to hiển quý, có người yêu thích yêu vật, liền sẽ để các nàng ăn vào đan này, để tránh bị người tu hành mộ thương. Lý mộ đem đan này thu lại, nói ra. Cái này ta muốn. Có đan này, tiểu bạch trên người yêu khí, liền có thể triệt để hóa đi, nàng cũng không cần mỗi ngày đều che giấu khí tức đợi trong nhà, có thể vui vẻ cùng vãn vãn cùng đi ra dạo phố nghe hát. Thẩm quận úy nhìn hắn một cái, nói ra. Người muốn, một viên chỉ sợ không đủ a à? Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, Đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông Ly Trận Kiếp Diệt. Chương 61. Bạn cũ trùng phùng là minh chủ. Nguồn Mê truyện audio.com Đủ rồi đủ Loại đan dược này chỉ có tiểu bạch cần dùng đến, Lý Mộ quét mắt trên kệ đông đảo bình sứ một chút, hỏi. Quận nhà có hay không có thể trợ giúp quỷ vật ngưng tụ thân thể loại đang dược kia? Thẩm quận úy nhìn hắn một cái, biểu lộ như có điều suy nghĩ, một lát sau hỏi. Trong nhà ngươi ngay cả quỷ đều có. Lý Mộ nói. Ta liền hỏi một chút, hỏi một chút. Thẩm quận úy ánh mắt hình như có thâm ý, nói ra. Quỷ vật ngưng tụ thân thể không cần đang dược, để tam cảnh hung linh, liền có thể chính mình ngưng tụ thực thể, hồn cảnh quỷ tu ngưng tụ ra thân thể đã cùng thường nhân không khác nghe nói quỷ vật đến thứ chín thiên quỷ chi cảnh có thế nghịch chuyển sinh tử tái tạo nhục thân bất quá ta cũng chỉ là nghe nói chưa từng gặp qua vậy quên đi lý mộ lúc đầu nghĩ đến nếu là thật sự có loại đang dược kia có thể cho tô hòa lưu một viên nếu không có cũng không cần lãng phí lần này lựa chọn cơ hội phù lục pháp bảo đang dược hắn lựa chọn một dạng một cơ hội cuối cùng lý mộ toàn bộ tuyển phẩm chất cao linh ngọc phù lục cùng pháp bảo là của hắn hóa yêu đang là cho tiểu bạch những linh ngọc này lưu cho liễu hàm yên cùng vãn vãn mỗi người đều có phần thẩm quận úy nhìn một chút mấy cái giá đỡ nói ra may mắn triều đình đưa cho ngươi ban thưởng không cần quận nha ra nếu không cái này các chữ địa sợ rằng sẽ bị ngươi chuyển không cổng trưởng nặng linh ngọc về đến nhà lý mộ khắc sâu ý thức được trương huyện lệnh lúc ấy khuyên hắn đến quận nha thật là cho hắn suy nghĩ so với huyện nha quận nha thật là tại đại khí thô không chỉ có chính mình tu hành tài nguyên có thể thỏa mãn còn có thể nuôi sống cả một nhà Nếm đến to lớn ngon ngọt, Lý Mộ đã bắt đầu nhớ thương dưới tay hắn còn lại cái kia 12 vị quỷ tướng. Cái kia bốn tên quỷ tướng hồn lực, Lý Mộ ngưng hồn cũng không dùng hết, còn dư một chút đã thành công giúp Liễu Hàm Yên ngưng luyện ra pháp thứ nhất, lại giết hai cái quỷ tướng, hai người liền có thể song song tấn cấp tụ thần. Chờ đến pháp lực của bọn hắn đều đạt tới tụ thần đỉnh phong, liền có thể bắt đầu chân chính song tu, mượn nhờ thuần dương thuần âm chi thể nguyên dương cùng nguyên âm, nhất cử đột phá đến trung tam cảnh. Lý Mộ đem một nửa linh ngọc đều cho Liễu Hàm Yên, nói ra: Vân Yên các giao cho Trương Sơn là được, người tốt nhất tu hành, tranh thủ sớm ngày tụ thần. Liễu Hàm Yên tay cầm linh ngọc tu hành, Lý Mộ đi đến Tiểu Bạch gian phòng, đem bình sứ kia đưa cho nàng, nói ra: "Trong này là một viên hóa yêu đan, ngươi sau khi ăn, thể nội yêu khí liền sẽ bị tan đi, sẽ không bị người tu hành xem thấu, về sau liền có thể cùng vãn vãn cùng đi ra chơi." Lý Mộ lúc đầu muốn đợi Tiểu Bạch hóa hình đằng sau, dạy nàng Phật môn pháp kinh, về sau mới biết được, thiên hộ bộ tộc có các nàng đặc biệt phương pháp tu hành, các nàng phương pháp tu hành đủ để cho các nàng tấn thăng đệ cửu cảnh, căn bản không cần tu tập những bàn môn này. Phật, đạo, yêu, quỷ bốn đạo này đều có thể hoàn chỉnh tu hành đến đệ cửu cảnh, về phần còn lại những đủ loại tu hành chi đạo kia, hoặc bởi vì khuyết thiếu đến tiếp sau phương pháp tu hành, hoặc bởi vì tự thân thiếu hụt, sớm đã bị tu hành giới đào thải. Hồ yêu bộ tộc, mặc dù cũng là yêu loại, nhưng các nàng đi lại không phải yêu đạo. Có thể độc lập với Phật, đạo, yêu, quỷ bên ngoài, có thuộc về mình cửu cảnh truyền thừa tộc loại, đều cực kỳ bất phàm, một khi có hộ yêu có thể tấn cấp thượng tam cảnh, tất nhiên sẽ gây nên tu hành giới chấn động. Tiểu Bạch khoanh chân ngồi ở trên giường, tiếp nhận bình sứ, nhu thuận nói. Tạ ơn ân công. Lý mộ nói. Ngươi bây giờ liền ăn vào đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Phẩm giai càng cao đang dược, bên trong chứa linh lực liền càng mạnh, phục dụng sẽ có nhất định nguy hiểm, cần phải có người ở một bên hộ pháp. Tiểu Bạch nuốt vào hóa yêu đan, khí tức trong người bắt đầu khuấy động. Lý Mộ khoanh chân ngồi tại sau lưng nàng, đưa tay đặt ở trên lưng của nàng, dùng pháp lực của mình giúp nàng lắng lại thể nội khuấy động linh lực. Trong cơ thể nàng linh khí dần dần lắng lại, yêu khí cũng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lý mộ từ trên người nàng, không phát hiện được một tia yêu khí, không cần thiên nhãn thông hoặc mở ra nhãn thức, cũng vô pháp xem thấu nàng bản thể. Từ hóa hình đằng sau, tiểu bạch tu hành liền càng thêm chăm chỉ, lý mộ biết nàng khổ cực như vậy tu hành nguyên nhân. Đã thương thử yêu thê tử nhân loại người tu hành, có thần thông cảnh tu vi, nàng chỉ có tu luyện ra đuôi thứ tư, mới có báo thù hy vọng hắn đem còn lại linh ngọc lưu lại một nửa cho nàng, sờ lên đầu của nàng, nói ra. Tu hành muốn có thư có giảng, không cần khổ cực như vậy. Tiểu bạch đầu tại lý mộ trên đầu cọ sát, thuần thế co quắp tại trong ngực của hắn. Nàng còn chưa hóa hình lúc, thích nhất dạng này nằm trong ngực lý mộ, bị lý mộ nhẹ nhàng vuốt ve da lông, lý mộ từ lâu thói quen, giờ phút này, bị như thế một vị thiếu nữ nũng nịu tự sát, lý mộ lại không thể giống như trước kia một dạng. Tiểu bạch tự hồ cũng ý thức được cái gì, sau một khắc, lý mộ chỉ cảm thấy trong ngực chật nhẹ, trong ngực liền chỉ còn lại có một bộ y phục, một cái màu trắng cái đầu nhỏ, từ dưới quần áo chui ra. Tiểu Bạch nhỏ giọng nói ra. Dạng này Liễu Tỷ tỷ liền sẽ không cùng ân công cãi nhau. Tuy nói thiếu nữ cùng tiểu hồ ly đều là nàng, nhưng Liễu Hàm Yên hiển nhiên sẽ không đối với một con hồ ly ăn dấm, Tiểu Bạch trưởng thành, để Lý Mộ ngoài ý muốn lại đau lòng. Hắn như thường ngày, nhẹ nhàng vuốt ve da lông của nàng, tiểu Bạch nhắm mắt lại, an tĩnh rút vào trong ngực của hắn. Không bao lâu, Liễu Hàm Yên từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Lý Mộ trong ngực tiểu Bạch kinh ngạc nói. Tiểu Bạch tại sao lại biến trở về đi, đến, để cho ta ôm một cái. Tiểu Bạch ngoan ngoãn từ lý mộ trong ngực đi ra, nhảy đến trong ngực của nàng. Liễu Hàm Yên ôm nàng, triều mến sờ lên đầu của nó, mới đối lý mộ nói. Vừa rồi nha môn người tới, nói cho ngươi đi quận nha một chuyến. Lý mộ cho là có vụ án gì phát sinh, đi vào nha môn, đi thẳng tới tiền đường, hỏi thẩm quận quý nói. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm quận quý ở một hơi rượu, một mực hậu đường, nói ra không có chuyện gì, chỉ là có người muốn gặp ngươi, chính ngươi đi xem đi. Lý mộ đi đến hậu đường, thấy được một tên quen thuộc bóng lưng, hơi sững sờ đằng sau, bước đi lên trước, hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn liền mong đợi hướng bốn phía nhìn quanh. Hàng triết lắc đầu nói. Đừng xem, nàng không tại. Lý mộ thu tầm mắt lại, tại hàng triết trên bờ vai đập một quyền, hỏi. Ngươi làm sao xuống núi? Hàng triết liếc mắt nhìn hắn, nói ra còn không phải bởi vì ngươi lý mộ sửng sốt một chút ta hàng triết nhìn một chút hắn nói ra ta lần này xuống núi là phụng trưởng giáo cùng thủ tọa chi mệnh tới gặp ngươi lý mộ không tin chắc nói ngươi nói là phù lục phái thủ trưởng giáo để cho ngươi tới gặp ta theo lý mộ biết phù lục phái thủ tọa thế nhưng là siêu thoát cường giả chân chính thượng tam cảnh đại năng đối với lý mộ tới nói cường đại không thể chiến thắng thiên huyển thượng nhân ở trước mặt siêu thoát cường giả cũng chính là cường tráng một chút sâu kiến, loại tồn tại này, thế mà lại biết mình. Ngươi không cần hoài nghi, ta đích xác là phụng trưởng giáo chân nhân mệnh lệnh, cố ý đến quận nha gặp ngươi. Hàng Triết nhìn xem hắn, nói ra. Không chỉ trưởng giáo chân nhân, toàn bộ Bạch Vân Sơn, phù lục phái tổ định, không ai không biết tên của ngươi, tại tu hành giới, người dám chỉ thiên mắng, ngoại trường ngươi, liền không có cái thứ hai. Lý mộ liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Bất nói nhảm, phù lục phái trưởng giáo, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Hàng Triết hỏi ngươi có muốn hay không trở thành phù lục phái đệ tử? Lý mộ lắc đầu, nói ra. Không muốn. Mấy tháng trước đó, tại Dương Khâu huyện lúc, phù lục phái tổ đình mạch thứ năm thủ tọa huyền chân tử đạo trưởng, cùng huyền tông diệu trần đạo trưởng, đều mời qua Lý mộ một lần, bất quá lại bị hắn cự tuyệt. Lúc kia, Lý mộ muốn tự do, lần này, mặc dù hắn lý do cự tuyệt khác biệt, nhưng kết quả là một dạng. Hàng triết không có dự liệu được, Lý mộ phản ứng thế mà lại bình tĩnh như vậy, ngạc nhiên nói. Vì cái gì? Lý mộ nói. Ta tại quận nhà rất tốt, đối với gia nhập bất luận tông môn gì, đều không có hứng thú. Hàng triết nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không muốn nhìn thấy nàng sao? Lý mộ trầm mặt một lát, hỏi. Nàng còn tốt đó chứ? Hàng triết lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết, lý sư mùi tấn cấp thần thông đằng sau, liền rời đi tông môn. Lý mộ không nghĩ tới lý thanh nhanh như vậy liền có thể tấn cấp thần thông, cũng không có nghĩ đến, nàng sẽ rời đi phụ lục phái. Hàng triết thở dài nói ta chưa bao giờ thấy qua có người tu hành giống nàng cố gắng như vậy, thế hệ trẻ tuổi đệ tử, tu vi của nàng, có thể đứng vào năm vị trí đầu, nhưng nàng tu hành cố gắng, là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, ta đến bây giờ cũng không biết, nàng cố gắng như vậy tu hành, đến cùng là vì cái gì? Nàng chưa hề nói đi nơi nào sao? Không có, tông môn đối với thần thông cảnh đệ tử, không có quá nhiều ước thúc, mỗi người đều có mỗi người tạo hóa, lý sư muội nhất tâm hướng đạo, có lẽ là đi tìm tấn thăng thời cơ. Không nói những thứ này. Hàng triết khoát tay áo, nói ra nói một chút ngươi đi, ta vừa rồi nghe những bộ khoái kia nói, ngươi dính vào một tên có tiền nữ tử, còn có hai đầu tỉ mùi xa. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, đông hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông ly trận kiếp diệt. Chương 62 Đại Chu Dương Danh Nguồn Mê truyện audio com Lý mộ khoát tay nói Đừng nghe bọn họ nói mò Hàng triết nói Ta xem bọn hắn nói rất trôi chảy, không giống như là giả Một thiếu nữ từ bên ngoài đi tới, dùng ánh mắt tò mò đánh giá lý mộ, hỏi hàng triết nói Hàng sư huynh, hắn chính là ngươi vị bằng hữu sáng tạo ra đạo thuật kia sao Hàng triết nhẹ gật đầu, lại đối lý mộ giới thiệu nói vị này là tần sư muội là tần sư huynh thân muội muội lần này nhất định phải đi theo ta xuống núi nói lên tần sư huynh hàn triết không khỏi có chút thương cảm lý mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra ta đi gọi trương sơn cùng lý tứ cùng đi ra uống hai chén hàn triết trên mặt tươi cười hỏi bọn hắn cũng tại quận thành bạn cũ trùng phùng là một kiện đáng giá chúc mừng sự tin lý mộ cùng hàn triết ở giữa mặc dù đã từng có chút không thoải mái nhưng cộng đồng trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử về sau cũng có quá mệnh giao tình. Trương Sơn bình thường đều tại Vân Yên Cát, một hồi đi Vân Yên Cát tìm hắn là được, Lý Tứ mặc dù là quận nha bộ khoái, nhưng lại rất ít tới đây, cả ngày cùng Trần Diệu Diệu dính nhau cùng một chỗ. Ba người đi vào phủ quận thừa, để cửa ra vào thủ vệ đi vào thông báo một tiếng, chỉ chốc lát sau, Trần Diệu Diệu liền kéo Lý Tứ, từ bên trong đi ra. Hàng Triết nhìn một chút Lý Tứ, lại nhìn một chút Trần Diệu Diệu, sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, ánh mắt chỗ sâu, tự hồ có đồ vật gì sụp đổ trần diệu diệu đưa lý tứ tới cửa nói ra ngươi đi mau đi ta trong nhà chờ ngươi bốn người hướng vân yên cắt đi đến thời điểm hàn triết khó có thể tin mà hỏi vừa rồi vị cô nương kia là lý tứ nói nàng gọi diệu diệu là của ta vị hôn thê hàn triết ngạc nhiên một hồi lâu mới lắc đầu nói ra thật sự là nghĩ không ra ngươi thế mà tiền dạng này một vị cô nương lấy bản lãnh của ngươi ta cho là ngươi sẽ lại lý tứ cảm khái nói ta trước kia cũng không nghĩ tới có lẽ đây chính là duyên phận đi. Hàng triết phát ra một tiếng cảm thán. Bao nhiêu tháng không thấy, các ngươi đều có gia có thất, chỉ có ta vẫn là một người. Một mực đi theo bên cạnh hắn tần sư muội ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lại cúi đầu xuống, không nói gì. Lý tứ nghĩ nghĩ, hỏi. Có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu mấy cái? Hàng triết cao hứng nói. Tốt. Lý Tứ nói. Dịu dịu còn có mấy cái biểu muội. Hàng triết biến sắc, nhìn về phía Lý Mộ, nói ra. Lý mộ, bên cạnh ngươi nữ nhân xinh đẹp nhiều, nếu không ngươi giúp ta giới thiệu một cái, không cần giống liễu cô nương xinh đẹp như vậy, giống tần sư muội dạng này còn kém không nhiều lắm. Tần sư muội cắn răng, hừ nhẹ một tiếng. Lý mộ bên người nữ nhân xinh đẹp mặc dù nhiều, nhưng liễu hàm yên là của hắn, vãn vãn là của hắn, tiểu bạch cũng là hắn, có thể cho hàng triết giới thiệu, cũng chỉ có xuân phong các hương hương dung dung loại hình, nhưng hàng triết khẳng định là không sẽ lấy nữ tử phong trần. Hắn lắc đầu, nói ra, ta không biết thích hợp ngươi nữ nhân xinh đẹp. Hàng Triết nghĩ nghĩ, nói ra, không có nữ nhân nói, nữ yêu cũng chịu đựng, ngươi hai con rắn kia có cái gì biểu tỷ biểu mùi, có thể hóa hình, ta nghe nói xà yêu đều tốt múa, ta liền ưa thích giỏi ca múa. Lý Mộ lắc đầu, nói ra, không có. Hàng Triết thất vọng nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi hay là nhỏ mọn như vậy. Tần sư mùi hừ lạnh một tiếng, dậm chân, một người đi thẳng về phía trước. Hàng Triết thở dài, nói ra, ngươi nói ta dáng dấp không xấu, tu vi cũng không kém làm sao lại tìm không thấy sông tu đạo lữ đâu. Lý Tứ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Hiện tại tìm không thấy không sao, kiếp sau còn có cơ hội. Mấy người chỗ ăn cơm, tuyển tại Vân Yên các bên cạnh một tòa tử lâu. Tử lâu này là từ gia sản nghiệp, từ gia sản nghiệp, trải rộng quận thành, Vân Yên các từ khai trương đến nay, từ trưởng quỹ cho bọn hắn rất nhiều chiếu cố. Hàng Triết ngồi xuống về sau, chăm chú đối với Lý Mộ nói. Ta mới vừa nói sự tình, ngươi chăm chú suy nghĩ một chút, trở thành phù lục phái đệ tử, đối với ngươi sau này tu hành có lợi thật lớn, những năm gần đây, trưởng giáo tự mình cơ hội mở miệng, chỉ có như thế một lần. Lý mộ cười cười, nói ra. Ta đã suy tính rất rõ ràng. Cuối cùng một phách ngưng tụ, cần hắn đặt chân trong dân chúng, mà lại, so với thanh đăng chùa cổ, trong núi khổ tu, Lý mộ càng ưa thích lưu tại nha môn. Hàng triết thở dài, lắc đầu nói. Ta liền biết ta không mời nổi ngươi, trưởng giáo hẳn là sớm một chút phái lý sư muội tới. Lý mộ Giơ ly rượu lên, nói sang chuyện khác không nói cái này uống rượu uống rượu hàng triết tử lượng không cao đây là lý mộ mấy người đã sớm biết sự tình uống mấy chén đằng sau hắn học liền triệt để mở ra lý mộ a à lý mộ ta trước kia cho là ngươi nhát gan nhất hiện tại mới phát hiện ta sai rồi chỉ thiên mắng địa đại chu tu hành giới ai có lá gan của ngươi lớn ngươi không biết mạch thứ ba một vị sư huynh học ngươi dùng đạo thuật kia mắng trời mắng đất kết quả tại chỗ liền bị sét đánh một thân tu vi phế đi hơn phân nửa kém chút không có cứu trở về tên của ngươi đã truyền khắp bảy mạch chúng ta đều cảm thấy ngươi là bắc quận không là toàn bộ đại chu nhất có gan nam nhân thập châu tam đảo các tộc các loại đối với thiên địa đều có tự nhiên sùng bái trong đó lại lấy người tu hành là nhất đạo thuật thần thông yêu pháp quỷ thuật đều là mượn thiên địa chi lực vô luận là yêu quỷ tinh quái hay là người tu hành nhân loại đối với thiên địa đều nắm giữ lòng kính sợ phàm nhân gặp được vận mệnh bất công thường xuyên mắng thượng thương không có mắt thiên địa vô tâm nhưng không có mấy cái người tu hành dám làm như vậy dù sao lực lượng của bọn hắn chính là thiên địa ban cho đối với thiên địa bất kính cực kỳ dễ dàng lọc vào thiên khiển lý mộ lúc ấy căn bản không nghĩ tới những này nghĩ đến hẳn không có bao nhiêu thiếu thông minh người tu hành sẽ bắt chước hắn quận thành bên ngoài nơi nào đó trong miếu đổ nát mặt vết bẩn đạo bào lão đạo lôi thôi một tay kết ấn một tay chỉ thiên lớn tiếng nói địa vậy ngươi không phân tốt xấu như thế nào địa trời cũng ngươi âm âm một đạo màu tím đen lôi đình từ trong tầng mây hạ xuống lão đạo thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất miếu hoang kia tại trong ầm ầm nổ vang sụp đổ nguyên địa chỉ để lại một mảnh tàn viên cùng một cái bề sâu chừng mấy trường cháy đen hố to miếu hoang bên ngoài trên đất trống quang hoa lóe lên lão đạo lão đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời mây đen quyển tích lại là một tia chớp rơi xuống bổ về phía lão đạo đỉnh đầu lão đạo ở trên không trên mặt đất trên nhảy dưới tránh cao giọng nói sai ta sai rồi chớ đánh ta ta về sau cũng không dám lại mắng một mực dán xuống hơn 10 đạo lôi đình, bầu trời mây đen mới dần dần tiêu tán. Lão đạo ngồi tại một cái cháy đen trong hố đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói: "Đạo thuật a, à, thế mà thật là đạo thuật, đáng tiếc học không được, còn phải không công chịu bổ." Hắn cảm khái vài câu, trên mặt lộ ra cực độ biểu tình hâm mộ, chua xót nói: "Vì cái gì không phải ta à, đáng chết, người khác sáng tạo đạo thuật làm sao dễ dàng như vậy, lão phu đến cùng lúc nào mới có thể siêu thoát." "Không được, lão phu phải đi thỉnh giáo một chút." ở trong đó chẳng lẽ có cái gì kỹ xảo bắc quận phía nam vân đài quận quận thành tòa nào đó trong trà lâu truyền đến người kể chuyện trầm bồng du dương thanh âm cái kia đậu nga trước khi chết phát hạ ba cọc hoành nguyện máu tư luyện không tháng sáu tuyết bay đại hạng ba năm thiên địa cảm giác nó oan tình nàng ba cọc lời thề từng cái ứng nghiệm trong trà lâu không còn chỗ ngồi nhìn kỹ lại trong đó không chỉ có dân chúng tầm thường vân đài quận quận thủ quận thừa quận úy cùng chư huyện huyện lệnh vậy mà đều tại trên chỗ ngồi phía trên thuyết thư tiên sinh, nơi nào thấy qua loại tràn diện này, tâm cảnh lạnh mình, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, vẫn còn đến khống chế lại tự thân cảm xúc, đang hoàn giảng tốt cố sự. Một đoạn đậu Nga oan kể xong, trong trà lâu tâm tình mọi người nặng nề, vân đài quận thủ nhìn sau lưng đám người một chút, nói ra. Bắc quận dương huyện sự tình, hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương, vân đài quận địa bàn quản lý, tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại sự tình này. Là. Hơn 10 vị huyện lệnh, sắc mặt nghiêm nghị gật đầu bắt quận hung linh kia xuất hiện trước đó, không có người sẽ nghĩ tới, vậy mà lại có chuyện như vậy, Dương huyền huyền lệnh một nhà bị đồ, Dương huyền huyền nha bị huyết tẩy, cho bọn hắn tất cả mọi người gõ cảnh báo. Vạn nhất bởi vì xem mạng người như cỏ rác, tại bọn hắn trong khu quản hạt, xuất hiện dạng này một vị hung linh, chiến tích ngược lại là thứ yếu, sợ chính là bị hung linh lấy mạng diệt môn, bị triều đình truy cứu trách nhiệm, đem bọn hắn tượng nặng cũng đứng ở nha môn trước đó, thụ vạn người thoá mạ, vậy liền thật là sống uổng phí một thế. Một tên huyện lệnh cảm thán nói cái này đậu nga oan cố sự đem một ít quan lại địa phương ăn hối lộ trái pháp luật tù oan tầng tầng lớp lớp sự thật viết đến cực hạn giảng chính là cố sự ám chỉ lại là hiện thực những chuyện này người ta trong lòng biết lại không người dám nói nghĩ không ra bắt quận chỉ là một tên tiểu lại lại có như thế huyết tính một tên khác huyện lệnh nói bổ sung nghe nói hắn hay là một tên người tu hành người tu hành cũng dám chỉ vào thiên địa chửi rủa không biết là nên nói hắn niên thiếu vô tri hay là huyết khí phương cương một tên khác già huyện lệnh thở dài nói ra văn đế dùng 50 năm, mới vì đại chu chế tạo một cái thái bình thịnh thế, dân tâm niệm lực, đạt tới khai quốc đỉnh phong, ngắn ngủi hơn 10 năm này, liền hủy đi văn đế một nửa công lao, bệ hạ tuy có tâm vãn hồi dân tâm, nhưng trong triều lực cản trùng điệp, lần này bắt quận một chuyện, đinh tai nhức ốc, hy vọng có thể tỉnh lại một số người lương tri, không cần vì triều tranh, hủy đại chu mấy trăm năm cơ nghiệp. Bắt quận hung linh một chuyện, nhìn như là bắt quận sự vụ, nhưng sau lưng nó ý nghĩa, lại không phải tầm thường. Ở trong đó, có nữ hoàng bệ hạ quét sạch lại trị quyết tâm, cũng có trong triều đình các phương lực lượng đánh cờ, mặc dù kết quả không biết, nhưng sự kiện này lại là trong triều thế cục một cái bước ngoặt, đem vĩnh viễn ghi lại sử sách. Nam Dương quận, Vân Trung quận, Hán Dương quận, Giang Âm quận, Cửu Giang quận, Ngọc Sơn quận, Đại Chu 36 quận, đều có đậu Nga Oan cố sự lưu truyền, có lẽ có người đã quên đi cái kia Dương huyện tiểu lại danh tự, nhưng bọn hắn lại sẽ không quên, bắt quận cảnh nội, có một huyết tính tiểu lại, dám trực diện bất công, chỉ thiên mắng địa, gây nên thiên địa cộng minh, dị tượng giáng thế trung quận đại chu hoàng cung tuổi trẻ nữ quan đi vào tỉnh mịch cung điện đem một phần hồ sơ đặt ở trên bàn nói khẽ bệ hạ đây là bắc quận đưa tới hồ sơ sau bàn một cái trắng noãn bàn tay mảnh khảnh lật ra hồ sơ nói khẽ lý mộ đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân pokemon chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thổi ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã en đã en Chương 63 Cũ mới đảng tranh Nguồn Mê truyện audio.com Trong cung điện tĩnh Mịch, An tĩnh không hề có một chút thanh âm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dây lát đằng sau, sau bàn trong màn che, có thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền đến. Ngươi thấy thế nào? Nữ quan tuổi trẻ đứng xuôi tay, nói ra Tuổi còn trẻ, liền có như thế dũng khí có thể biện thị phi, phân đúng sai, nếu là tiến hành vung trồng, nhưng vì lương lại, để hắn lưu tại Bắc quận, có chút lãng phí. Sau bàn, bàn tay mảnh khảnh kia, đem hồ sơ để ở một bên, một lần nữa cầm lấy một phong tấu chương, nói ra. Ngươi an bài đi. Nữ quan tuổi trẻ hai tay trùng điệp, không người nói. Tuân chỉ. Bắc quận quận thành, tử lâu. Lý mộ bưng chén rượu lên lúc, liên tiếp đánh mấy cái hắc xì, vuốt vuốt cái mũi, ánh mắt nhìn về phía đối diện lúc, nhìn thấy hàng triết đã như là ngây ngất đê mê ngồi phịch ở trên mặt bàn trương sơn lý tứ đem hắn đỡ ra tửu lâu lý mộ đối với tần sư muội nói hắn liền giao cho ngươi tần sư muội gật gật đầu lại hỏi lý mộ nói ngươi thật không đi phù lục phái sao không đi lý mộ mỉm cười nói ra thầy ta cảm ơn trưởng giáo chân nhân hảo ý vậy được rồi tần sư muội cổng lên hàng triết nói ra chúng ta đi Lý Mộ đưa mắt nhìn hai người rời đi, bỗng nhiên có chút phiền muộn. Lý Tứ hỏi. Thế nào, ý nghĩ mà rồi. Lý Mộ không có trả lời, Lý Tứ vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói ra. Người càng là không có được, liền càng không dễ dàng buông xuống, ta khuyên ngươi một câu, không cần luôn muốn đi qua, trân quý trước mắt. Nhìn thấy hàng triết, Lý Mộ liền không khỏi nhớ tới Lý Thanh, nhưng cũng không phải là giống Lý Tứ nói như vậy, để chứng minh hắn rất trân quý trước mắt, Lý Mộ tự mình nấu hai canh giờ canh, cho tại Vân Yên các bận rộn liễu hàm yên đưa đi. Liễu Hàm Yên ngay tại thẩm bản thảo, không ngẩng đầu, nói ra. Ngươi trước để ở một bên, ta một hồi uống. Một hồi liền lạnh. Lý mộ cầm lấy thìa, đưa đến miệng nàng một bên, nói ra. Há mồm, ta cho ngươi ăn. Liễu Hàm Yên há mồm nhấp một hớp canh, bỗng nhiên nhìn về phía Lý mộ, hỏi. Vì cái gì bỗng nhiên đối với ta tốt như vậy, ngươi có phải hay không làm cái gì đối lý sự tình? Lý mộ trong lòng không hiểu có chút chột dạ, sau đó liền lắc đầu nói ta có thế có cái gì việc trái với lương tâm, hảo tâm cho ngươi ăn, ngươi thế mà hoài nghi ta, còn lại chính ngươi uống đi. Từ liễu hàm yên nơi đó lừa dối vượt qua kiểm tra, Lý Mộ về đến nhà, chuẩn bị bế quan mấy ngày, đem tam hồn hòa làm một thể, triệt để ngưng tụ thành nguyên thần. Tam hồn cùng nguyên thần mặc dù đều thuộc về hồn thể, nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Không có tu thành nguyên thần trước, nếu là nhục thân tử vong, cũng chỉ có thể chuyển thành quỷ tu, không có khả năng xưng là người, liền xem như ngày sau đạo hành cao thâm, tái tạo thân thể, cũng cùng chân chính thân thể phàm thai, có khác biệt về bản chất. Quỷ vật bám vào người sống trên thân, xưng là phụ thân. Nguyên thần thôn phệ người khác hồn phách, lại có thể mượn thể trọng sinh, đối với tu thành nguyên thần người tu hành tới nói, chỉ cần nguyên thần bất diệt, không coi là tử vong chân chính. Lý mộ dùng mấy ngày, rốt cục đem tam hồn hợp nhất, tụ thành nguyên thần, bước vào tụ thần chi cảnh. Đằng sau tu hành, liền không có phức tạp như vậy, làm từng bước dẫn đường tu hành, đợi đến pháp lực tích lũy đầy đủ, liền có thể trùng kích trung tam cảnh. Chỉ là quá trình này sẽ rất dài dằng dặc, Lý Thanh tiến cảnh nhanh như vậy, là nạn tại tụ thần trước đó, liền đã có hơn 10 năm tích lũy, hậu tích bạc phát, dưới tình huống bình thường, lấy lý mộ tốc độ tu hành, từ tụ thần sơ kỳ đến đỉnh phong, cũng cần mấy năm. Trừ âm dương sông tu bên ngoài, nhanh nhất, tăng lên tốc độ tu hành phương pháp, chính là lợi dụng linh ngọc. Lý mộ chuẩn bị đi quận nha nhìn xem, có cái gì thích hợp việc phải làm, để hắn có thể dùng công cực khổ đổi chút linh ngọc tu hành. Tại quận nha cửa ra vào, Lý mộ đụng phải một tên ăn mày. Cẩn thận nhìn lên, phát hiện tên ăn mày này có chút quen mắt lý mộ sửng sốt một chút hỏi tiền bối ngài ở chỗ này làm cái gì lão đạo lôi thôi đẩy ra trên trán đầu tóc rối bời kinh ngạc nói tại sao lại là ngươi hắn nhìn một chút lý mộ chật chật nói lão phu lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi chỉ là một người bình thường lần thứ hai gặp ngươi ngươi đã nhanh muốn ngưng hồn lúc này mới cách hai tháng lần thứ ba gặp ngươi ngươi thế mà ngay cả nguyên thần đều ngưng tụ ngươi trên tu hành lộ này cơ duyên không nhỏ a à? đâu có đâu có Lý mộ khách khí một câu, hỏi. Tiền bối có chuyện gì không? Ngươi tới vừa vặn. Lão đạo chỉ chỉ trong quận nha, nói ra. Có cái gọi lý mộ, có phải hay không tại các ngươi quận nha, ngươi đem hắn kêu ra đến, lão phu có kiện sự tình muốn thỉnh giáo hắn. Lý mộ sửng sốt một chút, nói ra. Ta chính là. Lão đạo trừng to mắt nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi chính là lý mộ, chỉ thiên mắng còn không có bị xét đánh tiểu tử kia. Lý mộ gật đầu nói. Là ta tới tới tới. Lão đạo lôi kéo Lý Mộ, đi vào cửa bên trên bậc thang tọa hạ, mong đợi nói ra. Ngươi cùng ta hảo hảo nói một chút, ngươi đạo thuật kia là thế nào sáng tạo ra, có cái gì kinh nghiệm truyền thụ truyền thụ lão phu. Lý Mộ bị hắn lôi kéo ngồi tại trên bậc thang, lắc đầu nói. Không có kinh nghiệm gì, ta cũng chỉ là giảng cái cố sự mà thôi. Lão đạo nắm tóc, áo não nói. Cái chân con bà nó, ngươi nói cố sự liền có thể sáng tạo đạo thuật, lão phu lục lọi 20 năm, ngay cả cái rắm đều không có mò ra, cái này lão tặc hắn chung quy là không dám mắng trời che miệng nói thầm hai câu thở dài không có thiên lý a à, không có thiên lý lý mộ nghi ngờ nói tiền bối muốn tự sáng tạo đạo thuật sao lão đạo lườm liếc hắn tức giận nói không sáng tạo đạo thuật như thế nào siêu thoát lý mộ trước kia suy đoán lão đạo này tu vi hẳn là tạo hóa trở lên hiện tại cơ hội có thể xác định hắn chính là động huyền cường giả mà lại không phải bình thường động huyền vô cùng có khả năng là thiên huyển thượng nhân loại kia động huyền đỉnh phong người tu hành động huyền đến siêu thoát, là từ trung tam cảnh đến thượng tam cảnh thuế biến. Bình thường dẫn đường tu hành, căn bản là không có cách vượt qua đạo hồng câu này, chỉ có sáng lập ra thuộc về mình đạo thuật, thu hoạch được thiên địa tán thành, bị thiên địa chi lực tôi thể, mới có thể xuyên phá động huyền đến siêu thoát tầng bình chứng kia. Tiểu Ngọc cô nương vừa mới bỏ mình, liền có đệ ngũ cảnh tu vi, chính là bởi vì nguyên nhân này. Đạo thuật này mặc dù bởi vì lý mộ mà sinh, nhưng lại không phải lý mộ chính mình cảm ngộ ra, cửu tự chân ngôn các loại đạo thuật, lý mộ cũng chỉ là mượn dùng, nếu không, tu vi hiện tại của hắn, xa không chỉ tụ thần. Nếu như sẽ có một ngày, hắn có thể tu đến động huyền, cũng cần cảm ngộ ra đạo thuật về mình thuật, mới có thể tiến thêm một bước, bước vào tu hành thượng tam cảnh. Lý mộ đối với lão đạo chấp tay, nói ra. Chúc tiền bối sớm ngày cảm ngộ đạo thuật, tấn cấp siêu thoát. Lão giả thở dài một tiếng, nói ra. Cái này bắt cuộn đợi, là không có cái gì ý tứ, tiểu tử, lão phu đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lão giả thoại âm rơi xuống, thân thể ở trong mắt lý mộ dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lý mộ nhìn xem hắn vừa rồi ngồi địa phương, một mặt hâm mộ. Tu hành hạ tam cảnh, bất quá là cơ sở nhất giai đoạn, lấy hắn tiến vào đệ tam cảnh tu vi, cũng bất quá là có thể phạm vi nhỏ cầu tinh đảo mưa, cách không nhiếp vật, vẽ một chút phù lục mà thôi. Như lý thủy tọa hỏa, ngự phong thổ diễm, khí cấm ẩn hình loại hình thần thông thuộc pháp, đều muốn đợi đến thần thông cảnh mới có thể tu tập. Muốn rút ngắn tấn cấp thần thông thời gian, Lý Mộ nhất định phải đa số nha môn lập công, mới có thể thu được đầy đủ linh ngọc. Lý Mộ đi vào tiền đường, chỉ có thấy được Triệu Bộ Đầu, hắn tả hữu tứ phương, hỏi. Thẩm đại nhân đâu? Triệu Bộ Đầu nói. Xây, ở phía sau đường nghỉ ngơi, ngươi tìm đại nhân có việc. Lý Mộ nói. Cũng không có chuyện gì, ta liền muốn hỏi một chút, nhà mùng mấy ngày này có cái gì việc phải làm? Triệu Bộ Đầu cảm khái nói. Người khác đều đối với việc phải làm tránh không kịp, chỉ có ngươi như thế không kịp chờ đợi, khó trách vị trí bộ đầu này, ta dùng 20 năm mới ngồi lên, Ngươi lại chỉ dùng hai tháng, người và người không thể so, không thể so sánh a. À. Lý Mộ nói. Vận khí của ta chiếm rất lớn một bộ phận. Yên tâm, ta sẽ không đỏ mắt ngươi. Triệu Bộ đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại nói. Bất quá a, à, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, chuyện lần này, ngươi mặc dù xuất tẩn đầu ngọn gió, tại toàn bộ đại chu dương danh, nhưng cũng không thể không cẩn thận, có một số việc, ngươi phải biết. Lý Mộ ngồi tại Triệu Bộ đầu đối diện, hỏi. Sự tình gì? Triệu Bộ đầu hỏi ngươi biết triều đình tại sao muốn trắng trận tuyên dương dương huyền sự tình sao lý mộ gật gật đầu nói ra là bệ hạ vì chấn nhiếp quan lại địa phương ngưng tụ dân tâm triệu bộ đầu lắc đầu nói ra sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy cái này nhìn như là chúng ta bắt quận sự tình kỳ thật liên lụy đến là cũng mới hai đảng tranh đấu lý mộ vẫn luôn tại bắt quận đối với trong triều sự tình giải không nhiều nghe vậy nói cái gì cũng mới hai đảng triệu bộ đầu giải thích nói tân đảng chính là ủng hộ nữ hoàng bệ hạ một đảng cựu đảng là lấy tiêu thị tôn thất cầm đầu quyền quý vẫn muốn để bệ hạ hoàng vị tại tiêu thị mấy năm qua này hai đảng minh tranh ám đấu đem toàn bộ triều đình quấy chướng khí mù mịt đối địa phương cũng sinh ra ảnh hưởng không nhỏ bách tính bị hại nặng nề lý mộ hỏi cái này cùng ta có quan hệ gì cái này đương nhiên cùng ngươi có quan hệ triệu bộ đầu nhìn hắn một cái tiếp tục nói bệ hạ mượn chuyện này ngưng tụ bắt quận dân tâm cũng chấn nhiếp 36 quận quan viên địa phương, tự nhiên là cựu đảng không nguyện ý nhìn thấy lần đầu tiên tới bắc quận khâm sai chính là cựu đảng sai khiến bọn hắn căn bản không quan tâm bắt quận dân tâm triều đình dân tâm càng tản đối bọn hắn liền càng có lợi đợi đến bệ hạ triệt để mất dân tâm thời điểm chính là bọn hắn bức bách bệ hạ hoàng vị thời điểm lý mộ nhíu mày nói ra vì đảng tranh ngay cả bách tính chết sống cũng không để ý triệu bộ đầu nói nữ tử đăng cơ vốn là đến vị bất chính cựu đảng mặc dù không dám công khai phản đối bệ hạ nhưng âm thầm lại đã làm nhiều lần sự tình thực lực của bọn hắn bàn căng lẫn lộn, thật sâu cắm rễ triều đình, liền xem như bệ hạ cũng không thể tránh được. Hắn lần nữa nhìn về phía Lý Mộ, nói ra: "Dương huyện một chuyện, ở mức độ rất lớn là bệ hạ thắng được dân tâm, đây là cựu đảng không nguyện ý nhìn thấy, mặc dù bọn hắn rất không có khả năng công khai đối với các ngươi đồng thủ, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn." Lý Mộ mím môi, nói ra: "Ta chỉ là một cái tiểu bộ khoái, không muốn tham dự những chuyện này. Người sống một đời, thân bất do kỹ sự tình nhiều lắm." Triệu bộ đầu lắc đầu nói ra. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chuyện này qua đi, trong mắt bọn hắn, ngươi chính là người của nữ hoàng bệ hạ. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông Ly trận kiếp diệt. Chương 64. Long tộc. Nguồn. Mê truyện audio.com. Lý Mộ không thuộc về Tân Đảng, Cựu Đảng, cũng không thuộc về nữ hoàng. Nhất định phải nói hắn là ai mà nói, vậy cũng hẳn là người của Liễu Hàm Yên. Hắn chỉ là bị Tân Đảng lợi dụng, vì nữ hoàng đã đạt thành một loại nào đó mục đích chính trị. Cũ mới đảng tranh, nhằm vào chính là hoàng quyền thuộc về vấn đề, mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở trung quận cùng bắt quận cách xa nhau vạn dặm xa, cựu đảng đưa tay lại dài, cũng duỗi không đến nơi này. Hắn cũng không làm sao lo lắng bị cuốn vào ngoài vạn dặm đảng tranh, chỉ là có chút hiếu kỳ, đại chu không phải đại đường, cũng không phải võ chu, tiêu thị hoàng tộc truyền thừa lâu như vậy, hoàng quyền làm sao lại bỗng nhiên bị một tên họ khác nữ tử khống chế. Chuyện này, trên sử sách cũng không có kỹ càng miêu tả, chỉ là dùng trải rác vài câu mang qua. Ngược lại là đối với vị này nữ hoàng bát quái, không biết có phải hay không cựu đảng đang tận lực trải, dân gian từ trước đến nay đều nghị luận không ngớt, tỷ như tại nàng hay là thái tử phi thời điểm liền không bị thái tử chỗ vui tiên hoàng băng hà thái tử đăng cơ nàng ngồi lên hậu vị lúc vẫn là xử nữ lại tỷ như thái tử đăng cơ không lâu sau nàng liền dùng ti tiện thủ đoạn mưu hại thái tử lại mang thiên quá hải thu được tổ miếu tán thành đạt được một sợi đế khí kia tấn cấp siêu thoát uy hiếp tiêu thị hoàng tộc từ trong tay bọn họ đoạt được hoàng quyền mấy năm qua này dân gian đối với nữ tử là đế từ trước đến nay chỉ trích rất nhiều nhưng có một chút sự thật nhưng không để phủ nhận đó chính là trên tổ châu đại địa, quốc gia cường đại nhất này trưởng khống giả, là một tên nữ tử trẻ tuổi. Đại chu nữ hoàng 25 tuổi đăng cơ làm đế, đến nay chỉ có 3 năm, nàng chỉ so với lý mộ lớn 9 tuổi, cũng đã là trên mảnh đại lục này lớn nhất quyền thế nữ nhân, đồng thời cũng là đệ thất cảnh trí cường giả. Lý mộ nghe còn tốt, dù sao hắn còn trẻ, lão đạo lôi thôi nếu là nghĩ đến chỗ này sự tình, chỉ sợ tâm tính sẽ triệt để băng rơi. Hắn không còn quan tâm những này không có quan hệ gì với hắn sự tình, đối với triệu bộ đầu nói, thẩm đại nhân tỉnh, giúp ta xin phép nghỉ, ta muốn về Dương Khâu huyện một chuyến. Triệu bộ đầu phất phất tay, nói ra. Ta sẽ nói cho đại nhân, ngươi chú ý an toàn, hai ngày này, có ba tên tụ thần người tu hành ly kỳ bỏ mình, bên ngoài không thế nào thái bình. Vân Yên các tại Dương Khâu huyện có bốn gian cửa hàng, quận thành chỉ có hai gian. Bây giờ quận thành cửa hàng, đã đi đến quỹ đạo, Liễu Hàm Yên muốn về huyện thành nhìn xem, Lý Mộ chủ động đưa ra theo nàng cùng một chỗ. Liễu Hàm Yên thị sát cửa hàng thời điểm, hắn vừa vặn có thể đi bích thủy loan nhìn xem tô hòa ba người một yêu từ quận thành về dương khâu huyện thành lần trước lý mộ tại các chữ địa đổi phi thuyền kia rốt cục có tác dụng liễu hàm yên cùng vãn vãn mặc dù đều đã tu hành có mấy tháng nhưng vẫn là lần thứ nhất thượng thiên ông thật chặt lý mộ cánh tay mới dám từ phía trên hướng phía dưới nhìn quanh phi thuyền tốc độ cực nhanh nguyên bản cần hơn nửa ngày lộ trình lần này chỉ dùng hai canh giờ liễu hàm yên đi cửa hàng kiểm toán vãn vãn cùng tiểu bạch hầu ở bên cạnh nàng lý mộ ra huyện thành hướng bích thủy loan mà đi vừa mới đi vào tô hòa bày ra huyễn cảnh, Lý Mộ liền đã nhận ra hai đạo âm khí. Một lớn một nhỏ hai tên nữ quỷ, xếp bằng ở nhà gỗ bên ngoài, tu hành thổ nạp, trên người các nàng khí tức, so với Lý Mộ lần trước gặp lúc, có rõ rệt tăng trưởng, chỉ sợ khoảng cách đệ tam cảnh cũng không xa. Công tử, ngài đã tới. Cảm nhận được Lý Mộ khí tức, nữ quỷ hơi lớn tuổi kia lập tức từ trong tu hành bừng tỉnh, nhìn thấy Lý Mộ lúc, bỗng nhiên đứng lên, kinh hỉ mở miệng. Lý Mộ vẫn là không có cảm nhận được tô hòa khí tức, hỏi, nàng còn không có xuất quan sao? Nữ quỷ kia nói. Tô tỷ tỷ xuất quan một lần, dạy cho chúng ta một chút phương pháp tu hành, sau đó lại bế quan, nói là nàng còn cần mấy tháng mới có thể triệt để xuất quan. Tô hòa lần bế quan này thời gian, dài vượt qua đoán trước. Thiên huyển thượng nhân cảnh giới quá cao, cho dù là một đạo phân hồn ẩn chứa hồn lực, cũng vô cùng khổng lồ. Tô Hòa vốn là tiếp cận đệ tứ cảnh đỉnh phong, chỉ sợ đợi đến nàng luyện hóa thiên huyễn thượng nhân hồn lực xuất quan, chính là đệ ngũ cảnh u hồn. Sở Giang Vương thủ hạ quỷ tướng thứ nhất, cùng hưởng thụ lấy cái kia mới thành lập đạo thuật phúc lợi tiểu ngọc cô nương, chính là cảnh giới này. Không có nhìn thấy Tô Hòa, Lý Mộ có chút thất vọng, nhưng cũng không có cách nào, hắn đi đến mép nước, nhìn qua u lục nước đầm xuất thần. Hắn cũng không có quên, đáy đầm này phía dưới, còn có một cái đối với Tô Hòa tới nói, uy hiếp lớn nhất. Đàm địa kia nữ thi một khi đi ra, nhất định phải thôn vệ Tô Hòa, khiến nạn tự thân viên mãn. Đồng dạng, Tô Hòa nếu có thể luyện hóa thi thể kia đảng sinh linh trí, có sống nhờ thân thể đằng sau, thực lực cũng sẽ trở nên lần. Bây giờ Lý Mộ, sau khi đó không biết cường đại bao nhiêu, hắn lần nữa chui vào đáy nước, đáy nước tế đàn, xuất hiện trong mắt hắn. Tiêu hóa thiên huyển thượng nhân ký ức về sau, trên tế đàn, trước kia hắn nhìn huyền ảo đến cực điểm phù văn, không còn có bất luận bí mật gì có thể nói. Đây chính là một cái tinh xảo dưỡng thi trận pháp, mượn nhờ chính là thủy mạch này, đem trong tế đàn thi thể phong ấn tại nơi này. Tế đàn này hiển nhiên đã dùng qua một lần, tô hòa sau khi chết, nhục thân ngoài ý muốn rơi vào, trận pháp lần nữa khởi động, 20 năm qua, trong trận pháp thi thể đã ra đời linh trí có được đệ tứ cảnh đạo hạnh tự hồ là đã nhận ra lý mộ thăm dò lẳng lặng nằm tại trên tế đàn nữ thi con mắt lần nữa mở ra cùng lúc đó lý mộ cảm nhận được một cổ cường đại hấp lực từ trong tế đàn bộc phát tự hồ muốn đem hồn phách của hắn hút đi qua nhưng mà lúc này lý mộ sớm đã không phải lúc trước thái điểu chỉ ngưng tụ một phách hai phách kia hắn sáu phách đã triệt để luyện hóa tam hồn cũng hóa thành nguyên thần cổ lực hút này căn bản là không có cách rung chuyển bọn chúng mảy may nữ thi trận trong mắt cùng lý mộ ánh mắt đối mặt một người một thi đều rất bình tĩnh lý mộ vào không được nàng cũng ra không được trừ phi để thủy mạch này ngăn nước bích thủy loan khô cạn tế đàn không có linh lực tràn vào tự nhiên là sẽ mất đi hiệu lực cũng là nữ thi này xuất trận thời điểm có được thiên huyễn thượng nhân kinh nghiệm đằng sau lý mộ rất dễ dàng liền có thể nhìn ra trận pháp này có thể vây khống thi thể trên thực lực hạng chính là đệ ngũ cảnh khi nàng bị linh lực tẩm bổ tiến hóa thành đệ ngũ cảnh phi cương lúc không cần bích thủy loan khô cạn cũng có thể từ trong tế đàn đi ra. Y theo nữ thi kia khí tức trên thân, cùng tế đàn này tụ khí tốc độ, nàng muốn tới đệ ngũ cảnh, đại khái còn cần 10 năm. Mà trong vòng nửa năm, Tô Hòa liền có thể tấn thăng đệ ngũ cảnh, đến lúc đó, tế đàn này trận pháp, liền rốt cuộc khốn không được nàng, nàng có thể tùy thời rời đi nơi này. Đấy nước này nữ thi, đối với Tô Hòa, đã không có cái uy hiếp gì. Từ đáy nước đi ra, dùng pháp lực không khô quần áo, Lý Mộ chỉ điểm trong chốc lát hai con nữ quỷ kia tu hành, liền rời đi bích thủy loan. Thiên Huyền Thượng Nhân mặc dù là Lý Mộ kiếp nạn, nhưng cũng là tạo hóa của hắn. Hắn hơi kém liền để Lý Mộ đã mất đi lần thứ hai sinh mệnh, nhưng cũng là hắn khiến cho Lý Mộ tại luyện phách cảnh lúc liền có được đồng huyền người tu hành kinh nghiệm cùng kiến thức. Trong đầu của hắn, trừ những tà đạo pháp môn kia bên ngoài, đối với Phật, đạo, yêu, quỷ sự tình cũng biết chi không ít, chỉ đạo hai con oán linh tu hành, dễ như trở bàn tay. Rời đi Bích Thủy Loan, Lý Mộ chưa có trở về huyện thành, mà là đi tới Kim Sơn Tự hắn phái một tên tiểu hòa thượng thông báo sau một lát huyền độ liền nhanh chân đi ra đến cao hứng nói lý thí chủ hẳn là rốt cục nghỉ thông suốt muốn quy y ngã phật lý mộ nói ta đến xem tiểu ngọc cô nương huyền độ có chút đáng tiếc nói ra tiểu ngọc cô nương tại trong chùa rất tốt chỉ là trong cơ thể nàng sát khí quá nặng còn cần một đoạn thời gian mới có thể hóa giải hắn mang lý mộ đi vào phật điện trước đó lý mộ nhìn thấy một tên người mặc tăng y thiếu nữ cùng rất nhiều sa di cùng một chỗ quỳ gối trên bồ đoàn miệng tụng phật môn pháp kinh nàng mỗi tụng niệm một lần thể nội sát khí liền sẽ ít hơn một tia tụng kinh thời điểm nàng bỗng nhiên lòng có cảm giác chậm rãi quay đầu lại nhìn thấy lý mộ thật nhanh chạy tới cao hứng nói ân công lý mộ cười cười hỏi ở chỗ này còn quen thuộc a à? thiếu nữ nhẹ gật đầu nói ra thói quen đại sư cùng tiểu sư phụ bọn họ đều đối với ta rất tốt nhìn thấy tiểu ngọc bây giờ dáng vẻ lý mộ liền yên tâm rất nhiều trước khi đến hắn còn lo lắng nàng không cách nào buông xuống cừu hận, tiến tới sẽ ảnh hưởng tâm tính, hiện tại xem ra, để huyền độ mang nàng đến Kim Sơn Tự, là một cái quyết định vô cùng chính xác. Nàng trước khi chết, lấy tự thân oán khí, lần thứ nhất thi triển thức đạo thuật kia, từ đó thu được lợi ích cực kỳ lớn, từ âm linh trực tiếp tấn thăng đến đệ ngũ cảnh, nếu như tâm tính mê thất, biến thành ma đạo, Lý Mộ cũng muốn gánh chịu rất lớn một bộ phận tội nghiệp. Nhìn qua tiểu ngọc đằng sau, Lý Mộ lại truyền nàng một chút quỷ đạo công pháp, nàng đạo hạnh tuy cao, nhưng lại không hiểu được vận dụng, cũng không hiểu phương pháp tu hành về sau pháp lực sẽ không lại tăng trưởng biết được quỷ tu con đường tu hành nàng liền có thể tiếp tục hướng xuống tu hành huyền độ nhìn xem lý mộ hỏi tiểu ngọc cô nương một chuyện triều đình không có làm khó lý thí chủ đi không có lý mộ lắc đầu nói bệ hạ cố ý muốn mượn việc này chấn nhiếp địa phương quan phủ để bọn hắn ước thúc quyền lực trong tay không còn dám làm việc thiên tư trái pháp luật xem mạng người như cỏ rác huyền độ chắp tay trước ngực vui mừng nói a di đà phật xem ra việc này cuối cùng vẫn là đánh thức trong triều một số người lý mộ nghĩ tới một chuyện hỏi phổ tể đại sư không tại trong chùa sao huyền độ cười nói sư thúc đi tâm tông tổ đình lĩnh hội tự tại chi cảnh chẳng biết lúc nào trở về lý thí chủ có chuyện tìm sư thúc sao tự tại là phật môn đệ lục cảnh cùng đạo môn động huyền đối ứng cao thủ như vậy tại tâm tông tổ đình cũng không có mấy vị khó trách kim sơn tự tại tâm tông địa vị cao như thế lý mộ nói có kiện sự tình muốn xin nhờ phổ tể đại sư, nếu phương trượng không tại, liền đành phải làm phiền huyền độ đại sư. Huyền độ nói. Lý thí chủ mời nói. Bạch yêu vương đã giúp lý mộ không nhỏ bận biểu, vẹn vẹn bị bạch ngâm tâm tỉ mùi hút vào mấy lần, không đủ để báo đáp ân này. Lý mộ Phật môn tu vi cực thấp, không cách nào đem Phật quan đưa vào trong băng quan kia, nhưng huyền độ thế nhưng là đệ tứ cảnh đỉnh phong, khoảng cách đệ ngũ cảnh pháp tướng, cũng chỉ có cách xa một bước, có hắn tương trợ, có lẽ có thế có một khả năng nhỏ nhoi. Nghe xong lý mộ lời nói về sau, huyền độ nhẹ gật đầu nói ra bạch yêu vương thiện danh bần tăng có nhiều nghe thấy nếu là bạch yêu vương sự tình bần tăng liền cùng ngươi đi một chuyến đi lý mộ cùng huyền độ đi vào dương huyền tìm được trước thử yêu kia để hắn thay thông báo sau nửa canh giờ bạch yêu vương liền đằng vân mà tới huyền độ chắp tay trước ngực gặp qua bạch yêu vương bạch yêu vương đáp lễ nói huyền độ đại sư cửu ngưỡng đại danh nói xong hắn nhìn về phía lý mộ hỏi tiểu huynh đệ thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Lý mộ nói, ta lần này cùng huyền độ đại sư tới, là vì yêu vương phu nhân mà đến, huyền độ đại sư Phật Pháp cao thâm, có lẽ có biện pháp tỉnh lại thần hồn của nàng. Bạch yêu vương mắc lộ ra cảm động, nhưng vẫn là lắc đầu nói. Hơn 10 năm qua, ta xin mời qua pháp tướng cùng tự tại cảnh cao tăng, nhưng ngay cả bọn hắn cũng không thể tránh được. Lý mộ cười cười, nói ra. Thử một lần, tình huống tổng sẽ không kém hơn. Bạch yêu vương nghĩ nghĩ, gật đầu nói như vậy liền làm phiền hai vị. Không bao lâu, mấy người đi vào trong động băng kia, huyền độ nhìn thấy trong băng quan kia nữ tử, kinh ngạc nói ra. Nghĩ không ra, yêu vương phu nhân, đúng là long tộc. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, đồng hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, Cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông Ly trận kiếp diệt. Chương 65. Chất nữ. Nguyên. Mê truyện audio.com. Lý Mộ lần trước liền thấy trong quan tài nữ tử đỉnh đầu song giác, chỉ là nhưng không có hướng long tộc phương hướng suy nghĩ. Loại chủng tộc trong truyền thuyết này, cách bọn họ thật sự là quá xa vời. Không chút nào khoa trương, Tứ Hải Long tộc là thập châu tam đảo chủng tộc mạnh nhất long tộc vừa mới sinh ra tới, liền có tương đương với nhân loại đệ tứ cảnh thực lực, có thể đặng vân giá vũ, hô phong hoáng vũ, mặc dù bởi vì số lượng thưa thất, sinh sôi khó khăn, thực lực tổng hợp không bằng nhân tộc, lại là hoàn toàn xứng đáng trong biển bá chủ. Bạch yêu vương thê tử, lại là một con rồng. Huyền độ đi đến dưới bệ đá, nhìn xem băng quan kia, nói ra. Quan tài này có chút huyền diệu, trong quan tài ngoài quan tài, giống như là hai thế giới. Bạch yêu vương nhẹ gật đầu, nói ra. Đại sư tuệ nhãn, quan tài này nội bộ là một tên siêu thoát đại năng mở ra một phương hồ thiên thế giới cùng ngoại giới triệt để ngăn cách nếu không có như vậy nội tử thần hồn đã sớm tản huyền độ lắc đầu nói nhưng kể từ đó ngoại nhân pháp lực cũng vô pháp thấu quan tài mà vào hắn nhảy đến trên bệ đá nói ra lại để bần tăng thử một lần hắn một tay đặt tại trên quan tài bàn tay tản mát ra kim quan lại bị quan tài này cách trở ở bên ngoài không thể tiến vào băng quan mảy may một lát sau, huyền độ thu về bàn tay, khe khẽ lắc đầu. Cho dù Bạch Yêu Vương đã có tâm lý chuẩn bị, trên mặt hay là khó tránh khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Lý mộ đi đến bệ đá, đối với huyền độ nói. Phiền phức huyền độ đại sư đem pháp lực cho ta mượn. Hai người như vậy hợp tác đã không phải là lần thứ nhất, huyền độ đem một bàn tay đặt tại lý mộ trên bờ vai, liên tục không ngừng pháp lực tràn vào lý mộ thân thể, hắn đệ tứ cảnh đỉnh phong pháp lực, mạnh hơn lý mộ gấp trăm lần nghìn lần, lý mộ mặc niệm tâm kinh, đưa tay đặt tại trên băng quan do tâm kinh dẫn động Phật quan, yên nguyên bị băng quan bài trừ ở bên ngoài. Lý mộ tập trung tinh lực, bắt đầu thu nhỏ kim quan phạm vi, đem toàn bộ bàn tay kim quan, từ từ có lại thành lớn chừng ngón cái một cái điểm. Dưới bể đá, thanh ngư tinh một đôi mắt trâu đột nhiên trận to. Chỉ gặp kim quan vốn là hoàn toàn bài xích tại nắp quan tại bên ngoài kia, thế mà thật tiến vào một chút, mặc dù ngay cả nửa tất cũng chưa tới, nhưng cũng là một cái cự đại, chưa từng có đột phá. Bạch yêu vương hô hấp không khỏi chậm dần, trong mắt hiện ra mãnh liệt chờ mong cách nắp quan tài xuyên vào Phật quan, liền xem như đệ lục cảnh tự tại cao tăng, đều không thể làm đến, lại tại đệ tam cảnh Lý Mộ trong tay trở thành hiện thực, có lẽ, hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích. Lý Mộ tinh thần cao độ tập trung, toàn lực đem pháp lực ngưng tụ tại một cái đốt, cuối cùng cũng chỉ có thể để kim quan xâm nhập nắp quan tài tất hơn, ngay cả một nửa khoảng cách cũng chưa tới. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi, quần áo từ lâu bị ướt đẫm, rốt cục tại một đoạn thời khắc đạt đến cực hạn, thân thể lung lay, suýt nữa ngã sắp xuống. Bạch Yêu Vương lập tức đỡ lấy hắn, cho hắn thể nội độ tiến một tia pháp lực, hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lý mộ nhìn xem băng quan kia, nói ra. Muốn xuyên thấu băng quan này, chỉ sợ chí ít cần một vị pháp tướng cảnh cao tăng lấy Phật môn pháp lực tương trợ. Bạch yêu vương sắc mặt phấn chấn, nói ra. Ta lập tức đi tâm tông, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn xin mời một vị cao tăng đến đây. A-di-đà Phật. Huyền độ bỗng nhiên niệm một tiếng Phật hiệu, nói ra xin mời yêu vương cùng lý thí chủ chờ một lát bần tăng một lát bần tăng đi một chút sẽ trở lại nói đi hắn liền nhảy xuống đài cao đi ra ngoài lý mộ tựa ở trên vách động nghỉ ngơi bỗng nhiên cảm nhận được ngoài động truyền đến mãnh liệt sống pháp lực hắn cùng bạch yêu vương đã tìm đến ngoài động nhìn thấy huyền độ khoanh chân ngồi tại ngoài động trên đất trống trong tay pháp ấn không ngừng biến ảo một cổ cường đại thiên địa chi lực tại hắn quanh thân quay chung quanh bạch yêu vương kinh ngạc nói huyền độ đại sư muốn đột phá hắn thoại âm rơi xuống huyền độ thân thể, bỗng nhiên kim quang đại phóng, phía sau xuất hiện một cái quang luân, quang mang chói mắt, để cho người ta không có khả năng nhìn thẳng. Không bao lâu, quang luân kia đằng sau, bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh màu vàng. Hư ảnh kia cao chừng mấy trường, là cái ngồi xếp bằng hòa thượng, mơ hồ có thể nhìn thấy huyền độ bộ dáng. Bạch yêu vương cả kinh nói. Pháp tướng. To lớn hư ảnh màu vàng, rất nhanh liền ngưng thực, đằng sau lại bỗng nhiên thu nhỏ, tiến vào huyền độ thể nội. Huyền độ mở to mắt, hai đạo kim quang chói mắt từ hai mắt bắn ra, lại dần dần tiêu tán. Hắn chậm rãi đứng người lên, đối với Lý Mộ nói: "Hiện tại có thể." Bạch Yêu Vương đối với Huyền Độ chắp tay, nói ra: "Chúc mừng Huyền Độ đại sư, tấn cấp pháp tướng cảnh." Dây lát đằng sau, băng động trên đài cao. Huyền Độ lần nữa đem tay phải đặt ở Lý Mộ trên bờ vai, một đạo sau vừa rồi tinh thuần không biết bao nhiêu lần Phật môn pháp lực từ bàn tay của hắn tràn vào Lý Mộ thân thể. Lý Mộ trong tay kim quang bắt đầu hướng về trong băng quan chậm rãi lan tràn. Một tấc hai tất ba tất. Một đoạn thời khắc, Lý Mộ cảm nhận được trên băng quan truyền đến áp lực giảm nhiều, kim quan kia rốt cục hoàn toàn đột phá băng quan, chiếu vào trong quan tại nữ tử trên thân. Tiếp tục sau một lát, nữ tử long mi run rẩy, tựa hồ là muốn mở ra, cuối cùng vẫn không thể mở ra, Lý Mộ thể nội đã hao hết, chỉ có thể tạm thời dừng lại, dựa vào băng quan nghỉ ngơi. Huyền Độ nói, nàng hồn lực đã còn thừa không nhiều, Lý Thí chủ mặc dù có thể ổn định nguyên thần của nàng, không đến mức tiêu tán, nhưng muốn tỉnh lại nàng, còn cần khổng lồ hồn lực. Bạch Yêu Vương nhìn xem trong quan tài nữ tử, biểu lộ như có điều suy nghĩ. A Di Đà Phật. Huyền Độ niệm một tiếng Phật hiệu, nói ra. Bần tăng biết Yêu Vương cứu vợ bức thiết, nhưng cũng tuyệt đối không thể rơi vào tà ma ngoại đạo. Bạch Yêu Vương thở dài, nói ra. Đại sư yên tâm, Bạch mổ cả đời làm việc, ngửa không thẹn trời, cuối không thẹn đất, bên trong không thẹn tâm, chính là hiến tế linh hồn của mình, cũng sẽ không đi ma đạo sự tình. Thu hoạch được đại lượng hồn lực, đơn giản nhất, cũng là mau lệ nhất phương pháp, chính là như thiên huyễn thượng nhân như thế, tại chu huyện chế tạo cương thi chi họa, âm thầm thu hoạch được hơn ngàn bách tính hồn lực. Lấy bạch yêu vương đối với bạch ngâm tâm tỷ mùi giáo dục đến xem, hắn chỉ sợ không phải yêu như vậy. Nhưng cứ như vậy, hắn liền thu thập không đến nhiều như vậy hồn lực, trừ phi hy sinh chính mình, đổi lấy thê tử sinh cơ. Trừ phi có cái biện pháp, có thể làm cho hắn cũng không cần làm chuyện thương thiên hại lý, lại có thể thu thập được đầy đủ hồn lực, lý mộ trong đầu linh Quang lóe lên, bỗng nhiên nói. Ta có một cái biện pháp, có thể cho yêu vương thu hoạch được đại lượng hồn lực. Bạch yêu vương lập tức nhìn xem hắn, hỏi. Biện pháp gì? Lý mộ mỉm cười nói. Sở Giang vương thủ hạ có 12 quỷ tướng, bọn hắn tại bắc quận Việt ác bất tận, giết bọn hắn lấy phách, đã có thể vì dân trừ hại, lại có thể thu hoạch được hồn lực. 12 quỷ tướng. Huyền độ kinh ngạc nói. Bần tăng làm sao nghe nói, sở Giang vương thủ hạ có 18 tên quỷ tướng. Lý mộ giải thích nói. Bởi vì một chút nguyên nhân, hiện tại chỉ còn 12 cái, Huyền độ lắc đầu nói 12 quỷ tướng hồn lực, chỉ sợ không đủ Nếu như lại thêm một cái sở giang vương đâu Lý mộ tiếp tục nói Sở giang vương là bắt quận uy hiếp lớn nhất Quận Nha muốn diệt trừ hắn đã rất lâu rồi Nếu là yêu vương có trừ hắn chi ý Quận Nha nhất định sẽ kiệt lực duy trì Sở giang vương thực lực mạnh hơn Chẳng lẽ có thế địch nổi yêu vương cùng quận Nha liên thủ Huyền độ nghĩ nghĩ, nói ra Đây cũng là một cái vẹn toàn đôi bên kế sách Sở giang vương là bắt quận đại hại nếu là yêu vương cùng quận nha dự định liên thủ tru sát quỷ này bần tăng cũng sẽ không ngồi nhìn đứng ngoài quan sát bạch yêu vương trầm ngâm một lát đối với lý mộ ông quyền nói ra quận nha nơi đó còn muốn xin nhờ lý huynh để liên lạc lý mộ gật đầu nói đây là tự nhiên quận nha thế nhưng là sao bạch yêu vương càng hy vọng việc sở giang vương có loại chuyện tốt này thẩm quận quý chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh như thế nào lại không đồng ý sở giang vương thực lực mạnh hơn cũng bất quá là đợi ngũ cảnh bạch yêu vương huyền độ trần quận thừa đều là đệ ngũ cảnh cường giả, đến lúc đó, quận thủ đại nhân khẳng định cũng sẽ xuất thủ, như vậy trải qua, sở Giang Vương tự thân khó đảm bảo, nơi đó còn nhớ được Lý Mộ giết hắn quỷ tướng sự tình. Bạch Yêu Vương nhìn xem Lý Mộ, mặt lộ cảm kích, nói ra. Lý Huynh để giúp bản Vương nhiều như vậy, bản Vương thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Lý Mộ phất phất tay, nói ra. Yêu Vương có thể trợ giúp quận nha, diệt trừ sở Giang Vương, trả bắt quận Bách tính một cái an bình, liền coi như là cảm ơn ta. Bạch Yêu Vương trầm mặt một lát, bỗng nhiên nói ta có một ý tưởng lý mộ nói yêu vương mời nói bạch yêu vương nhìn một chút lý mộ lại nhìn một chút huyền độ nói ra bạch mộ muốn cùng hai vị kết làm huynh đệ không biết các ngươi ý như thế nào lý mộ nghe vậy giật mình không nghĩ tới bạch yêu vương thế mà lại đưa ra yêu cầu như vậy hắn nhưng là đệ ngũ cảnh yêu vương bắt quần cường giả hiếm có có thể cùng quần thủ đại nhân bình khởi bình tọa cùng mình một cái đệ tam cảnh nho nhỏ bộ khoái kết làm huynh đệ coi là hạ mình Lý mộ còn không có kịp phản ứng, huyền độ liền cười ha ha một tiếng, nói ra. Yêu vương chí tình chí nghĩa, bần tăng bội phục, có thể cùng yêu vương gọi nhau huynh đệ, cho là nhân sinh một vui thú lớn. Bạch yêu vương cũng cười lớn một tiếng, cuối cùng nhìn về phía lý mộ, hỏi. Không biết lý huynh đệ ý tứ? Lý mộ ông quyền không người, nói ra. Lý mộ gặp qua hai vị huynh trưởng. Bạch yêu vương tuy là yêu vật, lại có nhân nghĩa chi tâm, lại chí tình chí nghĩa, lý mộ kính nể không thôi. Huyền độ mặc dù có đôi khi rất bạo lực, còn luôn luôn muốn cho Lý Mộ xuất gia, nhưng hắn cương trực ghét vua nịnh, nên từ bi thời điểm từ bi, nên bạo lực thời điểm bạo lực, Lý Mộ mười phần thưởng thức tính cách của hắn. Càng quan trọng hơn là, hai người đều là đệ ngũ cảnh cường giả. Lý Mộ chân trước vừa mới chọc sở Giang Vương, chân sau lại cuốn vào triều đình tranh đấu, hắn một cái nho nhỏ bộ khoái, không có thực lực, lại không có bối cảnh, chỉ có thể ở trong khe hẹp cẩn thận cầu sinh. Hiện tại không giống với lúc trước. Chí ít tại Bắc quận, hắn đồng thời có được hai tòa đáng tin chỗ dựa, mà lại lần sau gặp được bạch ngâm tâm tỉ muội, không duyên cớ liền tăng bối phận, các nàng còn dám ở trước mặt mình làm càng. Trong hai người một yêu, bạch yêu vương lớn tuổi nhất, huyền độ thứ hai, lý mộ nhỏ nhất, có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ hai vị huynh trưởng che chở. Bạch yêu vương bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng, nói ra. Chớ núp lấy, ra đi. Hai bóng người cúi đầu từ trong sơn động đi ra, chính là bạch ngâm tâm tỉ muội. Bạch thính tâm nhìn xem lý mộ cùng huyền độ, nghi ngờ nói, cha, ngươi vì cái gì dẫn hắn cùng hòa thượng này tới đây, nơi này đến cùng có cái gì? Không được vô lễ. Bạch Yêu Vương nhìn xem các nàng, nói ra. Đây là ngươi huyền độ thúc thúc, đây là ngươi lý mộ thúc thúc, về sau nhìn thấy bọn hắn, muốn khách khí một chút. Hai tỷ mùi đôi mắt đẹp đột nhiên trận to, Bạch Thính Tâm nhìn xem lý mộ, khó có thể tin nói. Hắn, thúc thúc. Lý mộ vỗ vỗ đầu của nàng, mỉm cười nói. Ngoan chất nữ. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lão hồi hương bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trận kiếp diệt chương 66 nhớ mãi không quên nguồn mê truyện audio com bạch xà thanh xà tỉ mùi đối với bỗng nhiên thêm ra tới thúc thúc nhất là lý mộ bối phận tăng trưởng biểu thị khó mà tiếp nhận nhưng bạch yêu vương ngày thường đối với các nàng có chút nghiêm khắc tại trước mặt phụ thân các nàng nhất thời cũng không dám biểu hiện ra cái gì bạch ngâm tâm ánh mắt nhìn về phía trên bệ đá băng quan nghi ngờ nói cha nàng là ai tại sao phải ở chỗ này bạch yêu vương ánh mắt nhu hòa nhìn xem trong quan tại băng nữ tử nói ra nàng là mẹ ngươi mẹ hai tỷ muội trên khuôn mặt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Bạch Yêu Vương nói. Đã các ngươi tìm được nơi này, cha liền không dối gạt các ngươi. Lý Mộ cùng Huyền Độ chủ động rời đi băng động, đem không gian lưu cho bọn hắn một nhà. Huyền Độ đi ra cửa động, bỗng nhiên nói ra. Tam đệ pháp kinh kia chi huyền diệu, vì huynh cuộc đời hiếm thấy, tâm, niết, khổ, môn Phật môn tứ tông, rất nhiều pháp kinh, vô xuất kỳ hữu giả, ngươi nếu có sáng lập ra môn phái chi tâm, trên tổ châu này, liền sẽ xuất hiện Phật môn đệ ngũ tông huyền độ đối với tâm kinh đánh giá độ cao vượt qua lý mộ đoán trước trên tổ châu đại địa phật môn có tâm niết khổ ngôn tứ tông tứ tông này giáo nghĩa khác biệt tu hành phương thức cũng có rất lớn khác biệt nhưng chúng nó căn bản khác nhau ở chỗ tứ tông chỗ thừa hành căn bản pháp kinh khác biệt tâm tông lấy thiền tâm kinh làm gốc niết tông thừa hành niết bàn kinh khổ tông cùng ngôn tông phân biệt thừa hành giới luật kinh cùng đại nhật kinh bốn bộ này kinh thư đều là đỉnh cấp pháp kinh tứ tông tổ sư coi đây là cơ sở sáng lập xuống bốn loại phật môn bè cánh ở trong mắt huyền độ, tâm kinh, chi huyền diệu, đã đến khai tông lập phái độ cao. Lý mộ ngượng ngùng cười cười, nói ra. Ta không có sáng lập ra môn phái chi tâm, có thể làm tốt một cái tiểu bộ khoái, làm tốt việc nằm trong phận sự liền là đủ. Huyền độ trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, lý mộ mặc dù tu vi không cao, nhưng lại có thể sáng chế như vậy pháp kinh, nếu là một lòng tu Phật, có rất lớn có thể sẽ trở thành một tông tổ sư, một số năm sau, Phật môn có hy vọng xuất hiện đệ ngũ tông. Không chỉ có như vậy, hắn không đến nhược quán, liền có thể lấy nói dẫn động thiên địa cộng minh, tại trong đạo môn, cũng là trước đó chưa từng có. Huyền độ ngồi tại cách đó không xa ngồi xuống, vẫn chắc vừa mới đột phá cảnh giới, Lý Mộ vừa rồi cưỡng ép đem kim quang đưa vào băng quang, thể lực có chút tiêu hao, tựa ở dưới một thân cây nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác đến trên mặt có chút ngứa, mở to mắt, nhìn thấy Bạch Thính Tâm không biết từ nơi nào tìm đến một cây cỏ đuôi chó, tại trên mặt hắn quét tới quét lui. Lý Mộ giận tái mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Làm càng bạch thính tâm nhảy đến một bên biểu môi nói đây chẳng qua là ý của phụ thân mơ tưởng để cho ta bảo ngươi thúc thúc lý mộ nhìn xem đầu này ở vào phản nghịch kỳ thanh xà nói ra xem ra ta cần nói cho bạch đại ca để hắn hảo hảo quản giáo quản giáo nữ nhi của mình thanh xà biến sắc nói ra ngươi dám lý mộ cười cười hỏi ngươi đoán ta có dám hay không bạch thính tâm con mắt đi lòng vòng rất nhanh lại lộ ra dáng tươi cười ông cánh tay của hắn lắc lắc nói ra ta và ngươi đùa dẫn nha, Lý Mộ thúc thúc, ngươi bỏ qua cho. Võ Quyết dày có móng tay nhọn, xem ra muốn hàng phục con thanh xa này, vẫn là phải chuyển ra bạch yêu vương. Lý Mộ lường nàng một chút, nói ra. Đi một bên chơi, ta muốn nghỉ ngơi. Bạch thính tâm nhưng không có rời đi, mà là đối với hắn vương tay. Lý Mộ hỏi. Làm gì? Bạch thính tâm đương nhiên nói. Trưởng bối lần thứ nhất gặp vãn bối, không phải muốn cho vãn bối lễ vật sao, ngươi không phải là không có chuẩn bị đi. Lý Mộ lắc đầu nói chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Trước kia không giống với. Bạch Thính Tâm giải thích nói. Trước kia ta lại không bảo ngươi thúc thúc, nếu như ngươi không có chuẩn bị lễ vật gì, liền đem một chiêu kia dùng xét đánh người pháp thuật dạy ta đi. Lý Mộ Cự Tuyệt nói. Đó là đạo thuật, chỉ truyền người một nhà, không truyền ngoại nhân. Lâm tự quyết Lý Mộ chỉ truyền cho Lý Thanh, Liễu Hàm Yên, Vãn Vãn, ngay cả Tiểu Bạch tạm thời cũng còn không có dạy, huống chi là con ngoại xa này. Bạch Thính Tâm thất vọng nói. Ta đem ngươi trở thành thúc thúc, ngươi đem ta ngoại nhân. Lý mộ nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một khối linh ngọc, nói ra. Khối linh ngọc này cho ngươi, coi như là quà ra mắt. Bạch thính tâm nhìn xem hắn, hỏi. Thúc thúc, ngươi có thể hay không có chút thành ý? Lý mộ coi là cùng bạch yêu vương kết bái đằng sau, con thanh xà này cũng không dám tại trước mắt hắn làm càng, không nghĩ tới nàng không chỉ có không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Ta không, chúng ta các luận các đích, ta gọi cha ngươi đại ca, ngươi gọi ta lý mộ, chúng ta cũng ngang hàng tương xứng. Cái này đương nhiên không được. Bạch Thính Tâm kiên quyết nói. Dạng này không phải loạn bối phận sao, ta gọi ngươi thúc thúc, thúc thúc giúp chất nữ tu hành thiên kinh địa nghĩa, ta sắp ngưng tụ thành yêu đan, Lý Mộ thúc thúc nhất định sẽ giúp ta a. À? Lý Mộ biết Bạch Thính Tâm muốn cái gì, trong cơ thể hắn pháp lực nghiêm trọng tiêu hao, mới vừa vặn khôi phục hơi có chút, giúp nàng một lần, lại sẽ bị ép khô. Lý Mộ viện cây đứng lên, nói ra. Không giúp được, cáo từ bạch thính tâm đè xuống lý mộ bả vai lý mộ liền lại ngồi xuống bạch thính tâm kinh ngạc nói nguyên lai ngươi không còn khí lực a à? lý mộ tựa ở trên cây nói ra ta là bởi vì cứu mẹ ngươi tại pháp lực tiêu hao nếu như ngươi còn có chút nhân tính liền để ta nghỉ ngơi thật tốt nhưng ta vốn cũng không phải là người a à. thính tâm sau lưng truyền đến bạch yêu vương thanh âm bạch thính tâm biến sắc lập tức đem lý mộ dịu dắt đứng lên một mặt ân cần nói ai nha lý thúc thúc ngươi không sao chứ ta dìu ngươi đứng lên. Bạch Yêu Vương đi lên trước, nói ra. Tam đệ, quận nha nơi đó, liền giao cho ngươi. Lý Mộ cười nói. Bạch Đại ca yên tâm, quận nha cũng đã sớm muốn diệt trừ sở Giang Vương, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bạch Yêu Vương vừa nhìn về phía Bạch Ngâm Tâm, nói ra. Ngâm Tâm, ngươi đi theo Lý Thúc Thúc cùng đi quận thành, nếu có tin tức, có thể trước tiên vừa đi vừa về đến bẩm báo. Bạch Thính Tâm nghe vậy, lập tức nói. Ta cũng muốn đi. Bạch Yêu Vương nhìn nàng một cái, nói ra. Tỷ tỷ ngươi là có chuyện quan trọng tại thân, ngươi đi làm cái gì? Bạch Thính Tâm chạy tới, kéo Bạch Ngâm Tâm cánh tay, nói ra. Ta cũng sắp ngưng đan, nếu là gặp được sự tình gì, cũng có thể đến giúp tỷ tỷ bận biểu. Bạch Yêu Vương nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi cùng đi cũng được, nhưng gặp được bất cứ chuyện gì, đều muốn nghe tỷ tỷ và lý thúc thúc mà nói, không có khả năng tùy hứng làm bậy, nếu không về sau ngươi cũng chỉ có thể trong núi tu luyện. Bạch Thính Tâm liên tục gật đầu. Biết biết, Liễu Hàm Yên còn tại Dương Khâu huyện, Lý Mộ đáp lấy phi thuyền, cùng huyền độ ở ngoài thành tách ra, bên người cũng chỉ còn lại có bạch ngâm tâm tỉ mùi. Sau đó ý thức hắn đến một vấn đề, mặc dù các nàng lần này đi theo chính mình, là có chuyện đứng đắn muốn làm, nhưng hắn làm như thế nào cùng Liễu Hàm Yên giải thích, hắn bất quá là ra ngoài tản bộ một vòng, bên người liền có thêm hai con rắn sự tình. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cùng Liễu Hàm Yên ở giữa tín nhiệm, đã đến không cần nhiều lời tình trạng. Nâng lên Lý Thanh lúc, nàng Yên Nguyên sẽ ăn dấm, nhưng lại thế nào ăn dấm? cũng không trở thành ăn vào chất nữ trên thân, nghĩ thông suốt điểm này, Lý Mộ liền yên tâm hướng Vân Yên Các đi đến. Vãn vãn cùng Tiểu Bạch ngồi tại trong trà lâu, trước mặt trên mặt bàn bày đầy các thức bánh ngọt, nàng vừa nhấc mắt nhìn thấy Lý Mộ tiến đến, lập tức đứng người lên, khu tay nói. Công tử! Ánh mắt của nàng đảo qua Lý Mộ sau lưng Bạch ngâm tâm tỉ mùi, nhìn thấy Bạch thính tâm lúc, khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, lập tức trốn ở Tiểu Bạch sau lưng, kinh hải nói. Có rắn, thật lớn một con rắn. Bạch thính tâm giật mình nói nàng sao có thể xem thấu ta? Theo thời gian tu hành càng ngày càng lâu, pháp lực càng phát ra cao thâm, vãn vãn linh động, cũng rốt cục có thể phát huy ra loại thể chất này tác dụng vốn có. Bạch Ngâm Tâm đã ngưng tụ thành yêu đan, yêu khí không ngoại lộ ra, nàng còn nhìn không ra, Bạch Thính Tâm vẫn chỉ là để tâm cảnh, có thể bị nàng một chút xem thấu. Lý Mộ đi đến vãn vãn bên người, an ủi: đừng sợ, nàng là người một nhà. Nói xong, hắn lại hỏi Tiểu Bạch nói: hàm yên tỷ tỷ đâu? Liễu bạch từ bạch ngâm tâm tỷ mụi trên thân thu tầm mắt lại nói ra hàm yên tỷ tỷ trên lầu liễu hàm yên vừa lúc từ trên lầu đi xuống nàng gặp qua bạch thính tâm một lần chưa từng gặp qua bạch ngâm tâm có chút nghi ngờ hỏi các nàng lý mộ nhìn xem liễu hàm yên đối với bạch ngâm tâm tỉ mụi nói đây là các ngươi sau này thẩm thẩm bạch ngâm tâm trời môi một cái cuối cùng không có để cho đi ra bạch thính tâm thì là cười hì hì nói thẩm thẩm tốt liễu hàm yên một mặt mê man đành phải đối với lý mộ nói Ngươi cùng ta đi lên. Một lát sau, Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch ngồi tại lầu một ăn bánh ngọt, Bạch Thính Tâm bóp một khối bánh đậu xanh, đưa vào trong miệng, dùng ánh mắt còn lại liếc qua bên cạnh bàn Tiểu Bạch, tiến đến Bạch Ngâm Tâm bên tai, nhỏ giọng nói ra. "Vì cô nương kia thật xinh đẹp, ngay cả ta nhìn đều ưa thích." Bạch Ngâm Tâm nhìn bên cạnh một chút, nói ra: "Hồ Yêu đương nhiên xinh đẹp. A, à, nàng cũng là yêu sao?" Bạch Thính Tâm trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nói ra: "Có thế trên người nàng không có yêu khí a?" À? bạch ngâm tâm nói ai bảo ngươi trước kia không hảo hảo tu hành nếu như ngươi bây giờ ngưng đan làm sao lại nhìn không ra bạch thính tâm nghĩ nghĩ bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai trong nhà nàng đã có một cái xinh đẹp hồ ly tinh khó trách chúng ta trước kia không mê hoặc nổi hắn bạch ngâm tâm nhìn một chút nàng nhắc nhở đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nếu như ngươi còn giống như trước làm càng như vậy phụ thân liền không để cho ngươi đi ra tốt tốt ta đã biết bạch thính tâm bất đắc dĩ thở dài nói ra hắn so với chúng ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu dựa vào cái gì muốn gọi hắn thúc thúc thật không cam tâm a à. lầu hai gian phòng liễu hàm yên nhìn xem lý mộ hỏi ngươi hai chất nữ này là từ đâu xuất hiện thế là lý mộ sẽ cùng bạch yêu vương cùng huyền độ kết bái sự tình nói cho nàng lại hỏi tâm ý của ta đối với ngươi thiên địa chứng giám, ngươi chẳng lẽ ngay cả chất nữ dám đều ăn đi liễu hàm yên lườm hắn một cái hỏi ngươi cảm thấy ta giống như là sẽ ăn bậy dám nữ nhân sao kỳ thật nàng vừa rồi thật sự có chút ghen tuông dù sao hai vị này nữ tử một cái sau một cái tuổi trẻ một cái sau một cái xinh đẹp mặc dù dáng người không có nàng đầy đặn nhưng này eo nhỏ mảnh khảnh tất cả nữ nhân đều sẽ hâm mộ ghen tuông về ghen tuông nhưng bị lý mộ trực tiếp như vậy nói ra nàng đương nhiên không nguyện ý thừa nhận nghĩ đến bạch yêu vương sự tình nàng lại có chút cảm động nói ra bạch yêu vương đối với thê tử thật là mối tình thắm thiết ngươi hẳn là hảo hảo học một ít người ta lý mộ nói À, đối với ngươi cũng là mối tình thắm thiết. Liễu Hàm Yên hừ nhẹ một tiếng nói. Vậy Lý Bộ Đầu đâu, ngươi còn một mực mang theo nàng tặng cho ngươi thanh kiếm kia, ngươi có phải hay không đối với nàng còn nhớ mãi không quên. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thủy ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en chương 67 Sở Giang Vương âm mưu Nguồn Mê truyện audio com Bạch ất kiếm vô tội trúng đạn, Lý Mộ không phản bác được Liễu Hàm Yên mặc dù cuối cùng sẽ hỏi ra một chút không hiểu thấu vấn đề Nhưng trên tổng thể thông tình đạt lý, sẽ không níu lấy một vấn đề không thả Lý Tứ đã từng nói, không ăn cơm nữ nhân có lẽ có Nhưng tuyệt đối không có không ăn giấm nữ nhân Các nạn ăn giấm đại biểu quan tâm, ngẫu nhiên ăn một chút giấm Cũng chưa hẳn là chuyện xấu, tại dương khâu huyện dừng lại một buổi tối giữa trưa ngày thứ hai lý mộ mang theo các nàng trở lại quận thành đưa các nàng về đến nhà đằng sau lý mộ trước tiên liền đi tới nha môn lần này hồi nhà hắn còn có trách nhiệm tại thân quận nha có thể hay không liên thủ với bạch yêu vương diệt trừ sở giang vương liền nhìn phía trên thái độ triệu bộ đầu từ trị phòng thọ đầu ra nói ra lý mộ trở về a à? lý mộ đi lên trước hỏi thẩm đại nhân có ở đó hay không triệu bộ đầu nghĩ nghĩ nói ra nếu như không phải chuyện trọng yếu gì tốt nhất đừng đi tìm thẩm đại nhân lý mộ kinh ngạc nói vì cái gì triệu bộ đầu thở dài nói ra hôm nay là thẩm đại nhân phụ mẫu vợ con ngày dỗ bốn năm trước hôm nay sở giang vương giết thẩm đại nhân cả nhà đại nhân hàng năm hôm nay đều sẽ đem chính mình nhốt tại trong phòng ai cũng không gặp lý mộ nghĩ nghĩ nói ra nếu là như vậy ta thì càng có gặp hắn cần thiết hắn đi vào sau nha một chỗ trước của phòng đưa tay gõ cửa một cái hồi lâu sau trong phòng mới truyền đến thanh âm, bản quan hôm nay nghỉ mộc, không có chuyện gì, không cần phiền ta. Lý mộ đứng tại cửa ra vào, nói ra. Đại nhân hôm nay nếu là không tiện, Lý mộ ngày mai lại đến, bất quá, đây có lẽ là diệt trừ sở gian vương cơ hội tốt nhất, kéo đến lâu, không biết có thể hay không phát sinh biến cố. Soạt. Lý mộ thoại âm rơi xuống, đang muốn quay người rời đi, chỉ nghe được trong phòng truyền đến một trận cái bàn lật ngược, đồ sứ thanh âm vỡ vụn, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, thẩm quần úy dùng sức nắm lấy bờ vai của hắn, nói ra, vào nói trong phòng lộn xộn không gì sánh được tràn đầy mùi rượu lý mộ tìm một cái ghế tọa hạ nói ra bạch yêu vương đã đáp ứng trợ giúp quận nha diệt trừ sở giang vương vừa mới tấn cấp đệ ngũ cảnh huyền độ đại sư cũng đáp ứng xuất thủ thẩm quận úy ánh mắt sắc bén một bàn tay đập vào trên mặt bàn hỏi chuyện này là thật coi là thật lý mộ nhẹ gật đầu lại nói nhưng bạch yêu vương có một cái điều kiện thẩm quận úy hỏi điều kiện gì Lý Mộ nói: Hắn muốn Sở Giang Vương cùng nó thủ hạ quỷ tướng hồn lực. Thẩm quận Úy vung tay lên, nói ra: Việc này bản quan có thể đại biểu quận nha đáp ứng hắn. Quận nha muốn trừ Sở Giang Vương đã lâu, nhưng vừa đến, bọn hắn căn bản tìm không thấy Sở Giang Vương giấu kín chi địa, trong 18 quỷ tướng, gặp qua Sở Giang Vương, chỉ có quỷ tướng thứ nhất cũng chỉ có hắn có thể trực tiếp tiếp xúc đến Sở Giang Vương. Thứ hai, chỉ dựa vào quận nha lực lượng, cũng căn bản không làm gì được Sở Giang Vương nhưng nếu là quận nha lại thêm bạch yêu vương thế lực huyền độ lực lượng tiêu diệt sở giang vương không có bất kỳ lo lắng gì bạch ngâm tâm tỉ mụi đến đại biểu chính là bạch yêu vương thành ý từ lý mộ nơi này biết được bạch yêu vương hợp tác ý nguyện đằng sau thẩm quận úy không có trì hoãn lập tức liền đi tìm quận thủ cùng quận thừa thương nghị từ khi lý mộ lại giết sở giang vương thủ hạ bốn tên quỷ tướng đằng sau bắt quận 13 ba huyện sự kiện liên tiếp phát sinh bất quá xảy ra chuyện không phải dân chúng tầm thường mà là người trong tu hành ngắn ngủi trong vòng vài ngày đã có mấy danh tụ thần người tu hành ly kỳ mất tích sau nửa canh giờ thẩm quận úy lần nữa trở lại quận nha đối với lý mộ nói chỉ cần bạch yêu vương đáp ứng xuất thủ sở giang vương cùng nó thủ hạ quỷ tướng hồn lực hắn có thể đều cầm lấy đi tại trên đối phó sở giang vương sự tình quận nha cùng bạch yêu vương có cùng chung mục tiêu bạch yêu vương muốn sở giang vương hồn lực quận nha muốn bắt quận an bình bọn hắn đều muốn sở giang vương đi chết thẩm quận úy tiếp tục nói Bạch Yêu Vương nơi đó, liền do ngươi phụ trách liên hệ, chúng ta sẽ mau chóng liên hệ xếp vào tại sở Giang Vương thủ hạ ám tử, nghĩ biện pháp tìm tới hắn giấu kín chi địa. Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra. Giao cho ta. Có thể đẩy mạnh chuyện này, ngươi không thể bỏ qua công lao. Thẩm quận úy nhìn thoáng qua trong trị phòng Bạch Ngâm tâm tỉ muội đối với Lý Mộ nói. Làm tốt lắm. Ta. Không cần giải thích. Thẩm quận úy cười cười, nói ra. Đây là bản lãnh của ngươi, người khác còn hâm mộ không đến, nếu quả như thật có thể diệt trừ Sở Giang Vương, ngươi liền lập xuống một cái công lớn, triều đình đối với ngươi ban thưởng sẽ không hẹp hòi. Thẩm Quận Úy còn muốn nghĩ biện pháp liên lạc xếp vào ở bên người Sở Giang Vương ám tử, dặn dò Lý Mộ vài câu liền rời đi. Đối với việc này, Lý Mộ lên chính là kết nối quận nha cùng Bạch Yêu Vương mối quan hệ tác dụng, chân chính phải giải quyết Sở Giang Vương phiền phức, vẫn là phải dựa vào bọn họ những cương giá này. Lý Mộ đi vào trị phòng, Bạch Thính Tâm lập tức hỏi: "Thúc thúc, ta cùng tỷ tỷ ở chỗ nào a?" À? Lý Mộ lấy ra một thỏi bạc đang muốn mở miệng bạch thính tâm nhân tiện nói ngươi không phải là muốn để cho chúng ta khách ở sạn đi nơi đó vừa dơ vừa loạn đồ ăn cũng không tốt ăn ngươi nhẫn tâm để cho ngươi các chất nữ đáng thương ở tại loại địa phương kia sao lý mộ nghĩ nghĩ nói ra ta có thể giúp các ngươi tìm một gian tốt một chút khách sạn bạch thính tâm lắc đầu nói cha ta nếu như biết ngươi dạng này đối với chúng ta nhất định sẽ rất thương tâm nói lương tâm nói bạch yêu vương đối với lý mộ là thật thành tâm thực lòng suy nghĩ kỹ một chút liền xem như bà con xa tới, dựa theo lễ tiết cũng không tốt sắp xếp người nhà ở khách sạn. Nếu để cho Bạch Yêu Vương biết được, coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi có khúc mắc. Lý Mộ bất đắc dĩ nói: "Vậy các ngươi trước hết cùng ta về nhà đi." Liễu Hàm Yên đối với Bạch Ngâm Tâm tỷ muội trong nhà ở mấy ngày, cũng không có ý kiến gì, còn lấy nữ chủ nhân thân phận, phi thường nhiệt tình tự mình hạ trù, làm cả bàn đồ ăn, để chưa từng có hưởng qua nhân gian mỹ vị Bạch Thính Tâm cắn được đầu lưỡi của mình bạch ngâm tâm biểu hiện thì hoàn toàn cùng lý mộ mới quen thời điểm là hai cái bộ dáng mới vừa cùng lý mộ nhận biết thời điểm biểu hiện của nàng không có sao bạch thính tâm tốt hơn bao nhiêu chỉ bất quá ngưng tụ thành yêu đan bước vào đệ tứ cảnh đằng sau tâm tính của nàng muốn so trước kia thành thục rất rất nhiều liễu hàm yên cho các nàng chuẩn bị hai gian sương phòng hai tỷ mùi chỉ cần một gian đêm khuya Bạch Thính Tâm đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Liễu Hàm Yên tiến vào Lý Mộ gian phòng, đóng cửa lại, thẳng đến tắt đèn sau cũng không có đi tới, đi trở về gian phòng, lắc đầu nói. Xong, tỷ tỷ, lần này ngươi triệt để không có cơ hội. Bạch Ngâm Tâm nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hỏi. Ngươi có phải hay không lại ngứa da? Bạch Thính Tâm phiền muộn nói. Ai, ta chẳng qua là vì ngươi nghĩ, ngươi trước kia chưa từng thấy nam nhân, thật vất vả gặp được một cái, liền cho rằng hắn là trên đời tốt nhất. Nhưng thiên hạ này nam nhân có thế nhiều nữa đâu, phía sau khẳng định còn có tốt hơn ngươi không thể vì một cái cây liền từ bỏ nguyên một tòa rừng rậm bạch ngâm tâm lường liếc nàng hỏi lời này của ngươi là từ đâu học được bạch thính tâm thoát giày lăn đến trên giường nói ra chính ta suy nghĩ đó a à, đợi đến ta cũng ngưng đang chúng ta liền ra ngoài sông Sáo giang hồ nói không chừng liền gặp được chúng ta hứa tiên nàng một người trên giường lăn lăn bỗng nhiên đứng lên hỏi tỷ ngươi sẽ không thật ưa thích hắn a à? bạch ngâm tâm lắc đầu nói ra ta không biết. Bạch Thính Tâm chắc chắn nói. Không biết chính là thích, ai bảo ngươi gặp phải nhân loại đầu tiên chính là hắn đâu. Nàng ông Bạch ngâm tâm cánh tay, đem đầu tựa ở trên vai của nàng, nói ra. Ngươi chính là gặp nam nhân quá ít, chờ thêm mấy tháng, ta dẫn ngươi đi bắt quận bên ngoài sông sáo sông sáo, gặp nhiều nam nhân, ngươi liền biết, lý mộ bất quá cũng như vậy. Bạch ngâm tâm tỉ mùi tạm nhà ở bên trong mấy ngày nay, vãn vãn cùng tiểu Bạch mỗi ngày dẫn các nàng ra ngoài đi dạo, dùng tiền để dành của mình cho các nạn mua một đống lễ vật, ba yêu một người kết thâm hậu tỷ mùi hữu nghị. Lý mộ mới vừa tới đến quận nha, triệu bộ đầu liền thông tri hắn nói. Quận quý đại nhân nói, để cho ngươi đến một lần nha môn, liền đi tìm hắn. Hắn đi vào tiền đường, thẩm quận quý quơ quơ ống tay áo, đem đại môn đóng lại, sau đó nói. Tên kia ám tử, quận nha đã liên hệ đến. Lý mộ nhìn xem thẩm quận quý, hỏi. Ám tử kia tin được không? Thẩm quận quý nhẹ gật đầu, nói ra hắn vốn là quận nha xếp vào đi vào, chúng ta có biện pháp kiểm nghiệm hắn có hay không đang nói láo. Sở Giang Vương tại Bắc quận ẩn núp 5 năm, quả nhiên có âm mưu. Lý Mộ nhíu mày lại, hỏi. Âm mưu gì? Thẩm quận úy trầm giọng nói. Hắn bồi dưỡng 18 quỷ tướng, là vì tạo thành một cái trận pháp, trận pháp này tên là Thập Bát Âm Ngục Đại Trận, là ma tông một cái cực kỳ ác độc đại trận, hắn muốn mượn nhờ trận pháp này, đem một huyện thành bách tính sinh sinh luyện hóa, nhờ vào đó đến đột phá đến đệ lục cảnh. Lý Mộ đối với cái này sớm đã có suy đoán, hắn có được thiên huyễn thượng nhân ký ức, đối với thập bát âm ngục đại trận cũng không lạ lẫm, Sở Giang Vương dùng thời gian lâu như vậy, tốn công tốn sức, bồi dưỡng được 18 tên hồn cảnh quỷ tướng, dụng tâm rốt cuộc rõ ràng cực kỳ. Hắn tiếp tục hỏi, Sở Giang Vương lựa chọn huyện nào? Thẩm Quận Úy nói, Dương Khâu huyện. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của Ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thổi ghé đọc và cảm nhận Chuyện đã en đã en Chương 68 Sở Giang Vương hiện là minh chủ Nguồn Mê truyện audio.com Dương Khâu huyện thật là nhiều tai nạn trước có Thiên huyện Thượng Nhân sau có Sở Giang Vương tất cả đều đem mục tiêu tuyển tại nơi này Nếu như Lý Mộ không có nhớ lầm Trương huyện lệnh hẳn là còn muốn một đoạn thời gian mới có thể triệt để rời chức rời chức trước, trước đó, lại đụng tới chuyện như vậy, không biết nên nói hắn may mắn, hay là không may. Thập bát âm ngục đại trận không thể khinh thường, có thể làm cho sở Giang Vương dùng thời gian 5 năm chuẩn bị trận pháp, quy lực tự nhiên không thể tầm thường so sánh. 18 tên đệ tứ cảnh hung hồn, tạo thành thập bát âm ngục đại trận, có thể mượn dùng vô cùng to lớn thiên địa chi lực, cho dù là động huyền cường giả, cũng phải bị sinh sinh vây chết ở trong đó. Trận này một khi hoàn thành, liền xem như mấy tên đệ ngũ cảnh cường giả hợp lực, cũng vô pháp từ ngoài trận phá vỡ, chỉ có từ nguồn cội ngăn cản, không để cho sở Giang Vương bày trận thành công, mới có thể phá hư kế hoạch của hắn. Lý Mộ tiếp tục hỏi. Sở Giang Vương dự định lúc nào động thủ, sau 7 ngày sau. Thẩm quận úy kinh dị nói. Làm sao ngươi biết? Lý Mộ giải thích nói. Sau 7 ngày, đúng lúc là tháng âm ngày âm, sở Giang Vương nhất định sẽ tuyển ngày đó giờ âm đồng thủ, thập bát âm ngục đại trận, vào lúc đó uy lực lớn nhất. Thẩm quận úy ngoài ý muốn nói. Chúng ta ám tử chỉ nói cho thời gian địa điểm, cũng không có nói cho nguyên nhân, người đối với cái này thập bát âm ngục đại trận hiểu rất rõ sao. Lý mộ gật gật đầu, nói ra. Ta tại trên một bản thiên môn đạo thư thấy qua, trận này uy lực cực mạnh, một khi bị sở giang vương thành công bố trí, cả huyện thành bách tính, đều sẽ trở thành hắn tế phẩm. Yên tâm đi, nếu chúng ta đã sớm biết được, liền nhất định sẽ không để cho sở giang vương âm mưu thành công. Thẩm quận úy nắm đấm nắm chặt, trên mặt lộ ra một tia tàn khốc, cắn răng nói. Lần này, bản quan nhất định phải chính tay đâm kẻ này từ quận nha trở về lý mộ thông tri bạch ngâm tâm tỷ muội để các nàng mau chóng về núi đem việc này cáo tri bạch yêu vương quận nha không có khả năng giống trống khu chiên cùng bạch yêu vương tiếp xúc này sẽ gây nên sở giang vương cảnh giác hai phe thế lực liên thủ muốn trong bóng tối tiến hành ngoài ra lý mộ chính mình cũng muốn lại về dương khâu huyện một chuyến hắn không chỉ có muốn thông tri huyền độ còn muốn thông tri trương huyện lệnh một tiếng để hắn phối hợp quận Nha, chuẩn bị sớm loại chuyện này quận quý cùng quận thừa không có khả năng tự mình xuất thủ, bọn hắn như rời đi quận thành, nhất định để người chú ý, Lý Mộ một cái tiểu bộ đầu, không có người sẽ tận lực chú ý, Kim Sơn tự bên ngoài, Lý Mộ cùng Huyền Độ đứng tại trên một mảnh đất trống, trên đỉnh đầu, mây đen dày đặc, có lôi quan ở trong đó chấp động. Trên bầu trời bỗng nhiên phiêu khởi tuyết long ngỗng, hàng ý thấu xương, bông tuyết rơi vào trên người, Lý Mộ có một loại ngay cả linh hồn đều muốn bị đông cứng cảm giác. Đây là xuất từ Lý Mộ, nhưng hắn chính mình lại không cách nào thi triển đạo thuật. Một thức này đạo thuật, không cần thủ thế, cũng không cần cái gì chân ngôn, lấy oán khí làm dẫn, câu thông thiên địa, cùng Lý Mộ biết bất luận cái gì một thức đạo thuật cũng khác nhau. Lý Mộ thở dài, nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung thiếu nữ, trong lòng chua xót khó tả. Nếu là lần thứ nhất thi triển đạo thuật kia chính là hắn, chỉ sợ hắn hiện tại cũng có đệ ngũ cảnh tu vi. Nhưng hắn lại không thể có tiểu ngọc oán khí, có một số việc từ nơi sâu xa, tự có thiên định. Thiếu nữ thân ảnh từ không trung tung bay mà xuống, bầu trời dị tượng mới chậm rãi biến mất nàng chậm rãi thổi qua đến nói ra đến lúc đó ta cũng cùng đại sư cùng đi chứ hiện tại ta hẳn là có thể đến giúp các ngươi cái gì huyền độ nhẹ gật đầu nói ra cũng tốt quãng khí tiêu tán đằng sau tiểu ngọc thực lực mặc dù có chỗ hạ xuống nhưng cũng là thực sự đệ ngũ cảnh cứ tính toán như thế đến quận nha chung có thế triệu tập năm tên đệ ngũ cảnh cường giả sở giang vương chấp cánh khó thoát từ kim sơn tự rời đi lý mộ trực tiếp tới huyện nha đi đến nơi nào đó trị phòng trước lý mộ bước chân dừng lại chậm rãi đi vào. Trong trị phòng, nguyên bản thuộc về Lý Thanh vị trí, ngồi một bóng người. Đó là một tên nữ tu, có ngưng hồn tu vi, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, hỏi. Ngươi có chuyện gì? Lý Mộ lần này đi ra, không có mặt công phục, hắn nhìn xem nữ tu kia, cười nói. Ta tìm trương huyện lệnh. Nữ tu kia đứng người lên, nói ra. Trương đại nhân công vụ bề bộn, ngươi nếu có cái gì oan khuất muốn tố, trước tiên có thể nói cho ta biết, nếu có tất yếu, ta sẽ chuyển cáo đại nhân. Lý Mộ. Lý Mộ không có trả lời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lý Mộ quay đầu lại, một vị nam tử trung niên trên mặt tươi cười, nói ra: "Thật là ngươi a, à, ta đều nghe nói, ngươi tại quận nha mới hai tháng, liền thăng lên bộ đầu, thật sự là cho chúng ta huyện nha mặt dài a." À? Lý Mộ cười cười, ông quyền nói: "Chu bộ đầu." Tên nữ bộ đầu kia nhìn xem Lý Mộ, ngoại ý muốn nói: "Đây chính là vị kia mắng trời mắng mắng triều đình Lý bộ đầu." Chu bộ đầu mặt lộ vui mừng, nói ra đúng vậy lý bộ đầu chính là từ huyện chúng ta nha đi ra hắn đều đi thời điểm ngươi còn chưa tới trở lại huyện nha cũng đã cảnh còn người mất lý mộ đối với chu bộ đầu cười cười nói ra trương đại nhân có ở đó hay không ta có chuyện quan trọng tìm hắn ở chu bộ đầu vội vàng nói đại nhân ngay tại sau nha ta đi thông báo một lát sau huyện nha hậu đường trương huyện lệnh là lý mộ ngâm chén trà cười nói xem ra bản quan đề nghị ngươi đi quận nha là đúng nhanh như vậy liền thăng bộ đầu đến uống trà. Lý mộ mất mấy trà, Trương huyện lệnh cũng nâng chung trà lên, nói ra. Hay là lý mộ ngươi có lương tâm A, à, trở về huyện thành thăm người thân, cũng không quên đến xem bản quan, không giống Trương Sơn Bạch Nhãn Lan kia, bản quan còn không có điều nhiệm đâu, hắn trước hết chạy. Lý mộ đặt chén trà xuống, cười nói. Kỳ thật ta lần này đến, là có kiện sự tình, muốn thông tri Trương Đại Nhân. Trương huyện lệnh mất mấy trà, nói ra. Ngươi nói đi. Lý mộ chờ hắn uống xong trà, cất kỹ chén trà, mới nói đại nhân ngài ngồi trước ổn. Trương huyện lệnh nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lập tức đứng người lên, nói ra. Bản quan chợt nhớ tới, triều đình hạng ta ngay hôm đó rời chức, bản quan cái này thu dọn đồ đạc, núi cao đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lý mộ bất đắc dĩ nói. Đại nhân đừng vội thu dọn đồ đạc, hiện tại thu thập cũng không kịp. Trương huyện lệnh vịnh cái ghế, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, hỏi. Không phải là thiên huyện thượng nhân còn chưa chết a? À? Lý mộ lắc đầu, làm sao có thể? Trương huyện lệnh lúc này mới ngồi xuống, thở phào một hơi, nói ra. Ngươi cũng đừng dọa bản quan, bản quan nhát gan, chịu không được dọa. Lý mộ cười nói. Yên tâm, lần này không phải việc đại sự gì. Trương huyện lệnh dựa vào ghế, nói ra. Đến cùng là chuyện gì? Lý mộ hỏi. Sở Giang Vương Trương Đại Nhân nghe qua sao? Trương huyện lệnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏi. Sở Giang Vương thế nào? Lý mộ nói sở giang vương tại bảy ngày sau đó muốn hiến tế toàn bộ dương khâu huyền thành bách tính quận úy đại nhân để cho ta tới thông báo một chút ngươi để cho ngươi chuẩn bị sớm trương huyện lệnh bỗng nhiên đứng người lên nói ra triều đình mệnh bản quan sớm ngày đi trung quận đi nhậm chức xe ngựa đều chuẩn bị xong chuyện này ngươi cùng đời tiếp theo huyện lệnh nói đi lý mộ nói bổ sung đại nhân yên tâm lần này chí ít có năm tên đệ ngũ cảnh người tu hành sẽ ra tay dương khâu huyện vạn vô nhất thất việc này nếu là xử lý thỏa đáng đại nhân lại có thể được không một kiện công lao Trương huyện lệnh lại ngồi xuống, vuốt ve trên cầm râu ngắn, nói ra. Bản quan nghĩ nghĩ, bản quan chỉ cần còn tại Dương Khâu huyện một ngày, liền hay là Dương Khâu huyện quan phụ mẫu, sở Giang Vương muốn hại ta Dương Khâu huyện bách tính, trước hết từ bản quan trên thi thể bước qua đi. Lý mộ ông quyền nói. Đại nhân cao thượng. Thập bát âm ngục đại trận mặc dù uy lực cực mạnh, bày trận sau khi hoàn thành, có thể bao trùm cả huyện thành, nhưng trận pháp bố thành trước đó thời gian chuẩn bị, cũng dài đằng đẵng. Sở Giang Vương muốn trận này phát huy ra uy lực lớn nhất, nhất định phải tuyển tại tháng âm ngày âm giờ âm, tại dưới tình huống bị sớm biết kế hoạch, thập bát âm ngục đại trận, không có khả năng bố thành. Từ giờ trở đi, Trương huyện lệnh sẽ cho người thời khắc chú ý trong huyện thành từng cái địa điểm trọng yếu, liền xem như sở Giang Vương đem thời gian sớm, cũng có thể trước tiên phát hiện. Sau đó sự tình, liền không có quan hệ gì với Lý Mộ. Loại cấp bậc kia chiến đấu, tụ thần cùng thần thông cảnh người tu hành, sát tức thương, sát bên tức tử, Lý Mộ chỉ cần tại quận nhà các loại tin tức là được. Bắc quận, đồng nằm nơi nào đó thâm sơn cung nghênh điện hạ. 18 đạo quỷ khí âm trầm thân ảnh, quỳ thành ba hàng, tiền phương của bọn hắn, đứng đấy một tên dáng người vĩ ngạn nam tử. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, mặc một bộ màu đen theo lên kim long bào phục, đầu đội châu ngọc mũ miệng, trên thân tản mát ra khí tức cường đại. Sở Giang Vương nhìn xem 18 đạo quỷ ảnh này, thở ra một hơi, chậm rãi nói. Năm năm, bản vương rốt cuộc đời đến cái ngày này. Cung chúc điện hạ đại sự sắp thành. Bày quỷ nhao nhao cao giọng mở miệng sở giang vương ánh mắt tại bầy quỷ trên thân liếc nhìn một chút bỗng nhiên nhìn về phía trong đó một vị hỏi câu hồn quỷ ngươi trở thành bản vương quỷ tướng bao lâu rồi trong bầy quỷ có một cái quỷ tướng ngẩng đầu nhìn thấy sở giang vương trên mặt đều là trào phúng đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân pokemon chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thuẩy ghé đọc và cảm nhận truyện đã en đã en. Chương 69 Quận Thành Kinh Biến Nguồn Mê truyện audio com Trương huyện lệnh mặc dù nhát như chuột, nhưng chỉ cần nghiêm túc, làm việc liền mười phần kín đáo, lại đáng tin cậy. Ba ngày trước đó, hắn từ dương khâu huyện truyền đến tin tức, trong huyện thành, quả nhiên xuất hiện quỷ vật hoạt động tung tích. Bạch Yêu Vương tại hai ngày trước, liền đã bí mật đuổi tới dương khâu huyện, tiến về Kim Sơn Tự, cùng huyền độ hội hợp. Tối hôm qua, trần quận thừa cùng thẩm quận úy cũng âm thầm rời đi quận nha ngay cả ngày thường tùy tiện không rời đi quận thành quận thủ đại nhân cũng cùng nhau đi tới dương khâu huyện đại biểu quận nha diệt đi sở giang vương quyết tâm ba vị chủ quan đều không tại thẩm quận úy trước khi rời đi đem quận nha tạm thời giao cho lý mộ hôm nay chính là sở giang vương hành động thời gian bắt quận chỗ nguy hiểm nhất là dương khâu huyện quận thành chung quanh chỉ cần không phát sinh cái gì thiên đại sự tình lưu thủ tại nhà môn sáu tên bộ đầu liền có thể xử lý hôm nay giờ âm là giờ tuất giờ phút này giờ dậu đã qua một nửa, qua lâu rồi hạ nha thời gian, Lý Mộ còn không có rời đi nha môn. Hắn ngồi tại trong trị phòng, có chút không quan tâm. Tuy nói năm vị đệ ngũ cảnh cường giả, cầm xuống một cái sở giang vương, căn bản không có bất kỳ lo lắng gì, nhưng trải qua thiên huyễn thượng nhân một chuyện đằng sau, Lý Mộ đối với mấy cái này ma đạo tà tu, có càng thêm tin tưởng nhận biết. Bọn hắn xem phàm nhân làm kiến hôi cỏ rác, mấy ngàn thậm chí cả mấy vạn bách tính tính mệnh, trong mắt bọn hắn, chẳng qua là một cái lạnh như băng số lượng. Những người này không chỉ có làm việc tàn nhẫn, tính tình cũng phần lớn âm hiểm xảo trá, không có dễ dàng đối phó như vậy. Thiên Huyễn thượng nhân thọ không có ba hang, đem tất cả mọi người, bao quát phù lục phái cùng Huyền Tông cùng giai người tu hành, coi là quân cờ mang thiên quá hải, ve sầu thoát xác, đến bây giờ còn có vô số người bị mơ mơ màng màng. Sở Giang Vương thủ hạ, nếu không phải có Quận Nha an bài nội ứng, hắn chỉ cần nửa canh giờ, liền có thể đem trong Dương Khâu Huyện thành bách tính hiến tế, không cho Quận Nha lưu lại bất kỳ phản ứng nào thời gian. Lý Mộ đứng người lên đi đến trong viện, ánh mắt nhìn qua một cái hướng khác. Quận nha lần này đối với Sở Giang Vương có ý quyết giết, bọn hắn nhất định sẽ đợi đến thập bát âm ngục đại trận sắp hoàn thành, Sở Giang Vương không cách nào bước ra, lui không thể lui thời điểm mới ra tay. Giờ Tuất lập tức tới ngay, cũng không biết Dương Khâu huyện tình huống thế nào. Dương Khâu huyện. Trương huyện lệnh đối với trong huyện nha ba người chắp tay, nói ra. Gặp qua ba vị đại nhân. Một lão giả hỏi. Huyện thành tình huống như thế nào? Trương huyện lệnh đi đến bên tường, chỉ vào một bộ to lớn huyện thành địa đồ nói ra hồi quần thủ đại nhân mấy ngày nay hạ quan đã thăm dò rõ ràng một chút khả nghi địa điểm những địa phương này trong vòng ba ngày một mực có quỷ vật hoạt động hạ quan lo lắng đánh cỏ động trắng liền không có tự tiện hành động làm được rất tốt lão giả tán thưởng nhẹ gật đầu đối với trần quận thừa nói trần đại nhân làm phiền ngươi cùng thẩm đại nhân đi đuổi bắt giấu kín tại những nơi bày trận máu chốt địa điểm quỷ tướng tận lực không trần quấy nhiễu đến bách tính trần quận thừa ông quyền nói ra Hạ quan tuân mệnh thẩm quận úy nghĩ nghĩ ngẩng đầu nói ra đại nhân bắt sở giang vương đằng sau có thể hay không để hạ quan tự mình chính tay đâm kẻ này lão giả nhẹ gật đầu nói ra chúng ta sẽ đem hắn lưu cho ngươi xử trí thẩm quận úy quỳ một chân trên đất trầm giọng nói đa tạ đại nhân lão giả vừa nhìn về phía huyền độ bạch yêu vương cùng huyền độ sau lưng một thiếu nữ nói ra phiền phức ba vị cùng bản quan cùng một chỗ đem sở giang vương tìm ra không bao lâu huyện nha trên không, bỗng nhiên có bốn bóng người phóng lên tận trời. Bốn người phân biệt bay về phía bốn phương tám hướng, đứng ở đông nam tây bắc tứ phía trên tường thành, bốn đạo pháp lực từ trên người bọn họ tràn ra, trên không trung hội tụ thành một chút, đem toàn bộ huyện thành bao phủ. Khí tức này phổ thông bách tính không cảm giác được, trong huyện thành người tu hành lại đều sắc mặt đại biến, trong lòng giống như là bị đè ép một tảng đá lớn, để bọn hắn không thở nổi. Sau một lát, trên một mặt tường thành, lão giả kia hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói: "Làm sao lại không có?" bốn bóng người một lần nữa tập hợp một chỗ, Bạch Yêu Vương lắc đầu nói. Ta không có cảm ứng được. Huyền Đỗ lắc đầu, nói ra. Bần Tăng cũng không có phát hiện u hồn khí tức. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời có bông tuyết bay lạ tả rơi xuống, nàng nhắm mắt cảm thụ sau một lát, một lần nữa mở to mắt, nói ra. Nơi này không có u hồn khí tức, cũng không có mặt khác quỷ vật, chỉ có một con hung hồn. Nàng đưa tay chỉ một cái phương hướng, nói ra. Hung hồn kia rất suy yếu, hắn sắp tiêu tán, dương khâu huyện nơi nào đó thẩm quận úy một cước đá văng một tòa cửa viện trong viện rỗng tuyết hắn nhịn không được giận mắng một tiếng đáng chết lại không có hai người đã dựa theo trên địa đồ kia đánh dấu tìm mấy cái địa phương nhưng không có bất luận phát hiện gì sở gian vương thủ hạ quỷ tướng căn bản không ở nơi đó trần quận thừa sắc mặt nghiêm nghị nói ra đi tới một chỗ hai người lại đã tìm đến gần nhất nơi nào đó sân nhỏ rốt cục tại nơi nào đó trong phòng cảm nhận được hồn lực khí tức ở chỗ này thẩm quận úy trên mặt hiện ra vẻ vui mừng phá cửa mà vào đằng sau thấy được một cái cực kỳ suy yếu hư ảnh hư ảnh kia hiển nhiên là hồn thể đã đến tiêu tán biên giới bờ vai của hắn cổ tay hai chân phân biệt có vài chỉ màu đỏ như máu đinh sắt đem hắn gắt gao đính tại trên tường thẩm quận úy thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt tê thanh nói a à toàn thế nào lại là ngươi hồn ảnh kia ngẩn đầu không gì sánh được yếu ớt nói đại nhân ta ta bị phát hiện hắn mục tiêu của bọn hắn là quận thành nguy rồi. Trần Quận thường nghe vậy, sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói. Chúng ta trúng sở Giang Vương Điệu Hổ Ly Sơn. Huyền độ bọn người từ bên ngoài bước nhanh đi tới, nghe nói lời ấy, sắc mặt đều là biến đổi lớn. Bọn hắn coi là sớm biết được sở Giang Vương kế hoạch, quận Nha Cường giả ra hết, tề tụ Dương Khâu huyện, nhưng không ngờ trúng sở Giang Vương kế Điệu Hổ Ly Sơn. Dương Khâu huyện chỉ là hắn cố ý ném đi ra ngụy trang, hắn chân chính mục tiêu, cho tới bây giờ đều là quận thành. Bắt quận quan phủ tất cả cường giả, bao quát bạch yêu vương cùng huyền độ đều tụ tại dương khâu huyền quận thành trống rỗng không người có thể ngăn cản sở giang vương cùng nó thủ hạ quỷ tướng sở giang vương đã sớm phát hiện quận nha nội ứng nhưng hắn không chỉ có không có vạch trần ngược lại tương kế tự kế đem bọn hắn tất cả mọi người đùa bẩn trong lòng bàn tay hắn thậm chí không có giết chết tên nội ứng này mà là lấy loại phương thức này biểu thị đối với bắc quận quan phủ miệt thị ngâm tâm cùng thính tâm còn tại quận thành bạch yêu vương sắc mặt cực độ âm trầm nói ra chúng ta nhất định phải lập tức chạy trở về. Trần Quận Thừa sắc mặt trắng bệch, nói ra. Không còn kịp rồi, từ nơi này đến quận thành, bằng vào chúng ta tốc độ, nhanh nhất cũng muốn nửa canh giờ, khi đó, chỉ sợ sở Giang Vương trận pháp đã bố thành. Nửa canh giờ thời gian, đủ để cho sở Giang Vương đem quận thành bách tính toàn bộ hiến tế, liền xem như bọn hắn có thể chạy trở về, vậy lúc này đã muộn sở giang vương đã tính toán kỹ đây hết thảy hắn không chỉ có muốn hiến tế quận thành bách tính còn muốn bọn hắn những quan phụ mẫu này trải nghiệm loại cảm thụ tuyệt vọng không gì sánh được này hắn muốn bọn hắn trơ mắt nhìn quận thành bách tính chết thảm lão giả kia quyết định thật nhanh ném ra ngoài một cái phi thuyền nói ra lập tức về quận thành hy vọng bọn họ có thể kéo dài một chút trên phi thuyền đám người toàn lực thôi động phi thuyền phi thuyền hóa thành một đạo lưu quan thật nhanh sẽ qua chân trời giờ phút này tất cả mọi người nội tâm đều mười phần nặng nề. Vì tiêu diệt sở Giang Vương, quận nhà cao thủ đều xuất hiện, chỉ còn lại sáu tên tụ thần cảnh bộ đầu, lại thế nào khả năng kéo được sở Giang Vương? Cho dù là bọn hắn đuổi tới, cũng không phá nổi trận pháp, chỉ có thể ở ngoài thành nhìn xem bi kịch phát sinh. Chờ đến sở Giang Vương hiến tế toàn thành bách tính, cho dù là bọn họ liên thủ, cũng rất khó là đệ lục cảnh quỷ vật đối thủ. Không đi quận thành, toàn thành bách tính sẽ chết thảm. Đi quận thành, không chỉ có không cách nào vãn hồi, có lẽ còn muốn dựng vào chính bọn hắn, đây là một cái tử cục. Nhưng mà, biết rõ như vậy, trên phi thuyền, cũng không có một người lùi bước. Huyền độ là hồn thể sắp tiêu tán kia vượt qua một vệt kim quang, hồn thể suy yếu đến cực hạn kia, có chỗ ngưng thực, hắn sắc mặt buồn rầu, ấy nấy nói. Đều là lỗi của ta, là ta hại quận thành bách tính. Thẩm quận úy lắc đầu nói. Đây không phải lỗi của ngươi, là sở giang vương quá mức âm hiểm. Năm tâm cùng thính tâm đều tại quận thành, tam đệ cũng tại, ta lo lắng bọn hắn, bạch yêu vương trên mặt nho nhã không còn lộ ra hung lệ chi sắc cắn răng nói sở gian cẩu tặc bọn hắn nếu có sơ xuất bản vương tất sát ngươi huyền độ chắp tay trước ngực lẩm bẩm nói a di đà phật phật tổ phù hộ quận thành vân yên cát trà lâu trương sơn nhìn xem bạch ngâm tâm tỉ muội lại nhìn một chút ngồi tại các nàng bên người liễu hàm yên trong mắt hiện ra cực độ kinh ngạc kinh ngạc đằng sau hắn mới dần dần lấy lại tinh thần biểu lộ dần dần biến thành hâm mộ Bạch ngâm tâm vô tâm uống trà, thở dài khẩu khí, lẩm bẩm nói. Cũng không biết phụ thân bọn hắn bên kia thế nào. Bạch thính tâm cầm bốc lên một khối bánh ngọt, đút vào trong miệng của nàng, nói ra. Yên tâm đi, sở gian vương tính là gì, có nhiều như vậy cao thủ lợi hại tại, nhất định vạn vô nhất thất. Hắn thoại âm rơi xuống, bạch ngâm tâm bỗng nhiên nhíu mày lại, nhìn về phía trà lâu cửa ra vào. Một tên mặc đấu bồng màu đen bóng người, từ trà lâu bên ngoài trải qua. Bạch thính tâm nghi ngờ nói. Thế nào? bạch ngâm tâm thu tầm mắt lại nói ra không có việc gì một tên lợi hại quỷ tu không nên đi trêu chọc hắn liền tốt bạch thính tâm không còn hiếu kỳ đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở trà lâu trên bàn lắc đầu nói cái gì phá cố sự còn không bằng giảng bạch tối trinh cùng tiểu thanh đâu quận nha lập tức liền đến giờ tuất sắc trời đã tối xuống lý mộ tại quận nha tiền viện bước chân đi thông thả có chút tâm thần bất an giờ âm nhanh đến dương khâu huyện bên kia mấy vị cường giả cũng đã đã sớm động thủ không biết nơi đó tình huống đến cùng như thế nào lấy năm địch một hẳn là không có cái gì huyền niệm chiến đấu chỉ cần sở giang vương còn không có tấn cấp ngay cả chạy trốn thoát cơ hội đều không có nghĩ như vậy đến tim của hắn mới thoáng buông xuống triệu bộ đầu từ trong trị phòng đi tới nói ra ngươi làm sao còn không trở về nhà không cần bồi liễu cô nương lý mộ nói chờ một chút đi triệu bộ đầu cười cười nói ra yên tâm đi giờ tuất đã đến ngươi về sớm một chút, ngày mai đến huyện nha, liền có thể nghe được tin tức tốt. Lý mộ nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đi đây. Hắn thoại âm rơi xuống, trong mắt bỗng nhiên có hồng quan hiện lên. Toàn bộ quận nha sân nhỏ, đều bị hồng quan này chiếu sáng một cái chớp mắt. Lý mộ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trong quận thành, có 18 đạo cột sáng màu đỏ như máu phóng lên tận trời, trên không trung hội tụ, hình thành một cái cự đại màu đỏ như máu lồng ánh sáng, đem toàn bộ quận thành bao phủ. Lý mộ sửng sốt một cái chớp mắt, liền ý thức đến chuyện gì xảy ra. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhìn không được bật thốt lên mắng to một câu. Sở Giang Vương, ta thảo mẹ ngươi. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thổi ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en. Chương 70 Tình thế nguy hiểm Nguồn mê truyện audio com triệu bộ đầu nhìn xem đem toàn bộ quận thành vây cột sáng kinh ngạc nói đây là cái gì tình huống lúc này đã không cho phép lý mộ suy nghĩ hắn quyết định thật nhanh nói triệu tập tất cả bộ đầu nhanh hôm nay tình huống đặc thù trong quận thành không có cường giả trấn thủ triệu tiền tôn ngô trịnh vương sáu tên bộ đầu đều tại nha môn lý mộ nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất đem tất cả chiến lược tập hợp một chỗ mặt khác năm tên bộ đầu cũng ngay đầu tiên phát hiện quận thành biến hóa nhau nhau từ trong trị phòng lao ra. Nhưng mà thì đã trễ. Nhà môn bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến 10 đạo âm khí, quận nha trên không, xuất hiện một đoàn hắc vụ, hắc vụ cấp tốc khuếch tán, đem quận nha triệt để bao phủ. 10 đạo âm khí kia, từ trên khí tức nhìn, chỉ có đệ tam cảnh dáng vẻ chừng, lý mộ thân ở trong trận, lại có một loại ngay cả pháp lực đều bị áp chế cảm giác. Thập quỷ khốn thần trận. Phát giác trận pháp này trong nháy mắt, lý mộ liền nhìn ra sở gian vương ý đồ. Rất hiển nhiên, bọn hắn rất sớm đã để mắt tới quận nha, thập bát âm ngục đại trận một khi phát động, cái kia 18 tên hồn cảnh quỷ tướng muốn duy trì trận pháp vận chuyển, không có khả năng vận động, Sở Giang Vương có thể thúc đẩy, chỉ có hồn cảnh phía dưới tiểu quỷ, đem trong quận nha đám người vây khốn, dưới tay hắn tiểu quỷ, liền có thể tại quận thành muốn làm gì thì làm. Bọn hắn sẽ đem dân chúng trong thành, tập trung ở 18 cái khu vực, sau đó vận chuyển thập bát âm ngục đại trận, hiến tế bọn hắn hồn phách cùng tinh huyết, lấy trợ Sở Giang Vương đột phá cảnh giới. Dưới mắt trọng yếu nhất là phá vỡ cái này thập quỷ khốn thần trận. Trận này mặc dù chỉ có 10 tên đệ tam cảnh ác linh chủ trì, lại có thể vây khốn mấy tên đệ tứ cảnh tu sĩ, dưới tình huống bình thường, tính cả Lý Mộ ở bên trong, bảy tên tụ thần người tu hành, không cách nào phá mở trận này. Lý Mộ tâm niệm cấp chuyển, trầm giọng nói ra. Bằng vào ta là giữa, triệu bộ đầu, ngươi đứng càng vị, tiền bộ đầu, ngươi đứng chấn vị, còn lại bốn tên bộ đầu, phân đứng khảm, khôn, ly, đoái vị trí. Quận nha bên ngoài, trong thành bách tính, đã bối rối thành một mảnh to lớn lồng ánh sáng màu máu bao phủ toàn bộ quận thành trong lòng mọi người hồi hộp lại không biết đã xảy ra chuyện gì quận nha bị một mảnh khói đen che phủ từng đạo quỷ ảnh từ các ngõ ngách bay ra đuổi theo trên đường phố đám người đã trốn ở trong nhà bách tính cũng bị xua đuổi mà ra toàn bộ quận thành tự như quỷ vực vân yên cát trà lâu những khách nhân sợ hãi rụt rè trốn ở trong trà lâu mấy đạo quỷ ảnh từ ngoài cửa tràn vào tới bạch ngâm tâm vung ra một kiếm đem hai đạo hồn ảnh đánh tan sắc mặt tái nhợt nói Sở Giang Vương chọn địa điểm là quận thành, phụ thân bọn hắn bị lừa. Bạch Thính Tâm khuôn mặt nhỏ trắng bệch, song song, chúng ta là không phải cũng sẽ bị hiến tế a. À? Một đạo hồn ảnh thừa dịp các nàng không chú ý, từ một bên nhào về phía đám người, thân thể chợt quỷ dị dừng ở giữa không trung. Vãng vãng trong mắt có ánh sáng màu lưu động, tiểu Bạch một kiếm bổ vào hồn ảnh kia trên thân, hồn ảnh kia hóa thành một đoạn hắc vụ tiêu tán. Một tên khách nhân trốn ở trong đám người run lẩy bẩy, run giọng nói: Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? quan phủ làm sao còn không xuất hiện. Một tên khác khách nhân tuyệt vọng nói. Bọn hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, vừa rồi ta chính là từ quận Nha chạy tới, quận Nha bây giờ bị một đoàn khói đen che phủ, căn bản không biết bên trong phát sinh tình huống như thế nào. Lý mộ. Liễu hàm yên sắc mặt trắng bệch, không chút do dự hướng ngoài cửa hàng đi đến. Bạch ngâm tâm bắt lấy cổ tay của nàng, hỏi. Người đi nơi nào? Liễu hàm yên cắn răng nói. Ta muốn đi tìm hắn. Bạch ngâm tâm trầm giọng nói, Bên ngoài rất nguy hiểm, lưu tại nơi này mới có thể chờ đợi đến hắn. Liễu Hàm Yên bước chân dừng lại, không tiếp tục hướng về phía trước phóng ra, đỉnh đầu lóe lên ánh bạc, một cây ngọc trăm bay ra, Quán xuyên mấy cái muốn xông vào tới quỷ vật thân thể, những quỷ vật kia thân thể đột nhiên sụp đổ, hậu phương quỷ vật thấy vậy, cũng không dám lại xông lên trước. Trên đường kinh hoảng bách tính có chỗ phát hiện, nhao nhao tràn vào cửa hàng, những quỷ vật kia muốn truy vào đến, vừa mới tới gần, thân thể liền sẽ trực tiếp sụp đổ tản ra, có có mấy cái quỷ vật chết ở chỗ này về sau, bày quỷ dọc đường nơi này đều là xa xa lách qua. Quận Nha Mười cái đệ tam cảnh quỷ vật, phân biệt đứng tại khác biệt phương vị, tung bay ở không trung. Trận trận hắc vụ theo bọn chúng thể nội tuôn ra, đem quận Nha triệt để bao phủ, thấy không rõ trong đó tình hình. Một tên quỷ vật khống chế trận pháp, âm hiểm cười nói. Điện hạ chiêu này thật sự là cao minh, bắt quận quan phủ bị điện hạ đùa nghịch xoay quanh, chờ bọn hắn đến dương khâu huyện, phát hiện mục tiêu của chúng ta là quận Nha, sợ rằng sẽ bị tức chết đi. Bên cạnh hắn một tên quỷ vật cũng cười ha ha một tiếng, nói ra những tên ngu xuẩn này thật sự cho rằng điện hạ nhìn không ra câu hồn quỷ là nội ứng những năm gần đây điện hạ đối với hắn thả ra rất nhiều tin tức thật để quan phủ lấy không những tiện nghi kia vì chính là hôm nay bố cục điện hạ anh minh a đây là tự nhiên điện hạ vẫn luôn rất sùng bái thiên huyễn đại nhân tự nhiên cũng học được hắn một chút phong cách hành sự đáng tiếc thiên huyễn đại nhân lại bị phù lục phái liên thủ với huyền tông sát hại hắn nhưng là trong thập đại trưởng lão có hy vọng nhất tấn cấp siêu thoát lấy thiên huyễn đại nhân tính tình ta không tin hắn cứ thế mà chết đi, hắn nhất định giấu ở một nơi nào đó, lập mưu càng lớn sự tình. Bây quỷ si sao bàn tán ở giữa, dẫn đầu một con quỷ vật nghiêm nghị nói. Đều cho ta chăm chú một chút, 18 vị quỷ tướng đại nhân muốn khống chế trận pháp, không có cách nào phân thần, trong quận nha này, thế nhưng là có mấy tên nhân vật lợi hại, nếu để cho bọn hắn trốn tới, phá hủy điện hạ đại kế, chúng ta đều phải chết. Một tên quỷ vật nói. Lão đại, cái này thập quỷ khống thần trận, chúng ta đã luyện nhiều năm, có bao nhiêu lợi hại, ngươi còn không biết sao, đừng nói mấy vị tụ thần, chính là đến mấy vị đệ tam cảnh thần thông, cũng có thể vây khốn mấy người bọn hắn canh giờ. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, bao phủ tại quận nha trên không hắc vụ, bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn. Hắc vụ phía dưới, có mảnh liệt kim quang, từ trong sương mù lộ ra tới. Mấy cái quỷ vật kinh hải, quỷ vật cầm đầu kia lập tức mở miệng. Toàn lực khống chế trận pháp. Sau một khắc, kim quang kia liền đột phá hắc vụ, mấy đạo nhân ảnh, từ đó vọt ra. Oanh! trên bầu trời có lôi đình bỗng nhiên hạ xuống tinh chuẩn không gì sánh được bổ vào 10 cái ác quỷ đỉnh đầu 10 cái ác quỷ ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra một tiếng liền trực tiếp ở dưới sấm sét hồn tử linh tán lý mộ trong nháy mắt miễu sát 10 cái ác quỷ sáu tên bộ khoái nhìn hoảng sợ đặc thù thời khắc nhưng cũng không dám hỏi nhiều lý mộ nói sở giang vương thủ hạ hồn cảnh quỷ tướng đều bị trận pháp kiềm chế còn lại đều là chút quán linh ác linh ba người các ngươi ba người hành động nhất định phải chống đến các đại nhân gấp trở về Triệu bộ đầu hỏi. Vậy còn ngươi? Lý mộ nói. Ta muốn biện pháp, tận lực ngăn chặn sở Giang Vương. Lấy Dương Khâu huyện đến quận thành khoảng cách, liền xem như quận thủ đại nhân phát hiện bị lừa, từ Dương Khâu huyện gấp trở về, chỉ ít cần nửa canh giờ. Tại trong nửa canh giờ này, đầy đủ sở Giang Vương đem quận thành bách tính hiến tế mấy lần. Mấy tên bộ đầu liếc nhau, cũng không có nhiều lời. Dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ, đều là lãng phí thời gian sáu người chia hai tổ thẳng đến những tiểu quỷ kia mà đi lý mộ đứng tại chỗ hỏi cảm nhận được sở giang vương ở nơi nào sao trong bạch ất kiếm truyền đến sở phu nhân thanh âm run rẩy ta cảm nhận được hắn hắn ngay tại quận thành trung ương quận thành trung tâm nhất là quốc miếu vị trí lúc này toàn bộ quốc miếu đều bị bao phủ tại trong một trận pháp màu đỏ như máu đầu đội châu ngọc mũ miệng nam tử vĩ ngạn lơ lửng giữa không trung cười nói chỉ bằng những tượng đất này cũng nghĩ bảo vệ nơi này quốc miếu trước đó trên quảng trường, khắc họa lấy cực kỳ huyền diệu phù văn, sở giang vương thân ảnh rơi xuống, hỏi. Chuẩn bị thế nào? Một tên ác linh thổi qua đến, nói ra. Hồi điện hạ, kế hoạch chỉnh thể rất thuận lợi, nhưng trong thành còn có mấy vị người tu hành nhân loại, đối với chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Quận thành, phía tây nơi nào đó đường đi. Một tên tụ thần cảnh người tu hành, ngay tại ra sức cùng mấy cái oán linh truyền đấu, phía sau hắn, là mười mấy tên sắc mặt hoảng sợ bách tính, hắn không biết giết bao nhiêu quỷ vật, phù lục đã hao hết, trên người pháp lực cũng còn thừa không nhiều. Toàn lực bức lui mấy cái oán linh, hắn đang muốn thở dốc khẩu khí, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tên đầu đội mũ miệng nam tử. Nam tử dáng người vĩ ngạn, người mặc trường bào màu đen, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tên này tụ thần người tu hành liền miệng phun máu tươi, ngất đi. Phố Nam, phủ quận thư. Thanh niên áo trắng, che chở Lý Tứ cùng Trần Diệu Diệu, vết lùi mấy cái hung linh, một đạo thân ảnh vĩ ngạn từ trên trời giáng xuống bắt nhai, Lâm Việt dẫn đầu mấy tên bộ khoái, đang cùng hơn 10 con oán linh chém giết, bỗng nhiên thân thể rung lên, cùng mấy tên khác bộ khoái té xỉu trên đất. Những oán linh kia nhau nhao quỳ xuống đất, cao giọng nói. Tham kiến điện hạ. Sở Giang Vương phất phất tay, nói ra. Khiên xuống đi. Một tên tiểu quỷ thổi qua đến, chỉ về đằng trước, nói ra. Điện hạ, chỉ còn lại có cuối cùng một gian cửa hàng, rất nhiều huynh đệ đều chết tại nơi đó. Sở Giang Vương ánh mắt nhìn về phía nơi đó, nói ra ba cái yêu vật hai cái hóa hình một cái ngưng đan khó trách vân yên các cửa ra vào bạch ngâm tâm nhìn xem càng ngày càng nhiều quỷ vật tụ tập một trái tim cũng chìm xuống dưới mặc dù những quỷ vật này đối với các nàng không tạo được bao lớn uy hiếp nhưng nàng không có quên trong thành này còn có một cái tồn tại kinh khủng nàng quay đầu nhìn bạch thính tâm một chút sờ lên đầu của nàng nói ra chúng ta chỉ sợ không thể sống lấy nhìn thấy phụ thân rồi bạch thính tâm lau lau nước mắt khóc kể lể ta không đợi đến mẹ tỉnh lại đâu ta còn không có gặp được tình yêu, có người hay không tới cứu cứu chúng ta à, ô ô, cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, trên sách viết đều là gạt người, ta thề, nếu như bây giờ có người tới cứu chúng ta, ta liền gả cho hắn. Liễu Hàm Yên nắm vãn vãn cùng tiểu bạch tay, hỏi. Sợ sao? Vãn vãn sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu, nói ra. Cùng tiểu thư cùng một chỗ, vãn vãn cái gì còn không sợ? Tiểu bạch cúi đầu xuống, nói ra. Ta cũng không sợ, chỉ là không thể cho mổ mổ báo thù tiếng nói của nàng rơi xuống một tên đầu đội mũ miệng nam tử từ đằng xa chậm chậm bay tới bạch ngâm tâm nắm chặt bảo kiếm trong tay cắn răng nói sở giang vương hai đầu xà yêu sở giang vương trên mặt hiện ra vẻ khác lạ nói ra các ngươi cùng bạch yêu vương là quan hệ như thế nào bạch thính tâm cắn răng nói bạch yêu vương là cha ta ngươi dám làm tổn thương chúng ta cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi sở giang vương trên mặt tươi cười nói ra rất tốt bản vương cũng không có dự định buông tha hắn. Hắn vương tay, thân thể của các nàng chậm rãi bay lên không. Hai tỷ mùi ra sức dãy dùa, nhưng vẫn là chậm rãi hướng về sở giang vương lướt tới. Oanh! Một đạo lôi đình màu tím, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía sở giang vương đỉnh đầu. Sở giang vương đưa tay ngăn cản, lôi đình kia chui vào trong tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Đạo lôi đình này, mặc dù không có đối với hắn tạo thành tổn thương, lại đánh gãy hắn động tác mới vừa rồi bạch ngâm tâm tỉ mũi khôi phục tự do nhanh chóng lui về cùng liễu hàm yên cùng một chỗ nhìn về phía phía trước đường đi bị huyết quan chiếu rọi trong hắc ám một bóng người đang từ nơi đó băng băng mà tới liễu hàm yên có thể cảm nhận được sở giang vương cường đại trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tuyệt vọng lớn tiếng nói đi mau a à. lý mộ thân ảnh trong chớp mắt liền xuất hiện tại các nàng trước mắt gặp bọn họ vô sự mới thở vào một hơi nói ra nơi này giao cho ta các ngươi đi vào trước Liễu Hàm Yên há mồm muốn nói điều gì, Lý Mộ lắc đầu, đánh gãy nàng, nói ra. Nghe lời, hắn duỗi ra hai tay, một bên nắm cả Liễu Hàm Yên vãn vãn tiểu bạch, một bên nắm cả Bạch Ngâm tâm bạch thính tâm, đưa các nàng đẩy lên trong cửa hàng, sau đó đóng lại cửa hàng cửa, thuận tay trên cửa dán một đạo phù lục, ngăn cách thanh âm bên ngoài. Sở Giang Vương nhìn trước mắt tụ thần người tu hành, cười nói: Có ý tứ, lá gan đủ lớn, lại không cân nhắc thực lực của mình. Lý Mộ xoay người, nhìn xem Sở Giang Vương, mỉm cười nói: To gan cũng không bằng ngươi trương đại đảm a à. sở giang vương ánh mắt ngưng tụ nụ cười trên mặt lập tức thu liễm hỏi ngươi đến cùng là ai ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào lý mộ trương đại đảm cái tên này hắn đã vứt bỏ mấy chục năm trừ thánh quân đại nhân ngay cả trong thập điện diêm la những người khác không biết lý mộ bình tĩnh nhìn hắn hỏi trương đại đảm ngươi coi thật sự không biết bản tọa sao lúc nói chuyện trên người hắn khí chất cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu sở giang vương rốt cục cảm nhận được cái gì, sắc mặt cuồng biến, bật thốt lên. Ngươi, ngươi là thiên huyễn đại nhân. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thổi ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en. Chương 71 Lừa dối là minh chủ Nguồn mê truyện audio com trên thế giới này trừ chết đi thiên huyển thượng nhân không có người so lý mộ càng hiểu thiên huyễn thượng nhân bởi vì hắn có được thiên huyễn thượng nhân ký ức tại quá khứ trong vòng nửa năm cùng lão vương có rất sâu gặp nhau hắn hiểu rõ lão vương hiểu rõ hơn thiên huyễn bao quát hắn biểu lộ thần thái ngôn ngữ động tác hắn nói chuyện dấu chấm trọng âm lý mộ đều vô cùng quen thuộc lại có thể bắt chước được tới cái này cần nhờ vào hắn tại hí lâu kinh lịch cùng tô hòa giao cho hắn bản thân thôi miên phương pháp Ta là Thiên Huyễn Thượng Nhân, ta là Thiên Huyễn Thượng Nhân. Lý Mộ ở trong lòng liên thanh mặt niệm, thế là khí tức trên thân lần nữa phát sinh biến hóa. Thân hình của hắn không bằng Sở Giang Vương cao lớn, ngẩng đầu nhìn Sở Giang Vương, lại giống như là tại nhìn xuống đồng dạng. Cảm nhận được Lý Mộ trên thân kịch liệt biến hóa khí tức, Sở Giang Vương biểu lộ, phát sinh trước nay chưa có biến hóa, cơ hồ là run rẩy thanh âm nói ra. Không, không có khả năng, Thiên Huyễn đại nhân đã bị phù lục phái diệt sát, người không thể nào là Thiên Huyễn đại nhân lý mộ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói ra rất tốt xem ra ngay cả ma tông đều cho rằng ta đã chết rồi bộ phân thân kia chết rất đáng được sở giang vương trong lòng cuồng loạn không ngừng hắn mười phần hiểu rõ thiên huyển thượng nhân trong ma tông thập đại trưởng lão vô luận là thực lực hay là tâm kế thiên huyển thượng nhân đều là do chi không thẹn thứ nhất liền ngay cả chủ tử của hắn u minh thánh quân cũng kém thiên huyển thượng nhân không chỉ một bậc lần thứ nhất truyền ngôn thiên huyển thượng nhân bị phật đạo hai tông cao thủ liên thủ diệt sát lúc hắn liền khịt mũi coi thường những người kia căn bản cũng không hiểu rõ thiên huyễn thượng nhân hắn làm người chú ý cẩn thận tu hành công pháp lại vừa lúc là am hiểu phân hồn đoạt xá ma công khó chơi trình độ không thua gì thượng tam cảnh đại năng quả nhiên thời gian qua đi nửa năm lại lần nữa truyền đến thiên huyễn thượng nhân tin tức hắn không chỉ có không có chết còn âm thầm tập hợp đủ âm dương ngũ hành bảy loại hồn phách một tay bày ra chu huyền thi triều thành công khôi phục lại động huyền tu vi nghe nói tin tức này sở giang vương trong lòng trừ bội phục hay là bội phục mặc dù về sau lại truyền tới thiên huyễn thượng nhân bị phụ lục phái diệt sát tin tức, nhưng sở Giang Vương hay là không thể nào tin được. Lấy thiên huyễn thượng nhân thực lực cùng tính cách, rất khó tin tưởng hắn sẽ bị triệt để diệt sát giờ phút này, trong lòng của hắn không phải hoài nghi người này không phải thiên huyễn thượng nhân, mà là không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Tại hắn phát động thập bát âm ngục đại trận thời khắc mấu chốt, thiên huyễn thượng nhân xuất hiện tại quận thành, mục đích ở đâu, có thể hay không để hắn trù tính 5 năm đại kế, phát sinh biến cố. Thiên huyễn tên, tại ma tông tự như thần minh sở giang vương đè xuống sợ hãi trong lòng hỏi ngươi ngươi thật là thiên huyễn đại nhân lý mộ hừ lạnh một tiếng hỏi hẳn là ngươi thật coi là bản tọa bị phù lục phái triệt để diệt sát sao trên thực tế nếu như không phải gặp được lý mộ thiên huyễn thượng nhân khả năng thật sẽ nhập thân vào người nào đó trên thân lý mộ câu nói này nhìn như cuồng ngạo nhưng lại phù hợp thiên huyễn thượng nhân tính tình càng phù hợp thực lực của hắn sở giang vương không dám hoài nghi lập tức nói tiểu quỷ không dám không nói đến người này ngữ khí, thần thái đều cùng hắn quen thuộc thiên huyễn đại nhân cực kỳ tương tự, hắn Trương Đại Đảm bản danh chỉ có U Minh Thánh Quân biết được, người này nếu không phải thiên huyễn thượng nhân, như thế nào biết được hắn bản danh. Trừ phi có người đoạt xá thiên huyễn thượng nhân, nhưng nếu là người này có thể đoạt xá thiên huyễn thượng nhân, nghiền chết hắn một cái đại ngũ cảnh u hồn, như là nghiền chết một con dung dế, như thế nào lại cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Sở Giang Vương nghĩ nghĩ, rốt cục hỏi trong lòng một nỗi nghi hoặc. Thiên huyễn đại nhân vì sao muốn cứu mấy người kia? cứu liễu hàm yên cùng bạch ngâm tâm tỷ muội là hắn sơ hở duy nhất kỳ thật lý mộ căn bản tìm không ra lấy cớ cũng may lấy thiên huyễn thượng nhân thân phận và địa vị hắn cũng không cần kiếm cớ đúng lý mộ một bàn tay quất vào sở giang vương trên khuôn mặt thẳng nhiên nói bản tòa sự tình cũng là ngươi có thể hỏi sở giang vương cúi đầu xuống sợ hãi nói tiểu quỷ lắm miệng một tác này hắn căn bản không có cảm giác nhưng là nhục nhã quá lớn bất quá thời khắc này sở gian vương trong lòng, không có một tia phẫn hận hoặc không cam lòng, chỉ có sợ hãi mà thôi. Tại cường đại thiên huyển đại nhân trong mắt, thập điện diêm la, bất quá là sâu kiến mà thôi. Cho dù là hắn tấn cấp đệ lục cảnh, cũng chỉ là miễn cưỡng có cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Hắn nhập thân vào trên thân người này, bảo trụ những người kia, nhất định có đạo lý của hắn, ở trong đó, có lẽ liên lụy đến nào đó một cọc thiên đại âm mưu, một cái chính mình không có tư cách biết đến âm mưu. Trước lúc này, thiên huyễn đại nhân chỉ dùng thời gian nửa năm, ngay tại dưới tình huống không làm kinh động bất luận người nào, lặng yên không tiếng động gom góp âm dương ngũ hành chi thể hồn phách, thành công dùng âm dương ngũ hành luyện hồn trận, trở lại động huyền, loại bố cục này, hắn thấy, có thể xưng kinh diễm. Cùng thiên huyễn đại nhân so sánh, hắn bỏ ra thời gian 5 năm, bồi dưỡng được 18 quỷ tướng, dùng kế đem bắt quận quan phủ trêu đùa một đạo sự tình, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý mộ đánh sở giang vương một bàn tay, mới nói. Mấy người này, là bản tọa trong đại kế nào đó trọng yếu một vòng, hai con rắn kia mẫu thân là long tộc nếu là có thể thành công tính toán long tộc bản tọa sẽ có nhìn tấn cấp siêu thoát vì triệt để lừa dối sở giang vương lý mộ nói tới mỗi một câu nói đều muốn phù hợp thiên huyễn thượng nhân bức cách đại kế long tộc siêu thoát không có cái gì so với những này càng thích hợp thiên huyễn thượng nhân long tộc siêu thoát sở giang vương trong lòng khiếp sợ không thôi long tộc cường đại liền ngay cả ma tông cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc thiên huyễn đại nhân vì tấn cấp siêu thoát thậm chí ngay cả long tộc cũng dám tính toán. Chính hắn bốc lên nguy hiểm to lớn, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ là vì tấn cấp đệ lục cảnh. Trái lại thiên huyễn đại nhân, đầu tiên là dùng kim sơn thoát sát kế sách, làm cho tất cả mọi người cho là hắn đã bỏ mình, sau đó nhập thân vào vị tiểu bộ khoái này trên thân, yên lặng triển khai hùng vĩ như vậy kế hoạch, loại cẩn thận này, chỉ sợ hắn cả một đời đều học không đến. Lý mộ nói xong, sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thằng ngu này, đã phá hủy bản tỏa kế hoạch gặp thiên huyễn đại nhân nổi giận sở giang vương thể nội dân lên hàng ý đẩy lòng sợ hãi để hắn theo bản năng quỳ trên mặt đất rung giọng nói tiểu quỷ vô tâm xin mời thiên huyễn đại nhân tha mạng xin mời thiên huyễn đại nhân tha mạng thiên huyễn thượng nhân trong lòng hắn địa vị thật sự là quá cao tại ma tông loại sợ hãi hạ vị giả đối với thượng vị giả này cắm rễ tại trong trái tim tất cả mọi người đến mức ở trong mắt sở giang vương người này mặc dù chỉ có tụ thần tu vi nhưng ở thiên huyễn thượng nhân dưới bóng ma hắn hay là cúi xuống đầu gối của hắn xa xa oán linh hung linh bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem một màn này vô cùng cường đại sở giang vương điện hạ vậy mà lại cho một kẻ nhân loại quỳ xuống năm năm qua sở giang vương trong lòng bọn họ thành lập hình tượng ầm vang sụp đổ bất quá sau một khắc to to nhỏ nhỏ oán linh hung linh liền đều đồng loạt quỳ xuống ngay cả điện hạ đều quỳ bọn hắn những tiểu quỷ này ai dám không quỳ lý mộ lạnh lùng nhìn xem sở giang vương nói ra bản tọa là kế hoạch kia đã mưu đồ hồi lâu nếu không phải xem ở u minh trên mặt mũi hôm nay nhất định phải để cho ngươi hồn linh hoạt tán sở giang vương liên tục dập đầu nói ra tạ đại nhân ân không dứt lý mộ có thể kéo lại sở giang vương biện pháp duy nhất chính là giả bộ như thiên huyễn thượng nhân chính diện động thủ cho dù là tăng thêm sở phu nhân hắn cũng không có khả năng chiến thắng sở giang vương hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian kéo tới dương khâu huyện mấy vị cường giả chạy đến đứng lên đi lý mộ dùng thanh tâm quyết bình tĩnh tâm tình ngẩng đầu nhìn màn trời màu đỏ như máu thản nhiên nói thập bát âm ngục đại trận ngươi muốn mượn này quần bách tính hồn phách tinh huyết tấn thăng đệ lục cảnh sở giang vương không người nói thiên huyễn đại nhân mắt sáng như đuốc tiểu quỷ tư chất ngu dốt đã tại u hồn cảnh dừng lại hồi lâu mưu đồ 5 năm chính là vì hôm nay cơ hội lý mộ lạnh lùng nói đáng tiếc ngươi chọn sai địa phương sở giang vương ngẩng đầu cả kinh nói vì sao lý mộ nhìn xem dưới mặt đất nói ra bắt quận quận thành dưới đấy lấy một thành bách tính chi sinh khí, trấn áp một đạo để thất cảnh tuyệt thế hung quỷ, ngươi như hiến tế một thành bách tính này, hung quỷ kia mất đi trấn áp, liền sẽ phá trận mà ra, đến lúc đó, coi như ngươi thành công tấn cấp, cũng sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Sở Giang Vương Kinh Hải nói, lại có việc này, vì sao ta không biết? Lý Mộ hừ lạnh một tiếng, nói ra, ý của ngươi là, bản tọa đang gạt ngươi. Sở Giang Vương lập tức nói, tiểu quỷ tuyệt không ý này. Lý Mộ liếc mắt nhìn hắn, ung dung nói ra. Người đương nhiên không biết, bởi vì ở trong đó dính đến ta mà tông một cọc viễn cổ bí văn, liền xem như thập đại trưởng lão, cũng chưa chắc tất cả đều biết được. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thổi ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en. Chương 72 Sinh nghi Nguồn Mê truyện audio.com. Năm đó, vì phòng ngừa hung hồn kia làm hại, Thái Tổ Hoàng Đế tự mình đem hung hồn kia phong ấn tại đây, lấy quận thành 100. Không 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 bắt tính sinh khí trấn áp. Nếu là hung hồn kia phá phong mà ra, liền ngay cả bản tọa cũng phải tránh né mũi nhọn. Lý Mộ một bên muốn đóng vai Thiên Huyễn Thượng Nhân, còn vừa muốn vắt hết óc biên cố sự lừa dối Sở Giang Vương, tùy thời đều có bị hắn nhìn thấu phong hiểm. Dù sao, Sở Giang Vương sở dĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì kiên kỵ Thiên Huyễn Thượng Nhân. Một khi hắn phát hiện, Lý Mộ chỉ là một cái tụ thần cảnh tên giả mạo, sợ rằng sẽ lập tức trở mặt. Một cái đệ ngũ cảnh đỉnh phong u hồn, Lý Mộ căn bản không có khả năng chiến thắng. Hắn chỉ có thể trình độ lớn nhất kéo dài thời gian, kéo tới mấy tên đệ ngũ cảnh cường giả từ Dương Khâu huyện chạy đến. Sở Giang Vương sắc mặt âm tình bất định, hắn không phải hoài nghi Thiên Huyền đại nhân lời nói, chỉ là hắn mưu đồ 5 năm, vì chính là hôm nay, vì cái gì chính là đột phá đến đệ lục cảnh, trở thành trưởng lão, không còn chịu làm kẻ dưới, thời khắc mấu chốt muốn hắn cứ như vậy từ bỏ hắn không cam tâm lý mộ nhìn ra sở giang vương không cam tâm một vị bức bách xuống dưới chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại hai tay của hắn phía sau thản nhiên nói bản tọa có thể giúp ngươi phong ấn hung hồn kia nữa canh giờ nhưng bản tọa có một cái điều kiện sở giang vương lập tức nói thiên huyễn đại nhân mời nói nếu là thiên huyễn thượng nhân không hiểu thấu giúp hắn sở giang vương trong lòng nhất định sẽ nhấc lên cực cao cảnh giác lấy âm hiểm xảo trá quỷ kế đa đoan mà lấy xưng thiên huyễn thượng nhân tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy, nói không chừng đã đem hắn cũng tính kế đi vào. Hắn nói ra điều kiện, ngược lại để sở Giang Vương có chỗ yên tâm. Lý mộ nhìn xem sở Giang Vương, lo lắng nói. Bản tọa muốn ngươi tấn thăng đằng sau, đến thủ hạ của bản tọa làm việc. Sở Giang Vương mặc lộ vẻ khó khăn, nói ra. Có thế thánh quân đại nhân nơi đó. Lý mộ khu tay nói. U Minh nơi đó, bản tọa tự sẽ nói cho hắn biết một tiếng, ngươi cho rằng U Minh sẽ vì một tên thủ hạ, cùng bản tọa trở mặt sao sở giang vương lập tức nói tiểu vương nguyện ý vì đại nhân ra sức trâu ngựa đối với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất chính là tấn thăng đệ lục cảnh về phần tấn thăng đằng sau còn muốn chịu làm kẻ dưới cũng phải nhìn khuất tài chính là người nào u minh thánh quân cũng bất quá là phổ thông đệ lục cảnh hắn tự nhiên không nguyện ý ở tại thủ hạ làm việc nhưng thiên huyển thượng nhân rất nhanh liền có thể tấn cấp siêu thoát có thể vì siêu thoát cường giả hiệu lực ngược lại là cơ duyên của hắn lý mộ chậm rãi hướng trong quận thành tâm đi đến nói ra hung hồn kia bị trấn áp tại quốc miếu phía dưới, bản tọa sẽ dạy ngươi một cái trận pháp, trận này có thể ngắn ngủi vây khốn hồn này nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, hắn liền sẽ thoát khốn mà ra, đến lúc đó, ha ha, chính là bắt quận quan phủ cùng phụ lục phái nhất đầu sự tình. Sở Giang Vương ông quyền nói, đại nhân cao minh, Lý Mộ tiếng nói nhất chuyển, trận này mặc dù lợi hại, bất quá. Sở Giang Vương liền vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Lý Mộ nói, bất quá cần thủ hạ ngươi những tiểu quỷ kia hồn lực, ngươi sẽ không không bỏ được a à. Sở Giang Vương không chút do dự nói. Tiểu Vương cái này đi làm. Hắn xuề bàn tay ra, nơi lòng bàn tay bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực, phụ cận tiểu quỷ, bị hấp lực này xé rách, nhau nhau bay về phía Sở Giang Vương bàn tay, tại từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành tinh thuần hồn lực, bị Sở Giang Vương hút vào thân thể. Lý Mộ Hân an ủi nhìn xem Sở Giang Vương, nói ra. Tâm ngoan thủ lạc, làm việc quyết đoán, không sai, bản tọa rất thưởng thức ngươi. Sở Giang Vương ông quyền nói đa tạ đại nhân khích lệ, tiểu vương cũng là thụ đại nhân hung đúc. Lý mộ nhẹ gật đầu, nói ra. Người thành đại sự, nhất định phải có tàn nhẫn chi tâm, tu hành một đạo, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, chỉ trách bọn hắn quá yếu, kẻ yếu, không có lựa chọn quyền lực. Sở Giang Vương đối với thiên huyển thượng nhân thân phận lại không hoài nghi, cúi đầu nói. Tiểu Vương ghi nhớ. Thân ảnh của hai người dần dần từng bước đi đến, trong vân yên cát, bạch thính tâm âm thanh run rẩy, nhỏ giọng hỏi bên ngoài tại sao không có thanh âm? Tại sở Giang Vương Giáng Lâm thời khắc nguy cấp, Lý Mộ bỗng nhiên xuất hiện, đem bọn hắn đẩy lên trong cửa hàng, đóng cửa lại, tự mình một người đối mặt sở Giang Vương, hắn không thể nào là sở Giang Vương đối thủ, chúng nữ đã làm tốt cùng chết chuẩn bị, nhưng thời gian trôi qua thật lâu, bên ngoài cũng không có động tĩnh truyền đến. Liễu Hàm Yên rốt cục nhìn không được, mở ra cửa của cửa hàng, phát hiện bên ngoài không có một ai. Sở Giang Vương không thấy, Lý Mộ không thấy, liền ngay cả phía ngoài những oán linh ác linh kia, cũng tất cả đều biến mất trên đường không có một bóng người, đỉnh đầu là huyết sắc thiên khung, liền ánh trăng cũng nhụm thành huyết sắc, toàn bộ quận thành đều bao phủ tại trong một tầng huyết sắc khủng hoảng. Quốc miếu trước đó, Sở Giang Vương thân ảnh vĩ ngạn cao lớn, tại quốc miếu trước trên đất trống bận rộn không ngớt. Hắn dựa theo lý mộ phân phó, trên mặt đất vạch ra giăng khắp nơi khe rảnh, xem như trận văn, đem dưới tay chúng tiểu quỷ hồn lực, bổ sung tiếng trong trận văn, hai tay kết ấn, trong trận văn kia bỗng nhiên tản mát ra một loại huyền diệu chi lực, Sở Giang Vương cẩn thận cảm thụ, xác nhận đó là phong ấn chi lực hắn nhìn về phía Lý Mộ, cẩn thận hỏi. Đại nhân, dạng này đủ sao? Đương nhiên không đủ. Lý Mộ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra. Để thất cảnh hung hồn, liền xem như tại quốc miếu bên dưới trấn áp mấy trăm năm, thực lực cũng yên nguyên cường đại, một trận pháp nho nhỏ, liền muốn trấn áp hắn, ngươi không khỏi quá mức ngây thơ, cho dù là chỉ phong ấn hắn nửa canh giờ, cũng cần dùng trận quần phụ trợ, mấy cái trận pháp đem phụ phối hợp, vòng vòng khảm bộ, quy lực không thể so với thập bát âm ngục đại trận nhỏ sở giang vương nhíu nhíu mày, hỏi. Cứ như vậy, thời gian có thể hay không không đủ. Lý mộ nói. Nửa canh giờ là đủ, bố trí tốt phong ấn đằng sau, ngươi còn có nửa canh giờ thời gian, hiến tế những phạm nhân này, làm sao, nửa canh giờ còn chưa đủ à? Sở giang vương nói. Thời gian tất nhiên là đầy đủ, nhưng sau nửa canh giờ, chỉ sợ bắt quận cường giả sẽ chạy đến. Lý mộ ngẩng đầu nhìn huyết sắc bầu trời đêm, hư lạnh một tiếng, nói ra. Thập bát âm ngục đại trận là mấy trăm năm trước, A à ma tông một vị kinh tài tuyệt diễm trưởng lão sáng tạo há lại mấy cái đề ngũ cảnh tiểu tu có thể phá huống chi còn có bản tọa tại bọn hắn có thế lực được nổi bọc nước gì người tiếp tục dựa theo bản tọa nói tới bố trí phong ấn thiên huyễn thượng nhân không chỉ có am hiểu luyện thi đối với trận pháp cũng cực kỳ tinh thông lý mộ tùy tiện tuyển một cái phức tạp trận pháp để sở gian vương trước bận rộn liền xem như bạch yêu vương cùng huyền độ bọn người đuổi tới đằng sau một lát không phá được thập bát âm ngục đại trận nhưng dưới mắt lý mộ đã không có lựa chọn nào khác sở giang vương khắc họa trong chốc lát trận văn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lý mộ một chút hỏi không biết đại nhân tu vi khôi phục mấy thành vạn nhất một hồi bắt quận cường giả chạy đến tiểu vương muốn hay không chiếu cố đại nhân lý mộ thầm nghĩ trong lòng không ổn hắn mặc dù lấy thiên huyễn thượng nhân thân phận chấn nhiếp sở giang vương một đoạn thời gian nhưng theo thời gian trôi qua sở giang vương nổi lòng bình tĩnh trên người hắn sơ hở cũng sẽ dần dần hiển hiện lý mộ dù sao chỉ là tụ thần hắn có thể giả ra thiên huyễn thượng nhân khí chất nhưng lại trang không ra hắn chí cường giả khí tức đối mặt sở giang vương thăm dò lý mộ sắc mặt không đổi màu ngược lại mỉa mai cười một tiếng hỏi thế nào ngươi là đang thử thăm dò bản tọa sao nếu là bản tọa tu vi không đến động huyền ngươi có phải hay không chuẩn bị dùng thập bát âm ngục đại trận luyện hóa bản tọa sở giang vương lập tức cúi đầu xuống nói ra tiểu quỷ không dám hắn không nghi ngờ thiên huyễn thượng nhân thân phận nhưng khi hắn dần dần tỉnh táo lại đằng sau lại bắt đầu hoài nghi thực lực của hắn thiên huyễn thượng nhân là rất cường đại tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền có thể đem một sợi phân hồn trùng tu đến động huyền cảnh giới nhưng này một đạo phân hồn sớm đã bị phụ lục phái cùng huyền tông động huyền cường giả liên thủ diệt sát giờ phút này đứng tại trước mắt hắn chỉ là thiên huyển thượng nhân đoạt xá người khác đằng sau một đạo khác phân hồn hai tháng này đến bắc quận cũng không phát sinh việc đại sự gì hắn không có khả năng trong hai tháng liền đem đạo này phân thần cũng tu hành đến động huyền nếu là như vậy cái này chẳng phải là hắn cơ hội tại thiên huyễn thượng nhân thời điểm suy yếu nhất đem hắn thôn vệ, thu hoạch được hắn ký ức truyền thừa, lại thông qua thập bát âm ngục đại trận, tấn thăng đệ lục cảnh, trở lại ma tông về sau, hắn liền có thể lấy thiên huyễn thượng nhân mà thay vào, trở thành thập đại trưởng lão mới. Ý nghĩ thế này từ trong lòng của hắn sinh sôi đằng sau, liền không còn cách nào áp chế, thậm chí để hắn khắc hòa trận văn tay đều có chút run rẩy. Hắn cũng không có lập tức xuất thủ, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, thiên huyễn thượng nhân cường đại, đã thật sâu khắc ở trong lòng của hắn, cho dù là một đạo còn chưa khôi phục thực lực phân hồn, hắn cũng không dám khinh thường. Hắn một lần nữa khắc họa tốt một đạo trận văn, dựa theo lý mộ nói, quán chú hồn lực đằng sau, dùng một tia pháp lực kích hoạt trận này. Tay kết pháp ấn đằng sau, Sở Giang Vương ánh mắt chớp động mấy lần, bỗng nhiên đem pháp lực tăng mạnh mấy lần. Một cổ cường đại trùng kích từ trong trận văn kia khuếch tán mà ra. Sở Giang Vương thân thể sừng sững bất động, Lý Mộ thân thể tại đạo này trùng kích phía dưới, lùi lại mấy bước. Sở Giang Vương quay đầu nhìn xem Lý Mộ, hỏi: "Thiên huyễn đại nhân, chẳng lẽ ngài pháp lực còn không có khôi phục lại trung tâm cảnh?" lý mộ cười cười nói ra không bằng ngươi thử một chút sở giang vương sát mặt âm tình bất định thiên huyển thượng nhân cho hắn bóng ma thực sự quá lớn gặp lý mộ bình tĩnh như thế nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ không người nói là tiểu vương vừa rồi vô ý đại nhân chớ trách hắn vẫn là có ý định trước đem phong ấn trận pháp bố trí tốt liền xem như hắn có thế thôn phệ vị này nhìn như nhỏ yếu thiên huyển nhưng trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem hắn phân hồn triệt để luyện hóa nếu là thả ra lòng đất hung hồn hắn năm năm này mưu đồ liền đem thất bại trong gan tất nửa canh giờ lặng lẽ trôi qua sở giang vương kích hoạt cuối cùng một đạo trận pháp một lần nữa nhìn về phía lý mộ hỏi đại nhân hiện tại xong chưa mấy vị cường giả còn không có chạy đến lý mộ trong lòng đã có chút lo lắng hắn vắt hết ốc mới chấp vá ra trận pháp này đi ra mặt đất đã bị trận văn phủ kín coi như hắn còn muốn một cái trận pháp cũng không có trống không vị trí Mạnh mẽ dùng trận pháp kéo dài thời gian, sẽ chỉ làm sở giang vương hoài nghi hắn mục đích thật sự. Lý mộ nhẹ gật đầu, nói ra. Được rồi. Sở giang vương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra. Rốt cục có thể bắt đầu hiến tế. Lý mộ vội vàng mở miệng. Chờ một chút. Sở giang vương hỏi. Đại nhân còn có chuyện gì? Vô luận như thế nào, cũng không thể để sở giang vương hiến tế toàn thành bách tính, Lý mộ nghĩ nghĩ, nói ra. Hiện tại còn không phải thời điểm, giờ âm một khắc đồng hồ cuối cùng giữa thiên địa âm khí thịnh nhất, đằng sau mới do cực âm chuyển thành cực dương, lúc kia mới là thập bát âm ngục đại trận uy lực mạnh nhất thời điểm. Còn phải đợi ba khắc đồng hồ. Sở Giang Vương lắc đầu, nói ra. Chậm thì sinh biến, đại trận uy lực đã đầy đủ, không cần chờ cho đến lúc đó. Ba khắc mà thôi. Thiên huyển đại nhân. Sở Giang Vương ánh mắt nhìn chồng chọc vào Lý Mộ, nói ra. Từ vừa rồi bắt đầu, ngươi vẫn tại kéo dài thời gian, ngươi là đang chờ người nào, hay là tại lập mưu cái gì? Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trận Kiếp Diệt Chương 73 Trở mặt Nguồn Mê Truyện Audio.com bị sở giang vương vạch trần mục đích, lý mộ trong lòng mặc dù đã có chút lúng cuốn, nhưng mặt ngoài, hay là đến duy trì trấn định. Sắc mặt hắn trầm xuống, hỏi. Ngươi dám hoài nghi bản tọa? Tiểu vương đương nhiên không dám hoài nghi thiên huyển đại nhân. Sở giang vương lui lại mấy bước, cùng lý mộ giữ một khoảng cách, nói ra. Nhưng thiên huyễn đại nhân hành động, không phải do tiểu vương không nghi ngờ, vì lần này cơ hội, ta đã mưu đồ 5 năm, 5 năm a. Thiên huyển đại nhân biết năm năm này ta là thế nào qua sao? Lý mộ âm thanh lạnh lùng nói làm càng. Sở Giang Vương trên mặt hiện ra một vòng điên cuồng, cắn răng nói: Bản Vương kế hoạch không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, Thiên Huyễn đại nhân cũng không được. Sở Giang Vương không có hoài nghi hắn Thiên Huyễn thượng nhân thân phận, lại hoài nghi lên động cơ của hắn. Hắn vắt hết ốc, kéo dài Sở Giang Vương nửa canh giờ, đã là cực hạn, vừa rồi ngăn cản, hay là để Sở Giang Vương lên lòng nghi ngờ? Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao Lý Mộ không có khả năng trơ mắt nhìn Sở Giang Vương hiến tế quận thành bách tính. Sở Giang Vương vì hôm nay không biết hao tốn bao nhiêu thời gian cùng công phu, đừng nói thiên huyễn thượng nhân, chỉ sợ sẽ là cha ruột ngăn cản, hắn cũng sẽ liều mạng. Sở Giang Vương nhìn xem Lý Mộ, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hỏi. Thiên huyễn đại nhân bộ thân thể mới này, hẳn là vẫn chỉ là hạ tam cảnh A. Lý Mộ mặt không chút thay đổi nói. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thiên huyễn đại nhân không cần lại cùng bản vương cố làm ra vẻ. Sở Giang Vương trào phúng cười cười, nói ra. Bản vương đã nhìn ra, ngươi bất quá là miệng cọc gan thỏ, nghĩ không ra, đã từng cao cao tại thượng thiên huyển đại nhân, cũng sẽ rơi vào hôm nay kết cục như thế. Lý mộ đã nhìn ra, đang thăm dò nội tình của hắn đằng sau, sở giang vương đã không quan tâm hắn có phải hay không thiên huyển thượng nhân, một cái chỉ có đệ tam cảnh ma tông trưởng lão, đối với hắn sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Tấn cấp dục vọng, chiến thắng trong lòng của hắn đối với thiên huyển thượng nhân sợ hãi. Sở giang vương nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi để bản vương thử một chút, vậy bản vương liền thử một chút đi. Phía trên đỉnh đầu hắn, bỗng nhiên có hắc vụ ngưng tụ thành hai cây trường mâu, hướng Lý Mộ bắn nhanh mà tới. Oanh. Oanh. Lý Mộ đứng tại chỗ, hai đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên trường mâu kia, trường mâu sụp đổ, một lần nữa hóa thành hắc khí. Sở Giang Vương thản nhiên nói, "Bản Vương ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có cái gì bản sự?" Hắn cũng không cùng Lý Mộ cận thân chỉ là viễn trình điều khiển quỷ khí công kích lý mộ trước mặt trên bầu trời lôi xà loạn vũ đem sở giang vương tất cả công kích đều trừ khử ở vô hình hắn biết rõ từ đối với thiên huyễn thượng nhân kiên kỵ sở giang vương còn tại thăm dò những công kích này tiêu hao pháp lực đối với sở giang vương tới nói là chính trâu mất sợi lông nhưng tấp nập sử dụng lâm pháp lý mộ thể nội pháp lực lại gần như tiêu hao không chỉ có như vậy ở vào trong thập bát âm ngục đại trận này lý mộ phát hiện những lôi đình này uy lực sau ngày thường suy yếu chí ít ba thành đây là bởi vì tại hắn thi triển đạo thuật thời điểm, có rất lớn một bộ phận thiên địa chi lực, đều ra phủ đỉnh huyết hồng đại trận ngăn cản. Thiên địa vô cực, càng không tá pháp, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Thái ất thiên tôn, lập tức tuân lệnh. Hắn mượn nhờ sở phu nhân pháp lực, lần nữa thi triển trảm yêu hộ thân chú, bạch ất kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, chém về phía sở giang vương. Sở Giang Vương giang hai cánh tay, thể nội tuôn ra vô số hắc vụ, những kiếm ảnh này tràn vào trong hắc vụ, như là trâu đất xuống biển, không có bất luận cái gì âm thanh thân ảnh của hắn từ trong hắc vụ đi ra, tán thán nói. Không hổ là thiên huyễn đại nhân, phổ thông đệ tứ cảnh hung hồn, tại thức thần thông này dưới, đã sớm hôi phi yên diệt, có thể đại nhân có phải hay không xem nhẹ bản vương rồi. Lý mộ trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, tu vi thật sự của hắn, chỉ là đệ tam cảnh sơ kỳ, liền xem như dốc hết toàn lực, cũng không phải chỉ nửa bước đã bước vào đệ lục cảnh sở gian vương đối thủ. Huống chi, hắn ký thác kỳ vọng đạo thuật, bị thập bát âm ngục đại trận tiêu giảm, cũng không phát huy ra lúc đầu uy lực. Lý Mộ đang muốn dự định lấy ra một tấm kia cao giai thần hành phù, cùng Sở Giang Vương chu toàn một chút, trong đầu bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn sở dĩ thi triển không ra bộ phận đạo pháp, không phải là bởi vì hắn pháp lực không đủ, là bởi vì thân thể của hắn không thể thừa nhận những đạo pháp kia dẫn động thiên địa chi lực. Cửu tự chân ngôn sau mấy chữ, cùng đạo đức kinh, lấy hắn hiện tại pháp lực cũng có thể cưỡng ép thi triển, đơn giản là hắn sẽ bị khổng lồ thiên địa chi lực phản vệ mà chết thôi nhưng ở vào trong thập bát âm ngục đại trận này, hắn thi triển đạo pháp dẫn động thiên địa chi lực, sẽ bị trận này suy yếu một bộ phận, rơi xuống trên người hắn lúc, cũng liền chẳng phải khó có thể chịu đựng. Lý mộ lúc này làm ra thủ ấn, lặng tiếng thôi động quyết chữ giả. Cửu tự chân ngôn, càng về sau chân ngôn, dẫn động thiên địa chi lực liền càng khổng lồ, chữ thứ tư lý mộ vốn đang cần tu hành mấy tháng, mới có thể tiếp nhận, giờ phút này đọc lên đằng sau, chỉ cảm thấy có một trận thiên địa chi lực tràn vào thân thể của hắn, để hắn lúc đầu đã sắp khô kiệt pháp lực, một lần nữa trở nên dồi dào trong cửu tự chân ngôn, lâm là lôi pháp, binh là ngự khí, đấu là chiến đấu, giả lại là trực tiếp dùng thiên địa chi lực khôi phục pháp lực. Người tu hành cùng người đấu pháp là sẽ tiêu hao pháp lực, ai pháp lực trước hao hết, ai trước đi vào bại cục. Có thể tùy thời đem pháp lực khôi phục viên mãn, liền tương đương có được vô hạn bay liên tục năng lực, cùng dài sẽ vô địch. Bất quá, tại đối diện là Sở Giang Vương lúc, pháp này cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hắn pháp lực khôi phục tốc độ lại nhanh, cũng sẽ không vượt qua đệ tam cảnh, nhưng cái này thập bát âm ngục đại trận lại là khó được để lý mộ cảm ngộ đạo thuật cơ hội hắn thật nhanh biến ảo thủ ấn trải nghiệm hắn tạm thời còn không có học được chân ngôn sở giang vương gặp hắn đứng tại chỗ bất động trong lòng càng cảnh giác nhớ tới thiên huyễn thượng nhân khủng bố lại lui lại mấy bước hai đạo hồn ảnh từ trong cơ thể của hắn đi ra hướng lý mộ bay nhào mà đi hai cái huyễn hóa hồn ảnh đều có đệ tứ cảnh đỉnh phong khí tức hai tay đều nắm hai thanh hồn đao hướng lý mộ vào đầu bổ tới lý mộ thân thể tự như cá lội trong nước linh hoạt du tẩu tại hai đạo hồn ảnh ở giữa bốn thanh hồn đao vung vẩy kín không kẻ hở lại ngay cả lý mộ gốc áo đều dính không đến quyết chữ đấu có thể làm cho lý mộ không trải qua suy nghĩ chỉ dựa vào bản năng chiến đấu thông qua dự phán địch nhân động tác làm ra bước kế tiếp phản ứng sau một khắc thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại mặc cho một thanh hồn đao chém vào trước ngực của hắn hồn đao kia từ lý mộ trong thân thể xuyên qua lý mộ thân thể cũng không dị trạng dưới chân hắn một khối gạch xanh lại trực tiếp vỡ vụn ra quyết chữ giai là thế thân chi thuật ta đều là vạn vật vạn vật đều là ta có thể chuyển di trình độ nhất định tổn thương lý mộ thân ảnh thối lui thủ ấn lại biến hai đạo xông tới hồn ảnh thân thể quỷ dị dừng ở giữa không trung đằng sau liền trực tiếp sụp đổ bị một trận cường đại thiên địa chi lực giảo sát quyết chữ trận vì nhốt địch chi thuật có thể đem địch nhân vây khốn lấy thiên địa chi lực diệt sát hai đạo hồn ảnh biến mất trong nháy mắt sở gian vương thân thể cũng tại nguyên chỗ biến mất tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện sau lưng lý mộ một quỷ thủ xuyên qua lý mộ thân thể từ trước ngực của hắn nhô ra lý mộ quay đầu lại đối với sở giang vương mỉm cười thân thể dần dần trở nên hư ảo cuối cùng biến mất phía trước cách đó không xa một cái khác lý mộ đứng ở nơi đó lông tóc không thương quyết chữ liệt là phân thân chi thuật có thể trong nháy mắt chế tạo ra một cái hư ảo phân thân bản thể cùng phân thân di hình hoáng ảnh tránh thoát đòn công kích trí mạng có thập bác âm ngục đại trận ngăn cản lý mộ lấy tụ thần tu vi đã có thể tiếp nhận chữ thứ bảy thiên địa chi lực phản phệ, chữ thứ tám cùng chữ thứ chín, hắn có thể cưỡng ép thi triển, nhưng nhất định sẽ thụ thương. Sở Giang Vương thu tay lại, đứng xa xa nhìn Lý Mộ, sắc mặt biến cực kỳ âm trầm. Đây là hắn gặp phải, mạnh nhất, cũng là khó giải quyết nhất tụ thần người tu hành. Thực lực của hắn đã không kém gì vừa mới bước vào đệ ngũ cảnh người tu hành. Không hổ là thiên huyễn thượng nhân, trên người thần thông đạo thuật tầng tầng lớp lớp, dù là hắn tu vi rơi xuống tại đệ tam cảnh, chính mình nhất thời nửa khắc, cũng làm sao hắn không được. Không chỉ có như vậy, bởi vì những đạo thuật này dẫn động thiên địa chi lực sẽ xuyên qua thập bát âm ngục đại trận, 18 quỷ tướng cần trực tiếp tiếp nhận những thiên địa chi lực này, thời gian ngắn ngủi này, 18 đạo cột sáng có chỗ ảm đạm, đại trận uy lực cũng bị suy yếu một thành, tiếp tục như vậy nữa, trận này uy lực sẽ còn tiếp tục yếu bớt. Càng không vô cực, phong lôi thụ mệnh, lòng chiến vu giả, thập phương câu diệt. Thái ất thiên tôn lập tức tuân lệnh. Lý Mộ hai tay lần nữa kết ấn, sử dụng chính là Trảm Yêu Hộ Thân Quyết câu thứ hai chú ngữ, Sở Giang Vương bên người, bỗng nhiên phong lôi đại tác, gió kia là màu xanh, tự hồ muốn đem hắn hồn thể thổi tan, lôi kia là màu tím, bổ vào trên thân, lấy hắn cường hãn hồn thể, cũng không chịu nổi. Nhưng cái này, hiển nhiên cũng còn uy hiếp không đến hắn. Hắn vươn tay, trong tay ngưng tụ ra một thanh xiên thép, âm lãnh cười nói: "Thiên Huyễn đại nhân, nhưng ngài chỉ có chút bản lãnh này, hôm nay coi như không nên trách tiểu vương." Sở Giang Vương thân thể biến mất tại nguyên chỗ, Cùng lúc đó, Lý Mộ cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Hắn không chút do dự tay lấy ra phụ lục, dán tại trên thân. Một thanh xiên thép từ trong hư không xuất hiện, nhưng mà Lý Mộ đã biến mất, nguyên địa chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Sở Giang Vương thân thể hiển hiện, nhìn phía xa Lý Mộ, mặt trầm như nước. Vừa rồi một khắc này, tốc độ của hắn vượt qua tụ thần người tu hành cực hạn, đó là chỉ có động huyền người tu hành mới có tốc độ. Đáng chết, hắn đến cùng còn có bao nhiêu thần thông? hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được khó chơi như vậy tụ thần sở giang vương trong lòng thầm mắng một câu mang theo xiên thép nhanh chóng đuổi tới lý mộ đứng trên bạch ất lấy địa giai thần hành phù ngự không mà đi sở giang vương mang theo xiên thép ở hậu phương theo đuổi không bỏ mỗi khi hắn cùng lý mộ khoảng cách có chỗ rút ngắn lý mộ liền sẽ toàn lực thôi động thần hành phù lần nữa đem khoảng cách kéo ra cái này thần hành phù hiệu dụng có thể duy trì nửa canh giờ đủ để hao tổn đến huyền độ cùng bạch yêu vương các nàng chạy đến sở giang vương tựa hồ nhìn ra lý mộ tâm tư thân thể lơ lửng trên không trung, một lát sau, không quan tâm hắn, rơi vào quốc miếu phía trước trên quảng trường. Hắn nhìn phía trên Lý Mộ một chút, chuẩn bị trước hiến tế quận thành bách tính, tăng cao tu vi. Chờ hắn thành công tấn thăng để lục cảnh nguyên hồn, cho dù cái kia thiên huyễn thần thông huyền diệu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Mộ đứng ở trên trời, cúi đầu nhìn xem Sở Giang Vương. Thôi động thập bát âm ngục đại trận, cần thời gian uống cạn nửa chén trà. Ngay tại vừa rồi, hắn đã nghĩ kỹ đối sách. Lý mộ ngẩng đầu nhìn đại trận màu đỏ ngầm kia, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Hắn chậm rãi rơi trên mặt đất, hai tay kết ấn, trong miệng khẽ nhả mấy chữ về sau, co cẳng liền chạy. Trung tâm trận pháp, sở Giang Vương đang toàn lực thôi động thập bát âm ngục đại trận, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ mảnh liệt tim đập nhanh. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy 18 đạo cột sáng cấp tốc ảm đạm, đại trận màu đỏ ngầm kia, tại kịch liệt trung rẩy một cái chớp mắt đằng sau, ầm vang sụp đổ. Không đợi đến hắn thôi động trận pháp, hiến tế quận thành bách tính, hắn tốn hao vô số tâm tư bày ra đại trận, không có. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông ly trận kiếp diệt Chương 74. Truy sát là minh chủ. Nguồn Mê truyện audio.com. Phốc. Lý Mộ chạy đến một nửa, thân thể liền bỗng nhiên chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức quể oải không ít. Thiên địa chi lực do hắn mà ra, hắn cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát phản phệ. Sở Giang Vương thập bát âm ngục đại trận giúp hắn chặn lại đại bộ phận tụng niệm đạo đức kinh đưa tới thiên địa chi lực, chỉ có cực ít một bộ phận rơi vào trên người hắn. Lúc này Lý Mộ, so với bị thiên huyễn thượng nhân đoạt xá thời điểm cường đại quá nhiều, đạo pháp phản vệ mặc dù hay là để hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng không đến mức mất đi năng lực hành động. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn, huyết sắc màn trời kia đã biến mất, 18 đạo cột sáng, cũng một cái đều không thấy được. Xem ra liền xem như thập bát âm ngục đại trận, cũng ngăn cản không nổi đạo đức kinh trước hai câu dẫn động thiên địa chi lực. Trải qua mấy tháng này không ngừng tìm đường chết thăm dò, Lý Mộ phát hiện, toàn văn hơn 5.000 chữ đạo đức kinh, chỉ có trước hai câu, có thể dẫn động thiên địa chi lực lấy hắn tụ thần tu vi, dưới tình huống bình thường, ngay cả nửa câu cũng vô pháp đọc lên. Vừa rồi vì không để cho Sở Giang Vương hiến tế quận thành Bách Tính, lý do an toàn, Lý Mộ lần đầu đem hai câu chân ngôn toàn bộ đọc lên. Có thế vây chết động huyền cường giả thập bát âm ngục đại trận, tại thiên địa chi lực cường đại kia dưới, chỉ kiên trì ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền trực tiếp sụp đổ, còn lại cực ít một bộ phận phản phệ chi lực, cũng làm cho Lý Mộ trọng thương. May mắn hai tháng này hắn tiến cảnh nhanh chóng, nếu là hai tháng trước đó hắn, tại dưới sự phản phệ này, chỉ sợ cũng không có quốc miếu trước đó, sở giang vương ngẩng đầu nhìn bầu trời, biểu lộ ngốc trệ. Màn ánh sáng màu đỏ ngầm kia không có, hắn không có cảm nhận được 18 quỷ tướng khí tức, nói rõ tại vừa rồi thiên địa chi lực khổng lồ kia dưới, bọn hắn đã tính cả trận pháp, bị cùng một chỗ xóa đi. Hắn tấn thăng để lục cảnh kế hoạch thất bại, 5 năm cố gắng, hóa thành bụi đất. Sở Giang Vương ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, trong tiếng gào này tràn đầy nồng đậm không cam lòng, cùng cực hạn oán hận. Tại trận pháp phá toái một khắc cuối cùng, hắn đã nhận ra dẫn động thiên địa chi lực đầu nguồn. Là tên tiểu bộ đầu kia, bị thiên huyễn thượng nhân phụ thân tiểu bộ đầu. Trong lòng của hắn, không còn có đối với thiên huyễn thượng nhân sợ hãi, có, chỉ là trùng thiên oán hận. Ta muốn ngươi chết. Sở Giang Vương thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng về Lý Mộ phương hướng, cuốn tới. Lý Mộ thương thế không nhẹ, đã không cách nào thôi động tấm kia địa giai thần hành phù, thập bát âm ngục đại trận bị phá hư, hắn vừa mới cảm ngộ chân môn đạo thuật, cũng vô pháp thi triển. Hắc vụ tới gần, hắn điều động lên toàn thân pháp lực một tay kết ấn chuẩn bị liều chết đánh cược một lần lúc một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ một bên bay ra ông lấy lý mộ thật nhanh hướng về nơi xa bỏ chạy lý mộ nhìn xem đột nhiên xuất hiện bạch ngâm tâm không chút do dự đem tấm kia thần hành phù giáng tại nàng trên thân nói ra thôi động phù này hắn đuổi không kịp ngươi thoại âm rơi xuống tốc độ của hai người đột nhiên bạo tăng hưu hậu phương trong hát vụ hiện ra sở giang vương khuôn mặt hắn đem trong tay xiên thép ném ra vật này phá không mà đến, nhấc lên một chuỗi âm bạo, đúng là so thần hành phù tốc độ còn nhanh mấy phần. Xiên thép từ phía sau đâm vào Bạch Ngâm Tâm bả vai, sụp đổ thành hắc vụ, Bạch Ngâm Tâm ông Lý Mộ, thân thể một cái lão đảo, song song ngã nhào trên đất. Sở Giang Vương thân thể chấp mắt đã tới, sau đó lại đột nhiên dừng lại. Một cổ cường đại mà quen thuộc uy áp, xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, Sở Giang Vương đối với uy áp này cũng không lạ lẫm, hắn thập bát âm ngục đại trận, chính là hủy ở uy áp này phía dưới ánh mắt của hắn oán độc nhìn chằm chằm lý mộ cắn răng nói cưỡng ép thi triển ngươi còn không cách nào thi triển đạo thuật không có đại trận ngăn cản ngươi cũng phải chết lý mộ đứng tại bạch ngâm tâm phía trước bình tĩnh nói tiến lên một bước ngươi cũng phải chết sở giang vương trầm giọng nói ngươi không phải thiên huyễn đại nhân lý mộ thản nhiên nói thiên huyễn đã chết ta chết sở giang vương trong lòng bốc lên không thôi ngươi đến cùng là ai ngươi không có cơ hội biết Lý Mộ Ông đã hôn mê bạch ngâm tâm, thân hình tật tốc lui lại, cùng lúc đó, mấy đạo khí tức cường đại, từ phía sau cấp tốc tới gần. Cảm nhận được mấy đạo khí tức kia, sở gian vương sắc mặt đại biến, rốt cuộc không để ý tới Lý Mộ, thân hình tật tốc lui lại. Thập bát âm ngục đại trận bị hủy, hắn tấn cấp thất bại, gặp gỡ mấy tên ngang cấp địch nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy đạo nhân ảnh rơi ở bên người Lý Mộ, một lão giả vội vàng hỏi. Quận thành tình huống thế nào? Lý Mộ nhìn xem bắt quận quận thủ, ngắn gọn nói ra, thập bát âm ngục đại trận đã phá, bách tính không có thương vong, mau đuổi theo sở giang vương. Hảo tiểu tử, ngươi nghỉ ngơi trước, hết thảy chờ lão phu trở lại hẳn nói. Lão giả triệt để nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha hai tiếng, liền hướng sở giang vương biến mất phương hướng đuổi theo. Huyền độ, tiểu ngọc, cùng trần quận thừa, cũng không có nhiều lời, đi theo lão giả trời đi. Bạch yêu vương ân cần nhìn xem bạch ngâm tâm, hỏi. Ngâm tâm thế nào? Lý mộ tay phải tản mát ra kim quang, đặt tại bạch ngâm tâm trên vết thương, nói ra. Bạch đại ca yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Bạch yêu vương đối với hắn nhẹ gật đầu, thân thể tại nguyên chỗ biến mất, truy đuổi sở giang vương mà đi. Thẩm quận úy lưu tại nguyên địa, khó có thể tin nói. Thập bát âm ngục đại trận là làm sao trách, ngươi lại là làm sao ngăn chặn sở giang vương lâu như vậy. Lý mộ nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trong quận thành còn có một số oán linh ác linh, thẩm đại nhân được nhanh chút diệt trừ bọn hắn, ổn định dân tâm. Thập bát âm ngục đại trận, cần đem dân chúng toàn thành đều xua đuổi đến cái kia 18 tên quỷ tướng chỗ địa điểm, đến lúc đó đại trận phát động, những người kia tinh huyết hồn phách đều sẽ bị đại trận rút ra, bị trận nhãn sở gian vương sử dụng. Lý Mộ vừa rồi lừa dối sở gian vương, để hắn tự mình diệt sát thủ hạ đại bộ phận tiểu quỷ, còn có một bộ phận tiểu quỷ lưu lại xua đuổi bách tính, tại thập bát âm ngục đại trận bị phá một khắc này, 18 quỷ tướng liền hồn linh hoạt tán, trên thực tế, liền xem như bình thường hiến tế, cái này 18 tên hồn cảnh quỷ vật, kết cục sau cùng cùng bị hiến tế bách tính, cũng không có khác nhau chút nào. Lúc này tất cả đệ ngũ cảnh cường giả đều đuổi theo vây giết Sở Giang Vương, trong quận thành cần một cái người chủ sự. Thẩm quận úy rời đi về sau, Lý Mộ toàn lực thôi động pháp lực, vì Bạch Ngâm tâm chữa thương. Sở Giang Vương huyễn hóa ra quỷ xoa kia, đã thương nàng đằng sau, cũng đem đại lượng âm quỷ chi khí đều lưu tại trong cơ thể của nàng, Lý Mộ đem pháp lực thôi động đến cực hạn, từng tia hắc khí chậm rãi từ trong cơ thể nàng bị bức bách đi ra một lát sau bạch ngâm tâm long mi thật dài run rẩy con mắt chậm rãi mở ra lý mộ đã bị ép khô một lần cuối cùng pháp lực kiệt lực ngã xuống đất bạch ngâm tâm đỡ dậy hắn ân cần nói ngươi không sao chứ không có việc gì lý mộ lắc đầu hỏi ngươi cảm giác thế nào bạch ngâm tâm một bàn tay vịnh lý mộ một tay khác bưng bít lấy bả vai nói ra ta không sao ngươi cùng sở giang vương nói cái gì hắn lúc kia thế mà không có giết ngươi trở về rồi nói sau đừng để các nàng lo lắng quá lâu bạch ngâm tâm nhẹ gật đầu hai người lẫn nhau đỡ lấy đứng lên chậm rãi hướng vân yên các cửa hàng đi đến còn chưa đi đến liền nhìn thấy mấy bóng người lo lắng hướng bên này chạy tới bạch ngâm tâm yên lặng buông ra lý mộ bạch thính tâm tu vi cao nhất chạy cũng nhanh nhất cơ hồ là chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt lý mộ nhảy đến trên người hắn tại môi của nàng sắp rơi vào lý mộ trên mặt lúc lý mộ kịp thời vươn tay nàng chỉ hôn đến lý mộ trong lòng bàn tay bạch ngâm tâm dắt lấy bạch thính tâm lỗ tai đưa nàng từ trên thân lý mộ kéo xuống đến lý mộ đi đến liễu hàm yên trước mặt nói ra thật xin lỗi để cho các ngươi lo lắng lý mộ chỉ cảm thấy ngực siết chặt liền bị liễu hàm yên ông chặt lấy nàng vuốt ve rất dùng sức tự hồ muốn đem thân thể hai người đều hòa vào nhau giờ khắc này lý mộ từ liễu hàm yên trên thân cảm nhận được một loại hắn lần đầu cảm nhận được cảm xúc cảm xúc này không có nhan sắc nhưng lại hơn được lý mộ trong mắt đẹp nhất nhan sắc hắn đưa tay mất đi liễu hàm yên trong mắt nước mắt nói ra yên tâm đi không sao bắc quận quận thành thập bát âm ngục đại trận bị phá quận nha bộ khoái nha dịch nhào nhào đi ra đầu phố trấn an chấn kinh bách tính bạch vân sơn phù lục phái tổ đình đêm khuya một tiếng xa xăm chung vang đem phù lục phái tổ đình vô số người tu hành đánh thức mấy đạo lưu quan xẹt qua bầu trời rơi vào trên chủ phong mấy tên lão giả râu tóc bạc trắng đứng tại đạo chung phía trước liếc mắt nhìn nhau há miệng không nói gì chỉ gặp chủ phong trước đại điện, trên đạo trung bình yên treo ở nơi này, không biết có bao nhiêu tuế nguyệt, xuất hiện một đầu thật sâu vết nứt. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thuẩy ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã en đã en. Chương 75 Giải thích Nguồn Mê truyện audio.com nửa năm trước đó, mấy năm đều không vang một lần đạo chung, mỗi ngày vang lên nhiều lần. thật vất vả an tĩnh nửa năm, dương huyện lại có nữ tử hàm oan mà chết, trước khi chết lấy ngập trời oán khí, dẫn động thiên địa cộng minh, ra đời đạo thuật mới, khiến cho đạo chung lại một lần vang lên. thời gian qua đi không lâu, đạo chung vang lên lần nữa lúc, vậy mà sinh ra một cái khe. loại chuyện này, từ phù lục phái sáng lập ra môn phái đến nay, gần như không tồn tại. một tên râu tóc bạc trắng lão giả, đứng tại rách ra một cái khe hở đạo chung trước, ánh mắt thâm thúy, trầm mặt không nói. Mạch thứ năm thủ tọa huyền chân tử đi lên trước trầm giọng hỏi sư huynh cái này lão giả chậm rãi nói ra đạo chung vang lên thanh âm cùng đạo thuật mạnh yếu có quan hệ đạo thuật mới càng mạnh đạo chung thanh âm liền càng lớn có thể làm cho đạo chung sinh ra vết trạng chỉ sợ là có chí cường đạo thuật sinh ra lại là bắt quần huyền chân tử biểu lộ nghiêm nghị nói ra cái này chỉ sợ không phải trùng hợp lão giả tiên phong đạo cốt nhìn về phía một tên cung trang phụ nhân nói ra như vậy đạo thuật bắc quận nhất định sẽ có dị tượng xuất hiện sư muội làm phiền ngươi xuống núi một chuyến tra một chút đến tột cùng ra sao nguyên nhân bắc quận ngoài thành năm đạo khí tức cường đại từ năm cái phương hướng đem sở giang vương vây quanh ở trung tâm sở giang vương đỉnh đầu châu ngọc mũ miệng đã rơi xuống tóc rối bù khí tức trên thân quệ oải tới cực điểm đối mặt năm vị ngang nhau cảnh giới cường giả hắn không có một tia bỏ chạy khả năng bắc quận quận thủ nhìn xem hắn âm thanh lạnh lùng nói sở giang vương thúc thủ chịu trói đi sở giang vương miệng lớn thở dốc tả hữu tứ phương phát hiện tất cả đường lui đều bị phong kín trong lòng biết hôm nay đã không cách nào đào thoát hắn ngẩng đầu nhìn đám người nghiêm nghị nói nếu như không phải cái kia lừa đảo chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng nghĩ giết bản vương mấy người im lặng im lặng bọn hắn vô cùng rõ ràng nếu như không phải lý mộ kéo lại sở giang vương chỉ sợ hiện tại sở giang vương đã hiến tế dân chúng toàn thành tấn cấp đệ lục cảnh thời khắc này thợ săn cùng con mồi sẽ triệt để trái lại cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết, lý mộ một cái đệ tam cảnh tiểu tu là như thế nào ngăn chặn Sở Giang Vương dài đến nửa canh giờ, lại là làm sao phá mất thập bát âm ngục đại trận. Bạch Yêu Vương nhìn xem Sở Giang Vương, thẳng nhiên nói: "Đáng tiếc, không có nếu như." Bắc Quận Quận thủ mở miệng nói: "Chư vị, toàn lực xuất thủ, tru sát kẻ này." Năm đạo khí tức phóng lên tận trời, Sở Giang Vương đứng ở chính giữa, ngửa mặt lên trời cười dài, không có người có thể giết bản vương, u minh không được, thiên huyễn không được các ngươi đám rác rưởi này càng không được. Hắn thoại âm rơi xuống, thể nội bỗng nhiên truyền đến một trận mãnh liệt khí tức ba đồng. Bắt quận quận thủ sắc mặt đại biến, lập tức nói. Lui. Đám người phi tốc lui lại, từ sở giang vương vị trí, bộc phát ra một đạo cường đại lực lượng hủy diệt, phá hủy phương viên trong vòng mấy trăm trường, hết thảy sinh cơ. Quận thành. Lý mộ cùng bạch ngâm tâm đều bị thương không nhẹ, liễu hàm yên cùng vãn vãn tả hữu vịnh lý mộ, tiểu bạch cùng bạch thính tâm vịnh bạch ngâm tâm, trở lại chỗ ở lý mộ nằm ở trên giường liễu hàm yên ngồi tại đầu giường không nói một lời yên lặng rơi lệ đây là lý mộ lần thứ nhất gặp nàng rơi lệ hắn nắm tay liễu hàm yên an ủi đừng khó qua ta đây không phải không có chuyện gì sao liễu hàm yên lau lau nước mắt nức nở nói nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ta cùng vãn vãn làm sao bây giờ lý mộ nhìn xem nàng chăm chú hỏi chẳng lẽ ngươi muốn để ta vứt xuống các ngươi một người chạy trốn sao hắn đem liễu hàm yên ôm vào trong ngực nói ra đối với các ngươi nam nhân có chút lòng tin có được hay không chỉ là một cái sở gian vương tính là gì thiên huyển thượng nhân so với hắn lợi hại đi cuối cùng còn không phải thua ở trên tay của ta liễu hàm yên tựa ở lòng ngực của hắn nhẹ nhàng đấm đấm bộ ngực của nàng đều lúc này còn khoe khoang lý mộ nhìn xem nàng nước mắt chưa khô gương mặt xinh đẹp tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái nói ra tin tưởng ta ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi liễu hàm yên không dùng ngôn ngữ đáp lại lý mộ nàng dùng môi của mình hôn lên lý mộ môi Bạch Thính Tâm tại cửa ra vào ho khan một cái, Liễu Hàm Yên cuống quyết từ lý mộ trên thân đứng lên. Ở trước mặt người ngoài, da mặt của nàng vẫn còn có chút mỏng. Nàng chật vật lau lau bờ môi, nói ra. Ta đi xem một chút ngâm tâm cô nương. Lý mộ căm tức nhìn Bạch Thính Tâm, Liễu Hàm Yên thật vất vả có như thế chủ động nhiệt tình thời điểm, lại bị con rắn này phá hủy không khí. Bạch Thính Tâm quay đầu nhìn một chút, gặp Liễu Hàm Yên đã đi xa, bay người lên giường, nhào ở trên thân Lý Mộ, trên mặt của hắn mãnh liệt thân không thôi. Im ngay. Lý mộ nhấc lên khí lực, nắm vút miệng của nàng, cả kinh nói. Ngươi điên rồi sao? Bạch thính tâm cưỡi tại trên người hắn, hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Lúc kia ta đã thề, nếu ai có thể cứu ta, ta liền gả cho hắn, ngươi đem ta cùng tỷ tỷ từ sở giang vương trong tay cứu lại, ta muốn gả cho ngươi. Hồ nháo. Lý mộ trừng nàng một chút, nói ra. Ngươi đã hỏi ta chưa, đã hỏi qua ngươi thẩm thẩm. Bạch thính tâm nói. Ta có thể làm tiểu. Lý mộ cả giận nói ta là thúc thúc của ngươi, ngươi đây là loạn luân, nhanh từ trên người ta xuống dưới. Bạch thính tâm hì hì cười một tiếng, không xuống. Con rắn này là thật điên rồi, Lý Mộ cảm nhận được mấy đạo khí tức quen thuộc cấp tốc tới gần, nói ra. Cha ngươi tới, nhanh một chút đi. Bạch thính tâm biểu môi nói. Đừng nghĩ gạt ta, không xuống không xuống cũng không dưới. Thính tâm. Phía sau truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm, để thân thể nàng rung lên, lập tức nhảy xuống giường, ngoan ngoãn đứng tại nơi hẻo lánh, cúi đầu nói. Cha, Bạch Yêu Vương cùng huyền độ bọn người bước nhanh đi tới, lo lắng hỏi. Tam đệ, ngươi không sao chứ? Yên tâm, không chết được. Lý mộ cười cười, lại hỏi. Sở Giang Vương đâu? Trần Quận Thừa nói. Sở Giang Vương biết không địch lại, tự bạo hồn thể, đáng tiếc thẩm đại nhân không có tự tay cơ hội báo thù. Lý mộ nhìn về phía Bạch Yêu Vương, Bạch Yêu Vương biết hắn muốn nói gì, mỉm cười, nói ra. Sở Giang Vương cùng 18 quỷ tướng còn sót lại hồn lực, ta đã thu lấy. Lâm quận thủ đi lên trước, đối với Lý Mộ nói. Lần này bắt quận có thể tránh thoát trường hạo kiếp này, ngươi coi cư công đầu, bản quan sẽ đích thân dân thư triều đình, vì ngươi thỉnh cầu phong thưởng. Lý Mộ mỉm cười, nói ra. Thân là đại chu lại, chức trách của chúng ta chính là bảo hộ bách tính, đây là hẳn là. Buổi tối hôm nay, ngươi là thế nào ngăn chặn sở Giang Vương? Lâm quận thủ rốt cuộc hỏi nghi ngờ trong lòng, cũng là ở đây tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Lý Mộ đã sớm nghĩ kỹ giải thích, nói ra. Ta lừa hắn nói, quận thành quốc miếu phía dưới, trấn áp một con hung quỷ để thất cảnh nếu là sở giang vương trực tiếp hiến tế quận thành bách tính hung quỷ kia liền sẽ phá phong mà ra đến lúc đó coi như hắn tấn thăng để lục cảnh cũng vẫn là muốn bị hung quỷ kia thôn phệ một con đường chết đám người mặc lộ kinh ngạc hiển nhiên đối với sở giang vương dễ dàng như thế tin tưởng lý mộ biểu thị không có khả năng lý giải lý mộ biết nghi ngờ của bọn hắn tiếp tục nói hắn mới đầu không tin về sau ta giả bộ như thiên huyễn thượng nhân sở giang vương liền không còn hoài nghi ta lừa hắn hao tốn nửa canh giờ chuẩn bị trấn áp hung quỷ kia trận pháp, mới kéo dài đến các ngươi chạy đến. Trần Quận Thường ngạc nhiên nói. Ngươi, giả bộ như thiên huyển thượng nhân. Lý Mộ gật đầu nói. Tại Dương Khâu huyện lúc, thiên huyển thượng nhân một sợi tàn hồn, đã từng muốn đoạt xá ta, may mắn được một vị cao nhân tiền bối xuất thủ cứu, diệt sát thiên huyển tàn hồn, cũng cho ta đạt được hắn một chút còn sót lại ký ức, trong ký ức này, có quan hệ với sở gian vương chuyện của năm xưa, ta chính là dùng những này lừa qua hắn. Lời nói này, Lý Mộ nói nửa thật nửa giả, hắn là thuần dương chi thể, tại dương khâu huyện lúc, thiên huyễn thượng nhân vốn là cùng hắn từng có rất sâu gặp nhau, kết hợp với lý mộ lần trước bằng chứng, giải thích chuyện này cũng không khó. Hiển nhiên, vô luận là trần quận thừa, hay là lâm quận úy, đối với mấy tháng trước, thiên huyển thượng nhân một chuyện, đều rất quen thuộc. Hai người cũng đều biết, lý mộ là thuần dương chi thể, thiên huyễn thượng nhân đã từng ra tay với hắn, lại bị một tên đạo hiệu, lão tử cao nhân cứu, những này đều viết tại bản án kia trong hồ sơ. Lâm quận thủ tán tháng nói. Thời khắc máu chốt, có thế có phần này nhạy bén, thực sự khó được. hắn lại hỏi, thập bát âm ngục đại trận cũng là ngươi phá a? À? Lý Mộ không có phủ nhận, nói ra. lúc ấy, sở gian vương đã chuẩn bị hiến tế toàn thành bách tính, nếu là không phá hư trận pháp kia, quần thành mấy vạn bách tính đều sẽ thành sở gian vương tế phẩm, ta dưới tình thế cấp bách, đành phải lấy chân ngôn chỉ thiên chửi rủa, dẫn động thiên địa chi lực phá hư đại trận, thương thế của ta kỳ thật đại bộ phận đều là bị thiên địa chi lực phản vệ, nếu không phải thập bát âm ngục đại trận ngăn cản chỉ sợ ta sớm đã bị đạo thiên địa chi lực kia gạt bỏ. Trần Quận Thừa sững sờ, ngạc nhiên nói. Cái này cũng được. Lý mộ bất đắc dĩ nói. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cũng đừng không cách khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, cũng may thành công. Trần Quận Thừa ngạc nhiên nói. Thiên địa chi lực mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là tùy tiện liền có thể dẫn động, chẳng lẽ là thường thiên đối với ngươi có đặc thù chiếu cố. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, Lý Mộ hoàn toàn chính xác rất được trời cao chiếu cố, hắn mỗi lần niệm động đạo đức kinh thời điểm, trời cao cũng thật muốn để hắn nguyên địa qua đời. Lý mộ nhìn một chút huyền độ sau lưng Tiểu Ngọc, nói ra. Kỳ thật, ta cũng là thủ Tiểu Ngọc sự tình dẫn dắt. Tiểu Ngọc lặng lẽ nhìn một chút Lý mộ, không nói gì. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, Đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Đông Ly Trận Kiếp Diệt. Chương 76. Ngọc Chân Tử. Nguồn. Mê Truyện Audio. Com. Quân thủ cùng quân úy đại nhân nên rời đi trước, sở Giang Vương tối nay tại quận thành đã dẫn phát cực lớn rối loạn, bọn hắn cần phải đi yên ổn bách tính. Huyền Độ cùng Bạch Yêu Vương cũng tạm thời rời đi. Trước khi đi, bọn hắn đều vì lý mộ thể nổi tiếng vào một tia pháp lực dùng làm chữa thương tiểu ngọc thời điểm ra đi đối với lý mộ nháy nháy mắt ý là sẽ không vạch trần hắn chỉ có nàng cùng lý mộ rõ ràng kỳ thật thức đạo thuật kia dẫn động thiên địa chi lực là không đủ để phá mất thập bát âm ngục đại trần bất quá đạo đức kinh là lý mộ lớn nhất ác chủ bài hắn đã dựa vào nó bình yên vượt qua hai lần tình huống tuyệt vọng tuyệt đối không có khả năng hiện ra tại người. hắn lập nửa thật nửa giả lý do mặc dù có chút sơ hở nhưng người khác căn bản không thể nào kiểm chứng trở lại quận nha trần quận thừa thở phào một hơi nói ra nguy hiểm thật chúng ta những ngày gần đây làm chính xác nhất một việc chính là đem lý mộ điều đến quận nha nếu không có hắn nhanh trí mắng trời phá trận ngăn trở sở giang vương âm mưu cứu toàn thành bách tính hai người chúng ta tối nay đằng sau còn có mặt mũi nào đối mặt bệ hạ đối mặt bắt quận bách tính lâm quận thủ nhìn về phía hắn hỏi trần đại nhân thật tin tưởng lý mộ là mắng trời phá mất sở giang vương thập bát âm ngục đại trần sao trần quận thừa cười cười nói ra mỗi người đều có bí mật quận thành nguy cơ đã trừ hắn là như thế nào phá trận có trọng yếu không hai người nhìn nhau cười một tiếng lâm quận thủ nói mặc kệ trần đại nhân tin hay không bản quan là tin trần quận thừa cười ha ha một tiếng nói ra bản quan cũng tin tối nay bắt quận quận thành vô luận là đối với quan phủ hay là bách tính đều là một một đêm không ngủ huyết sắc màn trời lưu thoáng ác quỷ kia để vô số người nhớ tới còn kinh hồn tán đảm không có ai biết cụ thể xảy ra chuyện gì chỉ là mơ hồ từ người quan phủ trong miệng biết được, có một tên ma đạo, muốn huyết tế quận thành bách tính, cuối cùng bị quan phủ ngăn cản, kế hoạch cũng không đạt được, toàn thành bách tính, có thể trốn qua một kiếp. Bây giờ, cái kia ma đạo hung quỷ, đã bị quận thủ đại nhân cùng quận thừa đại nhân liên thủ diệt sát, trong thành bách tính, đã mất lo lắng tính mạng. Lý mộ từ trên giường đứng lên, thể nội pháp lực đã khôi phục một chút, tối nay sự tình, chỉ có số ít người biết chân tướng. bắt quận quan phủ sẽ không đem hắn ngăn trở sở Giang Vương âm mưu, cứu quận thành bách tính sự tình trắng trận tuyên dương đây là bảo vệ cho hắn, nếu không, ở sau đó thời kỳ, Lý Mộ liền sẽ trở thành ma tông mục tiêu trọng yếu. Hắn ra khỏi phòng, muốn đi xem một chút Bạch Ngâm Tâm, lại biết được Bạch Ngâm Tâm tỷ muội đã bị Bạch Yêu Vương mang đi. Bạch Ngâm Tâm tại thời khắc mấu chốt cứu được Lý Mộ, lại bởi vì Lý Mộ mà thụ thương, tính cả lần trước hiểu lầm, đã là lần thứ hai bởi vì Lý Mộ bản thân bị trọng thương, cái này khiến Lý Mộ lòng có thua thiệt, vốn định sẽ giúp nàng trị liệu một phen, nàng cũng đã rời đi. Đêm đã khuya, ánh trăng trong sáng, trong viện, tất cả mọi người không có ý đi ngủ. Lý mộ ông hóa thành nguyên hình tiểu bạch, liễu hàm yên cùng vãn vãn một tả một hữu kéo hắn, ngồi ở trong sân, nhìn qua đỉnh đầu mặt trăng. Liễu hàm yên đem đầu tựa ở lý mộ trên bờ vai, bỗng nhiên nói ra. Chúng ta là không phải quá yếu, thời điểm then chốt, một chút đều không giúp được ngươi một tay. Lý mộ lắc đầu, nói ra. Là địch nhân quá mạnh. Tu hành giới mười phần tàn khốc. Luyện phách gặp phải địch nhân cực ít sẽ là luyện phách, tụ thần cảnh giới, nhiều khi cũng muốn đối mặt thần thông cường giả, cho dù là người bình thường, cũng có khả năng cuốn vào tạo hóa có thể là động huyền người tu hành âm mưu, trở thành ủng mạng chi quỷ. Nửa năm qua này, Lý Mộ thấy qua rất rất nhiều chuyện như vậy. Thiên huyển thượng nhân nói, kỳ thật có đạo lý riêng của nó, kẻ yếu, ở thế giới này, không có lựa chọn quyền lực. Liễu hàm yên tu vi kỳ thật không yếu, đã so ra mà vượt hàng triết các loại tông môn đệ tử, chỉ là gặp sở giang vương mà thôi. Đừng nói là nàng, liền xem như có được hai tên tạo hóa cường giả bắt quận quan phủ, cũng suýt nữa cắm ở trong tay sở giang vương. Lý mộ vỗ nhẹ bờ vai của nàng, an ủi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, sớm một chút đi ngủ đi. Đêm qua đã khuya mới ngủ, Liễu Hàm Yên cùng vãn vãn đều không có ngủ ngon, Lý mộ ngược lại là ngủ rất say sưa. Tinh thần cùng thể lực song trọng tiêu hao, để hắn ngủ một giấc đến trưa, tỉnh ngủ đằng sau, thần thanh khí sản, mặc dù thương thế trong cơ thể vẫn như cũ không nhẹ, nhưng tiếp xuống chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng liền có thể. Liễu Hàm Yên mang theo giỏ thức ăn đi ra ngoài, rất nhanh lại đi về tới, trong giỏ thức ăn rỗng tuếch, nàng có chút khổ não nói ra trên đường người nào đều không có cửa hàng đóng cửa chợ bán thức ăn cũng không có bán món ăn đêm qua phát sinh chuyện như vậy bách tính mặc dù không có thực tế thương vong nhưng chỉ sợ đại đa số người đến nay còn chưa tỉnh hồn ít nhất phải vượt qua mấy ngày trong thành mới có thể khôi phục trật tự như cũ lý mộ lúc ra cửa nhìn thấy tất cả cửa hàng đều đại môn đóng chặt như liễu hàm yên nói nguyên bản phụng hoa náo nhiệt đường đi liếc nhìn lại cũng không nhìn thấy mấy cái người đi đường trong sinh hoạt tại quận thành bách tính an ổn cả một đời, chỉ sợ đều là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Đại Chu chỉ có 36 quận, Sở Giang Vương dám đem mục tiêu đặt ở một quận quận thành, phù lục phái tổ đình dưới mí mắt, quả nhiên là quỷ đảm bao thiên. Có lẽ chính là bởi vì quận thành trọng yếu, cho nên trước lúc này, không có người suy đoán hắn sẽ chọn quận thành, Sở Giang Vương đi ngược lại con đường cũ, một khi thành công tấn thăng, liền xem như phù lục phái muốn bắt hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Mộ dọc theo đường đi, một đường hướng quận nha đi đến một tên cung trang phụ nhân, đi tại trống trải trên đường phố, ngăn lại một vị người qua đường, hỏi. Nơi này chuyện gì xảy ra, vì sao bên đường cửa hàng, không một mở cửa, trên đường cũng không thấy người đi đường. Không biết. Người đi đường kia nhớ tới đêm qua sự tình, mặt lộ sợ hãi, lắc đầu đằng sau, liền nhanh chóng rời đi. Cung trang phụ nhân nghi ngờ dò xét bốn phía, bấm ngón tay tính một cái, lẩm bẩm nói. Thiên địa chi lực hỗn loạn tưng bừng, cái gì cũng không tính được, xem ra đạo chung vết nước căn nguyên, chính là ở đây nàng đi một đoạn đường mới gặp được một tên khác người qua đường tiến lên đem ngăn lại hỏi xin hỏi quận thành đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao trong thành sẽ là như vậy bộ dáng trước mắt cung trang phụ nhân hiển nhiên là người phụ lục phái tại nàng váy xòe trên ngực trái có một cái huyền diệu phù văn đây là thuộc về phụ lục phái ấn ký xem ra đêm qua sự tình đã kinh động đến phụ lục phái liền xem như lý mộ không nói cho nàng nàng cũng có thể từ quận nha thăm dò được phụ nhân này tu vi lý mộ hoàn toàn nhìn không thấu nói rõ nàng chí ít cũng là tạo hóa cường giả, Lý Mộ ho nhẹ một tiếng, nói ra. Bẩm tiền bối, mà Tông U Minh Thánh quân tọa hạ thập điện Diêm La một trong sở Giang Vương, đêm qua tại quận thành bày xuống thập bát âm ngục đại trận, muốn hiến tế quận thành bách tính, tấn cấp đệ lục cảnh, quận thành bách tính đêm qua bị sở Giang Vương quấy nhiễu, mới có thể như vậy khủng hoảng. Thập bát âm ngục đại trận Cung trang phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hỏi. Thập bát âm ngục đại trận, cần 18 tên hồn cảnh quỷ tu mới có thể bố trí, trận pháp một khi bố trí thành công, nhưng khốn chết động huyền, đêm qua có người ở chỗ này bày xuống thập bát âm ngục đại trận. Lý mộ nhẹ gật đầu, nói ra. Đêm qua quận thành tình huống 10 phần hung hiểm, toàn thành bách tính, suýt nữa bị sở giang vương hiến tế. Cung trang phụ nhân một mặt không tin, nói ra. Nếu thật có người bày ra thập bát âm ngục đại trận, không có hai vị trở lên động huyền cường giả, tuyệt không có khả năng phá trận, quận nha là như thế nào phá mất trận này. Lý mộ lo lắng nói cái này không thể không nâng lên vị anh hùng vô danh kia. Sau một lát, cung trang phụ nhân kia đã từ Lý Mộ trong miệng, nghe được đêm qua trong quận thành tình huống, hắn tay lấy ra phù lục đưa cho Lý Mộ, nói ra. Đa tạ giải hoặc, tờ phù lục này tặng ngươi. Lý Mộ tiếp nhận phù lục, trước mắt không khỏi sáng lên. Thứ này lại có thể là một tấm địa giai phù lục, từ trên đó phù văn nhìn, đây là một tấm địa giai kiếm phù, mặc dù nhìn xem chỉ có địa giai hạ phẩm, nhưng tạo hóa cảnh phía dưới, cũng có thể một kiếm trạm chết phù lục này đối với lý mộ tác dụng không lớn có thể lưu cho liễu hàm yên phòng thân quả nhiên là phù lục phái cao nhân sau quận nha xuất thủ hào phóng nhiều lý mộ đang muốn cảm ơn ngẩng đầu một cái cùng trang phụ nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa lý mộ đắc ý đem phù lục thu hồi đối diện nhìn thấy lý tứ cùng trần diệu diệu dắt tay đi tới lý tứ tiến lên hỏi ta nghe nhạc phụ đại nhân nói ngươi thụ thương không có sao chứ lý mộ nói một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại Trần Quận Thừa hiển nhiên không có cùng Lý Tứ lộ ra càng nhiều chuyện hơn, ba người một đường đi đến quận nha, còn không có bước vào, liền nghe đến trong viện truyền đến đối thoại âm thanh. Quận nha, trong tiền viện, Lâm Quận Thủ đối với cung trang phụ nhân thi cái lễ, nói ra. Gặp qua Ngọc Chân Tử đạo trưởng. Cung trang phụ nhân mỉm cười, mở miệng nói. Quận Thủ đại nhân đã lâu không gặp. Hàng huyên qua đi, Lâm Quận Thủ hỏi. Không biết Ngọc Chân Tử đạo trưởng giá Lâm là có chuyện gì quan trọng? Cung trang phụ nhân nói, Bần đạo vừa rồi đã nghe nói quận thành đêm qua sự tình, lần này phụng trưởng giáo sư huynh chi mệnh xuống núi, chính là vì việc này mà tới. Lâm quận thủ thở dài. Trưởng giáo chân nhân đạo Pháp thông huyền, tại phía xa Bạch Vân Sơn, lại cũng có thể tính tới bắt quận sự tình. Cũng không phải là như vậy. Cung trang phụ nhân lắc đầu, nói ra. Hôm qua trong bắt quận, có đạo thuật mới sinh ra, dẫn phát đạo chung vết trạng, bần đạo lần xuống núi này, là vì đạo chung tổn hại một chuyện mà đến, hiện tại xem ra, Bạch Vân Sơn chủ phong đạo chung tổn hại, phải cùng đêm qua quận thành sự tình có quan hệ. Lý Tứ đứng tại cửa nha môn, quay đầu nhìn một chút Lý Mộ, hỏi. Ngươi đứng ở bên ngoài làm gì, không đi vào sao? Lý Mộ trên mặt cố nặng ra vẻ tươi cười, nói ra. Ngươi đi vào trước đi, ta chợt nhớ tới, ta là đi ra mua thức ăn, ta đi trước mua thức ăn. Đây là bộ truyện thuộc thể loại người thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết, đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại người thú lưu, Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngựa thổi ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã en đã en Chương 77 Người thiên khiển là minh chủ Nguồn Mê truyện audio.com Lý Mộ từng nghe Lý Thanh nhắc qua, Bạch Vân Sơn chủ phong có một nguồn đạo chung. Đạo chung này là phù lục phái một kiện trọng bảo, từ phù lục phái lập phái thời điểm liền có, mỗi khi có đạo thuật mới được sáng tạo ra, dẫn động thiên địa chi lực, vô luận cách xa nhau bao xa đều có thể bị chiếc đạo chung này cảm ứng được. Từ Lý Thanh trong miệng biết được, hơn nửa năm trước kia, Lý Mộ tại Dương Khâu huyện tìm đường chết tiến hành đạo thuật thí nghiệm lúc, chiếc đạo chung kia tại Bạch Vân Sơn chủ phong vang lên không ngừng. Hiện tại thế mà trực tiếp trách ra. Lý Mộ cũng trách ra. Phụ lục phái chiếc đạo chung kia giá trị, không cách nào cân nhắc, bản Lý Mộ cũng đền không nổi, cũng không biết triều đình có thể hay không phụ trách. Dù sao, vật kia Lý Mộ cũng không phải cố ý hư hao, hắn là vì quận thành mấy vạn bách tính. Bạch Vân Sơn nếu như hơi giảng điểm đạo lý, liền sẽ không để hắn bồi, triều đình dù là có một ti đạo nghĩa, liền sẽ không để anh hùng đổ máu lại tốn kém. Phù lục phái cường đại cỡ nào, tránh được nhất thời, không tránh được một thế, lý mộ quay đầu đi hai bước, lại quay người đi về tới. Lâm quận thủ nhìn xem lý mộ đi tới, đối với cung trang Mỹ phụ nói. Quý phái đạo chung bị hủy, chính là hủy ở trên thiên địa chi lực, hẳn là không trách được người khác a." À. Cung trang Mỹ phụ nói. Quận thủ đại nhân hiểu lầm, bần đạo lần này xuống núi cũng không phải là vì truy cứu trách nhiệm, chỉ là phụng trưởng giáo sư huynh chi mệnh, hiểu rõ ở trong đó ngọn nguồn. Nghe được không cần chính mình bồi chuông, Lý Mộ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế. Lâm quận thủ cười cười, chỉ vào Lý Mộ, đối với cung trang phụ nhân nói ra. Nếu Ngọc Chân Tử đạo trưởng nghĩ muốn hiểu rõ hôm qua sự tình ngọn nguồn, hay là trực tiếp hỏi Lý Mộ đi. Cung trang phụ nhân xoay người, ngoài ý muốn nói. Là ngươi. Lý Mộ cung kính không người, nói ra. Gặp qua Ngọc Chân Tử tiền bối. Ngọc Chân Tử bấm ngón tay tính toán, ngoài ý muốn nói. Nguyên lai ngươi chính là vị anh hùng vô danh kia. Lý Mộ Hổ thẹn nói. Không dám nhận, không dám nhận. Ngọc Chân Tử hỏi. Thập bát âm ngục đại trận, là ngươi phá. Lý Mộ hắn giọng một cái, đem đêm qua bộ kia lý do thoái thác, lại dời ra ngoài nói một lần. Ngọc Chân Tử nghĩ nghĩ, nói ra. Bần đạo nghĩ tới, lần trước chỉ thiên chửi rủa, dạy dỗ đến một vị tuyệt thế hung linh, đồ một vị huyền lệnh cả nhà, cũng là ngươi phải không? lý mộ nói vãn bối hổ thẹn ngươi không cần hổ thẹn ngọc chân tử nhìn nhiều hắn hai mắt nói ra từ xưa đến nay người mắng trời oán đất có rất nhiều nhưng mắng trời mắng loại cảnh giới này ngươi là người thứ nhất lý mộ trong lòng hơi vui vì đồng hương này ngọc chân tử đạo trưởng cũng rất tốt lừa gạt nhưng mà sau một khắc cung trang phụ nhân liền tiếng nói nhất chuyển nói ra thiên đạo tuy có linh nhưng trừ lấy đạo thuật dẫn động cho dù là người tu hành chỉ thiên chửi rủa cũng rất ít sẽ có được đáp lại huống chi là dẫn động có thể hủy đi thập bát âm ngục đại trận thiên địa chi lực. Lâm quận thủ nhíu mày lại, hỏi. Ngọc chân tử đạo trưởng hẳn là không tin. Ngọc chân tử nói. Trừ phi hắn lần nữa chứng minh, nếu không, cái này rất khó để cho người ta tin tưởng. Nếu là có thể tại Ngọc Chân Tử cùng Lâm Quận Thủ trước mặt chứng minh, như vậy hắn phá mất sở gian vương trận pháp sự tình, liền không còn có người sẽ hoài nghi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói ra. Chứng minh không khó, nhưng không có thập bát âm ngục đại trận ngăn cản, thiên địa chi lực phản vệ, vãn bối một người không thể thừa nhận. Ngọc chân tử nói. Ngươi chi bằng chứng minh, ta sẽ che chở ngươi. Nàng ném ra ngoài một cái chuông đồng, chuông đồng quay tròn vòng vo vài vòng, liền biến thành một cái chuông lớn, lơ lửng tại lý mộ đỉnh đầu, chuông lớn phát ra kim quan nhàn nhạt, đem lý mộ bao phủ trong đó. Lý mộ ngẩng đầu quan sát, này chuông lớn cho hắn cảm giác an toàn, không thua gì sở gian vương đại trận, cùng trang phụ nhân này, chỉ sợ là phụ lục phái động huyền cường giả. Lâm quận thủ tiến lên một bước, nói ra. Ngọc Chân Tử đạo trưởng, là Bạch Vân Phong thủ tọa, một thân tu vi đã đạt đến động huyền đỉnh phong, ngươi nếu là thuận tiện chứng minh, chi bằng thử một lần, nếu là không tiện, nghĩ đến Ngọc Chân Tử đạo trưởng cũng sẽ không làm khó ngươi một tên tiểu bối. Bạch Vân Phong là phụ lục phái mạch thứ nhất, Lý Mộ suy đoán cung trang phụ nhân này rất mạnh, lại không ngờ tới, nàng lại là Cùng Thiên Huyền thượng nhân ngang cấp cường giả. Ngọc Chân Tử nhìn xem Lý Mộ, nói ra: "Chung này là Thiên giai pháp bảo, có thể chống đỡ cản siêu thoát cường giả một kích, ngươi chi bằng yên tâm." Đây là một cái để hắn bỏ đi tất cả mọi người hoài nghi cơ hội, Lý Mộ đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Hắn nghĩ nghĩ, một bàn tay tại trong tay áo kết ấn, một ngón tay trời, lớn tiếng nói. Địa vậy, ngươi không phân tốt xấu như thế nào địa. Trời cũng, ngươi sai khám hiền ngu uổng làm trời. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng, dùng cấm ngôn chi pháp mặc niệm, đạo, khả đạo, phi hạng đạo. Ông, vừa dứt lời, Lý Mộ bên tai, bỗng nhiên truyền đến một tiếng chung vang, to lớn chung vang, chấn da đầu hắn rung lên một đạo cũng không phải là lực lượng rất mạnh tràn vào thân thể của hắn lý mộ trọng thương chưa lành lần nữa phun ra một nguồn máu tươi hắn lau khóe miệng dùng ánh mắt u oán nhìn xem ngọc chân tử đã nói xong hắn chi bằng yên tâm đâu ngọc chân tử cũng cứ thế ngay tại chỗ nàng nhìn xem trên chung lớn kia một đạo thật sâu vết trạng trên mặt hiện ra vẻ nhức nhối bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần đem chung lớn kia thu hồi đi lên phía trước nắm lý mộ cổ tay lý mộ chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa lực lượng tràn vào thân thể của hắn trong cơ thể hắn thương thế tại dưới nguồn lực lượng này cấp tốc chuyển biến tốt đẹp rất nhanh liền triệt để khỏi hẳn hắn còn tại lo lắng làm hư nàng chuông nàng có thể hay không nổi giận hiện tại xem ra vị này ngọc chân tử đạo trưởng là cái người thông tình đạt lý ngọc chân tử buông tay hắn ra ngạc nhiên nói làm sao lại thành như vậy vì cái gì ngươi có thể gây nên mãnh liệt như thế thiên địa chi lực cái này không nên lý mộ nhún vai nói ra ta cũng không biết hẳn là đây chính là thiên đạo chiếu cố ngọc chân tử dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn thuần dương thuần âm ngũ hành thể chất có thể là trời sinh linh đồng trời sinh khống hỏa khống thủy thần thông đây mới thật sự là thiên đạo chiếu cố những nhân thể chất này vừa ra đời liền có được khác hẳn với thường nhân tu hành thiên phú tiến hành tu hành làm ít công to chỉ cần chỉ thiên chửi rủa liền sẽ dẫn tới cường đại như thế thiên địa chi lực phản vệ đây coi là cái gì chiếu cố đây không phải thiên quyến mà là thiên khiển sẽ không có người hy vọng đạt được dạng này chiếu cố nhưng mà năng lực nhìn như phế vật này lại cứu vãn bắt quận mấy vạn bách tính khổng lồ như thế thiên địa chi lực có thế từ bên ngoài trực tiếp đem thập bác âm ngục đại trần phá hủy đánh gãy tên quỷ tu kia hiến tế nếu không cho dù là có động huyền người tu hành ở đây cũng vô pháp cải biến mấy vạn bách tính bị hiến tế kết cục từ nơi sâu xa hết thảy tự hồ cũng đã nhất định lâm quận thủ vốn cũng không tin giờ phút này thấy cảnh này cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu lẩm bẩm nói chẳng lẽ là bởi vì hắn mắng trời sáng chế câu kia chân ngôn bị thiên đạo để mắt tới rồi cái này giải thích không thông. Ngọc chân tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đồng dạng đạo thuật, hung linh kia thi triển, quy lực không gì sánh được, hắn người sáng tạo này, ngược lại sẽ lọc vào thiên khiển, chẳng lẽ hắn là người thiên khiển, thiên khiển thể chất. Lý mộ một mặt không quan trọng, chỉ cần có thể đem việc này bỏ qua, nói hắn là người thiên khiển hắn cũng nhận. Ngọc chân tử cùng lâm quận thủ đầy đầu nghi hoặc, lý mộ thì là một bụng phiền muộn. Phụ lục phái cường giả vô số, triều đình cao thủ nhiều như vậy, nhưng vô luận là thiên huyển thượng nhân kế hoạch, hay là sở giang vương âm mưu, cuối cùng đều dựa vào hắn một cái hạ tam cảnh tiểu tu giải quyết. Nhất làm cho hắn khó chịu là, giải quyết những chuyện này đằng sau, hắn còn cần biên một hợp lý lý do giải thích, đồng thời hướng tất cả mọi người chứng minh. Liễu Hàm Yên từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Lý Mộ, bất mãn nói. Thân thể ngươi còn chưa tốt, tại sao lại chạy ra ngoài? Ngọc Chân Tử cùng quần thủ chỉ để ý hắn là dùng biện pháp gì phá mất sở Giang Vương Đại Trần, chỉ có Liễu Hàm Yên sẽ quan tâm thân thể của hắn, Lý Mộ nắm tay của nàng, nói ra. Về nhà. Liễu Hàm Yên bị Lý Mộ nắm, sắp đi ra quận nhà lúc, quay đầu nhìn Ngọc Chân Tử một chút. Ngọc Chân Tử cũng quay đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Liễu Hàm Yên. Chờ một chút. Ngọc Chân Tử bỗng nhiên mở miệng. Lý Mộ dừng bước lại, hỏi. Tiền bối còn có chuyện gì sao? Ngọc Chân Tử đi lên trước, đánh giá Liễu Hàm Yên, Liễu Hàm Yên cũng đánh giá Ngọc Chân Tử. Trước mắt cung trang phụ nhân, để nàng có một loại cảm giác rất thân thiết. Ngọc Chân Tử dường như ý thức được cái gì, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, hỏi. Ngươi là thuần âm chi thể. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tỉnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải, mười vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông ly trận kiếp diệt